143, thật hâm mộ huynh đệ các ngươi tình cảm. Ba bong bong, thịnh nộ khó nhịn Trương lão nhị phất tay đem tiểu trên bàn trà bảy biển chén trà cho ném đến trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Trương lão tam đồng dạng càng nghĩ càng giận. Đây chính là bọn hắn thân đại ca a. Lúc trước mở công ty thời điểm liền là đi ra tiền, nói xong thua lô liền nhận, kiếm lời chia đều. Nào nghĩ tới, tên Vương bắt đản này ngay cả thân sinh đệ đệ đều hố. Hô. Lão đại hảo tính toán a. Còn con mẹ nó chuẩn bị mua biệt thự. Chậc chậc Thật mẹ hắn là thân ca ca a. Trương lão tam nói, tự lực ép buộc mình tỉnh táo lại về sau, trương lão nhị hỏi là ai cho ngươi phát ghi âm cái kia môi giới sao trương lão tam gật gật đầu chỉ có thể là hắn nhưng ta không có chừa cho hắn qua mã số của ta cũng không biết hắn làm sao mà biết được những này đều không cần phải để ý đến người ta có thể phát đầu này ghi âm cho ngươi rõ ràng là giúp chúng ta trương lão nhị nói hiện tại mấu chốt là làm sao đối phó lão đại đoán chừng hắn liền sắp trở về rồi vô luận như thế nào phòng này vẫn là đến mua lại trương lão tam nói trực tiếp cùng hắn ngả bài a trương lão nhị lắc đầu phủ định nói không được công ty pháp nhân là hắn tiền cũng luôn luôn đều là hắn quản Hắn đã dám làm như thế, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đường lui, ngả bài, làm không tốt chúng ta một phân tiền đều không cầm về được. Vậy làm sao bây giờ a? À? Trương Lão Tam thở dài một tiếng, chán nản đổ vào ghế sofa trên ghế. Đột nhiên hắn nguyên bản chắc chắn thân tình liền sụp đổ, liền ngay cả tiền tài cũng có khả năng hóa thành hư không. Vô luận là ai đối mặt loại tình huống này cũng không thể bình tĩnh đến xuống tới. Trương Lão Nhị mặc dù là ca ca, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy thúc thủ vô sách. Trương Lão Đại luôn luôn là huynh đệ bọn họ bên trong nhất có chủ ý cùng nhau đi tới, ba người tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên cơ bản đều là hắn quyết định. Nhưng kết quả là hắn vợ ơ ý mà mới là dấu sâu nhất đầu kia bạch nhã lang chỉ bất quá trương lão nhị cùng trương lão tam đều không phải tiên tri thôi qua một lúc lâu trương lão nhị bỗng nhiên nói ra ngươi cho cái số kia đánh tới nhìn xem hắn nói như thế nào trương lão tam cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần lập tức cho trần tấn đánh qua trương tiên sinh ngươi tốt trần tấn đáp cú điện thoại này so với hắn dự đoán tới muốn chế một chút ngươi là vạn sách công ty cái kia tiểu trần trương lão tam hỏi đồng thời mở ra công thả không sai là ta trương lão nhị chất vấn ngươi tại sao muốn đem cái này ghi âm phát cho chúng ta hắn đều đã cho ngươi nhiều tiền như vậy ngươi còn muốn được cái gì trần tấn cười không muốn xem lấy các ngươi bị mình thân đại ca hố cả một đời lý do này đủ sao chúng ta không quen không biết trương tiên sinh trần tấn túc tiếng nói người trên thế giới này nhưng chưa chắc là có quan hệ thân thích liền có thể yên tâm nha bị trần tấn máu rầm rề như vậy hướng phía trong lòng vết thương lại thọc một đau trương lão nhị cùng trương lão tam đồng thời ngây ngẩn cả người lập tức trương lão nhị cười khổ nói ngươi nói không sai ta giúp các ngươi cũng không có muốn được cái gì chỗ tốt chỉ bất quá chính ta cũng là làm ca ca thôi mà lại ta không phải cũng cầm các lão đại của ngươi mười vạn khối tiền rồi sao không thể tính không chỗ tốt trần tấn yếu ớt nói ra "Huống chi nếu như ta cũng có cái đại ca lời nói ta nhất định không hy vọng hắn đối với ta như vậy có một số việc chưa hẳn phải có chỗ tốt mới chịu làm ngay vậy trương lão nhị cùng trương lão tam liếc nhau một cái dùng ánh mắt trao đổi một chút sau đó đồng loạt gật đầu cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn hai huynh đệ lúc này tầm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ vậy ngươi giúp người giúp đến cùng đi hai chúng ta hiện tại không muốn khác chỉ muốn trước tiên đem phòng ở giải quyết trương lão tam mở miệng nói Trần Tấn tự nhiên cũng nghĩ như vậy, thế là cùng hai huynh đệ như thế như vậy bàn giao một phen, sau đó mới cúp điện thoại. Ước chừng 7, 8 phút sau, Trương lão đại điện thoại liền đến, sau đó cũng tới đến giữa chân cửa hàng bên trong. Hắn tiến phòng, gặp tinh thần của hai người đều có chút điện thoại nghĩ đương nhiên cười nói, hai người các ngươi hiện tại thân thể không được a, à? nên bổ liền bổ nha. Nhanh như vậy liền ra rồi. Mới nửa giờ, đây là tăng thêm mấy phút a. À? Khéo thành dạng này. Đừng nói nữa, kỹ sư xấu ép một cái. Cái gì tình thú cũng bị mất. Trương lão nhị không vui nói. Trương lão đại không nghi ngờ gì, chỉ coi hai người là dục hỏa khó bình nôn nóng, tiếp tục nói ta tìm một vòng cái khác môi giới cũng không chịu buôn lậu đơn được rồi chúng ta quá khứ định ra tới đi đi trương lão nhị sụ mặt đứng dậy trương lão tam lại là trực lăng lăng nhìn lấy mình thân đại ca ba huynh đệ từ nhỏ đến lớn từng màn đều tại trước mắt của hắn cực nhanh mà qua tuổi nhỏ lúc cùng một chỗ chịu ba mẹ đánh tới bời lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ trốn học đánh nhau liền ngay cả lao bà của mình đều là lao đại an bài ra mắt cái này nhoáng một cái liền đến trung niên nhưng không biết vì cái gì lão đại kia trường cùng mình cơ hồ mặt giống nhau như lúc giờ này khắc này lại có vẻ như thế lạ lẫm tiền thật sự là thần kỳ như vậy đồ chơi sao lão tam thật muốn bị khuất ban đêm ta dẫn ngươi đi hồng đỉnh thoải mái một chút trước làm chính sự trương lão nhị nhìn ra sự khác thường của hắn ngăn tại trước mặt hắn cau mày nói hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại thầm cười khổ lấy thầm mắm mình rõ ràng đều tuổi đã cao lại còn ngây thơ như vậy thì đương nhiên là cái thần kỳ đồ chơi chật chật hai người các ngươi chơi thì chơi trong nhà đừng làm rộn xẻ ra chuyện hiểu chưa trương lão đại giả bộ tận tình khuyên bảo nói nhưng là thấy hai người đều không phản ứng hắn hắn cũng không quan trọng lắc đầu trước đi xuống lầu rất nhanh ba chiếc xe lần nữa cùng một chỗ lái về phía thanh hòa huyện trần tấn vẫn luôn tại thông qua hoạt điểm dạ đã nhìn xem ba người đọc tĩnh gặp bọn hắn tới liền đi ra cửa đốt thuốc yên tĩnh trở lấy xe dừng lại dẫn đầu vẫn là trương lão đại mặt mày hớn hở mà cười cười phía sau hắn hai người lại một mực mặt tâm trầm tiểu trần chúng ta đã nghĩ kỹ cái này ba bộ phòng ở chúng ta muốn hết trương lão đại đối trần tấn cười nói đồng thời còn hướng hắn giơ lên lông mày đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần tấn gật đầu nói không có vấn đề mấy vị tới trước bên trong ngồi đi ta đến thông chi chủ thuê nhà trương lão đại đáp ứng đi vào trước lão nhị cùng lao tam thì là nhìn thật sâu trần tấn một chút trần tấn đối hai người trở về cái mỉm cười sau đó lấy ra điện thoại gọi cho chủ thuê nhà tại trong phòng họp nhỏ vào chỗ huynh đệ ba người giờ phút này riêng phần mình mang tâm tư Trưng lão đại cố ý thở dài ai kỳ thật theo ta nói cái này một nghìn vạn nếu làn đệm vào sang năm hạng mục bên trong không biết muốn bao nhiêu kiếm bao nhiêu tiền vậy cứ như vậy mua phòng úc cũng thật là chúng ta kiếm tiền không phải là vì mua nhà mua xe qua ngày tốt lành a tiền lại kiếm không hết chứng lão nhị ứng tiếng chứng lão tam thì là một mực trầm mặc chứng lão đại cười cười nói cũng đúng đang tiếp cha mẹ đi sớm, không thể hưởng đến phúc khí của chúng ta nha. Bất quá chỉ cần chúng ta huynh đệ cùng một chỗ, tương lai nhất định sẽ tốt hơn." Hai câu nói rơi, ba người liền trầm mặc. Chủ thuê nhà làm sao còn chưa tới? Trương lão tam bỗng nhiên mở miệng nói, "Cái này có tầm 10 phút đi." Trương lão đại trong lòng cười trộm, đáp ý và phần, trên mặt lại là cao mày nói, "Không phải là xảy ra vấn đề gì à. Môn tại lúc này bị đẩy ra, Trần Tấn dẫn quân quân đi đến, cười nói, "Ba vị, có thể ký hiệp nghị." A? À. Trương lão đại lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, sau đó liền là rời khỏi phẫn nộ. "Tiểu Trần, ngươi làm sao?" hắn vừa định mở miệng chất vấn lại phát hiện hai cái huynh đệ ngay tại bên người chính mắt liếc thấy hắn đành phải xinh xinh đem lời nuốt trở vào trần tấn cười để vương quân ngồi xuống vương quân đem giấy tờ bất động sản đặt tới trên bàn mở miệng khẽ cười nói thật sự là hâm mộ huynh đệ các ngươi tỉnh cảm nha ta nếu là cũng có như thế một bang huynh đệ tốt biết bao nhiêu mấy bộ phòng ở cũng sẽ không cần bán trực tiếp đả thông ở cùng một chỗ không biết nhiều náo nhiệt ha ha chương 144, chức năng mới mở ra vương quân giọng không lớn nhưng lời này uy lực lại không nhỏ xác thực có thật nhiều con một đang trưởng thành cùng sau khi thành niên trong sinh hoạt sẽ hâm mộ từ nhỏ có huynh đệ tỷ mọi người bởi vì loại kia chân chính máu mủ tình thâm chân chính thân mật vô gian ăn ý cùng tình cảm là con một căn bản là không cách nào trải nghiệm một loại tâm tình mà nên mọi người đều đã lớn rồi về sau vô luận gặp gỡ chuyện lớn chuyện nhỏ đều nhiều một cái huynh thuật cùng xin giúp đỡ đối tượng cái này hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau thành toàn người càng là sẽ làm bạn cả người của bọn hắn sinh trương lão nhị cùng trương lão tam tại bọn hắn trước mấy chục năm sinh mệnh cũng một mực tin chắc điểm này cái gọi là huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạt kim ba cái nhà cùng khổ đi ra hải tử từ kiến trúc công trường đám dân quê bắt đầu liều mạng leo lên phía trên rốt cục bọn hắn có công ty của mình lại gặp phải mấy năm này hùng hùng hổ hổ càng ngày càng nhiều phá rỡ hạng mục công ty của bọn hắn giống như theo gió vượt sóng hát vang tiến mạnh nhưng mà cho tới bây giờ công ty đúng là kiếm tiền nhưng tiền càng nhiều về sau lại là đột nhiên bị cái này thao đạn sinh hoạt cho hung hăng đụng một cái eo a trương lão đại giao động không chừng nhìn xem trần tấn ánh mắt bên trong lửa giận cơ hồ biến thành thực chất nhưng trần tấn nhưng lại không nhìn hắn chỉ lo kiểm tra chủ thuê nhà giấy tờ bất động sản giúp chủ thuê nhà thay đổi phí dụng đồng thời còn cho lão nhị cùng lão tam giảng giải giao dịch tương quan quá trình lão đại ngươi tọa hạ nha đứng ngốc ở đó làm gì trương lão tam thẳng như nói trương lão đại chật vật thở dốc một hơi bất đắc dĩ ngồi xuống đến bây giờ hắn cũng chỉ cho là trần tấn tham lam tới cực điểm tại cầm tiền của mình về sau lại còn tiếp tục mơ ước khoản này tiền hoa hồng mà đối với mình hai cái huynh đệ hắn ngược lại là còn không lên mảy may lòng nghi ngờ hắn tự cho là mình tại huynh trưởng như cha nhân vật này bên trên một mực vai trò cực kỳ tốt cực kỳ tốt cho nên khi lấy hai người trước mặt hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lại nói ra phản đối ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, làm xong nói cho ta là được. Trương Lão đại cả người hiện tại cũng nôn nóng đến không được, thế là mở miệng một giọng nói liền đi ra ngoài. hắn là thật thật cảm thấy đau lòng a. À. Số tiền kia nếu như không chia cho hai người mua phòng ốc, liền sẽ nện vào trong công ty. Chỉ cần tiền tiến sổ thu chi bên trên, hắn tự nhiên là có thể thần không biết quỷ không hay cho mỏ ra. lại thêm hắn trước kia mỏ ra những cái kia kim ngạch liền đã phi thường khổng lồ. nghĩ tới mình nhìn qua những cái kia xa hoa khí phái biệt tự, Trương Lão đại liền biệt khuất đến không được. chủ thuê nhà ông Quân Tựa Hồ cũng cảm giác một tia dị dạng, đối Trần Tấn hỏi, Trương Tiên sinh hắn không có việc gì a. À? không có việc gì không có việc gì lại là trương lão nhị đáp hắn liền là cái dạng này trần tấn trong lòng cười lạnh tựa như chính hắn nói đồng dạng một vào một ra nhưng chính là sáu bảy trăm vạn khác biệt nhất là trương lão đại đã đem tiền này coi là mình có không tại chỗ muốn giết mình thế là tốt rồi nhưng hắn mặc kệ hiện tại năng lực của hắn có lẽ còn chưa đủ mạnh nhưng là tại bất động sản lĩnh vực này vẫn còn tính có như vậy điểm không có ý nghĩa thủ đoạn đại khái hai tầm mười phút về sau ba phần mua phòng hiệp nghị liền khởi thảo tốt trương lão tam đi ngoài cửa kêu lên cùng trương lão đại cùng một chỗ lại đi đến ký tên thời điểm trương lão nhị cùng trương lão tam tự nhiên là mừng rỡ mà trương lão đại lại suýt nữa đem bút đều cho gãy một nghìn năm trăm vạn biệt thự đều nhìn kỹ hiện tại lại trở thành ba trăm vạn không đến trung cư cái này khác nhau một trời một vực làm hắn khó mà tiếp nhận đinh trần tấn một bên từ bất đắc di trương lão đại trong tay nổ qua thẻ ngân hàng soát tiền đặt cọc một bên nhìn xem hoạt điểm dạ đã nhắc nhở thành ra ba kiếm lấy điểm tích lũy tháng tám năm một không điểm bởi vì ông quân cũng rất là ngay thẳng điền giá cả thời điểm trương lão nhị thuận miệng nói liền đem mỗi sao phòng tử giá cả ổn định ở hai vạn bất quá cái này cũng rất dễ lý giải ba bộ phòng ở đồng loạt ra tay đã giảm bớt đi hắn quá nhiều phiền phức trần tấn không kịp chờ đợi điểm kích hối đoái chức năng mới đem hộ khách phương tâm lý ba động giám sát công năng cho đổi được tay sau đó điểm kích đại biểu trương lao đại điểm đỏ về sau tại hắn cụ thể tin tức đằng sau lại xuất hiện rất nhiều cái chỉ tiêu trị số đến có tin mừng duyệt giá trị phẫn nộ giá trị bi thống giá trị hiếu kỳ giá trị do dự giá trị hưng phấn giá trị sợ hai giá trị các loại không phải trường hợp cá biệt bất quá nhất làm cho trần tấn cảm thấy quỷ dị chính là hắn lại còn nhìn thấy tịch mịch giá trị cùng dục vọng giá trị chỉ là đến cùng cái này dục vọng giá trị đến cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa hắn tạm thời không có cách nào xác định thôi cũng không biết cùng hắn trong lòng nghĩ cái kia dục vọng có phải hay không cùng một loại cảm xúc lấy không một trăm đại biểu giám sát đối tượng các hạng tâm lý ba động trình độ trần tấn nhìn nói rõ thầm nghĩ cái này một nghìn điểm công năng quả nhiên bưu hắn a có chức năng này ngoại trừ không thể trực tiếp đọc đến mục tiêu ý nghĩ bên ngoài tham khảo những này chỉ số cơ hồ liền có thể trực tiếp phán đoán mục tiêu tâm thái nghĩ đến cái này hắn không khỏi ác thú vị tuân ra đem thẻ ngân hàng đưa cho trương lão đại đồng thời nói ra trương tiên sinh lần này thật cảm ơn các ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta sau đó hắn liền nhìn xem trương lao đại tâm lý ba động trị số chỉ gặp nguyên bản một mực tại ba mươi khoảng trừng vừa đi vừa về khiêu động phẫn nộ giá trị trong nháy mắt liền lên đã tăng tới hơn sáu mươi đồng thời hắn bi thống giá trị cũng tới đã tăng tới hơn năm mươi hai cái này ba động lớn nhất chỉ tiêu lập tức liền nhảy tới trên cùng bởi vậy trần tấn cũng đại khái hiểu trị số này đại biểu cường độ lẽ ra mình dạng này bán trương lao đại phẫn nộ của hắn trình độ có thể nghĩ nhưng liền xem như dạng này phẫn nộ của hắn giá trị mới bất quá hơn sáu mươi mà thôi đoán chừng nếu như nếu là một trăm cường độ lời nói Khả năng liền phải là cựu nhân giết cha loại kia cấp bậc. Trong thấy trương lão đại bi thống giá trị vừa im mà cũng có hơn năm mươi, trần tấn không khỏi cười thầm, cái này hố hàng chẳng những vì tư lợi, hơn nữa còn cực kỳ keo kiệt ta. Cái này vốn nên thuộc về bọn đệ đệ tiền điểm ra ngoài, hắn vậy mà lại bi thống đến trình độ này. Trần tấn ngược lại nhìn về phía trương lão đại biểu lộ, chỉ gặp cả người hắn tấm lấy khuôn mặt cùng ăn như cức, trong lòng cười càng mừng hơn. Sau đó hắn lại nhìn một chút trương lão nhị cùng trương lão tam tâm lý ba động như hắn dự liệu giống nhau như lúc, mặc dù phòng ở là thuận lợi ra mua, nhưng là bọn hắn vui sướng giá trị lại không cao, ngay cả hai chữ số cũng chưa tới nhưng vẫn nộ giá trị cùng bi thông giá trị lại tiêu thăng đến gần tám mươi quả nhiên là tín nhiệm lớn bao nhiêu bị phản bội tổn thương liền lớn bấy nhiêu mà lại tại ký xong hiệp nghị đưa tiễn mấy người về sau phiền phức cũng lập tức liền tới bởi vì vừa rồi ngay trước hai huynh đệ trước mặt trương lão đại không phát tác được cho nên trần tấn vừa xe của hắn vừa lái đi điện thoại di động của mình liền văng lên con mẹ nó ngươi đến cùng cái gì ý tứ trương lão đại nổi trận lôi đình trong điện thoại quát ngươi nói mười vạn ta cho ngươi mười vạn vậy ta để ngươi làm sự tình đâu thảo cảm thấy không đủ tiền ngươi có thể nói thẳng a trương tiên sinh đừng kích động nha ngươi không phát hiện hai ngươi đệ đệ đều rất vui vẻ a à. các ngươi ba huynh đệ có thể liên tiếp ở cùng một chỗ là nhiều ít người hâm mộ không đến phúc khí đâu trần tấn cười nói trương lão đại khai nói tiểu vương bắt đản chơi ta đúng không hừ hãy lợi đấy tốt đến lúc đó nhìn xem là ngươi khóc vẫn là ta khóc chơi liền là ngươi thế nào ai khóc ai là chó con có dám đánh cược hay không nha trần tấn khinh thường nói trương lão đại trực tiếp cúp máy sau đó trần tấn đã nhìn thấy phẫn nộ của hắn giá trị đã tăng tới bảy mươi bị mình chơi như vậy trương lão đại sẽ trả thù là khẳng định nhưng là trần tấn cũng không giả hắn rốt cuộc Huynh đệ bên trong mặt khác hai cái, thế nhưng là đứng tại hắn bên này. Chương 145, đột nhiên rơi xuống con giới. Trần Tấn nhìn xem Trương lão đại đi xa xe, cười cười, một lần nữa đi vào cửa cửa hàng, vừa vặn trông thấy Trương Diệp đứng tại máy đun nước bên cạnh đổ nước uống đâu. "Lão đại, biên lai đi." Hắn đối Trương Diệp hô. Lấy Trần Tấn hiện tại nghiệp vụ trình độ, đã hoàn toàn không cần Trương Diệp từ bên cạnh trợ giúp, cho nên Trương Diệp cũng chỉ biết hắn hẹn hộ khách cùng chủ thuê nhà đến làm đơn, đối với tình huống cũng không rõ ràng. Mà lại Trần Tấn dùng hiệp nghị vẫn là trước đó liền vi quy lĩnh đi, không có từ trong tiệm một lần nữa nhận lấy cho nên không có ai biết hắn ký đơn nội dung cụ thể. Hiện tại nghe xong hắn hô biên lai tử, trương diệp không khỏi vui lên, còn cần ngươi nhắc nhở a? À? Ta nhìn ngươi cũng đã đang cải thẻ, liền trực tiếp báo lên. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, tào lý lương bảy gửi nhắn tin liền đến, chúc mừng tiêu quan trần tấn thắng này mới ký thứ hai đơn. Thứ hai đơn. trần tấn nhìn xem tin nhắn nói với trương diệp, lao đại, ngươi báo sai đi. Báo sai rồi. trương diệp khó hiểu nói, cái gì ý tứ? trần tấn cười ha hả từ trong túi công văn lấy ra vừa rồi ký xong hiệp nghị, đưa cho trương diệp. ngươi tất cả đều làm cho ta sao? trương diệp một tay uống nước, một tay nhận lấy nhìn một chút phúc thảo trần tấn gương mặt có chút có rúm hai lần bởi vì hắn bị trương diệp lập tức cho phun ra cái khắp cả mặt mũi còn mẹ nó là nước trà vàng vàng nhan sắc mang theo trương diệp khẩu khí chạy xuôi tại trên tóc của hắn trên mặt còn có mấy giọt thuận cổ áo chạy vào trong quần áo xẹt qua ngực rơi về phía phía dưới trần tấn sụp đổ nói lão đại ngươi đây là nước nào phong tục a à? đối ta có ý kiến ngươi thì cứ nói thẳng đi bên cạnh nhìn thẩm na đã cười đau cả bụng a à, cho trần tấn đưa qua mấy tờ giấy khăn hắn bất đắc dĩ tiếp nhận bắt đầu lao sửa sang lại đến còn đoán trách đến mức đó sao chẳng phải ký ba đơn mà thôi nhìn ngươi kia chưa thấy qua thị trường dáng vẻ hắn thốt ra lời này xong cửa hàng bên trong cái khác người đại diện liền cũng bắt đầu không bình tĩnh đi lên ba đơn còn mà thôi không mang theo như thế bẩy à? chào a trước diệp một bên cho tào lý lương phát lại bổ sung tin nhắn một bên xấu hổ hỏi đến cùng tình huống như thế nào a à? làm sao một chút ký ba đơn hộ khách là ba cái thân huynh đệ muốn mua kể cùng một chỗ phòng ở ở cùng một chỗ cái kia chủ thuê nhà vừa vặn có dính liền nhau ba bộ phòng ở giá cả cũng cho lực liền trực tiếp thành giao trần tấn tùy ý giải thích một câu nhưng là trương diệp lại cực kỳ nhạy cảm nắm được trong đó một chút không nơi tầm thường lập tức truy vấn tình huống cụ thể nói nghe một chút trần tấn gật gật đầu liền đem lúc ấy nói giá cách tình huống nói một lần t trương diệp hít sâu một hơi nói tiểu trần ngươi có cảm giác hay không đến cái này bích hải hiên giá cả có chút không bình thường à? nói thế nào trần tấn hỏi trương diệp chân thành nói ngươi bộ kia cửa hàng tình huống đặc thù liền không đi nói nhưng là ngươi nghĩ à cái này ba bộ phòng ở mặc dù chủ thuê nhà xác thực có khả năng bởi vì một chút có thể đem ba bộ phòng ở tất cả đều rời khỏi mà hạ giá nhưng bình thường tư duy không phải là biết rõ đối phương liền muốn mua loại này dính liền nhau phòng ở mà đem giá cả cắn đến càng chết ta trần tấn nghe hắn kiểu nói này cũng lập tức tỉnh táo lại trước đó hắn bị suy nghĩ của mình mang vào một cái khác suy nghĩ phương hướng lại là không để ý đến cái này rõ ràng đạo lý ngươi nói có phải hay không là bởi vì bích hải hiên bên trong này chủng loại hình chủ thuê nhà tương đối nhiều cho nên hắn muốn cấp trước khóa kín hộ khách trần tấn cao mày nói đều là phá dỡ hộ trong bích hải hiên có được mấy phòng nhỏ người không phải số ít đâu ta đăng ký phòng nguyên thời điểm liền gặp qua mấy cái cái này bên trên lý đĩnh nghe gặp đối thoại của bọn họ đông nhiên trên miệng nói bích hải hiên chủ thuê nhà giá cả phổ biến đều tương đối lòng đâu ta buổi sáng thăm đáp lễ phòng nguyên thời điểm phát hiện chỉ cần tùy tiện giả lập một khách hộ chèn ép một chút đại bộ phận chủ thuê nhà giá cả đều là mười vạn hai trăm ngàn như thế để phi thường dứt khoát lý đĩnh mở ra lời của mọi người hộ nhao nhao đồng ý nhìn đến hắn nói cũng không phải là tình cờ tình huống trần tấn trong đầu linh quang nói lên bận điệu đối lý đĩnh nói đem phòng nguyên kho bảng báo cáo dẫn xuất đến nhìn xem hiện tại bích hải hiên quân giới rất nhanh máy đánh chữ liền bắt đầu làm việc mấy giây về sau Bích Hải Hiên cư xá bảng báo cáo liền đến Trần Tấn cùng Trương Diệp trong tay. 30041. Thấp như vậy rồi. Trương Diệp khó có thể tin nói, Bích Hải Hiên chủ thuê nhà là đều không hiểu rõ giá thị trường sao? Trần Tấn cũng đối kết quả này vạn phần ngạc nhiên. Hắn hai ngày trước tại đăng ký phòng nguyên thời điểm, cho chủ thuê nhà thống nhất báo giá liền là 3 vạn 1000 tà hữu. Cái giá tiền này so Thanh Hòa huyện hơi thấp ta, là trước kia Trần Tấn để cho tiện thành giao mà đùa nghịch tiểu tâm tư, cố ý báo thấp. Nhưng dựa theo đạo lý tới nói, lại lừa chủ thuê nhà, lên mạng thẩm tra một chút cuối cùng sẽ a. À. Mà lại căn cứ trí nhớ của hắn, lúc ấy đăng ký tiến đến phòng nguyên giá cả chưa hẳn liền so thanh hòa huyện thấp bao nhiêu nhưng vì cái gì mới trôi qua một buổi trưa quân giới liền rất xuống ba vạn tà hữu mà lại hiện tại mới không qua bao nhiêu thời gian còn có đại lượng phòng nguyên không có chỉnh lý qua đây nếu như tiếp qua cái một hai ngày loại tình huống này y nguyên kéo dài lời nói như vậy khi các đồng nghiệp đem bích hải hiên phòng nguyên tất cả đều chỉnh lý một lần về sau quân giới sẽ rất xuống nhiều ít thật chẳng lẽ sẽ như hôm nay hắn thành giao ba bộ phòng ở đồng dạng trực tiếp ngã xuống hai vạn sáu ngàn nhiều quân giới sao vậy cũng thật là đáng sợ đi đều trước đừng thăm đáp lễ phòng nguyên trương diệp dù sao vẫn là có kinh nghiệm quyết định thật nhanh nói tất cả mọi người lập tức đem mình mạng lưới cảng bên trên phòng nguyên tất cả đều đổi thành bích hải Hiên phòng nguyên ảnh chụp cái gì hiện tại trực tiếp đi quay mấy bộ trở về trần tấn vật nghiệp bên kia có thể làm được a à? trương diệp hỏi trần tấn gật gật đầu hắn đã quyết định không ăn ăn một mình cho nên chu tráng bên kia kỳ thật hôm qua liền chào hỏi hiện tại chỉ cần là đeo vạn sách công ty cả vạt người đại diện tại bằng vào thẻ căn cước đăng ký về sau đều có thể trực tiếp tiến vào trong cư xá vậy là được tất cả mọi người nghe cho kỹ tiếp xuống cái gì đều mặc kệ toàn lực chủ đẩy bích hải hiên trương diệp tại cửa hàng bên trong đối mọi người ra lệnh trần tấn tại bên cạnh nghe cũng cảm thấy trương diệp quyết định hết sức chính xác bích hải hiên chủ thuê nhà nhóm vì sao lại xuất hiện loại này toàn thể bán tháo trạng thái làm bất động sản người đại diện tới nói căn bản là lười quan tâm tới bọn hắn chỉ để ý một điểm liền là chỗ đó giá cả thấp chỗ đó dễ dàng thành giao bọn hắn lực chú ý liền để vào đâu đây chính là hiện nay trên xã hội đối bất động sản người đại diện hiểu lầm chỗ cơ hồ tất cả mọi người cho rằng môi giới công ty là trợ giúp đẩy cao giá phòng hấp thủ một trong nhưng trên thực tế đâu kỳ thật môi giới công ty chỉ để ý có hay không thành giao lại không quan tâm giá sau cùng là bao nhiêu bởi vì chỉ có thành giao môi giới công ty mới có thể kiếm được đến tiền thuê còn lại quản ngư giá cả lại cao không thành giao đều là không tốt tương phản vì lợi cho thành giao tất cả người đại diện đều tại mười phần tích cực chèn ép chủ thuê nhà giá cả cho nên tại tuyệt đại đa số thời điểm môi giới công ty là đứng tại hộ khách một phương này về phần mấy năm trước thịnh truyền môi giới liên hợp chủ thuê nhà lên nào hào giá phòng kiếm lấy tranh lệch giá loại lợi đồn đãi này lúc ấy bởi vì bất động sản phát triển quá mức tấn mãnh mà dẫn đến quản lý không nghiêm cho nên xác thực tồn tại qua nhưng đến hiện nay bất động sản giao dịch quá trình đã càng ngày càng quy phạm hóa loại tình huống này đã từ lâu triệt để không tồn tại cho mọi người minh xác tiếp xuống công việc trọng điểm về sau trương diệp đối trần tấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn cùng đi ra trần tấn đi theo đến ngoài cửa sau móc thuốc lá ra đưa cho trương diệp một cây giúp hắn đốt mình cũng đốt một cây mới hỏi lão đại chuyện gì trương diệp hít thật sâu một hơi hé miệng nói liên quan tới bích hải hiên vị trí ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào bích hải hiên vị trí trần tấn buồn bực. Trương diệp lường hắn một cái liền là bích hải hiên cửa hàng cửa hàng trưởng vị trí chương một trăm bốn mươi sáu đối thủ cạnh tranh tờ cờ s của kỷ bích hải hiên cửa hàng cửa hàng trưởng trần tấn dừng một chút làm sao lão đại ngươi có hứng thú trương diệp không kiên nhẫn nói có tin ta hay không thuốc lá đầu nhét trong miệng ngươi a à? cho ta thật dễ nói chuyện trần tấn cười hắc hắc lão đại trừ ngươi ở ngoài hiện tại khu vực bên trong còn có người khác có thể cùng ta tranh vị trí này a à? trương diệp nhìn một chút hắn lắc đầu nói ngươi cũng đừng tự tin như vậy mặc dù nói ngươi trước mắt công trạng là vô địch nhưng thua ở tư lịch thực sự quá nông cạn rốt cuộc ngươi công trạng tiêu thăng cũng tại là hai tháng này hoặc là nói mười mấy ngày nay bên trong sự tỉnh mà thôi trước đó ba tháng ước chừng tương được không trần tấn nhữ nhữ mày minh bạch hắn thực sự nói thật hỏi chẳng lẽ nói lao thao bên kia có động tĩnh ta cũng không rõ ràng trương diệp nói bất quá hôm nay là thứ hai là khu vực quản lý hội nghị thường kỳ thời gian trước đó nghe lão thao đề cập qua đời miệng tựa như là nói đại tây khu năm cửa cửa hàng cửa hàng chỉ đều cho tốt hôm nay mấy cái khu quản lý đều muốn cùng đàm tổng thương lượng một chút cửa hàng trưởng nhân tuyển cùng đàm tổng thương lượng sao trần tấn cảm thấy cười thầm trương diệp tiếp tục nói hiện tại khu vực bên trong có thể cùng ngươi cạnh tranh người đại diện đúng là không có nhưng là làm không tốt sẽ không hàng một cái tới nhà không hàng trần tấn cười nói có thể là ai nha bốn phân khu kế minh trương diệp thốt ra kế minh sao cái tên này hắn cũng là biết đến bởi vì kế minh làm một mua bán người đại diện đồng dạng là hàng tháng trên bảng xếp hạng khách quen hắn đã tiến công ty 3 năm từ năm thứ hai lên tháng 12 bên trong có một nửa tháng đều có thể lên bảng tháng trước trần tấn không gặp vỡ chẳng qua là hắn trùng hợp không có thể mở nhiều như vậy đơn thôi trương diệp nói hắn cửa hàng trưởng cùng ta là cùng một kỳ huấn luyện cho nên tương đối quen thuộc nghe hắn nói bốn phân khu khu quản lý kỳ thật đã sớm nghĩ thăng hắn thế nhưng là bốn phân khu bên trong không có chỗ ngồi trống cho nên cuối tuần thời điểm chính hắn đi đi tìm đàm tổng giống như liền là xin vượt khu tấn thăng minh bạch trần tấn ưng tiếng mặc dù vượt cấp trực tiếp tìm lãnh đạo cấp cao là tối kỵ nhưng là kế minh lại có chút tính đặc thù rốt cuộc làm một ba năm lão công nhân công trạng lại luôn luôn đột xuất trần tấn xem chừng hắn tìm đám tư cũng là đạt được mình khu quản lý đồng ý cho nên ngươi sau đó phải bắt lấy bích hải hiên cái này một đợt thời cơ a trước Diệp nói ta khẳng định sẽ hết sức giúp ngươi nhưng kết quả cuối cùng thế nào còn phải xem chính ngươi công trạng đinh thùng thùng hai người điện thoại tại lúc này đồng thời văng lên vẫn là tào lý lương bảy gửi nhắn tin vô nắn chúc mừng tiêu quan trần tấn liên tục xuống tam nguyên trình diễn mũ ảo thuật tháng này đã mới ký bốn đơn trần tấn đắc ý dơ dơ lên điện thoại đối trương diệp cười nói xem ta như thế nào đem hắn đặt tại cái này bóng loáng trên mặt đất ma sát tiểu tử ngươi được rồi mở đơn đã chính nghĩa ta liền không đả kích lòng tự tin của ngươi trương diệp cười điện thoại nhưng lại văng lên hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện tao mày nhận nói vài câu về sau nhìn về phía trần tấn ánh mắt bên trong đầy không hiểu được rồi ta đã biết để cho ta trước tìm hiểu một chút tình huống lại nói trương diệp cúp điện thoại đối trần tấn hỏi tổng bộ phục vụ khách hàng bên kia tiếp đãi một khách hộ khiếu nại ngươi tại bích hải hiên tờ danh sách bên trong có lừa gạt hộ khách hành vi đối phương yêu cầu giải ước đồng thời để chúng ta gánh chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng trần tấn vui vẻ trương trung phúc thiên vương bắt đạn này động tác khá nhanh a à. trương diệp gật gật đầu tình huống như thế nào phục vụ khách hàng bên kia đều nhanh nổ thuyết khách hộ tại tổng bộ cãi lộn còn kém lập bàn người đầu tiên chờ chút đã trần tấn nói cũng quay người gọi điện thoại sau một lát hắn quay đầu hướng trương diệp nói giải quyết giải quyết trương diệp không hiểu ra sao nhưng phạm là nhau đến tổng bộ đi khiếu nại từ trước đến nay đều là đáng ghét nhất chín thành chín kết quả đều là người đại diện bồi thường tiền xong việc hắn không hiểu rõ trần tấn lòng tin đến từ chỗ đó nhưng trần tấn y nguyên tự tin gật đầu nói yên tâm đi trương diệp nhịn không được cười lên đối với trần tấn thủ đoạn hắn thật là càng ngày càng xem không hiểu cùng lúc đó vạn sách công ty tổng bộ phục vụ khách hàng bộ bên trong trương tiên sinh tâm tình của ngài chúng ta hoàn toàn có thể lý giải cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn phục vụ khách hàng một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngồi xổm ở trương lão đại trước mặt mềm giọng mềm giọng nói trương lão đại liếc mắt nhìn hắn cao giọng nói ta là bởi vì tin tưởng các ngươi nhãn hiệu mới lựa chọn công ty của các ngươi nhưng các ngươi người đại diện mang ta nhìn phòng thời điểm căn bản liền chưa nói qua đây là dọn trở lại phòng dọn trở lại phòng tiên là người ở sao ta tiêu ba trăm vạn liền mua bộ bã đậu nha trương tiên sinh trong này nhất định có hiểu lầm gì đó chúng ta đã thông chi người đại diện cửa hàng trường tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả tiểu tỷ tỷ y nguyên duy trì một cái cực kỳ khiêm tốn tư thái trương lão đại tức giận hư một tiếng dù sao vô luận như thế nào phòng này các ngươi phải giúp ta giải ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng một phần cũng sẽ không ra chính các ngươi đi cùng chủ thuê nhà giải thích đi hắn lời còn chưa dứt, điện thoại di động trong túi văng lên lão nhị chuyện gì hắn nhận tức giận nói Trương lão nhị ngữ khí bình thản tại đầu bên kia điện thoại nói ra lão đại ngươi về trước công ty làm gì ta cái này vội vàng đâu hắn không kiên nhẫn nói ta cùng lão ta mời cái kiểm tra sư trở về nghĩ bàn kết toán sổ sách kế toán nói muốn chờ ngươi trở về mới dám cho chúng ta sổ sách Trương lão nhị nói Trương lão đại trong lòng lập tức lạnh một nửa bàn sổ sách làm sao hảo hảo nhớ tới bản chương mục người chờ một chút ta lập tức liền trở lại dứt lời hắn ngay cả chào hỏi đều không để ý tới đánh liền vội vã sông ra môn làm cho cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rất là im lặng tao đỉ a tám rất nhanh liền từ hoàn vũ trung tâm ga ra tầng ngầm lao vùn vụt mà ra điên cùng giống giận hướng phía huynh đệ ba người cùng một chỗ đầu tư cùng một chỗ kinh doanh công ty lao vụt mà đi gắng sức đuổi theo trương lao đại cuối cùng đến công ty giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy dấu chấm hỏi bởi vì hắn không nghĩ ra mình có chỗ nào lọt chân ngựa ra ngoại trừ hôm nay mua phòng ốc vấn đề này chẳng lẽ là Trương lão đại nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trong lòng càng là lo lắng. Tiến công ty, hắn liền thẳng đến phòng tài vụ đi, đã thấy một đám người chen tại bên trong, bên trong, thậm chí còn có mặc đồng phục người. Lão nhị lao tam, các ngươi đây là muốn làm gì? Trương lão đại nổi trận lôi đình hô, muốn bàn sổ sách cũng không cùng ta nói trước một tiếng. Mang người liền đến. Trong mắt các ngươi còn có hay không ta người đại ca này? Lão đại, ngươi giống cái gì? Trương lão tam đi đến trước mặt hắn, mà không thay đổi chậm rãi nói, để Trương lão đại táo bạo giống như một cái trọng quyền đập vào trên đông, không chỗ thi lực, tiếp theo suy kiệt. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? trương lão đại có chút không hiểu hỏi trương lão nhị tiến lên phía trước nói lão đại đem kết sắt mở ra đi liền là bàn kết toán sổ sách mà thôi không ý tứ gì khác trương lão đại nhữ mày cả giận nói các ngươi mang theo như thế một đám người còn có mặc đồng phục cũng cứ gọi không ý tứ gì khác tóm lại ngươi hôm nay là mở cũng phải mở không ra cũng phải mở ta cùng lão nhị nhất định phải đem trướng bàn rõ ràng trương lão tam đột nhiên tựa như là phát điên đồng dạng cùng hùng nói đối mặt hai cái thân đệ đệ bức thoái vị trương lão đại sắc mặt bắt đầu dần dần biến mạch khó nhọc nói có phải hay không cái kia người đại diện nói với các ngươi thứ gì a à, cái này còn trọng yếu hơn sao trương lão nhị đau thương cười nói lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền quang. chương một trăm bốn mươi bảy cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn ta thế nhưng là các ngươi thân đại ca chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không chịu tin tưởng ta trương lão đại giả bộ như đau lòng nhức góc bộ dáng chất vấn hai người trương lão nhị cùng trương lão tam liếc nhau một cái đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra quyết tuyệt ai trương lão nhị thở dài lão tam thả cho hắn nghe nghe đi trương lão tam gật gật đầu mở ra trần tấn phát cho hắn cái kia ghi âm ta có thể trực tiếp cho người sáu vạn chỉ cần ngươi cùng ta hai cái đệ để, để nói kia ba bộ phòng ở mua không xuống là được tiền này càng nhiều người trong nhà liền dễ dàng gấp phát hỏa nhớ tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới cũng không thể tặng không không phải nhưng làm phiền người trong nhà mặt mũi lại ngượng nghịu chỉ có thể ra hạ sách này lão đại ta chính là nhớ tiền cho nên mới muốn bàn sổ sách nha trương lão tam giờ phút này cũng bình tĩnh lại quái thanh quái khí phải nói trương lão đại thì là đứng chết chân tại chỗ cả người liền cùng mất hồn đồng dạng trương tổng mở cửa sao trong công ty tài vụ thận trọng tiến lên hỏi hắn không trả lời lại đem trong túi chìa khóa chậm rãi móc ra đưa cho tài vụ trương lão nhị hướng phía hắn tìm đến người phất phất tay một đám người nối đuôi nhau mà vào tại trương Lão đại trong văn phòng vơ vét ai trương lão nhị gặp Lão đại cái dạng này thở dài ngồi trước đi hắn nói giật một thanh cuối cùng ba huynh đệ rốt cục lại một lần nữa ngồi xuống một trường sofa bên trên trương lão nhị ngồi ở giữa vẫn cười một tiếng móc ra trong túi thuốc lá hủy đi đóng gói nói ra cái này tinh phẩm hoàng hạt lâu một trăm khối một bao phóng tới ba bốn năm trước là nghị cũng không dám nghĩ lao tam ngươi còn nhớ rõ ngươi bên trên mùng hai năm đó a à? ngươi bị miệng méo cho cắt nói về sau ta từ lớp mười đoạn người lão đại ở cấp ba hơn người bốn mươi năm mươi người đem miệng méo ngăn ở bọn hắn trong phòng ngủ kém chút liền đem cháu trai kia đánh chết còn có mẹ đi năm đó chúng ta ở phòng ở bị thu hồi đi ba người cùng một chỗ tại vòm cầu dưới đáy ngủ nửa tháng còn may là mùa hè nha liền là con mối quá lợi hại kém chút liền cho ta nâng lên cắn đúng rồi đúng rồi còn có không bốn năm trên công trường chạm vào đến trộm mấy cái trộm cắp điện bị ngươi ngăn chặn một đám mao tặc vậy mà liền dám động đao lão đại còn thay người chịu một đao lão nhị đừng nói nữa Trương lão đại đã là lệ rơi đầy mặt nghẹn nào không do nói Trương lão tam cũng là cười thảm, nói hàm hồ không rõ, ta lúc ấy nói, cái mạng này là lao đại cho. Đời này đều sẽ nghe hắn. Đến. Thuốc như vậy thuốc lá, chớ lãng phí. Trương lão nhị trực tiếp xuất ra ba cây thuốc lá đến, nghĩ đồng nó đốt, kết quả làm thế nào đều điểm không đến, bởi vì nước mắt đồng dạng mơ hồ hắn ánh mắt. Trương lão đại ngửa đầu thở dài một hơi, là ta có lỗi với các ngươi hai. Trách ta, mà quỷ ám ảnh. Lão đại. Trương lão tam mình cầm qua một điếu thuốc, nỗ lực nóng lửa, kỳ thật nếu không có hôm nay cái này một gốc dạng, ta cùng lão nhị thật cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới ngươi coi như xe của ngươi là tốt nhất, y phục của ngươi là tốt nhất, liền ngay cả tẩu tử đồ trang sức đều là nhiều nhất. Chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới. Hàng năm chia hoa hồng, ngươi cho nhiều ít, chúng ta liền tiếp bao nhiêu. Thế nhưng là tại sao vậy? Tại tiền trước mặt, chúng ta thân huynh đệ tình cảm liền thật ngay cả cái rắm ngay cả cái rắm? Đều không bằng sao? Trương Lão Tam không chịu được, khóc không thành tiếng, một cái chạy bốn tờ đại nam nhân, cứ như vậy bộ mặt khóc lên. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Cầu tiếp theo đâu? Bất quá chỉ là ba cái đại nam nhân cũng không đoái hoài tới trong phòng làm việc này còn có ngõ giáo giác nhân viên ôm đầu khóc lên trương tổng một cái đeo kính nhã nhặn nam tử đi ra cửa tao mày nói sơ bộ tính ra người ca ca chí ít tham ô một nghìn vạn trở lên cụ thể đến tốn thời gian xem kỹ còn có một số tiền đi hướng không rõ cộng lại đoán chừng cũng có thể có hơn 10 triệu trương lão nhị trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người hắn khó có thể tin nhìn về phía mình thân đại ca ngó mặt lẩm bẩm nói lao đại làm sao sẽ nhiều như thế hai năm này công ty hiệu quả và lợi ích kỳ thật thật rất tốt trương lão đại nhắm mắt lắc đầu cái này, mấy người mặc chế phục người cũng ra, kiểm tra một mực tiếp tục đến tới gần lúc tan việc mới kết thúc, chỉ bất quá kết quả cuối cùng, trương lão nhị cùng trương lão tam đều không quan tâm, bọn hắn hôm nay tìm mặc đồng phục đến, dự tính ban đầu chẳng qua là hù dọa một chút lão đại thôi, cũng không có thật muốn thế nào, nhưng là tại chứng cứ vô cùng xác thực tình hồ giới, những này trên quan trường người muốn thực hiện chức trách, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn được, trương lão đại sớm đã bị bắt đi, cùng một chỗ bị câu, còn có cái kia tài vụ, theo lúc tan việc đến, trong công ty dần dần vắng lạnh xuống tới, chỉ còn lại hai huynh đệ cái y nguyên sững sờ ngồi, cuối cùng trương lão tam đối ca ca hỏi kia lão đại phòng ở làm sao bây giờ mua đi tẩu tử cùng chất nhi không còn phải sinh hoạt ta trương lão nhị đương nhiên nói không phải mới vừa nói sao liền là bao nhiêu năm vấn đề nhưng là mặc kệ bao nhiêu năm hắn ra cũng vẫn là chúng ta đại ca nhà trần tấn một tay cầm đùi gà một tay cầm điện thoại nghe nghe hắn sẽ rách gặm cắn động tác dần dần ngừng lại nghiêm túc nghe kia hắn sẽ phán bao nhiêu năm trần tấn nghiêm túc hỏi đối diện nói hai chúng ta không lên tố luật sư nói ba năm trở lên mười năm trở xuống bất quá ngươi yên tâm đi ba bộ phòng ở chúng ta vẫn là sẽ đều mua lại rốt cuộc vợ con hắn không có sai chúng ta đến chiếu ứng ngươi cũng đừng quá khó chịu chuyện này với hắn chưa hẳn liền là chuyện xấu tìm một chút môn lộ lời nói hẳn là hai ba năm liền có thể ra trần tấn giờ phút này cũng không có đùa cận tâm tư rất nghiêm túc đề nghị Ừm, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp đi cúc điện thoại trần tấn liền yên tĩnh trở lại nụ cười trên mặt cũng đã biến mất ngồi đối diện hắn phương cường khó hiểu nói trần ca tình huống như thế nào còn hai năm ba năm cương tử nếu có một ngày người khác cho ngươi một số tiền lớn để ngươi bán ta ngươi sẽ làm sao trần tấn bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi phương cường phốc liền cười ngươi cho rằng ngươi là ai có cái gì đáng giá ta bán sao ha 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 không biết xấu hổ trần tấn lập tức một đầu hát tuyến bởi vì biết được trương láo chuyện đại sự mà có chút tạm nhiên tâm cảnh cũng trong nháy mắt liền tươi đẹp ta nói là nếu như sao hắn cười hỏi phương cường khinh thường nói tình cảm huynh đệ không phải dùng tiền có thể tính toán bán huynh đệ nhưng là muốn thiên lôi đánh xuống sự tình ta nào dám làm mặc dù biết phương cường lời này đơn thuần tại nói mỏ nhưng trần tấn vẫn là nghe được hắn trong lời nói kia cố kiên định đừng nhìn phương cường bình thường tùy tiện giống như không đầu không đôi dáng vẻ nhưng là tại một ít thời điểm trần tấn luôn có loại hắn mới là thông minh nhất ảo giác gặp phương cường trong mâm đều không thức ăn trần tấn cười cười đem mình còn lại một cái khác đuổi gà đẩy đi qua ta dựa vào phương cường đầu tiên là vui mừng sau đó lập tức cảnh giác nói trần ca trước đó tuyên bố a à. ta đối nam nhân thật không hứng thú ở con mẹ nó chứ cho chó ăn cũng sẽ không cho ngươi ăn trần tấn trực tiếp cầm lấy đuổi gà ném vào bên trên thùng rác cả người đều muốn không xong liền cái này hàng thông minh mẹ nhà mày trứng đi lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại trần con chương một trăm bốn mươi tám thể sống chết không làm quỷ phong lưu ăn uống no đủ về sau Chân tấn cùng Phương cường lại về tới cửa hàng. Nếu là tại thường ngày, thời gian này không xếp tới trực ban người chỉ sợ sớm đã rút lui. Nhưng là theo hôm nay cả một cái ban ngày đối Bích Hải Hiên phòng nguyên sửa sang lại đến, tất cả mọi người giống điên cuồng đồng dạng phấn khởi. Bởi vì tại Lâm trước khi tan việc, Trương Diệp lại kéo một phần Bích Hải Hiên bảng báo cáo. Buổi chiều mọi người lại trao đổi gần 300 phòng nguyên về sau, Bích Hải Hiên quân giới đã hạ xuống hai vạn chín ngàn hơn. Cái giá tiền này cùng hiện tại Thanh Hòa huyện ba vạn một, ba vạn hai so sánh nhìn qua cũng không thấp nhiều ít, nhưng thật đặt ở mỗi căn phòng bên trên, nhưng chính là hai ba vạn trên lệch. Nhưng mà hai cái cư xá lớn nhất bán điểm hoặc khu lại là giống nhau như lúc tại loại này rõ ràng giá cả trên lệch dưới tiếp xuống bích hải hiên có thể nói là nghị không náo nhiệt cũng khó khăn liền ngay cả buổi tối hôm nay tiểu chu cùng tiểu hoàng đều đã đã hẹn hộ khách mang nhìn chính trần tấn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này cho nên một mực ngồi tại cửa hàng bên trong nhìn xem hoạt điểm giá đạ chờ lấy tiếp theo khách hộ chỉ bất quá không biết là thứ hai quan hệ vẫn là nguyên nhân gì khác trần tấn một bên tiếp tục sửa sang lấy phòng nguyên một bên trông coi hoạt điểm giá đạ lại từ đầu đến cuối đều không có chờ đến muối hộ khách nhắc nhở hắn xem chừng hẳn là thời gian còn quá ngắn nguyên nhân một cái cư xá phòng nguyên từ mạng lưới trải đến tại hộ khách quần thể trung sản sinh nổi tiếng vẫn là cần nhất định lên men chu kỳ ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm chuẩn bị xuống ban khi về nhà lại chợt phát hiện hoạt điểm dạ đa địa đồ bên giới xuất hiện một cái điểm đỏ mà không có bất kỳ cái gì mới hộ khách nhắc nhở là đã thành giao hộ khách sao trần tấn ấn mở nhìn một chút cười chiều nay lấy thanh hòa huyện nhanh chóng đi tới hộ khách lại là cung sán trần tấn đứng dậy cách tủ kính nhìn xung quanh đi chỉ gặp một cố đường hộ cực quang đứng tại ven đường chính là cung sán mới tỏa giá ngược lại là nghe lời cực kỳ nha cái này cực quang mặc dù cũng coi như hàng hiệu xe sang trọng nhưng tương đối tao khí bi em z bốn tới nói cũng đã điệu thấp rất nhiều trần tấn nghĩ đến lại xem xét cung sán tâm lý ba động vui sướng giá trị hơn chín mươi trần tấn nhữ mày chẳng lẽ nói hắn lập tức cho tưởng nghệ hàm gọi điện thoại ngươi đã đem số dư lấy ra giao cho cung sán rồi hắn không hiểu hỏi tưởng nghệ hàm không có vấn đề nói đúng thế dù sao hợp đồng trên tay ta một phần khác cũng trên tay ta chứng cứ đều tại số tiền kia ta chụp lấy ngược lại chọc giận nàng sinh nghi ngươi nhìn ta đã tại tận lực phối hợp ngươi chuyện ngươi đáp ứng ta lúc nào làm được cái này lại nói ngươi có phải hay không ngay cả phòng ở chìa khóa đều cho nàng rồi trần tấn lại hỏi không sai biết trần tấn trong lòng thầm mắng ngốc tiếu trực tiếp cúp điện thoại khó trách cung sán vui sướng giá trị sẽ cao thành cái dạng này đâu Lừa gạt vay tiền lấy được phòng ở cũng cuối cùng cũng đến tay đối với nàng một cái tọa thai nữ tới nói trên cơ bản liền là nhân sinh đã viên mãn mà. trần tấn mắt thấy cung sán liền muốn trải qua cửa tiệm trong lòng hơi động lách mình đến nơi hẻo lánh dấu đi qua đại khái nửa phút trần tấn lần nữa hiện ra thân hình lúc cung sán đã nhanh tiến cư xá đại môn hắn không nói hai lời liền đuổi theo tiến sau đại môn lập tức từ khắc một cái thông đạo chạy tới hai mươi tòa vượt lên trước ngồi thang máy lên lầu không bao lâu đứng tại trong thang lầu bên trong trần tấn đã nhìn thấy thang máy lại tại vận hành hắn cười cười tại trong thang lầu bên trong tránh tốt trở lấy đinh cửa thang máy mở ra cung sán mặt mày hớn hở từ bên trong đi tới vừa móc chìa khóa còn bên cạnh ngâm nga bài hát vừa mở cửa phòng ra lại đột nhiên bị người từ phía sau che miệng lại trực tiếp đem nàng cho đẩy vào trong phòng cung sán bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh nỗ lực muốn la lên miệng lại bị che đến nghiêm nghiêm thật thật chỉ phát ra thanh âm nước quãng trần tấn tận lực đè ép cuống họng nói không muốn có việc liền thành thật một chút cung sán hoảng sợ nhẹ gật đầu không còn ý đồ kêu cứu cảm giác được che miệng lòng tay ra một chút về sau nàng hoảng sợ nói đại ca ngươi muốn cái gì ngươi cứ lấy cầu ngươi chớ làm tổn thương ta nếu như ta muốn cấp cái sắt đâu hắc hắc trần tấn cười nói cung sán lúc này mới phát hiện thanh âm có chút quen thuộc nỗ lực về sau nhìn lại mới phát hiện lại là trần tấn trần tấn cũng bông lòng ra nàng tự lo cười tủm tỉm đi đến phòng khách ngồi xuống là ngươi nha cung sán lung túng nói làm ta sợ muốn chết à ngươi ngược lại là có một bộ nha vô thanh vô thức ngay cả số dư mang chìa khóa đều giấu giếm ta đoạt tới tay rồi trần tấn cười lạnh nói cung sán như mày bất đắc dĩ nói ta cũng là hôm qua mới cầm tới chìa khóa hôm nay chẳng qua là đến xem còn có gì cần mua thêm lại nói ngươi muốn tiền ta cũng đã cho ngươi phòng này vốn chính là ta nên đến chúng ta đều thanh toán xong ngươi còn muốn ta như thế nào ta không phải mới vừa nói rồi sao ta muốn cướp cái sắc trần tấn nên ngang nửa nằm đến trên ghế salon tận lực mập mở nói cung sán giật mình thần sắc âm tình bất định cuối cùng giống như là bỗng nhiên nghi do rằng cái gì giống như vẻ u sầu giết hết đổi lại một khuôn mặt tươi cười nàng cắn môi đi đến phòng khách cởi xuống giày cao gót cứ như vậy đi chân không tới trần tấn trước mặt chậm rãi cúi người xuống lộ ra danh sâu hoắm cười quyến rũ nói ta nhất định sẽ làm cho người hài lòng nói nàng trực tiếp liền nhấc chân cưới lên trần tấn trên lưng hai tay chống lấy lồng ngực của hắn mà mẹ nó trần tấn hô to một tiếng hai tay phát lực một tay lấy cung sán ném tới một bên đau đến mồ hôi lạnh chảy dòng đừng nói hắn đối cung sán dạng này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân một điểm tình thú đều không có cho dù có hiện tại mình đầy người tổn thương cái nào trải qua được như vậy dày vò? đây chính là thật xảy ra nhân mạng trần tấn cũng không muốn nhân sinh của mình vừa mới có khởi sắc liền chơi chết dưới hoa mẫu đơn biến thành một con quỷ phong lưu cung sán lại là không do nội tình cả người đều ngây mẩn cả người Nghe xong trần tấn nói cướp cái sắc nàng nghĩ đương nhiên tin là thật rốt cuộc nàng đối với mình tư sắc vẫn rất có tự tin lần này làm cho nàng bị hôn mê rồi lao tử đối ngươi không hứng thú trần tấn thử lấy răng nhữ mày nói cung sán lộ ra một mặt bị khuất giả bộ nói vậy ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào a à? được rồi được rồi ngươi bộ công phu này đối ta vô dụng nhận lấy đi trần tấn không kiên nhận nói nói từ trong túi công văn lấy ra lần trước từ tổng bộ lấy ra cung sán giấy tờ bất động sản ném vào trên bàn trà Ngươi giấy tờ bất động sản hắn nói thật cung sán vui mừng liền muốn đưa tay cầm lại bị trần tấn một thanh đẻ xuống hắn cười nói lúc đầu lần trước liền muốn cho ngươi kết quả ngươi để cho ta rất thất vọng nha gặp cung sán túi đầu không nói hắn lại nói cái tiêu tiểu bạch kiểm là cái đầu gà cho nên nói ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng bằng không ngươi lại cùng hắn lẫn bảo sơ ý một chút bị hạ điểm mặt trắng nghe hắn kiểu nói này cung sán kinh ngạc ngẩng đầu lên nói mặt trắng đúng hắn liền là dùng mặt trắng không chế những nữ nhân kia chật chật bằng thân hình của ngươi khuôn mặt ta đoán chừng hắn cũng không bỏ được để ngươi ra ngoài bán khẳng định mình hưởng thụ trần tấn ánh mắt tùy ý quét sạch cung sán toàn thân cao thấp chế nhạo nói chờ chơi chẳng hắn rồi lại để cho ngươi bán cứ việc cung sán toàn thân cũng còn che phủ nghiêm nghiêm thật thật nhưng bị trần tấn không chút kiên kỵ ánh mắt nhìn vẫn còn có chút không được tự nhiên trần tấn cười cười cũng lời lại đùa nàng nói thẳng ta hỏi ngươi một lần nữa còn muốn kiếm tiền sao đương nhiên cung sán không chút do dự nói trần tấn gật gật đầu chu lập hải gần nhất cùng một cái gọi hạ dương phi kiến trúc thương tại tiếp xúc ngươi biết sao lấp lánh chuyện bởi lịch ở tại con 149, khắc chế. Hạ Dương Phi. Cung Sán lại lặp lại một chút cái tên này, tựa hồ đang nhớ lại. Trần Tấn gật gật đầu, "Đúng, nghiên kỷ cũng không lớn, đoan chừng khả năng dáng dấp còn thật đẹp trai." Cung Sán nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra giật mình thần sắc, "Này, Hạ Dương Phi nha, ta nhớ ra rồi, người quen biết cũ. Người quen biết cũ?" Trần Tấn không hiểu hỏi. Cung Sán cười nói, "Đúng, trước kia tại gạ gạ quẩy rượu thời điểm nhận biết, hắn là ta một cái tiểu tỷ muội khách quen, nói đến, ta lần thứ nhất nhìn thấy Lao Chu, liền là hắn mang tới. Vậy ngươi cùng Hạ Dương Phi, có hay không?" trần tấn cười đối nàng hỏi cung sán bật cười đừng đùa đàn ông các ngươi liền xem như đi buổi chiếu phim tối tầm hoan tác nhạc cũng sẽ không thích làm anh em đồng hao hoặc là tìm tới mới hoặc là tìm nhận biết hắn mang lão chu tới ngày ấy lão chu liền bao ta một rồi hắn làm sao có thể lại tìm ta nha trần tấn trừng mắt nhìn thầm nghĩ cái này không đúng rồi nói như vậy cung sán hẳn là cùng hạ dương phi không có quan hệ gì mới là như thế nào lại phá hủy hắn cùng tưởng nghệ hàm hôn sự đâu bất quá tình huống này để hắn có chút nào không hiểu chán nờ dê lẽ lại tưởng nghệ hàm nhận là người quan tâm nàng đâu dù sao đem vấn đề này xong xuôi liền cả đời không qua lại với nhau trần tấn nghĩ đến đồng thời bắt đầu tính toán lên làm sao lợi dụng cung sán phá hư hạ dương phi cùng chu lập hải quan hệ cung sán gặp hắn không nói thận trọng hỏi ngươi nói kiếm tiền đường đi chu lập hải tại sinh ý phương diện sự tỉnh ngươi hiểu bao nhiêu trần tấn hỏi ngược lại cung sán lắc đầu ta mới tiến công ty không bao lâu mà lại hắn an bài ta tiến công ty lại không trông cậy vào ta làm cái gì liền là nuôi mà thôi vậy chính ngươi đâu lan lộn một bộ phòng một chiếc xe đã cảm thấy chấm dứt ta trần tấn nhìn xem con mắt của nàng nói cung sán cứ như vậy cùng hắn nhìn nhau sau đó càng thêm kiên định lắc đầu không ta muốn càng nhiều trần tấn cười nói ra vậy liền nhìn chính người bản sự nói tóm lại ngươi trước hết nghĩ biện pháp tiếp xúc đến chu lập hải sinh ý rồi nói sau muốn kiếm tiền dù sao cũng phải chính ngươi trước đáng tiền đúng không trước kia ngươi là bán thịt nhưng là tiếp qua mấy năm ngươi cái này thân thịt liền không đáng giá đến lúc đó sợ là lấy lại đều không ai muốn ở trần tấn không có cho nàng lưu một chút xíu mặt mũi trần chùi nói với cung sán cung sán đầu tiên là ngẩn ra đường này sau đó cười chỉ gặp nàng ngồi ở trên ghế salon đem bàn tay tiến mình dưới váy chậm rãi đem một đầu màu đen tờ bạt cởi xuống tới nhìn chừng chừng lấy trần Tấn nói lần trước ta nói miễn phí ngươi không muốn hiện tại thế nhưng là lấy lại sáu trăm ngàn đâu ta cái này thân thịt ngươi muốn không trần tấn làm nuốt nước miếng một cái giật giật thân thể thuận thuận huynh đệ của mình không phải cấn đến hoảng đồng thời cực lực ngăn chặn mình trong bụng đoàn kia dục hỏa khẽ cười nói không muốn cũng không cần không thể nhận cung sán đầu tiên là giật mình sau đó che miệng cùng thiếu ta làm sao nhớ kỹ ngươi lần trước cực kỳ uy manh a à? không phải là có cái gì chướng ngại a à? nàng chế nhạo nói trần tấn cười nói đừng cầm bộ này đối phó ta không dùng được bất quá ta cũng không phải ghét bỏ ngươi chỉ là thân thể xác thực không tiện mà thôi thân thể không tiện cung sán lộn xộn cho tới bây giờ chỉ nghe nữ nhân nói thân thể không tiện làm sao nam nhân cũng sẽ là à? sau đó nàng chỉ thấy trần tấn bông ra áo khoác vén lên áo của mình lộ ra ra thịt cái này đây là để ngươi đánh cung sán khó có thể tin nói nhìn xem kia từng đạo vết thương nàng không tự chủ được dùng mình một cái não bổ hình tượng càng làm cho nàng sợ hai và phần cho nên nói có đôi khi thật đúng là hâm mộ nữ nhân các ngươi à, hai chân một chương liền cái gì cũng có trần tấn nhàn nhạt nói thu thập xong quần áo cung sán xẹp xẹp miệng đối với hắn từ chối cho ý kiến trần tấn lại nói hạ dương phi gần nhất cùng chu lập hải rất thân cận khẳng định là muốn cầm hắn hợp đồng ngươi chỉ cần đem hạ dương phi cho cái nhiễu ta có thể giúp ngươi giật dây giới thiệu một cái khác kiến trúc thương đến lúc đó chỗ tốt ta tự nhiên cũng sẽ không thiếu đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn hướng hạ dương phi mật báo lựa chọn thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý đi dù sao ta cũng chỉ là cái tiểu người đại diện mà thôi bắt ngươi không biện pháp gì đúng không trần tấn nói đã đi hướng cổng vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn Cung Sán một chút, hai người nhìn nhau một lát, đồng thời cười, Trần Tấn đi ra ngoài rồi đi. Xác nhận Trần Tấn đã đi về sau, Cung Sán cũng mất trước đó kia cô vui sướng, mà là ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Nàng hoàn toàn không rõ Trần Tấn vì sao lại đối với mình yên tâm như vậy, trực tiếp liền đem lời nói cho nàng nói rõ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ mình thật đi cùng Hạ Dương Phi mật báo? Sau đó, Cung Sán kinh ngạc phát hiện, cho Hạ Dương Phi mật báo, mình tựa hồ cũng không thể được cái gì chỗ tốt. Chẳng lẽ là dùng cái này đổi lấy Hạ Dương Phi hảo cảm? Gặp ủy, hắn hảo cảm đối với mình có ý nghĩa gì? trói chặt lao chu đối với nàng mà nói mới là chính đồ mà lại coi như hạ dương phi biết có người muốn đối phó hắn nhưng trần tấn là cái bán nhà cửa người đại diện hạ dương phi là cái kiến trúc thương không liên quan nhau hai người biết lại có thể thế nào tìm người thu thập trần tấn dừng lại sao nàng nhớ tới trước đó trên người trần tấn nhìn thấy qua những cái kia tổn thương cười trần tấn cũng không giống như là sẽ biết sợ loại chuyện như vậy người đây này nhưng là trái lại nếu như mình lựa chọn giúp trần tấn thông qua trần tấn giật dây cho chu lập hải giới thiệu mới kiến trúc thương từ đó đi từ từ đến hải thịnh bất động sản hạch tâm vòng tròn bên trong nàng ngắm nhìn một phía nhìn xem bộ này xa hoa phòng ở cái này còn không tới đầu đâu cung sán vẫn cười cười ai nói trích có nam nhân mới có thể lấy có dạ tâm nàng lại ngồi một hồi tính lấy tranh lệch cùng chu lập hải thông điện thoại hỏi một chút hắn hành trình sau đó cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi tại cửa trước chỗ mang dậy thời điểm nàng nhìn thấy to lớn rơi xuống đất mình trong kính cung sán đứng dậy bày mấy cái xinh đẹp tạo hình tự đủ thật lấy lại đều không cần a nàng nhớ kỹ mang nàng nhập làm được ma ma có một lần uống nhiều quá nói qua với nàng một câu nói như vậy còn được ở mình dục vọng người là đáng sợ nhất cung sán nhớ tới hạ dương phi biểu hiện tại trong bao xương cùng yến tử trực tiếp chạy đến phòng vệ sinh điên loan đảo phượng nhìn nhìn lại trần tấn vừa rồi cái kia bộ vị rõ ràng đã sung huyết nở ra quy mô còn không nhỏ lại bị hắn sinh sinh nhịn xuống kia cỗ phong khinh vân đạm bộ dáng làm cho cung sán thật đúng là coi là trần tấn có cái gì công năng chướng ngại đâu so sánh dưới lập tức phân cao thấp nghĩ như vậy cung sán liền ra cư xá lên xe rời đi mà trần tấn cũng đã về đến nhà bộ phòng này bên trong có một cái bồn tắm lớn hắn đổ đầy nước nóng bỏ đi quần áo cả người ngâm đi vào đối với làm dịu sưng đau nhức ngâm nước nóng một biện pháp rất tốt chỉ bất quá trong thoáng chốc trần tấn đột nhiên nhớ tới cung sán vừa rồi bộ kêu kiểu mỹ thần thái lập tức liền lên phản ứng thật mẹ nó không tiền đồ trần tấn cười nhạo mình đồng thời cũng cảm thán tiền tài đúng là sinh sôi dục vọng mạnh nhất chất xúc tác lần trước tại trong quán ba bị cung sán đùa dỡn hắn phi thường nhẹ nhõm liền nhịn được bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết coi như nghĩ cũng không được mà lần này hắn thật đúng là phí đi nhiều khí lực cái gọi là nam nhân có tiền liền xấu đi tại tuyệt giới đại đa số tình huống đều là thành lập bởi vì hiện tại cái này coi trọng vật chất nhân đại hầu bao độ dày trực tiếp liền đại biểu nam nhân lực lượng độ dày người một khi đã có lực lượng dục vọng tự nhiên sẽ kéo lên tỷ như vừa rồi coi như trần tấn ăn cung sán chẳng những không cần giao một phân tiền trái lại cung sán khả năng còn phải nhìn mặt hắn sắc dưới loại tình huống này chỉ có ba loại người có thể nhịn được có công có thể chứng ngại cùng đồng chí cùng trần tấn dạng này người Ừm. trần tấn phát ra một tiếng rên rỉ trong nước phiêu đãng lên một sợi đậm đặc chất lỏng màu nhũ bạch hắn buông ra tay đột nhiên cảm giác được mình có phải thật vậy hay không hẳn là tìm nữ nhân lại tiếp tục như thế ngũ cô nương đều nên mài ra kén lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại con. chương một cửa hàng trưởng nhân tuyển hô đàm tư đi vào phòng làm việc của mình thật dài thở dốc một hơi rất cảm thấy mệt nhọc bởi vì dọn trở lại phòng có thể thị giao dịch tin tức quá mức xảy ra bất ngờ làm cho mấy người bọn hắn cao tầng lãnh đạo cuối tuần đều không được sống yên ổn liên tiếp mở hai ngày hội đến hôm nay thứ hai khu vực quản lý hội nghị thường kỳ đối với tháng này nghiệp vụ an bài cũng có trước mặt mấy ngày đầu tháng hội nghị hoàn toàn khác biệt an bài bất đắc dĩ bất động sản là như thế một cái phi thường dễ dàng thụ ảnh hưởng ngành nghề có đôi khi cho dù là một cái tin đồn cũng có thể cho ngành nghề mang đến ảnh hưởng thống chi là cái này thực sự chính sách biến động cho nên hội nghị hôm nay từ buổi trưa một mực tiếp tục đến trong đêm tất cả tham dự người đều bị làm đến mọi mệnh không chịu nổi nhưng mà nàng vừa ngồi xuống cửa ban công lại bị người góp vang tiến Đàm tư hoạt động cứng ngắc cổ nhữ mày theo tiếng cửa bị đẩy ra đi vào là hai cái khu vực quản lý ba phân khu khu vực quản lý tào lý lương cùng bốn phân khu khu vực quản lý diêu đạt Đàm tư có chút lạ mình rõ ràng chỉ hô diêu đạt làm sao tào lý lương cũng theo tới rồi ngồi đi nàng hướng hai người gật gật đầu chuyện gì diêu đạt nhìn một chút tào lý lương cũng không biết đối phương có cái gì sự tỉnh bất quá đều là một cái đại khu cũng không có gì tị húy gặp tào lý lương nhấc nhấc tay để hắn trước nói thế là diêu đạt mở miệng tiểu thầm nghĩ đàm tổng ngươi tìm ta có chuyện gì nha đàm tư sụ mặt không vui nói ta nói là diêu ngươi là không có số di động của ta đâu vẫn là mình ra mặt quá mỏng loại chuyện này ngươi để người đại diện tới tìm ta nói như cái gì lời nói diêu đạt ngượng ngùng nói là chính hắn yêu cầu nha ta ngẫm lại cũng không có vấn đề gì lớn hắc <laughs> hắc gặp hắn từ chối đàm tư lường hắn một cái diêu đạt vì cái gì không dám cùng mình câu thông nàng rất rõ ràng tháng đại tây khu nhiều như vậy khu vực số hắn diêu đạt quản lý bốn phân khu chiếm hữu suất thấp nhất chỉ có hai mươi phần trăm nhiều nếu không phải ba phân khu chiếm hữu suất tương đối cao giúp hắn trà sát cái bờ mông tây đại khu tổng chiếm hữu suất đoán chừng còn khó nhìn hơn số liệu ra cùng ngày nàng đã thối dậy dỗ diêu đạt dừng lại hắn nào còn dám mình hướng họng súng đụng nha đàng tư nhìn xem hai người lại đối tào lý lương hỏi lão tạo ngươi có cái gì sự tình đàng tổng bích hải hiên bản điếm đã bắt đầu trùng tu đoán chừng số hai mươi tám có thể giao phó sử dụng số hai mươi chín đem máy tính phối lập tức có thể buôn bán cho nên cái cửa hàng trưởng này nhân tuyển ta nghĩ thương lượng với người thương lượng tào lý lương nói đều nhìn chằm chằm bích hải hiên ai đàm tư thở dài tào lý lương khó hiểu nói đàm tổng ý lời này của ngươi là lao diêu tự ngươi nói đi đàm tư đối diêu đạt nói diêu đạt được không xấu hổ quay đầu đối tào lý lương cười nói lao tạo ta trong vùng kế minh ngươi hẳn phải bị ta biết tào lý lương gật gật đầu công trạng rất tốt cái kia nhà ta công ty doanh nhân còn có thể không biết diêu đạt nói đúng không hắn đều làm ba năm người đại diện lại không thăng không thể nào nói nổi nhưng là ta trong vùng cửa hàng ngươi nhưng ít hơn nhiều ngươi cái này lại mở nhà tiệm mới ta nghĩ đến có phải hay không đem kế minh an bài đến ngươi trong vùng đi làm cửa hàng trưởng? An bài đến ta trong vùng? Tào Lý Lương lập tức đột khởi lông mày, phản bác, không tốt lắm đâu. Chúng ta trong vùng đều an bài không đến đâu. Lại nói, người lợi hại như vậy, ngươi bỏ được thả đi. Diêu Đạt cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý? Thiên Khôn công ty tổng thanh tra đều tự mình đi tìm kế minh, đáp ứng hắn chỉ cần đi ăn máng khác, lập tức làm cửa hàng trưởng, mà lại sớm cho hắn dự lưu một cái khu vực quản lý vị trí. An bài đến người trong vùng, tổng hắn đi ăn máng khác rất nhiều a. À? Cái này, Tào Lý Lương hiểu được Diêu Đạt tan cái gì tâm. Kế Minh công trạng đột xuất, tư lịch cũng đủ không thăng hắn đúng là không đạo lý nhưng là bốn phân khu không có cửa hàng trưởng chức vị trong chỗ nếu như không cho hắn vượt khu vực tấn thăng thật đi ăn máng khác đến thiên khôn công ty đi trực tiếp biến thành bốn phân khu họa lớn trong lòng hắn bốn phân khu vì cái gì chiếm hữu suất làm không tốt không phải là bởi vì thiên khôn công ty đại bản doanh đâm vào bốn phân khu bên trong a làm thiên khôn công ty cửa hàng mật độ lớn nhất khu vực diêu đạt cũng là có khổ khó nói ta không đồng ý tào lý lương không chút do dự phản đối nói nói đùa loại này cụ khoai nóng bỏng tay mình ăn không vô hướng ta cái này ném Nam mơ đến lúc đó thật đến đây vạn nhất một cái nghị quần lại nhảy ránh có thể biến đổi thành ba phân khu sự tình. lao tạo ngươi trong vùng có kế minh còn lợi hại hơn người đại diện sao diêu đạt có chút không vui tào lý lương hử cười nói tại sao không có ta trong vùng nhưng có cái tiêu quan kế minh cầm qua tiêu quan sao người cái kia người mới một tháng tiêu quan có thể chứng minh cái gì thật là diêu đạt không dối gần nói lại nói kế minh lợi hại như vậy ta thế nhưng là cho người tặng lễ nha tào lý lương cũng lời cùng hắn tranh luận quay đầu nhìn về phía đàm tư nói đàm tổng vấn đề này còn phải ngươi tới quay tấm rốt cuộc bích hải hiên cổng mặt tiền cửa hàng vẫn là trần tấn tìm tới đây này hắn đây là tại nhắc nhở đàm tư đừng quên trần tấn là chủ thuê nhà sự thật loại chuyện này nha như là đã phát sinh cũng không cần thiết nhiều tuyên dương càng ít người biết càng tốt dù sao đối với trần tấn tào lý lương đã triệt để nghĩ thông suốt rồi đã không làm gì được hắn mình còn không học một ít đại vũ trị thủy hướng dẫn theo đã phát triển đâu húng chi đàm tư đã ở trước mặt hắn mấy lần ngoại sáng trong tối che chở trần tấn tào lý lương cảm thấy riêu đạt ý nghĩ khẳng định sẽ bị trực tiếp bắt bỏ nhưng là nào nghĩ tới đàm tư lại mở miệng nói chính kế minh ý nghĩ cũng đã nói với ta chỉ cần có có thể nói Hắn vẫn là nguyện ý tiếp tục tại vạn sách công ty làm tiếp, mà lại hắn công trạng sát thực đột xuất, dựa theo biểu hiện của hắn, kỳ thật hai năm trước nên thăng hắn, chỉ bất quá một mực không có thích hợp chống chỗ mà thôi. Nhưng nếu như như thế phóng tới thiên khôn công ty đi, đoán chừng bốn phân khu cửa hàng trưởng nhóm, thật đúng là không có cái nào là đối thủ của hắn. Nghe nàng tiểu nói này, tao lý lương có chút một bức Chẳng lẽ lãnh đạo cảm thấy kế minh trần tấn còn tốt hơn a? À? Kia trước đó vì cái gì lại khắp nơi thiên vị trần tấn đâu? Diêu đạt lại là mừng rỡ, đam tổng ý của ngươi là đồng ý. Đam tư lắc đầu nói, tao ý nghĩ là để hai người một đi, các ngươi trở về. Minh sắc nói cho bọn hắn, Bích Hải hiên cửa hàng trưởng tại hai người bọn họ ở giữa sinh ra. Còn ai mặc cho lấy tháng này công trạng làm chuẩn tốt, còn có thể chơi như vậy sao? Hai người đồng thời nghĩ đến, cửa hàng trưởng tuy nói chỉ là tầng dưới người quản lý, nhưng dị vãng bất kỳ một cái nào cửa hàng trưởng đảm nhiệm đều là công ty trực tiếp quyết định sau đó thông chi người. Công trạng cái này không có tiền lệ a, à? mà lại vô luận ai thắng ai bại, cuối cùng thua người kia tám chín phần mười đều là muốn đi ăn mắm khác. Lãnh đạo vạn nhất kế Minh thua, chúng ta không phải buộc hắn hướng tiền không chạy a? À? Diêu Đạt do dự nói, Đàm Tư không vui nói, ta làm như vậy. Tự nhiên là có ta làm như vậy đạo lý, vô luận người nào thua đều không đến mức muốn rời trước. Nàng tiếp lấy túc gâm thanh nói ra, có kiện sự tình ta có thể sớm nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Một khi phát hiện tin tức có tiết lộ, bị những công ty khác biết, các ngươi trực tiếp cuốn gói về nhà, rõ chưa? Đang tư lời nói nói đến phi thường tuyệt đối, để hai người cũng cảm nhận được nàng muốn nói sự tình không thể coi thường, thế là cùng nhau gật đầu. Lấp lánh chuyện cuồn cuộn bởi huyền lịch ở tại Chuẩn con. chương một nữ cường nhân chỗ làm việc pháp tắc sinh tồn. Đây là Phương tổng cùng triệu tổng nói ra một cái phương án, mấy cái khu tổng đều đã nghiên cứu đã mấy ngày, các ngươi xem một chút đi, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một hai tháng, liền sẽ chấp hành đi xuống. Đàm Tư từ trên bàn công tác cầm lên một phần tư liệu đưa cho hai người, hai người nhận lấy góp cái đầu nhìn một chút, sau đó đều kinh ngạc không thôi mở to hai mắt. Phần này đồ vật hiện tại vẫn là tuyệt mật, ngoại trừ công ty lãnh đạo cấp cao, cũng chỉ có hai người các ngươi biết, rõ chưa? Đàm Tư lần nữa cảnh cáo nói. Diêu Đạt cùng Tào Lý lương có chút hoảng sợ cùng một chỗ nhẹ gật đầu, loại vật này thật đúng là không bằng không biết tốt chắc không được Đàm Tư muốn như thế làm như có thật Luân Phiên cảnh cáo phần này đồ vật nếu là sớm bị những công ty khác biết không biết được có thể làm ra nhiều ít văn chương đến đâu Đàm tổng Diêu đã nói ta có thể hỏi một chút vì sao lại ra phần này phương án sao ảnh hưởng quá lớn toàn bộ môi giới ngành nghề đều không có làm qua loại này đếm thử a à? Đàm Tư cười chúng ta chính là muốn làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người nha lại nói cứ như vậy chẳng phải giải quyết tấn thăng không gian không đủ vấn đề a à? Tào Lý Lương tán đồng nói như thế không sai kỳ thật công ty chúng ta rất nhiều ưu tú người đại diện sói mòn ra ngoài hoặc là đi ăn mắng khác hoặc là làm một mình nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì tấn thăng không gian không đủ cái phương án này thật chấp hành đi xuống thời cơ xác thực nhiều hơn không ít cho nên liền để kế minh cùng trần tấn hai người so một lần đi liền xem như người nào thua chỉ cần phương án chấp hành xuống dưới như thường sẽ có chức vị chống chỗ xuất hiện đến lúc đó lại an bài chính là đàm tư nói đã nhìn thấy phần này tuyệt mật phương án mà lại đàm tư cũng đánh nhịp để hai cái người đại diện vào cờ như vậy diêu đạt cùng tào lý lương cũng liền không có gì đáng nói liền chuẩn bị đứng dậy rời đi thế nhưng là bọn hắn đi ra ngoài trước đó đàm tư nhưng lại gọi lại diêu đạt nói lao diêu nhớ kỹ loại này để người đại diện trực tiếp tới tìm ta sự tình lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu không nếu là ngay cả người đại diện đều không làm được ta cực kỳ hoài nghi ngươi còn có thể hay không quản tốt một cái khu nhớ kỹ khu quản lý vị trí có thể so sánh cửa hàng trưởng vị trí còn hút hàng đâu diêu đạt nghe lập tức toàn thân run lên quay đầu hướng phía đàm tư cởi ngượng ngùng hai tiếng gật gật đầu mới cùng tào lý lương cùng đi ra khỏi phòng làm việc của nàng tiến thang máy về sau tào lý lương đối diêu đạt cười nói lao diêu ngươi cũng thật là để người đại diện mình tìm đến đàm tổng loại này phạm tối kỵ sự tình ngươi cũng làm không phải làm sao bây giờ đâu ta trong vùng chiếm hữu suất ngươi cũng không phải không biết mình tới nói lại cho lãnh đạo chửi mắng mình dừng lại thời cơ diêu đạt ngượng ngùng nói tào lý lương lắc đầu thán ai ta nói ngươi cũng là đủ lương trong vùng công trạng không sai chiếm hữu suất lại dối tinh dối mù có biện pháp nào đâu ta không bảy năm hơn nửa năm tiếp nhận bốn phân khu sáu tháng cuối năm thiên khôn ngay tại ta kia an cái đại bản doanh ta có thể làm sao ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a à? diêu đạt lúng túng nói cũng không biết công ty nghĩ như thế nào năm nay đột nhiên bắt đầu nắm lên chiếm hữu suất tới chỉ có công trạng còn không được ta chính là ý tưởng quá át tào lý lương cười ngươi năm nay thời gian xác thực không dễ chịu mỗi tháng chiếm hữu suất vừa ra tới ngươi liền phải chịu vấn, đều thành lệ cũ không nói ta đàm tổng vừa rồi cái kia phương án mới ngươi thấy thế nào diêu đã hỏi tào lý lương lắc đầu không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu tóm lại phương án này vừa đưa ra chúng ta coi như đã làm được khu quản lý cũng chưa chắc ổn định nha cạnh tranh áp lực quá lớn ngươi nói không sai về sau áp lực càng lớn hơn diêu đã nói vừa vặn thang mày đến hai người mỗi người đi một ngả sáng ngày thứ hai trần tấn dậy rất trễ một mặt là vết thương trên người xác thực cần đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể tốt càng nhanh, một phương diện khác thì là hắn cùng Trương Diệp bắt chuyện qua, sáng hôm nay đi tổng bộ đưa Trương gia huynh đệ tra hồ sơ tư liệu, cho nên không đến cửa hàng. Cho nên khi hắn ngồi xe buýt lắc lư đến Hoàn Vũ trung tâm thời điểm, đều đã quá trưa giờ cơm ở giữa. Thế là hắn quyết định ăn cơm trưa lại đến đi đưa tư liệu. Chỉ bất quá còn có một người cũng giống như hắn bỏ qua cơm trưa thời gian, hiện tại mới đến ăn cơm. Đàm Tổng tốt, Trần Tấn bưng mình ăn uống, đến đàm tư trước mặt ngồi xuống. Đàm tư xem xét lại là hắn, cười hỏi, "Đến đưa tra hồ sơ tư liệu?" "Ừm, mới ký mấy đơn." Trần Tấn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đàm Tư quả nhiên bị hắn chọc cười, người khác đều là mới ký một đơn hai đơn, mấy cái lượng này tử, thật đúng là chưa nghe nói qua. Không biết nên nói ngươi tự tin vẫn là cuồng vọng. Rốt cuộc ta là muốn trở thành tiêu quan vương nam nhân mà." Trần Tấn mặt dày nói. "Vậy ngươi cố gắng lên." Đàm Tư cười đứng dậy rời đi. Trần Tấn nhìn xem bóng lưng của nàng, khi mắt có chút không rõ rõ tâm tư của nữ nhân này. Đêm hôm đó hương diễm tiếp xúc còn rõ mồn một chiếc mắt đâu, cái này thành người dương rồi. Đàm Tư cũng là quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ bất quá hai người không thể vừa ý cứ việc nàng ở trong lòng đã quyết định muốn đem trần tấn mau chóng để bạn thành vì trợ thủ của mình nhưng nàng dù sao cũng là một cái thành công chỗ làm việc cao quản cái này một thân phận thậm chí bị nàng bày tại thân là nữ nhân thân phận phía trước tại trước trận đấu tranh bên trong một cái nhân tình cảm giác đã đều bị nàng cơ hồ hoàn toàn vứt bỏ cho nên mặc dù trần tấn đã biểu hiện phi thường tốt nhưng nàng vẫn là quyết định muốn cho hắn trải một chút chướng ngại không phải là vì trợ giúp hắn trưởng thành mà là vì khiến cho hắn trưởng thành rốt cuộc trần tấn mới hai mươi hai tuổi thật sự là quá trẻ tuổi thế là nàng mới có thể quyết định để kế minh cùng trần tấn đến tờ cờ, cờ một thanh coi như trần tấn bị đánh bại thật rơi trước cũng không quan trọng đem kế minh nhấc lên mình như thường là ơn chi ngộ như thường sẽ có cái mạnh hữu lực giúp đỡ húng chi kế minh điều kiện kỳ thật so trần tấn còn tốt hơn một ít lịch sử thành tích đột xuất tư lịch lại đủ đàm tư để bạn hắn so để bạn trần tấn muốn đơn giản nhiều vẫn cười cười đàm tư quay người đi nếu như không có tuyệt đối lý tính nàng một nữ nhân dựa vào cái gì tại cái này sói tính ngành nghề bên trong leo đến như thế cao vị nàng cần vẹn vẹn giúp đỡ là có thể giúp nàng đem đại tây khu thay đổi bộ mặt người để cho mình đi cạnh tranh chức vị rất cao còn tình cảm an ủi tại không uống say tình hồn giới vấn đề này thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện tại trong óc của nàng chủ nghĩa hiện thực mới là tại cái này rèm pha cảm bấy chỗ làm việc bên trong pháp tắc sinh tồn nhất là đối một nữ nhân tới nói mà trần tấn lại lần nữa quay đầu nhìn một chút đàm tư trong đầu ý nghĩ đã hoàn toàn khác biệt đêm hôm đó nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngủ nàng tốt biết bao nhiêu cái này tư thái chật 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 hiện tại rơi xuống cái không bằng cầm thú hạ tràng xấu hổ nha trần tấn rất là hèn mọn nghĩ đến Ăn cơm xong, Trần Tấn đi giao qua tư liệu về sau liền hướng Thanh Hòa huyện đuổi đến trở về. Xe buýt lắc lư để cả người là tổn thương Trần Tấn được không thống khổ, mua xe suy nghĩ bắt đầu trong lòng của hắn xoay quanh. Nếu là mình có chiếc xe, vô luận là về sau chạy tờ đơn đến tiếp sau vẫn là làm việc, đều muốn thuận tiện rất nhiều, hơn nữa còn có thể tại lúc rảnh rỗi mang theo Trần Du đến đông giang chung quanh đi dạo, chất lượng sinh hoạt trong nháy mắt liền lên thăng lên mấy cái đẳng cấp. Một mực chờ hắn hạ xe buýt, ý nghĩ này đều vung đi không được. Hôm nào để cho lão đại mang ta đi nhìn xem xe đi. Trần Tấn nghĩ như vậy, đẩy ra cửa tiệm đi vào, lại phát hiện bên trong có một bộ mặt lạ hoắc kia là cái thấp mập lùn béo người trẻ tuổi mang theo một bộ kính đen nhìn qua vô cùng đôn hậu trung thực còn không đợi hắn đặt câu hỏi đối phương lại chủ động tiến lên đây hướng hắn vươn tay vấn ăn nói ngươi tốt ngươi chính là trần tấn a ta gọi kế minh ỷ cảnh viên cửa hàng lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm năm mươi hai lai ngươi cũng là bị xử lý qua trần tấn cười đáp Cắc. kế minh có chút không hiểu trần tấn gặp hắn một bước giải thích nói ta tại tháng trước độ trên bảng xếp hạng gặp qua hình của ngươi cùng bản nhân trên lệch thật lớn làm cho ta một chút không nhận ra được ngươi cái này đại danh nhân cho nên ta nói chính là hình của ngươi bị thiết kế người xử lý qua kế minh giờ mới hiểu được tới có chút lúng túng nói ngạch kia là ta xin nhờ thiết kế người hỗ trợ rốt cuộc ta không giống ngươi trời sinh dáng rất đẹp trai nói mỏ gì lời nói thật trần tấn cười nói đến chúng ta trong tiệm có chuyện gì sao kế minh gật gật đầu đây không phải dọn trở lại phòng có thể bán a cách chúng ta bốn phân khu khoảng cách gần nhất liền là bích hải hiên cho nên tới xem một chút ta từ phòng trong kho nguyên nhìn qua bích hải hiên quân giới tương đối thấp có một ít muốn mua học khu phòng nhưng là tài chính khiếm khuyết một chút hộ khách hoàn toàn có thể xứng đôi trần hiểu rõ gật đầu ba phân khu tại bắc bốn phân khu tại nam là giáp dưới hai cái khu vực mà kế minh cho ỉ cảnh viên cửa hàng là bốn phân khu tối bắc một cửa tiệm thanh hòa huyện vừa vặn là ba phân khu tối nam một cửa tiệm lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng liền hai cây số không đến kế minh nói xác thực có đạo lý a à, vậy thật đúng là đa tạ ngươi trần tấn nói cứ việc bán đừng trách ta nhạn qua nhổ lông là được nhạn qua nhổ lông kế minh cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự là theo không kịp trần tấn nhảy thoát nhà bên trên lý đĩnh cười nói kế ông chủ ngươi không nhìn kỹ a toàn bộ bích hải hiên phòng nguyên phương đều là một mình hắn chỉ cần ngươi bán liền phải thành thành thật thật phân công trạng cho hắn kế minh ngay vậy sắc mặt trở nên mười phần cổ quái cả một cái cư xá phòng nguyên vương tất cả đều là một người hắn lập tức đoạt lấy lý định máy tính bắt đầu xem xét lại kinh ngạc phát hiện đây là sự thực ngươi làm sao làm được nha kế minh dợ khóc dợ cười hỏi trần tấn nhún nhún bay có thể là bởi vì trời sinh dáng rất đẹp trai đi trần tấn tiến đến trương diệp đông nhiên hô trần tấn hướng kế minh khoát khoát tay đi vào trương diệp văn phòng thiếu thông minh đóng cửa trương diệp cao mày nói trần tấn làm theo lại không biết rõ trương diệp cái này như lâm đại địch là vì cái gì trương diệp tức giận nói đều bị người đổi tới cửa nhà thị uy ngươi còn có tâm tư nói đùa hắn nha làm sao cái tình huống a à? trần tấn cười nói hắn bán liền bán tốt ta còn ngăn đón hắn cho ta chia phòng nguyên phương hay sao trương diệp nghe vậy tao mày nói ngươi không biết ta lao thao không thông chi ngươi cho ta biết cái gì trần tấn hỏi lại trương diệp hừ cười một tiếng cái này lao thao trách không được để cho ta nhắc nhở ngươi đây đàm tổng đã đánh nhịp bích hải hiên cửa hàng cửa hàng trưởng nhân tuyển liền là ngươi cùng kế minh trong hai người một cái tháng này hai công trạng cao người đó là mới cửa hàng cửa hàng trưởng tình huống này a à? trần tấn nhữ mày nghĩ nghĩ hỏi biết hắn nhiều ít công trạng rồi sao đã sớm giúp ngươi điều tra kế minh tháng này công trạng đã có hơn ba mươi sáu vạn trước diệp trầm giọng nói trần tấn kinh ngạc nói cao như vậy hắn là an thần tiên phân a mạnh như vậy người cho rằng đâu trước diệp thở dài chớ nhìn hắn mặt ngoài chất phác, kỳ thật gà thật đây một cái người đại diện đã dám trực tiếp tìm đàm tổng trò chuyện vượt khu tấn thăng khẳng định là có chỗ dựa mà. ta còn tra xét hắn hai tháng trước công trạng một tháng hơn ba vạn một tháng hai hơn vạn lão đại ý của ngươi là hắn đem hai tháng trước tờ danh sách tất cả đều để ép đặt ở tháng này một hơi ký hợp đồng sau đó dựa vào cái này công trạng đi tìm lãnh đạo nói trần tấn kinh ngạc nói quá độc các ca không hung ác làm sao trèo lên trên đâu trương diệp nói hơn một ngàn hào người đại diện ai không muốn làm cửa hàng trưởng vậy chúng ta khu mới mở cửa hàng xem như bị hắn đuổi đến vừa vào nhà trần tấn cười nói bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý nhà cái này kế minh có chút ý tứ đến lúc nào rồi rồi ngươi còn có tâm tư nói đùa người ta thế nhưng là mang theo tiêu quan công trạng tới cửa thị uy đến rồi trương diệp đều thay trần tấn cảm thấy khẩn trương trước mắt ngươi công trạng cũng không có hắn cao không nắm chặt mới mở đơn coi như nguy hiểm hắn cửa hàng trưởng nói cho ta biết kế minh trong tay còn nắm vớt ba đơn không ký hợp đồng đâu hơn nữa còn có hai ba cái mục đích hộ khách cũng nhanh đàm phán thành công binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn nhìn ta để hắn có đến mà không có về trần tấn ngạo nghễ cười cười đi ra văn phòng gặp lại kế minh cái này đôn hậu tiểu mập mạp trong tươi cười cũng nhiều ta khó tả nghiền ngẫm đồng thời trần tấn cũng hiểu được vì cái gì đảm tư thái độ sẽ có chút lạnh phai nhạt chỉ bất quá nguyên nhân này để hắn có chút khó chịu hiện tại đàm tư ngược lại thật sự là có điểm giống cái nuôi cổ người đại tây khu mấy trăm hảo người đại diện bên trong lựa đi ra hai con hung ác nhất cổ trùng lại ném đến bích hải hiên cái này bình bên trong đấu một trận cuối cùng thắng được cái kia mới là nàng muốn giúp đỡ suy nghĩ minh bạch điểm này trần tấn không khỏi cười thầm mình lúc trước ý nghĩ là thật mẹ nó ngây thơ a à. chính mình mới bất quá là cái người đại diện mà thôi liền có phùng tài tuấn cùng tào lý lương muốn nhắm vào mình những đồng nghiệp khác tại khi có cơ hội cũng cũng không ngại bỏ đá xuống giếng cứ việc tuyệt dưới đại đa số tình huống đập chết rồi mình bọn hắn cũng không có cái gì đã được lợi ích nhưng hại người không lợi mình hoạt động lại còn nhiều người nguyện ý làm hiện tại lại tới cái kế minh cái này cũng đã là hoàn toàn lợi ích mặt đối lập hắn tâm tư có thể nghĩ một cái người đại diện liền còn như vậy như vậy nàng đám tư đâu nàng ngồi thế nhưng là đại khu tổng thanh tra cao vị liền không nói tổng bộ những cái kêu bình khởi bình tọa đại lao chỉ là phía dưới mấy chục hào khu quản lý bên trong cũng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng vị trí này đâu không có đủ âm thật độc giúp đỡ nàng dựa vào cái gì ngồi vững vàng vị trí này dựa vào một cái nhân tình cảm giác nhất thời xúc động a à. cho cười tất cả người đại diện cửa hàng trưởng còn có khu vực quản lý tại cao tầng trong mắt đơn giản liền là cổ trùng một con thôi mà mình lại dựa vào cái gì thượng vị đâu thân là cổ trùng tự nhiên phải có cổ trùng giác ngộ trần tấn đột nhiên cảm giác được mình trước kia quả nhiên vẫn là phạm vào cái gọi là lý tưởng nước sai lầm một đoạn thời gian trước thuận lợi vờ ơ y mà để hắn ngay cả qua nhiều năm như vậy sống yên phận căn bản đều kém chút quên đi có thể góp mượn côn thời điểm ta tại sao phải triển khai trận thế cùng người chính diện đơn đâu à có phải hay không ốc gặp trần tấn ra kế minh khép lại bản bút ký của mình phía trên đã sao chép lít nha lít nhít một đống lớn phòng nguyên hắn thử trước máy vi tính đứng dậy đối trần tấn nói không sai bị lắm ta về trước đi hai ngày nữa nếu là mang hộ khách đến xem phòng khả năng còn cần ngươi hỗ trợ đâu trước cảm ơn đi tốt không đưa trần tấn yên lặng gật đầu lộ ra mỉm cười gặp hắn đi xa lý đĩnh mới đụng lên tới nói thấp giọng nói tiểu tử này dò xét đến có trăm tám mươi phòng nguyên đâu làm không tốt thật sự có hộ khách muốn tới cũng khó nói đây là lý đĩnh sầu lo rốt cuộc bích hải hiên là ba người bọn họ chuẩn bị ăn uống thả cửa địa bàn đột nhiên thêm ra cái kế minh đến đoạt bát cơm hắn quả thật có chút lo lắng cứ việc bích hải hiên phòng nguyên nhiều như vậy nhưng chân chính giá cả thấp chất lượng cao phòng nguyên cũng liền nhiều như vậy bán một bộ thiếu một bộ bị kế minh lấy đi bọn hắn cũng ít đi một phần lợi ích nếu là tại cửa nhà mình đều bán bất quá hắn chúng ta cũng liền bật chơi trần tấn cười nói lý đĩnh vẫn còn có chút lo lắng nói cái này thật sự rất khó nói hắn làm nhiều năm như vậy trong tay đầu tính gộp lại hộ khách lượng quá lớn mà lại bốn phân khu càng tới gần trung tâm thành phố một chút giá cả so chúng ta cái này còn cao có một ít không xứng đôi kéo đến bích hải hiên thật đúng là một bán một cái chuẩn yên tâm đi bích hải hiên hắn một đơn đều không thành được trần tấn cười lạnh nói lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại con chương một trăm năm mươi ba đối hoạt điểm dạ đã khảo thí ba sáu vạn lại thêm một năm vạn tả hữu hơn năm mươi một vạn cầm cái tiêu quan hoàn mỹ tấn thăng hh hắc hắc. kế minh vừa đi vừa nghĩ hiện trong lòng hắn vạn phân đắc ý mình thật sự là quá có dự kiến trước vợ ơ ý mà sớm để lại hai tháng tờ danh sách gần hai tháng bên trong vô luận những cái kia chủ thuê nhà cùng hộ khách làm sao thúc giục hắn đều dùng các loại lấy cớ lôi riêng xuống tới hiện tại nắm trong tay lấy ba cái tờ đơn còn không ký hợp đồng mười vạn tả hữu công trạng lại thêm sắp thành đơn hai khách hộ hết thể một năm vạn công trạng đã đang hướng hắn gấp tăng thêm trước mấy ngày ký xong hợp ba đồng sáu vạn hơn năm mươi vạn công trạng kế minh cảm thấy cái này một đợt xem như ổn hắn ép tờ đơn nguyên bản dụ ý chẳng qua là muốn dùng một cái siêu cao công trạng làm cậy vào thôi rốt cuộc bốn phân khu chức vị hoàn toàn báo hỏa hắn nghĩ tấn thăng cũng chỉ có thể vượt khu nhìn chung bạn sách công ty nhiều năm như vậy có thể làm được điểm này người đại diện cũng không nhiều mà bọn hắn tại thăng chức trước, trước đó đều không ngoại lệ đều lấy để người khác khó mà nhìn theo bóng lưng công trạng lấy được làm nguyệt tiêu quan kế minh muốn dựa vào biện pháp này tấn thăng cho nên đã sớm đối những cái tia cửa hàng trưởng sự tích nghiên cứu triệt đề mà lại những này vượt khu vực tấn thăng cửa hàng trưởng ngoại trừ có hai cái rời trước sau mình lập nghiệp hiện tại đều không ngoại lệ đã tất cả đều là khu vực quản lý mà lại để hắn không có nghĩ tới là tháng trước ngọn nguồn vờ ơ im mà chuyển tới đại tây khu mới mở năm ra môn cửa hàng tin tức trong đó có một nhà vậy mà liền tại bà phân khu cái này khiến kế minh kích động không thôi liền xem như vượt khu vực tấn thăng có thể tận lực ở tại mình tương đối tương đối quen thuộc khu vực bên trong đó cũng là không thể tốt hơn cứ như vậy hắn mấy năm tính gộp lại xuống tới tài nguyên đều có thể hoàn mỹ giá tiếp tới kế minh cảm thấy bích hải hiên nhà này tiệm mới quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng cho nên cuối tuần liền hào hứng chạy đi tìm đến đàm tư nói ra ý nghĩ của mình mặc dù lúc ấy không có đạt được khẳng định trả lời chắc chắn nhưng đàm tư khẩu khí cực kỳ mềm kế minh cảm thấy đã mười phần chắc chín nhưng đến hôm nay khu quản lý chợt mang về một tin tức ba phân khu đông nhiên liền xuất hiện một người mới cầm tiêu quan sau đó bị khu quản lý lật nâng nếu như hắn nghĩ thượng vị liền phải thắng được đối phương kế minh mặc dù kinh ngạc nhưng lại không chút nào hư coi như người mới này tháng này công trạng cũng đã đạt tới hơn ba mươi vạn nhưng cách mình năm trăm ngàn còn kém một mảng lớn đâu cho nên hắn hôm nay liền trực tiếp chạy tới thanh hòa huyện cửa hàng thậm chí còn tiến bích hải hiên cư xá bên trong đi dạo một vòng đồng thời tra xét bích hải hiên phòng nguyên trong lòng liền càng thêm lửa nóng là một kinh nghiệm phong phú người đại diện bích hải hiên tiền cảnh hắn đương nhiên nhìn ra được thế là quyết định thật nhanh liền bắt đầu sao chép lên phòng nguyên tới rốt cuộc vượt khu vực kiểm tra phòng nguyên chỉ có thể nhìn thấy giá cả cùng diện tích chủ thuê nhà số điện thoại cái gì còn phải bọn hắn bản khu vực mới có thể trông thấy đã đến đều tới liền không dung hắn bỏ lỡ kế minh ý nghĩ rất rõ ràng hắn đã tại vì không lâu sau đó cưỡi ngựa nhậm chức làm chuẩn bị hiện tại sớm quen thuộc phong nguyên để về sau có thể càng nhanh tiếp nhận nghiệp vụ sau đó liền gặp được trần tấn khi đối phương nói hình của mình là xử lý qua thời điểm kế minh là thật rất muốn phản phúng một đợt thế nhưng là thân vị người đại diện thói quen lại làm cho hắn ý nguyên treo khuôn mặt tươi cười thậm chí còn tán thưởng trần tấn một phen ngươi liền cười đi dáng dấp đẹp trai có thể làm cơm ăn ha ha đến lúc đó tiệm mới vừa mở ta lại đem ngươi muốn đi qua làm thủ hạ kế minh lúc ấy là nghĩ như vậy giờ này khắc này hắn đã đem mình làm là bích hải hiên cửa hàng cố định cửa hàng trưởng xác thực có thể lành nghề tình như này băng lãnh tình hùng dưới xông ra phá năm trăm ngàn công trạng tiêu quan ngoại trừ hắn kế minh còn có thể là ai đây này phương cường cùng lý đĩnh trốn ở trong phòng học nhỏ khóa lại môn mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem trần tấn sao chép một hồi lâu trần tấn chép xong từ laptop bên trên kéo xuống trang này giấy đến đưa cho hai người nói chính các ngươi phân phối một chút đi có kém không nhiều hai mươi khách hộ đủ điểm hai người tiếp nhận tờ giấy chán kể cùng một chỗ nhìn lại chỉ gặp trên tờ giấy rõ ràng ghi chép hai mươi đến khách hộ tin tức còn có tâm lý giá cả cùng cụ thể nhu cầu trần ca ngươi ở đâu ra những khách hàng này a à? phương cường kinh ngạc nói hộ khách tin tức đối với người đại diện tới nói là quý báo nhất trần tấn dễ dàng như thế liền cho ra đến hai mươi cái cùng trực tiếp đem tiền ném cho bọn hắn cũng không có gì khác biệt lý đĩnh cao mày nói trần tấn ngươi sẽ không phải là hắn nói so một điện thoại thủ thế ý là trần tấn có hay không giống vùng tài tuấn như thế dựa vào nặng gọi điện thoại hoặc là khác thủ đoạn trộm những người khác hộ khách trần tấn cười yên tâm đi những này đều không phải người của mình hộ khách tất cả đều là chung quanh những công ty khác hộ khách còn làm sao tới các ngươi cũng đừng quản Nghe hắn kiểu nói này hai người cũng bị mất gánh nặng trong lòng nếu như nói là người một nhà hộ khách nếu thật là bị bọn hắn ăn vậy sau này gặp mặt coi như khó coi nhưng nếu là cạnh nghiệp công ty hộ khách liền không nhiều cố kỵ như vậy về phần hộ khách lai lịch ha ha quản hắn nhiều như vậy đâu vậy chính ngươi đâu lý đĩnh hỏi trần tấn đáp chúng ta còn có một nhóm hộ khách cùng một chô mang đi lý đĩnh gật gật đầu trực tiếp cùng phương cường chia đều một chút sau đó một lần nữa sao chép một phần cẩn thận hào hảo thu về hắn lúc này đầy mặt gió xuân bởi vì trần tấn đáp ứng hắn sự tỉnh rốt cục bắt đầu đi đến quỹ đạo chính người đại diện muốn kiếm tiền khó khăn nhất một cái khâu liền là vơ vét hộ khách mở ra mạng lưới càng hấp dẫn hộ khách cùng ngồi đợi tới cửa hộ khách coi như lại thêm đoạn khách đóng giữ cộng đồng sau khi phát triển các loại thủ đoạn hiện tại một tuần có thể có một hai cái mới tăng hộ khách thế là tốt rồi mà trần tấn lập tức cho bọn hắn nhiều như vậy hộ khách chỉ cần có thể thành ra một nửa liền kiếm lời lớn nhớ kỹ nếu là hộ khách không giải quyết được lại đến nói với ta ta đến nghĩ biện pháp trần tấn cuối cùng dặn dò một câu hắn cũng không có đem hoạt điểm dạ đã cung cấp hộ khách tin tức cặn kẽ đều nói cho hai người đó cũng không phải vì đề phòng hai người một tay mà là lo lắng hộ khách tin tức quá mức kỹ càng ngược lại lệnh người sinh nghi mà cho hai người hộ khách đều là trước đó những công ty khác người đại diện mang nhìn thời điểm bị hoạt điểm ra dạ đã tham dò đến trần tấn chọn lựa một chút mua phòng dục vọng tương đối máy liệt đi xuống trước đó ý nghĩ là chờ có nhàn rỗi sẽ chậm chậm đến mang thế nhưng là theo hộ khách số lượng càng ngày càng nhiều hắn cũng dần dần hiểu được dựa vào tự mình một người là căn bản không có khả năng mang qua được tới thế là mới có tổ kiến tiểu đoàn thể phân công hợp tác kế hoạch chỉ bất quá trần tấn trong tay khách hàng như vậy còn có rất nhiều vô xuống tới hai cái là cao chất lượng nhưng còn lại nào thấp chất lượng cũng chưa chắc không thể thành giao chỉ là xác thực mang không tới mà thôi cho nên ba lực lượng cá nhân vẫn là quá nhỏ trần tấn hiện tại không đơn thuần là vì tấn thăng dù là đơn thuần là vì kiếm tiền hắn cũng nhất định phải đem bích hải hiên cửa hàng trưởng vị trí lấy xuống chỉ có dạng này hắn mới có thể lấy danh chính ngôn thuận thông báo tuyển dụng lệ thuộc về mình người đại diện không đến mức lãng phí hộ khách tài nguyên đồng dạng đem hộ khách trước cho lý đĩnh cùng phương cường đi thành giao cũng là hắn vì khảo thí hoạt điểm dạ đã đối với điểm tích lũy thuộc về phán định đem hộ khách cho người khác chi thành giao về sau hoặc điểm dạ đã có thể hay không sinh ra điểm tích lũy lại sẽ sinh ra nhiều ít tỷ lệ điểm tích lũy đâu cái này một mực là trần tấn cực kỳ lo lắng một vấn đề nếu như hành động như vậy không thể sinh ra điểm tích lũy như vậy trần tấn nhưng chính là thật luôn cuống chẳng lẽ vì hoạt điểm ra đạ mình thật muốn đánh cả một đời công a lấp lánh chuyện cuốn vận bởi huyền lịch ở tại chuẩn con chương 154, hỏi thăm rõ ràng gặp lý Đĩnh cùng phương cường hai người vui mừng hớn hở như là ăn phải thuốc lắc bắt đầu liên hệ lên hộ khách đến trần tấn cười cười có thể đem lý Đĩnh kéo vào cái này tiểu đoàn thể đến hắn cảm thấy coi như rất may mắn tại lúc trước hắn cửa hàng bên trong ngoại trừ phùng tài tuấn bởi vì có cố định hộ khách nơi phát ra có thể bảo trì công trạng bên ngoài cũng chỉ có ly đĩnh công trạng là tối ổn định hắn cho toa không coi là nhiều mỗi tháng một đơn hai đơn căng hết cỡ ba đơn bất quá hắn lại quen thuộc tại đem tờ đơn ép một tháng cái này thuộc về tiểu thông minh bởi vì một hai đơn khấu trừ chia hết phòng nguyên phương hoặc là độc nhất vô nhị chia loại hình lại thêm tiền hoa hồng đánh gây loại hình thỏa hiệp tổng công trạng cũng không cao chỉ có ba bốn vạn bộ dáng nhưng nếu như hai tháng tờ danh sách tại trong vòng một tháng ký hợp đồng như vậy công trạng liền có thể rất dễ dàng đột phá năm mươi sáu khối cũng chính là vạn sách công ty trích phần trăm điểm không giới hạn công trạng có thể cầm tới hai mươi bảy trích phần trăm lại thêm lý đỉnh bởi vì ổn định tờ đơn hiện tại đã là hộ khách quản lý cấp bậc người đại diện ngoài định mức thêm ra bốn phần trăm tăng thêm khiến cho hắn trích phần trăm điểm có thể đạt tới ba mươi phần trăm mà lại hắn làm thời gian cũng là cửa hàng bên trong dài nhất đã nhanh bốn năm kinh nghiệm năng lực những này cũng không thiếu nhất định phải nói hắn có cái gì không đủ có lẽ liền là tiến thủ tâm đi trần tấn ngẫu nhiên cùng hắn trò chuyện lên qua, vì cái gì không tranh thủ một chút cửa hàng trưởng vị trí nếu như hắn sớm một chút hành động nói không chừng một hai năm trước liền là cửa hàng trưởng nhưng lý đỉnh lý do lại làm cho trần tấn đang kinh ngạc sau khi lại thêm một ít suy nghĩ đó chính là an tâm kiếm tiền chỉ thao mình tâm đồng thời cũng không muốn gánh chịu thăng chức về sau đối mặt cao tầng áp lực mà lại trương diệp là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người cho nên tại hắn phía dưới làm việc cực kỳ thư thái có đôi khi liền xem như thủ hạ người làm sai chuyện nhưng trương diệp lại lựa chọn mình kháng trụ phía trên áp lực tận lực cho bọn thủ hạ một cái thoải mái không gian đây là trương diệp xử thế triết học cùng nhân cách bị lực chính trần tấn cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho nên khi lý đĩnh nói trừ phi trương diệp thăng lên làm khu quản lý bằng không hắn là sẽ không tranh thủ thăng chức trần tấn cũng mười phần lý giải húng chi bình quân xuống tới mỗi tháng hơn vạn nguyên tiền lương tại chính lý Đỉnh bất an tình hồ giới đã có thể để cho ở xa đất liền quê quán vợ con trôi qua cực kỳ thư thản hắn còn chuẩn bị tồn một khoản tiền về nhà đi đóng một tòa phòng ở kia nhân sinh của hắn liền xem như viên mãn mà lý đĩnh sở dĩ sẽ nguyện ý cùng trần tấn kéo bẹ kết phái ngoại trừ không quen nhìn phùng tài tuấn bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là trần tấn cho hắn thật sự có thể thấy được lợi ích điểm này lý đĩnh nói cực kỳ ngay thẳng trần tấn trong lòng vô cùng rõ ràng chỉ bất quá lý đĩnh tốt liền tốt tại coi như về sau cái này tiểu đoàn thể lại bởi vì lợi ích giảm bất mà sụp đổ nhưng hắn cũng không thuộc về loại kia sẽ chủ động đâm người đơn giản tới nói lý đĩnh liền là muốn kiếm tiền lại sợ phiền phức Thuộc xưng lạn người tốt xưng hô thế này ở trên người hắn cũng không phải nghĩa xấu có thể tại cái nghề này bên trong đạt được xưng hô thế này đủ để chứng minh lý đĩnh thông minh chỗ có thể tại trong vài năm vẫn luôn bảo trì ổn định công trạng người làm sao lại đần bởi vì trần tấn biết rõ ngoại trừ phương cường loại này toàn cơ bắp dị loại tại cái nghề này bên trong chỉ có bình đẳng giá trị mới có thể đổi lấy bình đẳng hữu nghị cho nên trần tấn cho ra giá trị vượt qua lý đĩnh lợi ích cho nên lý đĩnh nguyện ý mọi thứ nghe sắp xếp của hắn mặc dù đó là cái cực kỳ trần trụi thuyết pháp lại người khó mà tiếp nhận nhưng ít ra có lý định về sau liền đền bù phương cường kinh nghiệm không đủ năng lực không đủ khuyết điểm mà phương cường thì là trái lại cung cấp người mới kích tỉnh cùng lực chấp hành hai người thật là tốt bổ sung vừa nghĩ trần tấn bên cạnh hướng phía bích hải hiên đi đến đến cửa tiểu khu về sau chu Trắng đã tại loại kia lấy hắn chu đại ca thật sự là làm phiền ngươi trần tấn móc ra một bao không hủy đi phong lợi quần tiêu giao nhét vào chu Trắng trong tay tuy nói có lý hậu quốc tầng này chẳng hiểu ra sao quan hệ tại chu tráng vẫn luôn đối với hắn cực kỳ khắc khí cơ hồ là hữu cầu tất ứng. nhưng khách khí về khách khí cấp bậc lễ nghĩa về cấp bậc lễ nghĩa giao tình giao tình Ngươi tới ta đi mới gặp giao tình, nhưng nếu như ngươi đem người khác đối ngươi khách khí nhìn thành là đương nhiên, vậy liền không chỉ là giả mồm đơn giản như vậy. Hiện ở niên đại này, cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, không thể nói không có, chỉ là quá mức hiếm có ta. Cho nên cứ việc Chu Tráng từ chối mấy lần, nhưng Trần Tấn vẫn là cứng rắn nhét vào trong túi tiền của hắn, đổi về một cái tiểu dung, cùng một chồng tư liệu. Tiểu Trần, ta nghe nói trong khu cư xá phòng nguyên không đều đã về ngươi ghi danh a, làm sao còn muốn thứ này? Chu Tráng thuận miệng hỏi. Trần Tấn cười cười, cha để lọt bổ sung nha, chắc không được các ngươi một ba người đại diện, liền ngươi một cái kiếm ra tới chu tráng là quân nhân xuất thân đối trần tấn loại này nghiêm cẩn phương pháp làm việc rất là tán thành chu đại ca nói đùa ta cách kiếm ra đến còn xa cực kỳ đây này trần tấn hướng hắn phất phất tay lại trở về thanh hòa huyện cửa hàng bên trong vốn tại tối nơi hẻo lánh bắt đầu lật xem Hắn từ tử chu trang cầm trong tay tới phần tài liệu này là bích hải hiên tất cả chủ thuê nhà danh sách liên quan tới bích hải hiên những cái kia tin đồn hắn còn cần chân chính đi chứng thực một chút bởi vì theo rất nhiều nhao nhao hỗn loạn tin tức xuất hiện trần tấn có một cái nói chuyện không đâu phỏng đoán cần nghiệm chứng cho nên điểm này vô cùng trọng yếu lý hậu quốc trần tấn vào chỗ cái thứ nhất liền đem lão nhân này dành tự cho lật ra ra cái này xem xét lập tức liền nhìn ra một ít không giống bình thường tới lý hậu quốc nhà ở chính là mười lăm tòa xem như bích hải hiên bên trong lâu vương vị trí chính đối cảnh quan hồ nhân tạo tầm mắt cảnh quan đều rất không tệ nhưng quỷ dị chính là toàn bộ mười lăm tòa hai cái đơn nguyên một trăm bốn mươi phòng nhỏ tất cả chủ thuê nhà đều tại toàn nhà này bên trong có được chí ít hai bộ thậm chí nhiều hơn tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc phòng ở hết lần này tới lần khác chỉ có lý hậu quốc là cái dòng độc đinh mầm danh nghĩa liền một bộ phòng ở chí ít tại cái tiểu khu này bên trong liền một bộ ngay sau đó trần tấn đem kia tòa nhà vương bên trong chủ thuê nhà lần lượt lên mạng tra xét một lần lại không thu hoạch được gì sau đó hắn lại đem những người này số điện thoại di động cũng đều tra xét một lần đồng dạng không có chút nào vết tích trần tấn nhìn xem kết quả tìm kiếm là không ép đây có chút xứng sở hắn cao mày tự hỏi sau đó lại đem bích hải Hiền cư xá bên trong có được ba bộ trở lên nhà chủ thuê nhà cũng đều tra xét một lần kết quả vẫn là không cái này có chút không bình thường hiện tại cũng sớm đã là thời đại internet bình thường người bình thường lên mạng thẩm tra cái thứ gì hay là đăng ký cái gì trang web loại hình sẽ lưu lại số điện thoại di động thậm chí là tên thật đều cực kỳ phổ biến bao quát trần tấn trước đó thành ra hộ khách đại bộ phận đều là đã sớm tại trên mạng tuyên bố qua cửa mua cần tờ tờ loại hình tin tức tra một cái một cái chuẩn rốt cuộc mạng lưới là sẽ không mất trí nhớ nhưng cả một cái trong khu cư xá người đều không lưu lại qua loại tin tức này liền cực kỳ quỷ dị trần tấn tiếp lấy lại đem những cái kia chỉ có được một bộ hai bộ nhà chủ thuê nhà bắt đầu lần lượt tìm tòi quả nhiên không lâu lắm trên internet liền bắt đầu có phản ứng cái chiêu gì mời bảo mẫu a à? trưng cầu ý kiến trang trí a à? thậm chí còn có một hai cái chủ thuê nhà ban bố cho thuê tin tức, ngay cả cụ thể bảng số phòng đều viết lên. Kết quả này cũng liền mang ý nghĩa những cái kia có được nhiều phòng sinh ra chủ thuê nhà là có ý thức đang tránh né mạng lưới. Vì cái gì? Chẳng lẽ Bích Hải Hiên thật là giống trong truyền thuyết đồng dạng bên trong chủ thuê nhà có rất nhiều điều là. Liên nghĩ đến cái này cư xá dọn trở lại tại tỉnh phủ đại viện, đáp án đã rõ ràng rành. Đinh, Trần tấn điện thoại di động văng lên, hắn cầm lên xem xét cũng không phải là hoạt điểm dạ đã có cái gì nhắc nhở mà là một đầu tin nhắn, mau tới đây đi, đồ ăn đều nhanh lên bàn. Hắn lúc này mới giật mình nguyên lai mình đã tại máy vi tính ngồi lâu như vậy rồi đã gần sáu giờ rồi sao vừa vặn đến hỏi cái rõ ràng đi trần tấn đứng dậy đi ra ngoài lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm năm mươi lăm gặp gì biết lấy gửi nhắn tin tới là lý hậu quốc trần tấn bên trên buổi trưa đã tại tổng bộ lầu dưới trong ngân hàng đem tiền đặt cọc đều tụ hợp vào giám thị chức mục cho nên lý hậu quốc buổi chiều liền lấy đến tiền đặt cọc vì thế lý hậu quốc đặc biệt trong nhà thiết tiến mời trần tấn đi qua nói là muốn cảm tạ hắn trần tấn đã đối bích hải Hiên sự tình có nghi vấn tự nhiên là tìm cái này chủ thuê nhà hỏi tới trực tiếp nhất Đến Bích Hải Hiên cư xá, thông suốt tiến trong khu cư xá đầu về sau, Trần Tấn cũng không có vội vã bên trên lý hậu quốc nhà, mà là đứng tại trong tiểu khu hồ nhân tạo bên cạnh. Hắn cái này còn là lần đầu tiên tại trong đêm đến Bích Hải Hiên, cho nên liền lưu tâm quan sát một hồi. Hắn muốn nhìn chính là Bích Hải Hiên thực tế và ở suất. Chỉ có ban đêm nhà nhà đốt đèn thời gian, mới dễ dàng nhất nhìn ra thực tế số liệu. Trần Tấn cứ như vậy đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh nhìn quanh một vòng. Không thể không nói Bích Hải Hiên bố cục thiết kế mười phần không sai, tuy nói phòng ở ở giữa khẳng định vẫn là có xa gần phân chia, nhưng ngoại trừ tối thiên như vậy mấy tòa phòng ở bên ngoài, tuyệt đại bộ phận phòng ở đều có thể trông thấy cái này nhân tạo hồ cũng liền thuận tiện trần tấn quan sát hắn lấy ra buổi chiều đã từng cái đánh dấu tốt chủ xí nghiệp danh sách bắt đầu so sánh mà càng là so với trong lòng cũng của hắn liền càng thêm minh xác mình phỏng đoán len keng. không lãng phí bao nhiêu thời gian trần tấn nhân lý hậu quốc trong nhà chuông cửa đến rồi đến rồi mở cửa là lý hậu quốc phu nhân nàng tên là hạng lan phân là cái phi thường có khí chất nữ nhân cứ việc tuổi gần thất tuần nhưng y nguyên đó có thể thấy được nàng lúc còn trẻ là cái cỡ nào trói lọi mỹ nữ mau vào đồ ăn xong ngay đây hạ lan phân cho trần tấn cầm đôi dép lê bắt hắn cho để vào cửa hòa ái cười nói trần tấn lê phép cảm ơn đi vào phòng xem xét lý hậu quốc vờ ơ y mà mang theo tập rể đang bưng một nồi lớn canh gà mang lên bàn ăn lão lý ngươi đây là trần tấn có chút không biết nên khóc hay cười không nghĩ tới tại chu tráng trước mặt uy nghiêm mười phần lý hậu quốc trong nhà lại là một bộ gia đình phụ nam tạo hình lại nghĩ tới mỗi ngày tựa hồ cũng là hắn đi mua điểm tâm trần tấn có chút hiểu được không khỏi mí môi cười trộm lý hậu quốc sụ mặt không vui nói cười 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 có gì buồn cười chưa thấy qua trở ra phòng xuống đến phòng bếp nam nhân a nấu nướng là sở thích của ta hiểu không minh bạch minh bạch khẳng định là yêu thích liền là không biết có phải hay không là vì hạng a di cố ý bồi dưỡng ra được yêu thích trần tấn chế nhạo nói lao thái bà ta liền nói đừng mời hắn nơi này tận cho ta ngột ngạt một hồi đồ ăn mặn cũng đừng trách ta lý hậu quốc bất đắc dĩ hướng phía lao bà của mình đoán trách nào biết được hạng lan phân lại liếc hắn một cái nói ngươi biết đồ ăn mặn là hậu quả gì trần tấn trông thấy lý hậu quốc rõ ràng biến sắc lại ngượng ngùng chui vào phòng bếp thế là cười nói ta đi giúp lao lý đánh một chút ra tay hắn vừa mới tiến phòng bếp lý hậu quốc liền không nhịn được nói đi 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 ngươi cái tiểu thí hải khả năng giúp đỡ được gấp cái gì lão lý trần tấn cười hát hát nói không nghĩ tới ngươi ở nhà gia đình địa vị là như vậy nha đây mới gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn hiểu không giống các ngươi loại này tiểu quỷ đầu là sẽ không hiểu nhớ ngày đó ta dựa vào liền là tay này chủ nghệ đem ngươi a di chinh phục lý hậu quốc ngạo nghệ nói trần tấn hỏi lão lý ngươi làm lính thời điểm sẽ không phải là binh lính chuyên lo bếp nút ca cúc mẹ mày đi lý hậu quốc đưa tay một đánh chật giật mình nói ngươi còn biết ta đã từng đi lính Liên ngươi khí chất này lại thêm nhà ngươi cái này ép buộc chứng đều muốn mặc cảm trình tề ngươi không đã từng đi lính mới là lạ chứ trần tấn cười kỳ thật cái này là một mặt chủ yếu hơn chính là chu tráng thái độ đối với lý hậu quốc chu tráng rõ ràng là cái dã chiến xuất thân hạ tướng khó nói còn có thể là lính trinh sát loại này đao nhọn binh chủng dạng này người chuyển nghề công tác đối mặt đồng dạng lãnh đạo là tuyệt khó tâm duyệt thành phục nhưng hắn đối lý hậu quốc cái chủng loại kia cung tính lại là từ thực chất bên trong lộ ra tới tôn sùng lý hậu quốc cười gật, gật đầu tiểu tử ngươi trong mắt ngược lại không kém chúng ta đã từng đi lính người loại kia là cấn là cả một đời đều sẽ khắc vào trong xương thủy nhìn ra cũng không kỳ quái cho nên ngươi đến cùng phải hay không bếp núc ban ra là bếp núc ban ban trường sao trần tấn ngay sau đó lại hỏi lý hậu quốc chính cầm đao chuẩn bị thái thì đâu nghe xong liền lên giận trừng mắt trần tấn nói ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đuổi đi ra a à di trần tấn cao giọng hô lý hậu quốc trên mặt tức giận trong nháy mắt liền chuyển biến thành cầu khẩn đối trần tấn lắc đầu tiểu trần làm sao rồi hạng lan phân đáp trần tấn đắc ý hướng lý hậu quốc cười một tiếng trả lời ta nhìn cái này còn có đồ ăn không vào nồi đâu không cho các ngươi mang lễ vật đã thất lễ phải không ta làm nói đồ ăn a à? tốt lắm hạng lan phân đi vào phòng bếp cười ứng với lý hậu quốc khinh thường nói như thế cái mao đầu tiểu tử có thể làm ra cái gì tới 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 cái sẻn cho ngươi ngươi tới làm trần tấn cười cười tiếp nhận lý hậu quốc đưa tới cái sẻn cùng đao, đối trên thất một đống hạnh bảo nấm bắt đầu đập thủ ta quê quán cái kia trong hốc núi là sinh dùng ăn quẩn, cho nên những vật này đặc biệt tiện nghi khi còn bé nghèo thèm ăn không ăn liền tự mình cầm những này loài nấm cải tiến cách làm khi thức ăn trần tấn bên cạnh cắt lấy vừa nói nói cái này hạnh bảo nấm cắt tấm là sao về sau xối phía trên một chút bảo ngư nước lại đổi bên trên một bát canh gà bắt đầu ăn cùng bảo ngư cũng kém không nhiều ta liền quản nó gọi giả bảo ngư trước kia lúc sau tết tại nhà hàng xóm ăn vào qua một lần thật mội mội ta liền nhớ mãi không quên đáng tiếc chúng ta mua không nổi cũng chỉ có thể như thế thích hợp trần tấn tay chân lanh lẹ thao ta nói hạng lan phân rất là ngạc nhiên sai khiến lấy lý hậu quốc đi đựng bắt canh gà mau tới cấp cho trần tấn làm gia vị trần tấn hoàn thành một món ăn về sau lại vẫn chưa thỏa mãn xào một đạo thi đấu con cua liền là trứng tráng xào ra con cua vị thẳng đem hai vợ chồng ra đều nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ cuối cùng mới cùng nhau lên bàn lý hậu quốc nhìn xem hai món ăn cười nói sẽ nói không được việc làm đồ ăn thật tốt ăn mới được so ngươi làm ăn ngon ta Hạ lan vân đã không kịp chờ đợi kẹp lên một mảnh đến nhập miệng trực tiếp đem lý hậu quốc cho nói mật ra có hay không bị quái như thế a à? lý hậu quốc cũng ăn một mảnh sau đó một mảnh lại một mảnh trần tấn cười thế nào thật sự bào ngư cũng không kém a à? lý hậu quốc ngạc nhiên đến liên tục gật đầu thuận miệng hỏi tiểu trần ngươi có thể xuất ra tiền đến mua ta tiệm này mặt điều kiện gia đình phải rất khá a à làm sao lại đều là những này vàng thau lẫn lộn đồ ăn ha ha không nói gặp ngươi một tháng trước ta ngay cả ăn cơm đều khẩn trương trần tấn cười cười lý hậu quốc xứng sở lập tức nhớ tới trần tấn sở tòng sự tình ngành nghề liền chậm rãi nhẹ gật đầu bất động sản ngành nghề bên trong đương nhiên buộc phát cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên hạ lan vân ở bên cười nói ra tiểu trần cha mẹ ngươi có ngươi như thế cái tài giỏi như tử thật sự là có phúc lớn nha trần tấn nghe vậy thiếu dung trở nên đắm chát đúng vợ à, nếu như bọn hắn còn sống hẳn là có thể hưởng đến phúc của ta trần tấn chán là nói hạ lan Vân xứ sở có chút xấu hổ nàng nào nghĩ tới trần tấn còn trẻ như vậy phụ mẫu lại đều không có ở đây lý hậu quốc cũng là lần đầu tiên nghe trần tấn nói lên những này không khỏi thở dài bất kể nói thế nào ngươi bây giờ không đi đến trên đường nghiêng coi như xứng đáng bọn hắn sinh ngươi nuôi ngươi lý hậu quốc chân thành nói trần tấn gật gật đầu điểm này hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình có thể dưới loại tình huống này thật tốt đem mội mội nuôi lớn hắn xác thực không thẹn với lương tâm tốt tốt không nói những chuyện này hạng lan vân gượng cười nói tiểu trần hôm nay mời ngươi tới là phải đặc biệt cảm tạ ngươi ngươi mua chúng ta cái kia mặt tiền cửa hàng thật sự là giúp chúng ta đại ân giúp đại ân trần tấn nhìn một chút nhị lão lại nhìn xem lý hậu cốc nói lao lý ta rõ ràng là hố ngươi nha cái nào liền giúp ngươi một tay rồi lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm năm sáu hạng lan vân không hiểu nhìn xem hai người hỏi tiểu trần ngươi đang nói cái gì làm sao lại hố chúng ta ngày ta di ngươi còn không biết ta trần tấn lập tức có chút xấu hổ loại chuyện này để hắn lập lại lần nữa làm sao có thể mở miệng được sao nhất là hạng lan vân còn đối với hắn nhiệt tình như vậy thuần túy khi nhà mình thân thích bình thường đến chiêu đãi bất quá lý hậu quốc lại là cùng hạng lan phân đem sự tỉnh cho giải thích một lần cuối cùng cười nói lao thái bà ngươi nói hắn đến cùng là hố chúng ta vẫn là giúp chúng ta nha này liền việc này hạng lan phân cười ngày đó nếu không phải tiểu trần ngươi mua xuống căn này mặt tiền cửa hàng con của chúng ta liền chuẩn bị bán chính bọn hắn ở phòng ốc chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng bọn hắn là quyết tâm muốn để nữ nhi xuất ngoại đào tạo sâu liều lĩnh ngươi nói là bán bọn hắn phòng ốc của mình tổn thất lớn vẫn là bán căn này cửa hàng tổn thất lớn lý hậu quốc gật đầu nói ta không có bản lãnh gì cả một đời xuống tới liền cất cái tiền qua tài nếu không phải tiểu trần ngươi chịu ứng ra cái kia thay đổi phí, ta ngay cả cửa hàng này đều không bán được đâu. càng đừng đề cập giúp bọn hắn một lần nữa mua phòng ốc. cho nên ngươi là giúp chúng ta đại ơn nha. trần tấn giờ mới hiểu được tới nguyên lai like còn có một màn này. xác thực, nếu để cho nhị lão con cái đem phòng ở bán, đến lúc đó e là cho dù đem căn này cửa hàng bán đều chưa hẳn có thể mua thêm nữa một bộ phòng ở từ góc độ này nhìn đến, lý hậu quốc mặc dù kiếm ít một số tiền lớn, lại đem một cái khác càng lớn thai họa ngầm giải quyết. cứ việc nếu để cho người khác gặp được chuyện giống vậy, nói không chừng sẽ nắm lấy trần tấn không thả để hắn bồi thường tiền nhưng lão lưỡng khẩu rộng rãi cùng khí độ sát thực vượt qua người ta một bậc cho nên tại hai vợ chồng già nhìn đến trần tấn là ân nhân của bọn hắn cái gọi là ăn thiệt thòi là phúc nói một chút hay cũng sẽ lại cũng không là mỗi người đều có loại này lòng dạ tiếp nhận trần tấn là người cười nói đã các ngươi đều nói như vậy chúng ta coi như hòa nhau không ai nợ ai thế nào không 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 hạng lan vân lại khoát tay nói chúng ta vẫn là thiếu ngươi lần này trần tấn thật là mơ hồ lại trông thấy lý hậu quốc lộ ra thần tình lúng túng giống làm sai sự tình hài tử ngoái đầu lại không dám nhìn mình bạn già Hạ lan vân lường hắn một cái đối trần tấn cười nói lão tiểu tử này còn thiếu ngươi thuốc lá tiền đâu nói nàng liền đem đoạt lại tới tăng vật hướng trên bàn vừa để xuống chính là trần tấn trước đó đưa cho lý hậu quốc thuốc lá a à di cái này thật không đáng tiền còn không bằng chính ta rút một điếu thuốc quý đâu trần tấn ý đồ sách lý hậu quốc giải thích nhưng hạng lan phân tự lo nói ra lão nhân này phổi năm đó bị đánh xuyên qua có tổn thương cho nên ta không cho hắn hút thuốc tiểu trần ngươi về sau cũng đừng cho hắn thuốc hút được rồi tốt trần tấn vội vàng đáp ứng đồng thời kinh ngạc nói lão lý ngươi năm đó thật đúng là đi lên chiến trường lý hậu quốc nghe xong nhắc lên chuyện này mới tiêu ngạo ngẩng đầu nói vậy cũng không nhớ năm đó chúng ta một cái phá binh lính chuyên lo bếp núc còn tối đã trí. hạ lan vân một câu liền đem lý hậu quốc trực tiếp nhẹ chết trần tấn cười to nói ha 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 lao lý nguyên lai ngươi thật sự là binh lính chuyên lo bếp núc lý hậu quốc một mặt hát tuyến yên lặng nâng cốc chén cho rót đưa tới trần tấn trước mặt không vui nói bớt nói nhiều lời uống rượu lao lý ngươi xác định sao trần tấn hát hát cười không ngừng sợ cứ việc nói thẳng ta không rót rượu lý hậu quốc hiển nhiên đối tiểu lượng của mình vô cùng tự tin trần tấn sao có thể nung chiều loại này tật xấu cầm lên cái chén liền cùng lao ly quát rượu cũng không phải cái gì tốt rượu mấy chục khối tiền một bình đà bài năm mươi hai độ thuần hương hình nhưng là một già một trẻ lại uống đến rất vui vẻ đối với uống rượu hạng lan phân cũng không chút trông coi gặp không có gì đổ nhắm ngược lại còn lại từ trong tủ lạnh làm ta thực tờ hờ ơ mở chín dọn lên bàn động tác còn có chút vụ về tiểu trần ta cho ngươi biết a di ngươi cả một đời không xuống trù mở qua lửa tất cả đều là ta làm cơm minh bạch chưa vạn nhất ngày nào ngươi có lao bà cũng muốn nhớ kỹ nam nhân đối với nữ nhân tốt là thể hiện tại từng ly từng tí trên miệng những cái kia tất cả đều là ngân phiếu khống lý hậu quốc rõ ràng là mượn tự tình giữ chặt mình bạn ra tay tận tình khuyên bảo hạng lan phân xấu hổ không được nắm tay rút ra đánh một cái hắn cười mắng ngươi cái này già mà không đứng đắn ta không đứng đắn cũng chỉ đối một mình ngươi không đứng đắn nha lý hậu quốc cười ha ha trần tấn hiếu kỳ nói a di lao lý đợi này có hay không nói qua với người ta yêu người nhà hắn hạng lan phân ghét bỏ nói đại lao thô một cái hắn muốn nói ta còn không nghe đâu lao lý vẫn không rõ a à. đây là chờ ngươi biểu hiện đâu trần tấn giật dây nói nhị lão đều là cùng nhau sững sờ, liếc mắt nhìn nhau một chút, nhưng lại là bật cười nghiêng đầu lại, hiển nhiên đều cực kỳ không có ý tứ. Tiểu Trần, ngươi cái này coi như khó xử ta bộ xương già này á? Lý Hậu Quốc ngượng ngùng cười nói, chúng ta cũng không giống như các ngươi người trẻ tuổi đồng dạng, suốt ngày đem những này tình nha yêu treo ở bên miệng bên trên. Hắn kéo mình bạn ra tay, nhìn xem nàng tiếp lấy nói ra, cùng một chỗ qua cả đời, cũng không biết lãng mạn là cái quái gì. Hiện tại đến thanh này nên kỷ, thì càng. Ai? Tựa như A Di ngươi nói đồng dạng, ta coi như nói, nàng cũng chưa chắc muốn nghe đâu. Trần Tấn liên tục khoát tay, cười hỏi, lão lý ngươi cùng á di kết hôn mấy năm rồi hơn năm mươi năm nha lý hậu quốc chê cười nói phản phất có chút xấu hổ trần tấn kinh Ngạc nói kia là đám cưới vào nha chật 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 lão lý già già cả một đời ngươi không nói làm sao biết ta di không muốn nghe nha Hắn lời này để lão lưỡng khẩu xương sở sau đó nhìn nhau cười một tiếng lý hậu quốc hốc mắt có chút phím hồng, cũng không biết là bởi vì cồn cấp trên đâu hay là bởi vì cái gì khác cứ như vậy nhìn trừng trừng lên trước mắt cái này đã bồi tiếp mình vượt qua cả đời nữ nhân hạng lan phân mí môi lại tựa như về tới hơn năm mươi năm trước một ngày nào đó như vậy lộ ra thẹn thùng tiêu dung tránh né lý hậu quốc ánh mắt rất là ngượng ngùng bộ dáng Chân tấn cái mũi cũng hơi có chút mọi như chế nhạo nói lao lý phải không lại uống một chén trắng trắng ta yêu ngươi ba chữ xảy ra bất ngờ lại nói năng có khí phách Hạng lan phân trực tiếp liền ngây dại lý hậu quốc nết miệng cười một tiếng lại tiếp theo nói một câu ta yêu ngươi cả một đời Hạng lan phân dần dần từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần vừa mới như vậy tiểu nữ nhi tư thái lại là lập tức biến mất không thấy mà là cầm thật chặt cái này thật chiếu cố cả đời mình mới nói ra câu nói này nam nhân hai tay đồng dạng đỏ mắt nói ta cũng yêu ngươi cả một đời tiếp lấy hai người liền lại là bật cười cười thành một đoàn Ngươi cái này già mà không đứng đắn đồ vật tiểu trần còn ở đây Ngươi liền nói vậy hạng lan phân đoán giận nói lý hậu quốc hoàn toàn thất vọng làm sao ta thế nhưng là trên thế giới này một cái duy nhất có tư cách nói câu nói này nam nhân còn không thể ta nói trần tấn nhìn xem nhị lão đều là tóc hoa dâm nếp nhăn đầy mặt lý hậu quốc hai tay tràn đầy vết chai lại không còn giống rất nhiều năm trước như vậy có lực hạng lan phân hai tay cũng là hiện đầy lao nhân bàn làn da cùng non miệng kéo không lên nửa điểm quan hệ nhưng chính là như thế hai người hai cặp tay, tại hiểu nhau gần nhau đi theo cả một đời về sau, mới nói ra ta yêu ngươi cả một đời câu này hoàn toàn nát đường cái tuyên ngôn. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được, tình yêu chân chính có lẽ chính là như vậy. Trên thế giới này tất cả mọi chuyện, nhất là tình yêu chuyện này, khi ngươi làm được về sau lại đi nói, là hoàn toàn không giống. Chính như lão Lý nói như vậy, trên thế giới này ngoại trừ hắn, ai có tư cách nói câu nói này đâu. Lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại chuẩn con. Chương 157, đêm khuya khách tới quỷ. Bữa cơm này ăn đến thoải mái, Trần Tấn bị hạng Lan phân buộc, nguyên một con gà hai cái đuổi gà hai cái lớn cánh đều ăn bụng cộng thêm ba chén lớn canh gà ngạnh sinh sinh hòa tan hắn vốn cũng không nhiều men say lao lý ngươi cái này canh gà hầm có thể a à? không hổ là binh lính chuyên lo bếp nút xuất thân không chỉ cơm tập thể bắt được đến cái này cái nổi cơm càng là lô hỏa thuần thanh mà trần tấn cười nói lý hậu quốc lường hắn một cái ngươi thật đúng là tin ta là binh lính chuyên lo bếp nút nhà ồ vậy là ngươi cái gì binh chủng lính thông tin lính hậu cần cũng không thể là văn nghệ binh a ha 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 trần tấn cười nói uống ngươi canh gà đi lời nói nhiều như vậy lý hậu quốc trực tiếp đem cả nồi canh gà đều đẩy lên trần tấn trước mặt trần tấn khoát tay nói uống không hạ a à, cơm nước no nê dẹp đường hồi phụ lạc gặp hắn muốn đi hạ lan phân vội và nói tiểu trần ngồi một hồi nữa nha trần tấn lắc đầu a di không được thời gian không còn sớm đâu hạ lan phân lúc này mới phát hiện vờ ơ y mà đã chín giờ hơn cũng không có lưu thêm lý hậu quốc hướng nàng gật gật đầu ta đưa tiễn tiểu trần thuận tiện tiêu cơm một chút không cho phép hút thuốc hạ lan phân cảnh giác nói trần tấn cười đáp a di yên tâm ta thay ngươi giám sát hạ lan phân lúc này mới yên tâm đưa mắt nhìn hai người đi dậy đi ra ngoài lý hậu quốc cùng trần tấn đi xuống lầu nhưng không có tách ra mà là cực ăn ý vòng quanh cư xá hổ nhân tạo lắc lư nói đi một bộ ấp a ấp đúng bộ dáng ta không thích trong nhà nói sự tình lý hậu quốc hiếp mắt nói trần tấn cười hắc hắc không hổ là điều tra láo binh đây này ban đầu ở tây nam trên chiến trường không ít lập công a lý hậu quốc khó có thể tin nhìn xem trần tấn tiếp lấy đột khởi lông mày ngươi điều tra ta trước đó không dám xác định ngươi chính là vị kia hiện tại xác định tên của ngươi hiện tại còn treo tại các đời lãnh đạo trên website đâu trần tấn cười nói lúc trước hắn ngược lại là không nhớ ra được cha buổi chiều lục soát chủ thuê nhà thời điểm cùng nhau lục soát một chút lý hậu quốc kết quả kinh người nhà được rồi đừng đem con mắt chừng đến lớn như vậy người quân công trương đều tại trong tủ quầy bày biện ta cũng không phải mù loà trần tấn cười nói lý hậu quốc xứng sở lập tức cũng là cười ha ha giả á công lực lui bước rồi vỡ ơ ý mà lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở lão lý trần tấn hỏi đã ngươi ở tại nơi này như vậy ngươi cái này tòa nhà bên trong lý hậu quốc gật gật đầu ngươi đoán không lầm mà lại ta đoán chừng ngươi đem ta những cái kia hàng xóm đều tra không sai biệt làm a à. một cái đều tra không đến trần tấn xẹp xem miệng ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bằng thằng sao hắn nói đem bích hải hiên danh sách đưa cho lý hậu quốc hắn tiếp đi tới nhìn một chút vài lần quét tới bất đắc di lắc đầu nói đám người này ngược lại là càng ngày càng cơ trí. thời đại khác biệt nha cũng nên rất nhanh thức thời ta trần tấn nói bất quá ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi cũng không biết ngươi có thể không thể trả lời lý hậu quốc nhìn một chút hắn đắc, ngươi hỏi trước ta nghe một chút nhìn lại nói ngươi lần trước đề cập tới chính sách có thể chấp hành đến xuống tới a trần tấn hỏi lý hậu quốc nghe xong không tự chủ được phát ra chật chật công bố khen tiểu trần giống như ngươi người trẻ tuổi thật sự là không có không ra mặt đạo lý a à. mặc dù hắn không trả lời thẳng nhưng là nói bóng gió đã không khó nghe ra đáp án trần tấn Hải lòng gật đầu hướng hắn gửi tới lời cảm ơn lý hậu quốc giơ tay lên nói ngươi đừng cám ơn ta ta bất quá chỉ là một cái về hưu lão già hậu hẹm cái gì cũng không biết trần tấn chỉ trệ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ hiện tại cái này tiêu chuẩn vừa vặn bất quá giới không phá nguyên tắc bất quá hắn muốn biết đáp án đều đã toàn bộ biết quả nhiên a à, ai có thể chơi qua cầm con dấu người đâu giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn biết tiếp xuống hẳn là ý kiến gì bích hải hiên nơi này chỉ có thể là hắn trần tấn địa bàn bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ nhung chàm phất phất tay hai người tạm biệt không nói gì thêm nữa trần tấn đi tới cửa lại phát hiện chu tráng vậy mà tại cái này đứng đấy tiểu trần chu tráng hướng hắn với tay chu đại ca trùng hợp như vậy trần tấn hơi kinh ngạc ám đạo hắn cái này vật nghiệp chủ nhiệm cũng quá tận tụy một chút cái giờ này còn ở lại chỗ này trông coi nào biết chu tráng lắc lắc đầu nói ta chính là ở đây đợi ngươi đâu nói hắn dẫn trần tấn đi tới một bên đưa lên khói sau đó còn rất nhỏ ý giúp trần tấn lên huyên áo trần tấn đầu góc mơ hồ ngươi vừa rồi tại ân lão lý ra làm sao ngây người lâu như vậy a à? chu trắng hỏi ăn cơm nha uống một chút rượu thế nào trần tấn nói chu trắng biết hắn tại lao lý ra ngược lại không kỳ quái bích hải hiên cũng sẽ không giống thanh hòa huyện như thế ngay cả giám sát thăm dò bị người phá hủy cũng không biết nhưng là câu trả lời của hắn lại làm cho chu tráng kinh hai nói hắn cùng ngươi uống rượu đúng a à? trần tấn gật đầu nói thật kỳ quái sao không sao chu tráng bỗng nhiên liền ngừng lại làm cho trần tấn mơ hồ một đường hắn nào nghĩ tới tại lúc trước hắn ngoại trừ người nhà lý hậu quốc nhưng không ở trong nhà chiêu đãi qua bất cứ người nào đâu lại càng không cần phải nói uống rượu với nhau trần tấn về tới thanh hòa huyện lúc cửa hàng cũng đã đóng cửa hắn nhún nhún bay rũ cục lấy mình cặp công văn hướng phía trong khu cư xá lắc lư đi vào đến hai mươi tòa nhà dưới thang máy cửa vừa mở ra một chàng thốt lên chuyển đến cung sán nhìn xem kem chút liền mặt thiếp mặt đụng vào trần tấn chưa tình hồn trần tấn ngươi không cần thiết làm cho như thế gấp a ta đã cùng lão chu liên lạc qua trong công ty vừa vặn xảy ra chút sự tình hắn hai ngày nữa liền sẽ trở về nước ngươi còn muốn ta thế nào cung sán suýt nữa liền muốn khóc lên nàng coi là trần tấn theo dõi nàng trần tấn càng là dở khóc dở cười hắn cũng còn không thấy hoạt điểm dạ đã đâu làm sao có thể là theo dõi hắn lắc đầu nói ngươi hiểu lầm ta cũng ở tại nơi này tòa ngươi cũng ở tại nơi này tòa cung sán kinh ngạc nói trần tấn gật gật đầu bất quá ta không có ngươi lợi hại như vậy ta là mướn phòng ở trùng hợp mà thôi đừng sợ cung sán nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn đi ra thang máy trần tấn đi vào ngay tại môn sắp đóng lại một máy mắt trần tấn bỗng nhiên một đưa tay ngăn lại một mực đứng ở ngoài cửa nhìn cung sán lại bị giật này mình toàn thân run lên trực lăng lăng nhìn xem trần tấn chuyển vào tới trần tấn hỏi cung sáng gật gật đầu trong phòng cái gì cũng có rời che phủ cùng quần áo liền có thể ở được rất tốt chúc mừng ngươi thăng quan nhà mới trần tấn cười nói ngươi dù sao cũng là ta hộ khách nhà cung sán hiện tại cũng không dám bày ra thân là hộ khách tại người đại diện trước mặt nào kiểu chỉ muốn nhanh thoát đi nàng là thật bị trần tấn dọa cho nói gặp nàng vội vã rời đi cái giờ này đi ra ngoài còn ăn mặc chỉnh tế như vậy trần tấn vẫn cười cười có trời mới biết nàng ngoại trừ chu lập hải bên ngoài còn có cái gì ân khách đâu thừa dịp chu lập hải không tại kiếm chút thu nhập thêm cũng chưa biết chừng đâu về đến trong nhà trần tấn lần nữa ngâm vào trong bồn tắm. hắn chợt phát hiện mình thật thích tắm cảm giác loại này ấm áp để đầu góc của hắn cực kỳ buông lỏng càng có lợi hơn về suy nghĩ có đôi khi trần tấn cũng cảm thấy mình chẳng qua là một cái tiểu người đại diện mà thôi có phải hay không nghĩ hơi quá nhiều nhưng là có câu nói nói hay lắm đi bi em đúc người luôn muốn đổi bèn y, mà mở trạ dạ người luôn muốn làm sao cả dầu lời mặc dù cậu thả ta tuyệt đối ta nhưng không thể phủ nhận vẫn là có nhất định đạo lý tư duy quyết định độ cao là không sai mà đang lúc trần tấn qua mười phần thoải mái lúc Đông nhiên liền vang lên kịch liệt gõ cửa âm thanh chấn động đến hắn cũng bị giật nảy mình nhìn đồng hồ đeo tay một cái giờ phút này đã là 11 giờ tối nhiều tới sẽ là ai à lấp lánh chuyện cuồn vận bởi huyền lịch ở tại truyền con chương 158, trăm tiên nhân khiêu trần tấn cao mày từ từ trong bồn tắm leo ra tiện tay nịt lên một đầu khăn tắm đi đến cửa trước chỗ ai vậy hắn hô hào hỏi nhưng mà cổng lại không có chút nào đáp lại chỉ bất quá phanh 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 tiếng đập cửa một mực tại kéo dài cái quỷ gì trần tấn từ miêu nhãn nhìn ra ngoài nhưng không có trông thấy bất luận kẻ nào thảo hắn lập tức một cái giật mình sợ không phải chọc mấy thứ bờ ân ở thi trần tấn có chút giận thầm nghĩ cũng không thể thật là một cái quỷ a sau đó mở cửa đột nhiên kéo ra liền chuẩn bị lập tức ứng phó tình trạng một đạo thân ảnh màu trắng hóc lưng lại như mèo trong nháy mắt liền vượt qua hắn sông vào phòng che miệng chạy về phía nhà vệ sinh ngay sau đó liền chuyển đến mánh liệt nôn mửa âm thanh trần tấn biểu lộ cùng ăn phân đồng dạng khó coi thảo cái quỷ gì hắn vội vàng đổi tới đã thấy người kia đã ôm bùn cầu đang không ngừng nôn than miệng bên trong còn không ngừng phun chất lỏng màu đỏ sậm tóc dài che kín gò má lại cũng không thể là tiểu thiến a tiểu thiến đẹp như vậy cũng đừng hủy trong lòng ta mỹ hảo hình tượng lại nói ta cũng không phải ninh thái thần nha trần tấn nhả ránh đi lên trước vén lên người kia tóc dài sau đó xứng sở đây không phải bộ phòng này lúc đầu khách trọ khổng tiểu thư a làm sao hơn nửa đêm chạy về tới trần tấn nhìn xem nàng lần trước gặp mặt lúc mấy phần ngạo kiểu mấy phần đạm mạc đã biến mất không thấy có chỉ là thật thà ánh mắt cùng y nguyên treo nôn cặn bã khoe miệng khổng tiểu thư ngươi đã dọn đi rồi hiện tại chạy trở về làm gì trần tấn hỏi không có trả lời đình chỉ nôn mửa khổng tiểu thư cứ như vậy bưng lấy bồn cầu lâm vào mê man còn có mấy sợi tóc đã rơi vào trong bồn cầu cùng nôn cùng nước trong buồn cầu sen lẫn trong cùng một chỗ treo đến trần tấn một trận ghép bỏ bất đắc dĩ như thế cái nghèo túng mỹ nữ đêm khuya xông vào cũng không thể cứ như vậy ném ra cửa a à. chỉ bất quá trần tấn cũng không phải cái gì lạ người tốt không đem nàng nốt ở ngoài cửa chết còn thế là tốt rồi trần tấn nghĩ nghĩ trần du gian phòng là không thể nào cho nàng ngủ cũng không có khả năng cùng mình cùng giường chung gối thế là đành phải nâng lên nàng hướng trên ghế xa quăng ra cuối cùng thở dài lại tìm một giường dự bị chăn đông cho nàng đắp lên sau đó trần tấn nhặt lên nàng rơi vào cổng sách tay không có chút nào gánh nặng trong lòng là xem tại cách tầng bên trong tìm được thẻ căn cước của nàng không khuyết, năm 1987, vợ ý mà chỉ lớn hơn mình hai tuổi, nhìn gương mặt kia cũng không chỉ đâu. Trần Tấn nghĩ đến, hắn cũng không phải ngày đầu tiên tại thành phố lớn gây người, cái gọi là tiên nhân khiêu sự tình hắn vẫn là nghe nói qua, mới muốn cầm lên thân phận của đối phương chứng để phòng vận nhất. Cuối cùng hắn nhìn một chút, xác định trong phòng khách không thứ gì đáng tiền về sau, thế là đã khóa Trần Du gian phòng, lại trở lại gian phòng của mình đem cửa phòng khóa trái, cắm đầu đi ngủ. đương nhiên, Không Khuyết thẻ căn cước cũng bị hắn cầm tiền đến. Sáng ngày thứ hai trần tấn tỉnh lại rốt cục không lại cảm thấy toàn thân đau đớn từ trước đến nay cường kiện thân thể khiến cho hắn năng lực khôi phục coi như xuất sắc mở cửa phòng đi tới chỉ gặp khổng khuyết cũng đã ngồi ở trên ghế salon chính ôm thật chặt chăn đông hai mắt trống giống vô thần không có chút nào tiêu cự phát giang ốc tỉnh trần tấn khẩu khí cũng không tính quá tốt không hiểu thấu nửa đêm chạy vào trong nhà mình cho dù ai cũng không thể có tốt tính khổng khuyết phản ứng vài giây đồng hồ mới quay đầu nhìn về phía trần tấn cười khổ nói có nước nóng a à? máy nước nóng mở ra đâu trần tấn không vui nói ngay uống nước nóng khổng khuyết tựa hồ cực kỳ mọi mệnh ngay cả biểu lộ đều làm không được chỉ là ngượng ngùng nói thực sự không có ý tứ ta tối hôm qua uống nhiều quá không biết làm sao lại chạy đến nơi này cảm ơn ngươi trần tấn từ nước nóng trong ấm cho nàng rót một chén nước bưng tới đối với nàng trạng thái vô cùng rõ ràng phàm là say rượu nếu như say tới cực điểm ngược lại không dễ dàng ngủ kịch liệt đau đầu cùng rất nhỏ mất nước thân thể sẽ dày vò đến người vô pháp giấc ngủ hòa với uống rượu đi trần tấn cười nói bạch đỏ còn có đây này còn có một bình hoàng gia pháo mừng cùng một bình ít đó khuyết thẩm nghĩ nguyên lai cũng là rượu trận lão thủ nỗ lực cười đáp trần tấn lắc đầu tiểu lượng thật tốt, bất quá ngươi bây giờ hẳn là chậm đến đây a, à? phải không, liền không tiễn, Khổng Khuyết giật mình, nàng nhìn một chút Trần Tấn, có chút khó tin, cho tới nay nàng đối với mình tư sắc đều là mười phần tự tin, cái này vạn sách công ty người đại diện tối hôm qua không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nàng mặc dù trong lòng còn có cảm kích, nhưng là liền ngay thẳng như vậy tiến khách, cũng không tránh khỏi thật không có có phong độ thân sĩ đi, được rồi, cảm ơn ngươi, Khổng Khuyết không hiểu cũng tới ta ngạo khí, dùng sức đứng dậy, đi đường thậm chí còn có chút lảo đảo, nhưng vẫn là đi hướng cổng, ngay tại nàng mở cửa dự định ra ngoài lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến một câu chờ một chút hừ, nam nhân Khổng khuyết trong lòng có chút đắc ý cứ việc nàng trang đã triệt để tiêu đến rối tinh rối mù cả người cũng bởi vì say rượu lộ ra mười phần tiểu tụy nhưng vẫn là bày biện ngạo kiểu mặt quay người nhìn qua trần tấn chỉ gặp trần tấn từ trong túi móc ra một tấm thẻ căn cước đưa cho nàng Khổng khuyết tiếp đi tới nhìn một chút gương mặt lập tức có một chút có quáp đề phòng tại chưa xảy ra thôi trần tấn cười nói rốt cuộc cái này đêm hôm khuya phát, vạn nhất là tiên nhân khiêu làm sao bây giờ khẩn quyết sắc mặt chỉ một thoáng trở nên hết sức khó coi thiên khiêu trong lòng nàng điên cuồng lao nương giống như là cần dựa vào tiên nhân khiêu đến kiếm tiền đen nữ nhân sao nhưng là trần tấn một mặt đương nhiên biểu lộ để nàng vẫn là cực kỳ đánh bại xoay người rời đi rốt cuộc người ta nói đến xác thực có đạo lý đâu trần tấn không tiếp tục gọi lại nàng cũng không có chút nào muốn lưu lại phương thức liên lạc ý nghĩ cũng không phải nhận chữ nhạc đối với khẩn khuyết bị kim ốc tàng tiểu thuyết pháp ảnh hưởng mà là đối phương xác thực không phải hắn đồ ăn coi như thật muốn tìm nữ nhân cũng không thể tìm sẽ ở nửa đêm uống đến say không còn biết gì sau đó chạy tới nhà người khác bên trong cùng thổ nữ nhân a trần tấn không tiếp tục đi suy nghĩ liên quan tới khẩn khuyết vấn đề mà là tinh thần phân chấn rửa mặt hoàn tất đi làm rồi hôm qua hắn cho lý đĩnh cùng phương cường hai người hộ khách bọn hắn lập tức liền ước chừng tới hộ khách nhìn phòng đồng thời lý đĩnh hộ khách còn có minh sát mục đích cùng chủ thuê nhà nói xong buổi sáng muốn tới cửa hàng bên trong đàm đơn đây này hắn phải đi nhìn chằm chằm đồng thời cam đoan cái này một đơn thành giao đối với hoạt điểm dạ đã khảo thí hắn đã có chút không thể chờ đợi tối hôm qua từ lý hậu quốc kia biết được một chút người bình thường căn bản là không cách nào biết được cao tầng tin tức về sau bích hải hiên hắn đã xem vì mình độc chiếm cho nên hoạt điểm dạ đã có phải hay không có thể như hắn thiết tưởng như vậy phán định điểm tích lũy là hiện tại trọng yếu nhất cái này đem quyết định hắn tiếp xuống toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống hướng đi trần tấn đến cửa hàng thời điểm lý đĩnh đã thật sớm liền đến đem phòng học nhỏ chuẩn bị xong bởi vì chủ thuê nhà cùng hộ khách song phương ước chừng thời gian tại tám giờ ba mươi phút cho nên bọn hắn chỉ có thể càng sớm chút hơn hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau các đồng nghiệp cũng lục tục no ngoe bắt đầu đi làm chủ thuê nhà cùng hộ khách cũng ở thời điểm này tới cái này hộ khách trước đó một mực không có bị những công ty khác thành giao cũng đều là bởi vì vấn đề giá cả cho nên lý đĩnh đang cùng hộ khách bắt được liên lạc về sau liền đề cử bích hải hiên phòng ở quả nhiên một cách phải chúng nhưng là vẫn tồn tại một vấn đề chính là chủ thuê nhà tựa hồ cũng không nguyện ý mình ra thay đổi thổ địa quyền sử dụng chứng phí tổn yêu cầu hộ khách đứng ra nhưng mà hộ khách cũng là bởi vì tài chính không đủ mới lựa chọn bích hải hiên ứng ra phí dụng lời nói chiếm dụng quá nhiều tiền mặt liền sẽ dẫn đến trong tay hắn không đủ tiền cho nên hôm nay hẹn xong phương cần liền là liên quan tới khoản này phí tổn làm sao bây giờ sự tỉnh hộ khách cái này phương tới trước cửa hàng là một đôi đôi vợ chồng trung niên thuộc về cải thiện hình hộ khách chủ thuê nhà thì là tại bích hải hiên có được sáu phòng sinh thuộc về nhà giàu lý ca ngươi mới vừa nói chủ thuê nhà tên gọi là gì trần tấn một bên giúp lý đỉnh chuẩn bị ký kết vật liệu vừa nói nô cát lâm lý đỉnh đáp trần tấn nhữ nhữ mày cái tên này để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm năm mươi chín tài chính nộp lên trên trần tấn nghĩ đến vừa lật ra chủ sĩ nghiệp danh sách bắt đầu xem xét vừa đối lý đỉnh hỏi thay đổi phí tổn nhiều ít hơn tám mươi vạn lý đỉnh xẹp xẹp miệng cao như vậy trần tấn có chút không hiểu hắn danh nghĩa nhiều như vậy phòng nhỏ lúc trước phá rỡ thời điểm hộ khẩu bổn tượng nhân đầu hẳn là rất nhiều tân nói hẳn là bình quân phân đến mỗi căn phòng từ bên trong tại sao có thể như vậy? lý Đỉnh bất đắc di nói hắn danh nghĩa sáu phòng nhỏ ngoại trừ bộ này một trăm bốn mươi tám m hai cái khác đều là chín mươi m hai nhưng hết lần này tới lần khác hắn đem bồi thường diện tích đều đặt ở bộ này căn phòng lớn bên trong có kém không nhiều hơn một trăm hai mươi m hai mà còn lại phòng ở mỗi bộ cũng chỉ có mấy mét vuông bồi thường diện tích thêm ra tới đều là đổi mua nếu là mua kia mấy bộ chín mươi m hai ngược lại thuận tiện thay đổi phí liền mấy vạn khối tiền cải thiện hình hộ khác nhà khẳng định phải căn phòng lớn a à, cái này chủ thuê nhà rất châu a còn có thể chơi như vậy trần tấn nhà rãnh đã làm việc chủ trong danh sách tìm được nô cắt lâm danh tự nô cắt lâm danh hạ sáu phòng nhỏ phân bố tại mấy tòa khác biệt lâu bên trong lại đều không ngoại lệ đều vây quanh trung ương hồ nhân tạo vị trí cũng không tệ cũng khó trách hộ khách sẽ liếc thấy chúng chỉ bất quá hứng ra hơn tám mươi vạn thay đổi phí tổn vẫn có chút quá giật một ít tổ này hộ khách là cải thiện hình trợ phu tên là lưu chính phong thê tử tên là hoàng hoan hai người thuộc về hai lần vay mua phòng cho nên ngân hàng đối tiền đặt cọc là có chí ít sáu mươi yêu cầu bọn hắn nhìn chúng nô cắt lâm bộ phòng này có một trăm bốn mươi tám m vuông, tổng giá trị bốn trăm ba mươi vạn tính được đơn giá mặc dù chỉ có hai vạn chín ngàn hơn nhưng tiền đặt cọc ít nhất phải giao hai trăm năm mươi tám vạn nếu như lại muốn ứng ra hơn tám mươi vạn thay đổi phí dù là tổng giá trị bên trong giảm đi tám trăm ngàn hộ khách Y nguyên còn muốn thanh toán hai trăm mười vạn tiền đặt cọc bởi như vậy hộ khách tiền đặt cọc tăng thêm thay đổi phí thứ nhất bút muốn thanh toán tiền mặt lập tức liền biến thành hai hơn chín mươi vạn so trước kia bình thường thanh toán muốn nhiều ra gần bốn trăm ngàn hộ khách tự nhiên không chịu ứng ra húng chi bộ phòng này vẫn là phối thô hộ khách mua lại về sau còn muốn có một số lớn trang trí chi tiêu tài chính áp lực xác thực lớn trần tấn nghĩ nghĩ lấy ra hoạt điểm dạ đã xem xét lên cái này ngô cắt lâm tình huống lại phát hiện hắn đã nhanh muốn tới thanh hòa huyện thế là trần tấn cách tủ kính nhìn ra ngoài chỉ gặp một cô mới tinh len rộ vợ gen rộ vợ đứng tại ven đường thân xe cùng trên cửa xe còn kề cận phòng ngựa va chạm bờ biển hiển nhiên là vừa xét xe Đó lấy một cái ước chừng ba mươi tuổi khoảng chừng nam tử đi xuống chính là ngô cắt lâm vừa đốt thuốc bên cạnh hướng phía vạn sách công ty cửa hàng đi tới chỉ chốc lát hắn liền đẩy cửa tiến đến nghét đầu lên miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc một bộ không coi ai ra gì bộ dáng lý đĩnh lập tức liền chất lên khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy nô tiên sinh ngươi tốt hộ khách đã đến liền chờ ngươi đây nô cắt lâm khoát khoác tay hơi không kiên nhẫn đi theo lý đĩnh đi vào phòng học nhỏ trần tấn cũng đi vào theo a à, chủ thuê nhà ngươi tốt hộ khách hai vợ chồng người thành thật gặp hắn tiến đến cùng một chỗ đứng lên chào hỏi hắn nô cắt lâm không nhìn hộ khách dôi ra thời điểm nên ngang tọa hạ phất tay hỏi thế nào các ngươi nghĩ kìa. a giá phòng đã dễ dàng như vậy bỏ lỡ ta bộ phòng này nhưng không có khác phòng ốc. đối diện cái này thanh hòa huyện là giá cả bao nhiêu các ngươi cũng là rõ ràng hai vợ chồng lung túng ngồi xuống mặt lộ vẻ khó xử lưu chính phong bồi tươi cười nói nô tiên sinh chúng ta trở về thương lượng một chút nếu như muốn ứng ra ngươi thay đổi phí dụng lời nói chúng ta mua xuống bộ phòng này về sau tối thiểu một trong vòng hai năm đều không có tiền trùng tu nhưng chúng ta hai lúc đầu phòng ở cũng đã bán mất trong vòng nửa năm liền muốn giao phòng cho loại bỏ nếu là thuê phòng thật sự là quá phiền thoái cho nên còn xin ngươi lý giải một chút chúng ta xác thực lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt tới kia là vấn đề của các ngươi nô cắt lâm hút lấy cái mũi thái độ mười phần cương ngạnh nói ra dù sao nếu là muốn mua nhà của ta liền phải ứng ra số tiền kia lý đĩnh cười đối ngô cắt lâm nói ngô tiên sinh ta cảm thấy chính ngươi phải không cũng suy nghĩ một chút rốt cuộc hiện tại gặp phải giống bọn hắn như thế thành tâm hộ khách cũng không nhiều hơn tám mươi vạn đều không có còn mua cái gì phòng ở sao thật là ngô cắt lâm một điểm thể diện đều không có lưu rất là khinh thường nói trần tấn ở bên nhìn xem lại nhìn một chút hoạt điểm giá đạ trong lòng cười lạnh không thôi bởi vì hoạt điểm trên ra đa tin tức biểu hiện là chủ thuê nhà ngô Cát lâm tâm lý giá cả bốn trăm năm mươi vạn giá cả hạt cuối, bốn trăm vạn bán phòng dục vọng cực kỳ mãnh liệt tài chính công dụng nộp lên trên nộp lên trên là cái gì quỷ tài chính công dụng sao nói cách khác nô cắt lâm bán nhà cửa có được tiền căn bản cũng không thuộc về chính hắn mà là cần nộp lên trên trả lại cho người nào nếu không phải tối hôm qua từ lý hậu quốc kia xác định bích hải hiên cái này đặc thù cư xá phía sau những cái kia ngoài sáng trong tối sự tình trần tấn nói không chừng sẽ bị cái này thượng chức tài chính công dụng làm cho mơ hồ đâu nói trắng ra là cái này nô cắt lâm cũng chính là cái khôi lỗi mà thôi những phòng ốc này mặc dù tại hắn danh nghĩa nhưng lại không thuộc về hắn cho nên hắn bán phòng dục vọng mới sẽ mãnh liệt như vậy lại không nguyện ý mình thanh toán thay đổi phí tổn một phương diện, chính hắn tựa hồ cũng gấp tại tuột tay nhóm này phòng ở, có lẽ là cũng có thể có được chỗ tốt nhất định đi. Một phương diện khác, dựa theo lẽ thường suy đoán, có thể có nhiều như vậy phòng sinh ra người, hơn nữa lúc trước vẫn là đổi mua sắm năm phòng nhỏ lớn như vậy diện tích người, làm sao có thể không bỏ ra nổi cái này khu khu 800 ngàn. Nhưng cái này Ngô Cắt Lâm nếu quả như thật nghĩ bán đi những phòng ốc này, làm sao có thể không có số tiền kia đâu. Mà lại, cái này Ngô Cắt Lâm cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi điểm a. Từng, Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến chỗ nấu chốt, hắn hồ nghi nhìn một chút nô Cắt Lâm, sau đó lộ ra mỉm cười. nô tiên sinh ngươi đây đúng là có chút ép buộc lưu chính phong cũng là giận thái độ của hắn chân thành nói lúc đầu số tiền kiên nên từ chủ thuê nhà tự hành thanh toán không có lý do tái giá đến chúng ta mua nhà đầu người lên đi nô cắt lâm nhún núi vai, kia cũng không có cái gì có thể nói sau đó hắn liền đứng dậy chuẩn bị muốn đi lúc ra cửa còn đối lý linh nói ngươi gọi điện thoại cho ta ta còn tưởng rằng hộ khách đã suy nghĩ kỹ đâu lần sau đừng lửa phình ta ta cũng không có nhiều thời gian như vậy gặp nô cắt lâm một lời không hợp liền muốn đặt xuống sạp hàng lý Đính cũng là cảm thấy đau đầu hắn nhìn một chút đồng dạng có chút không phẫn hộ khách hai vợ chồng đành phải bắt đầu chấn an bọn hắn hứa hẹn sẽ cho bọn hắn tìm tới thích hợp hơn nhà mà trần tấn thì là gặp nô cắt lâm ra cửa lập tức liền đuổi theo nô tiên sinh chờ một chút trần tấn hô hào nô cắt lâm quay đầu lại nhìn xem hắn cau mày nói còn có chuyện gì trần tấn cười đưa điếu thuốc tới giúp hắn sau khi đốt mang theo lấy lòng giọng nói nô tiên sinh lần này là chúng ta không giúp ngươi xứng đôi đến thích hợp hộ khách còn hy vọng ngươi bỏ qua cho nhà tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười gặp trần tấn như thế khiêm tốn nô cắt lâm cũng cười nói dễ nói các ngươi lại tiếp tục tìm hộ khách là được nô tiên sinh ngươi đường này hổ nhưng đủ bạc khí là vừa ban sao cái này cần hơn một trăm vạn đi trần tấn ngạc nhiên lộ ra hâm mộ biểu lộ nô cắt lâm đắc ý nói toàn bộ làm tốt cũng liền hơn một trăm sáu mươi vạn đi chật 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 nô tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao nha ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể có ngươi bản lãnh này trần tấn tiếp tục tán dương ta liền là vận khí tốt mà thôi nha nô cắt lâm mặt ngoài khiêm tốn nhưng trên mặt ngạo nghễ biểu lộ lại rõ ràng cực kỳ trần tấn rèn sắc khi còn nóng hỏi không biết ngô tiên sinh ở nơi nào tháng trước a à, ta tại nhuận ra tài vụ đi làm Nô Cát Lâm không nghi ngờ gì, trực tiếp ứng. Lấp lánh chuyện cuồn vật bởi Huyền Lực ở tại truyền con. Chương 160, hoàn toàn mới điểm tích lũy hình thức. Nhận ra tài vụ. Trần Tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây không phải Ngô Đức dân sản nghiệp a. Trên mặt của hắn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, mà là tiếp tục cười nói, chắc không được đâu. Đây chính là toàn Đông Giang thành phố đều nổi danh công ty lớn đâu. Người biết nhận ra. Như thế để Ngô cắt Lâm hơi kinh ngạc. Nhận ra tài vụ danh khí, chủ yếu vẫn là lưu truyền tại có nhất định thực lực kinh tế trong đám người. Rốt cuộc cái gọi là tài vụ công ty, Đông Giang thành phố không có 1000 nhà cũng có 800 nhà, cái gì đại diện đăng ký công ty 300 khối đại diện báo thuế thay mặt xin nhãn hiệu loại hình liền là đứng tại cục công thương cộng bản thân tấm thẻ đáng kia hoàng yêu, tất cả đều lệ thuộc vào những này tài vụ công ty nhưng mà nhuận ra tài vụ lại không giống nó làm đều là ta đưa ra thị trường công ty đầu tư bên ngoài công ty hay là tập đoàn công ty nghiệp vụ tuy nói những đại công ty này chính mình cũng có 10 phần chuyên nghiệp tài vụ đoàn đội thế nhưng là tại đông giang thành phố cái này một mẫu ba phần đất bên trên tổng có một số việc là ngươi giải quyết không được mà cần người khác tới giúp ngươi giải quyết nói đến ngay thẳng ta nhuận ra làm là những đại công ty này hoàng lưu sinh ý rốt cuộc hiện nay xử lý xí nghiệp lớn nhất chi tiêu cũng không phải là cái gì sân bãi tiền thuê nhân viên tiền lương hoặc là tiền quảng cáo cái gì mà là cần nghĩa vụ giao nạp cái kia bộ phận cho nên nhận ra tài vụ mặc dù nổi danh nhưng một cái tiểu người đại diện sẽ biết thật đúng là để ngô cắt lâm nghĩ mãi mà không rõ gặp hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ trần tấn cười cười bởi vì ngô tổng có một bộ phòng ở là ta qua tay bán đi cho nên biết ngô tổng cái nào ngô tổng ngô cắt lâm kinh hãi hỏi trần tấn nhìn xem hắn tự nhiên là ngô đức dân t ngô cắt lâm hít sâu một hơi lúng túng nói người giúp ngô tổng bán qua phòng ốc cái nào một bộ nô tiểu vinh bộ kia trần tấn tiếu dung dần dần thu vào chậm rãi nói ra Ngô tiên sinh ta thật sự là hâm mộ ngươi nhà con trẻ như vậy liền có thể lái nổi đường hổ không biết ngươi là vay bán vẫn là duy nhất một lần trả tiền bán nhìn đến nhuận ra tài vụ tiền lương thật đúng là cao đâu nô cắt lâm nuốt ngủ nước miếng nên miệng chê cười nói cái kia ta cảm thấy liên quan tới bộ này chuyện phòng ốc còn có thể lại cùng hộ khách tâm sự nói hắn liền đi về đúng lúc gặp lý Đỉnh bồi tiếp hộ khách đi ra ngoài gặp hắn quay đầu hai vợ chồng đều là không vui nhìn xem hắn nào biết Ngô Cắt Lâm tiến lên cười nói, "Lưu đại ca đúng không? Tới tới tới, mới vừa rồi là ta xúc động. Chúng ta lại ngồi xuống trò chuyện chúng ta." Thế nào? Lưu Chính Phong cùng Hoàng Hoan không hiểu nhìn xem hắn, bất quá bọn hắn hai xác thực đối bộ phòng này vừa ý vô cùng, mà lại phòng ốc của mình cũng đã bán mất, nửa năm liền muốn giao phòng, tính đến trang trí thời gian, kỳ thật cũng không dư giả, tân phòng sự tình vẫn là tranh thủ thời gian định ra tới tốt lắm. Thế là ba người lại lần nữa về tới cửa hàng bên trong ngồi xuống, tại trong phòng họp nhỏ một mực trò chuyện đến trưa. Đinh. Trần Tấn vừa mua đồ ăn chuẩn bị ăn đâu, tin nhắn vang lên trần tấn lấy ra điện thoại nhìn một chút là lao thao bảy gửi nhắn tin chúc mừng thanh hòa huyện cửa hàng trần tấn cầm xuống tháng này thứ năm đơn tiêu quan thực lực vẫn như cũ thị trường đã có ấm lại dấu hiệu những người khác cũng muốn cố lên cùng lúc đó lý Đỉnh đưa tiến hộ khách chủ thuê nhà nghe nói trần tấn đang dùng cơm cũng mặt mày hớn hở chạy tới ăn trực tiểu trần ngươi làm sao cùng chủ thuê nhà nói hắn trước sau thái độ hoàn toàn không giống a lý đính hưng phấn nói trần tấn lắc đầu liền là khuyên một chút rốt cuộc giá thị trường không tốt nha thế nào thu toàn thuê ngươi đoán làm gì chủ thuê nhà căn bản cũng không phải là không nguyện ý trả tiền mà là căn bản liền không có tiền lý đĩnh cười nói cuối cùng đáng tốt hộ khách giúp hắn ứng ra một nửa bốn trăm ngàn còn lại chính hắn đến giải quyết trần tấn cười đoán được lão đại không nói gì a à? hắn hỏi là đem tờ đơn làm được trên đầu mình sự tình cái này sớm cũng không có cùng trương diệp chào hỏi lý đĩnh cười nói lão đại không nói gì cứ dựa theo tên của ngươi báo lên ngươi chưa lấy được tin nhắn sao nhận được cái này cho tới chưa vất vả ngươi nhanh ăn cơm đi trần tấn gật đầu nói xem ra chính mình đoán đều không sai Nô Cát Lâm cũng không phải thật sự là chủ thuê nhà. Hắn nghĩ đến, hẳn là có người nào vì để tránh cho danh hạ tài sản quá nhiều, cho nên tìm được hắn, dùng ta thủ đoạn, đem hắn biến thành khôi lỗi chủ thuê nhà. Mà lại lần này cần bán nhà cửa, thay đổi phí tổn nói không chừng đều đã cho Nô Cát Lâm, chỉ bất quá lại bị cái này cao điệu Nô Cát Lâm đổi thành xe sang trọng mà thôi. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn không thể nín được cười. Cái này Nô Cát Lâm cũng thật đúng là gân mập, liền dám như thế đem số tiền kia cho dùng. Bất quá cũng không kỳ quái, hắn đánh chủ ý đoán chừng liền là để hộ khách đến ứng ra số tiền kia đi, thật đúng là giỏi tính toán nha. Sáu phòng nhỏ thay đổi phí làm không cẩn thận đến có hơn một trăm vạn đâu mình lại thêm chút đường hổ liền đến tay thỏa thỏa tay không bộ bạch la mà mà lại cái này ngô cắt lâm còn tại ngô đức dân trong công ty đi làm đồng thời nhất định nhận biết ngô tiểu vinh nếu không không về phần mình nhắc lên ngô tiểu vinh danh tự hắn phản ứng cứ như vậy lớn chiếu nhìn như vậy đến hắn danh nghĩa cái này sau phòng nhỏ cùng ngô đức dân cũng có thoát không ra quan hệ khi biết mình nhận biết ngô đức dân về sau ngô cắt lâm sợ hãi sự tỉnh bại lộ cho nên lập tức hồi tâm chuyển ý con cá này há lại chỉ có từng đó là lớn nha cái này mẹ nó là đầu cá voi xanh nha trần tấn trong lòng cảm khái tại thanh hòa huyện bộ kia phòng ở mặc dù muốn lây xuống độ khó cũng cực cao nhưng là cùng bích hải hiên cái này sáu bộ so sánh coi như hoàn toàn không phải một cái độ khó hệ số sự tình phải biết bích hải hiên lúc trước dọn trở lại thế nhưng là tỉnh phủ đại viện trong này động tay chân cũng không phải đùa dỡn có thể đem cao như vậy khó khăn sự tình đều hoàn thành như vậy ngô đức dân thân phận cũng liền vô cùng sống động hôm qua trần tấn lục soát lý hậu quốc thời điểm thế nhưng là thuận tiện liền nhìn đương nhiệm thành viên ban ngành nhà. họ ngô nhưng cũng chỉ có một nghĩ đến chính mình lúc trước lại còn trước mặt ngô đức dân xưng huynh gọi đệ trần tấn cũng không khỏi đến có chút nghĩ mà sợ hắn là vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng mình có một ngày vậy mà lại cùng nhân vật như vậy trong mơ hồ dính dáng đến quan hệ mà lại ngô đức dân đã tại như thế hai cái trong khu cư xá liền khống chế bảy phòng sinh đông giang thành phố như thế lớn cư xá đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn trong đó lại còn có bao nhiêu phòng nhỏ sẽ cùng hắn dính líu quan hệ đâu trần tấn yên lặng tự hỏi gặp lý Đỉnh bắt đầu động đũa cũng liền tạm thời trước không suy nghĩ nhiều rốt cuộc trước mắt mình cách cái kia cấp bậc cách thực sự vẫn là quá xa vời việc cấp bách vẫn là tự thân phát triển chỉ có giá trị của mình tăng lên hắn lực lượng mới có thể càng đầy thế là hắn một bên không yên lòng vừa ăn vừa bắt đầu phủi đi điện thoại di động bởi vì hoạt điểm dạ đã điểm tích lũy cũng đổi mới đinh lãnh tụ hình thức đã phát động tất cả thuộc hạ thành giao kim ngạch đều có thể hoàn toàn thu hoạch được điểm tích lũy thuộc hạ thành giao một thu hoạch được điểm tích lũy bốn trăm ba mươi phân tiểu trần ngươi thế nào không thoải mái a à? lý Đính gặp trần tấn cầm đua tay có chút run dày một miếng thịt liên tiếp mấy lần đều không thể gắp lên không khỏi ân cần nói trần tấn lấy lại tinh thần lắc đầu cười nói ta không sao vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đâu giờ này khắc này nội tâm của hắn khoáy động quả thực muốn phá thể mà ra mình lôi kéo được lý đỉnh làm tiểu đoàn thể một viên tại lý đỉnh thành giao về sau vờ ơ y mà phát động cái này cái gọi là lãnh tụ hình thức như vậy nói cách khác về sau hắn vô luận tấn thăng đến cái gì cấp bậc chỉ cần là hắn thuộc hạ cho toa điểm tích lũy tất cả đều là hoàn toàn phán định vì mình trần tấn hầu kết lan lăn cưỡng ép mệnh lệnh mình tỉnh táo lại thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu như mình trở thành cửa hàng trưởng thậm chí khu quản lý về sau quán cảnh trái tim liền bắt đầu bất tranh khí của luật lên đều khỏi cần phải nói chỉ riêng thanh hòa huyện cửa hàng tháng trước thành giao kim ngạch liền đạt đến gần năm vạn mà ba phân khu tháng trước thành giao kim ngạch càng là đã phá ức một triệu nhưng chính là 10.000 phân điểm tích lũy nha nếu như là cả một cái đại tây khu thành giao chắn đâu hoặc là là toàn bộ vạn sách công ty thành giao tổng ngạch đâu đây là muốn nông dân xoay người đem ca hát nha trần tấn trong lòng phát ra cùng thiếu vô luận từ góc độ nào cân nhắc bích hải hiên cửa hàng trần tấn đều ăn chắc lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại Chuẩn con c 161 lần nữa hối đoái công năng phương cường đâu trần tấn tỉnh táo lại về sau gặp luôn luôn đối nóng lòng ăn trực phương cường không có bóng người liền hỏi lý đĩnh lắc đầu không biết mới vừa nói là đi xem phòng bây giờ còn chưa trở về trần tấn có chút buồn bực, xem chừng có thể là nhìn tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc tương đối nhiều đi liền không nghĩ nhiều hai người ăn cơm xong ra còn không nô cắt lâm không biết từ chỗ nào có xông ra nô tiên sinh còn có chuyện gì sao lý đĩnh không hiểu hỏi nô cắt lâm lại cười nói không có việc gì ta muốn theo ngươi đồng nghiệp này tâm sự trần tấn cười để lý đĩnh đi vào trước cùng nô cắt lâm đi đến ven đường hỏi nô tiên sinh có cái gì chỉ giáo ngạch cái kia ngươi xưng hô như thế nào nô cắt lâm nhớ tới mặt hỏi trần tấn nô tiên sinh muốn là không tin có thể trực tiếp hỏi hỏi một chút nô tổng không cần không cần nô Cát lâm vội nói tiểu trần nô tổng phòng ở giao dịch đến đâu một bước rồi quá trình đã đi đến trần tấn nói nô Cát lâm có chút nhẹ nhàng thở ra vậy có phải hay không không có gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần phải lại cùng nô tổng liên hệ rồi không sai bất quá ngô tổng đem danh thiếp của hắn cho ta để ta có chuyện cần hỗ trợ có thể tìm hắn trần tấn trong lòng cười thầm cái này nô Cát lâm ấp a à, ấp đúng liền là không vào chính đề nha nô Cát lâm cuối cùng cười nói kia là đương nhiên nô tổng thế nhưng là cái nhu nhân chỉ bất quá hôm nay vấn đề này phải không ngươi cũng đừng đề cập với hắn giờ ơ ý rồi ta rốt cuộc tại dưới tay hắn đi làm những này việc tư bị hắn biết không tốt lắm không có vấn đề trần tấn đồng ý lại nói nhưng là về sau ngươi danh nghĩa phòng ở nếu là lại có hộ khách ngươi nhưng phải phối hợp chúng ta một điểm nha đương nhiên đương nhiên các ngươi là đông giang lớn nhất công ty nha đủ chuyên nghiệp ta khẳng định phối hợp nô cát lâm lúc này mới yên lòng lại cáo biệt rời đi lúc gần đi còn từ trên xe cho trần tấn cầm đầu ngạnh dương quang trần tấn cũng không chối từ đối với có ít người ngươi không thu hắn đồ vật là không thể để hắn yên tâm trần ca hiện tại đẳng cấp không thấp nha thường xuyên ngạnh dương quang rồi chắc thuốc lá Phương cường cách thật xa liền hướng phía hắn hô trần tấn một bên hủy đi khói chờ hắn đến gần ném đi qua hai bao nhữ mày hỏi đi đâu thế ký đơn đi nha phương cường việt eo, vui vẻ mở ra khói đốt trần tấn hầu nghi nhìn xem hắn ký đơn người khách hàng nào liền ngươi hôm qua cho nhà buổi sáng ta chạy đến hộ khách trong đơn vị đi thu tiền đặt cọc ký mục đích hợp đồng vừa rồi lại đi chủ thuê nhà kia ký xuống tới phương cường đắc ý nói trần tấn nhìn một chút điện thoại thật đúng là chỉ gặp trên màn hình có một đầu nhắc nhở tin tức mình vừa rồi không nghe thấy thuộc hạ thành ra một thu hoạch được điểm tích lũy ba trăm chín mươi phân nhưng là Phương Cường trạng thái lại làm cho hắn lên lòng nghi ngờ, thành giao cái nào phòng nhỏ nha. Bích Hải Hiên nha. 128m vuông trùng tu sạch sẽ, 390 vạn. Phương Cường nói. Trần Tấn liếc mắt nhìn hắn, thử tuần tra một chút. Quả nhiên, thuộc hạ thành giao phòng ở, cũng sẽ ghi lại ở hắn đã thành giao liệt biểu bên trong. Chỉ kiến giải đồ bên trên biểu hiện ra, bộ phòng này chủ thuê nhà là nữ, giờ phút này ngay tại phòng này trong phòng 8. Trần Tấn híp mắt cười, chế nhạo nói, ngươi ký cái hiệp nghị ký đến cơm cũng không đổi cái văn. Còn không phải sao? Phương Cường đương nhiên nói, cái này chủ thuê nhà là người phụ nữ, đặc biệt phiền phức để cho ta cho nàng giảng cả buổi giao dịch quá trình kể kể liền giảng đến quần áo cởi sạch giảng lên giường rồi trần tấn đột nhiên hỏi phương cường khuôn mặt trì trệ vị đầu lúng túng cười trần ca lời này của ngươi cái gì ý tứ sao xem ra còn không chỉ một lần ngươi cái này đeo đều, đều không thẳng lên được nha trần tấn hiển nhiên cũng không chuẩn bị vương tha hắn trần ca ngươi là làm sao mà biết được phương cường ngượng ngùng nói trần tấn tức giận nói liền ngươi cái này hai chân chột dạ bộ dáng đồ đần đều nhìn ra cứ như vậy nói không ta nhớ được bích hải hiên chủ thuê nhà đều không tuổi trẻ a à? còn tôi ta ba mươi bảy tuổi mà thôi được bảo dưỡng cực kỳ tốt phương cường gặp không gặp được dứt khoát nói thẳng trần ca ngươi là không biết ta đi xem phòng thời điểm cho hộ khách đều dọa kia chủ thuê nhà mặc cái viền ren hơi mở áo ngủ liền đến mở cửa trần tấn bó tay rồi đã đối phương cường im lặng cũng đối chủ thuê nhà im lặng lần trước tại gạ gạ quầy rượu phương cường liền trực tiếp dẫn cái kia tọa thai nữ qua đêm háo sát tính tình có thể thấy được chút ít cho nên lần này sẽ bị cái này hành vi phong túng chủ thuê nhà cấu kết lại cũng không kỳ quái mà cái này chủ thuê nhà cũng là mẹ nó đến đủ có thể sợ là huyệt trống không đến gió đã đã lâu sinh hoạt cực kỳ không phong phú mà thật đúng là rừng lớn cái gì chim đều muốn đâu gặp trần tấn sắc mặt tựa hồ không tốt lắm phương cường hơi khẩn trương lên tiểu thầm nghĩ trần ca ngươi sinh khí à nhà ta hắn meo cũng không phải bạn gái của ngươi sinh quặng lông khí trần tấn cười mắng ngươi chết tại trên bụng nữ nhân ta đều mặc kệ lan đi cùng lao đại biên lai đi hắc hắc vậy là tốt rồi phương cường một lần nữa rực rỡ chạy vào cửa hàng chỉ chốc lát trần tấn điện thoại lại vang lên chúc mừng thanh hòa huyện cửa hàng trần tấn trong một ngày mai nở hai độ cầm xuống tháng này thứ sáu đơn uy vũ ba khí vừa nhìn thấy mai nợ hai độ cái từ này trần tấn lại không thể tránh khỏi nghĩ đến phương cường bất đắc dĩ cười cười nhưng cũng không có cách nào đi trách cứ hắn cái gì mỗi người tính cách khác biệt truy cầu khác biệt liền cũng khác biệt nha chỉ cần đừng đùa ra lửa đến cũng liền cho phép hắn đi thôi cái này trương diệp đi ra gặp trần tấn tại cửa ra vào móc ra khói ném đi một cây tới chụp lại trông thấy trần tấn cầm trong tay một đầu ngạnh dương con đâu thế là xẹp xẹp miệng hướng phía trần tấn ngoắc ngoắc ngón tay trần tấn cười ném đi qua hai bao cười nói một đơn nhất bao a à, vậy liền coi là hối lộ cúc mẹ mày đi trương diệp cười liên ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn có thể không hiểu rõ kế minh đúng là cái cường địch phi thường thời khắc thủ đoạn phi thường nhà ta sẽ ủng hộ ngươi trần tấn gật gật đầu hắn cùng trương diệp là đứng tại cùng một cái chiến hào mục đích là muốn đem trương diệp đẩy lên khu quản lý vị trí trần tấn càng mạnh trương diệp cũng liền càng có sức cạnh tranh đúng rồi trương diệp có chút do dự nói hỏi ngươi chuyện gì trần tấn gật gật đầu trương diệp liền hỏi cái kia phùng tài tuấn mời một tháng nghỉ bệnh ta đi trong nhà hắn nhìn qua cùng trình dung cũng không xê xích gì nhiều nghe nói chỉ là khảm sứ nung răng liền xài hai ba vạn là ngươi làm à. trần tấn nghe đem áo sơ mi từ trong quần rút ra lộ ra đã dần dần biến mất vết thương đưa cho hắn nhìn một chút tự vệ không có cách nào là hắn bảo ta trương diệp trong mày lo lắng nói không báo cảnh a hắn không dám trần tấn ha ha cười nhét tốt quần áo trương diệp nói vậy là được dù sao một tháng sau ngươi cũng cưỡi ngựa nhậm chức đừng để ý tới hắn là được rồi đúng rồi trần tấn trái lại hỏi tiểu chu cùng tiểu hoàng kia hai đơn thế nào hôm nay cũng không gặp hai người bọn hắn trương diệp nhìn xem hắn có chút không hiểu trần tấn cười nói hai mươi phòng nguyên phương đâu không ít công trạng chân con mối lại nhỏ cũng là thịt nhà hai người bọn họ hộ khách nhìn chúng phòng ở là cùng một cái chủ thuê nhà kia chủ thuê nhà du lịch đi bọn hắn đuổi theo đưa tiền đặt cọc cũng không biết thành không thành tối hôm qua liền đi buổi sáng thông điện thoại nói là cùng chủ thuê nhà cùng một chỗ đâu trương diệp đã tới đinh trần tấn nhìn một chút điện thoại đối trương diệp cười nói nhất định sẽ thành chúng ta yên tâm chờ tin tức đi dứt lời hắn liền vào cửa cửa hàng ổ trong góc bắt đầu chuẩn bị tiếp tục thăng cấp hoạt điểm dạ đã chức năng vừa rồi nhận được nhắc nhở là phòng nguyên phương hai thu hoạch được điểm tích lũy một trăm linh sáu điểm tại cái này một trăm linh sáu điểm tới sổ trước đó hoặc điểm dạ đã bên trong còn lại điểm tích lũy là tháng 11 một năm một không điểm cho nên trần tấn không cân nhắc thăng cấp rốt cuộc tháng một năm một không điểm giảm sóc chỉ có hai ngày thời gian hắn không muốn khiến cho cấp bách như vậy bất quá hơn nữa một điểm về sau liền có một điểm bốn ngày giảm sóc làm sao cũng có thể trở thành dao cho nên trần tấn không chút do dự đổi lấy chủ thuê nhà phương tâm lý ba động giám sát đồng thời cũng mở nhìn thấy cấp tiếp theo công năng cụ thể tin tức lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm sáu mươi hai năm mươi ngay tại chỗ có thể hốt thổ từ lên một cấp công năng bắt đầu hoặc điểm dạ đạ áp chức năng mới cũng chỉ có tại đổi hai cái đồng cấp công năng sau mới có thể cho thấy cho nên trần tấn trước đó cũng một mực rất chờ mong cấp tiếp theo chức năng mới là cái gì bởi vì sự thật đã chứng minh hoặc điểm dạ đạ mỗi một cấp chức năng mới đều là phi thường hữu dụng chỗ cho nên trần tấn tại hối nói xong chủ thuê nhà mới tâm lý ba động giám sát về sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét chỉ gặp trên màn hình dần dần hiện ra mấy cái văn tự mắt xích tài nguyên bình chắc trần tấn ấn mở tin tức cặp kẽ nghiêm túc nhìn lại mắt tài nguyên bình chắc nhưng bình chắc mục tiêu mắt tài nguyên chất lượng cùng đẳng cấp theo thứ tự từ thấp đến cao là c b a à, s, 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 s nhưng tự hành căn cứ bình chắc đẳng cấp lựa chọn phải trang sử dụng thành giao hồ sơ quản lý mắt xích tài nguyên công năng tiến hành tài nguyên đóng móc minh bạch trần tấn thầm nghĩ lúc trước hắn còn tưởng rằng cảm thấy giá trị năm trăm điểm tích lũy một mục tiêu mắt xích tài nguyên công năng cực kỳ gần gà đó là bởi vì ngươi thật rất khó phán đoán một người mắt xích tài nguyên chất lượng đến tột cùng như thế nào cùng nó sử dụng còn không bằng tồn lấy điểm tích lũy dùng để ứng phó thường ngày tiêu hao đâu nhưng có cái này một cái chức năng mới về sau hai cái công năng hiệu quả hiệu ra tuyệt đối là một mười hai một khi có thể phán định mục tiêu mắt xích tài nguyên chất lượng như vậy kỳ thật liền có thể từ khía cạnh phán đoán hộ khách chất lượng theo sử dụng hoạt điểm dạ đạ thời gian càng ngày càng dài kỳ thật trần tấn cũng sớm đã ghi chép xuống vô cùng vô cùng nhiều hộ khách chỉ bất quá còn đến không kịp từng cái đi liên hệ mà thôi mà lại nhiều như vậy hộ khách thật muốn từng cái từng cái liên lạc qua đến lại mang nhìn cùng thành giao đoán chừng trần tấn phải học sẽ ảnh phân thân chi thuật mới được nhưng có cái này phán định công năng tại lựa chọn hộ khách phương diện liền có phương hướng trần tấn hoàn toàn có thể lựa chọn mắt xích tài nguyên bình xét cấp bậc tương đối cao hộ khách đến tiến hành tiếp xúc cái này đồng dạng cũng là hắn trải người một nhà mạch mạnh hữu lực thủ đoạn chuyện cho tới bây giờ trần tấn cũng đã dần dần minh bạch hoạt điểm dạ đã cuối cùng phát triển phương hướng tham dò hộ khách chủ thuê nhà trên thực tế đều là thủ đoạn mà không phải mục đích nó chân chính chỗ lợi hại ở chỗ có thể giúp ngươi trải nhân mạch chỉ cần nhân mạch tính gộp lại đến trình độ nhất định coi như thật chính là nghị không thành công gặp nạn rồi cái gọi là cùng hạng người gì tiếp xúc quyết định ngươi tự thân độ cao thử nghĩ một chút nếu có một ngày trần tấn thành giao hộ khách tất cả đều là các ngành các nghề lại lão như vậy chính hắn giao thiệp tài nguyên nên đáng sợ tới trình độ nào đương nhiên thật muốn làm được cấp bậc kia chính trần tấn cố gắng cũng là không thể thiếu tựa như hắn đã từng phỏng đoán qua đồng dạng hoặc điểm dạ đã cung cấp từ đầu đến cuối đều chỉ là thời cơ mà có thể hay không nắm chắc thời cơ quyền chủ động cho tới bây giờ đều tại chính hắn trên tay có cái này phán đoán trần tấn càng ngày càng chờ mong hoạt điểm dạ đạ về sau có thể phát triển tới trình độ nào sau đó hắn xem xét chức năng mới cần có điểm tích lũy kém chút liền muốn bắt phụ chửi đồng hai nghìn điểm mỗi bên hai nghìn điểm hết thể cần bốn nghìn điểm hắn mới có thể đem cái này công năng cho hối đoái ra nói cách khác hắn cần thành giao bốn nghìn vạn tổng lạch mới có thể kiếm lấy đến nhiều như vậy điểm tích lũy mà lại tại kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy hối đoái công năng về sau còn phải tốn phí năm trăm điểm cái đại giới mới có thể có đến mục tiêu mắt xích tài nguyên dứt khoát đi đoạt được rồi bốn nghìn vạn dựa theo khu vực này giá cả ít nhất phải thành giao tầm mười đơn mới có thể góp đủ Trần tấn khó chịu nghĩ đến cũng may vừa nghĩ tới chỉ cần tháng này lấy thêm cái tiêu quan liền có thể tiếp nhận bích hải hiên cửa hàng như vậy bốn nghìn điểm tích lũy khả năng còn cần không được một tháng không hoảng hốt nghĩ như vậy trần tấn liền đi vào cửa cửa hàng mở ra hệ thống bắt đầu xem xét mỗi tháng hàng tháng bảng xếp hạng đều là từ số một bắt đầu liền thời gian thực đổi mới hắn muốn nhìn liền là kế minh trước mắt công trạng bốn bảy và rồi cao như vậy trần tấn xem xét trước mắt cao xếp thứ nhất công trạng cười cười hai ngày trước kế minh tới thời điểm hắn công trạng còn chỉ có ba sáu vạn nhìn đến trương diệp từ kế minh cửa hàng trưởng kia đạt được tin tức không sai trong tay hắn chỉ ít nắm vút ba đơn đồng thời cũng đã hoàn thành hợp đồng ký kết mà hàng tháng bảng xếp hạng hiện tại thứ hai chính là mình Tháng trước hơn 23 vạn liền thành liền tiêu quan công trạng, mà tháng này đã hơn 34 vạn giải quyết xong còn khuất tại thứ hai. Không chỉ như thế, liền ngay cả xếp hạng tại mấy người phía sau công trạng, chí ít cũng đều là 200 ngàn trở lên, thậm chí còn có một cái 29 vạn cùng một cái 31 vạn cắn lấy Trần Tấn phía sau cái mông. Thật sự là gặp quỷ, tháng này đều cắn thuốc rồi sao? Đột nhiên phê bạo. Trần Tấn cười nhả dành một câu. Trương diệp tại bên cạnh đổ nước, nghe vậy xoay người lại nhìn một chút, cười nói, "Làm sao?" Bắt đầu có cảm giác nguy cơ rồi. Cảm giác nguy cơ thật không có, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Trần Tấn đáp lý đĩnh từ một bên khác lại gần kéo đi một chút nói ra này rất bình thường mà tháng này khẳng định rất nhiều người đều cất giấu tờ đơn chuẩn bị sông công trạng tại sao là tháng này trần tấn khó hiểu nói năm nay đêm giao thừa là ngày mùng ngày ba tháng hai nha tháng này công trạng vừa vặn ngày 15 tháng một phát cầm tiền không vừa vặn về nhà ăn tết ta lý đĩnh đương nhiên nói trần tấn cái này mới phản ứng được không khỏi cảm thán làm người đại diện quả nhiên đều gà tặc cực kỳ đây này vạn sách công ty cấp cho tiền lương cùng trích phần trăm quy củ là tại mỗi tháng số năm cấp cho lương tạm sau đó tại mỗi tháng số mười cấp cho công trạng trích phần trăm thế là rất nhiều người liền tuần hoàn theo cái quy luật này giấu danh sách xáo lộ trần đấy còn có không đến hai tháng liền qua tết đâu thời gian thật đúng là trôi qua nhanh nha trương diệp ở bên cạnh cảm thán nói cửa hàng trưởng đều làm ba năm bây giờ suy nghĩ một chút giống như hôm qua mới bên trên cửa hàng trưởng đồng dạng trần tấn nhìn hắn một cái ném đi qua một cái ánh mắt kiên định hắn tin tưởng trương diệp minh bạch hắn ý tứ quả nhiên trương diệp cũng từ đáy lòng cười đến sang năm hắn cùng trần tấn nhất định đều đã ở vào khác biệt vị trí phương cường trần tấn chào hắn tiếng gọi phương cường hấp tấp chạy tới đắp trần ca chuyện gì ngươi buổi chiều là không phải muốn đi tổng bộ đưa tra hồ sơ tư liệu nha trần tấn hỏi phương cường gật gật đầu không sai thuận tiện giúp ta đem tiêu ba đơn hợp đồng ký tên đi chúng ta liền không chạy lưu tại trong tiệm thủ hộ khách trần tấn cười nói cái này không thích hợp a à. phương cường vẻ mặt đau khổ nói ta không phải cái kia cái kia hôm nay cũng đủ mệt cái gọi là ba mươi như sói bốn mươi như hổ năm mươi ngay tại chỗ có thể hút thổ phương cường vừa rồi thật đúng là bị cái kia không đến bốn mươi liền có thể hút thổ chủ thuê nhà cho hút cạn sạch xanh xanh cho nên hắn xác thực thì hơi mệt chút mà lại ký hợp đồng thế nhưng là cái tốn công mà không có kết quả sự tình nhất là giúp người khác ký hợp đồng trần tấn hiếp mắt nhìn xem hắn yếu ớt nói thật không thích hợp sao phương cường thấy một lần hắn lộ ra bộ dáng này phàn nàn liền đáp phù hợp phù hợp ta buổi chiều vừa vặn không có chuyện gì khác trần tấn hài lòng gật đầu đã hoạt điểm dạ đã đều đem hắn phán định thành thuộc hạ của mình như vậy không hảo hảo sai sự thuộc hạ liền là trần tấn không đúng nha mà lại hắn xác thực không có nói láo tại vừa rồi hắn đã từ hoạt điểm trên ra đa phát hiện một khách hộ đang theo lấy thanh hòa huyện đi tới cho nên cùng phương cường lại kể một chút tương quan chi tiết về sau hắn liền nên ra cửa cửa hàng bản tới chính là một cỗ màu đỏ BMW mini biển số xe chiếu bên trên còn kề cận một đống lớn bù lìn bù lìn kim cưng giả dạ, trên xe cũng có rất nhiều héo lộ kịch tỷ tổ tịt vô cùng nữ tính hóa xem xét liền là cái nữ hài từ xe chỉ bất quá để trần tấn mở rộng tầm mắt là từ phòng điều khiển đi xuống lại là một cái làn da ngăm đen tráng kiện nam tử hắn xuống xe về sau còn hết sức gân cần chạy đến tay lái phụ bên kia mở cửa xe ra đem một cái đeo kính đen mập lùn nữ nhân dẫn xuống xe bộ dáng kia cùng nó nói là chi kỷ còn không bằng nói là định nó đâu lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại chuẩn con chưa 163 còn nói không phải muốn hố tiền. Một nam một nữ sau khi xuống xe, người nam kia còn lạch cạch một chút chống ra một cái ô mặt trời, vững vàng gắn vào nữ tử trên đầu. Trần Tấn tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, thế là ngẩng đầu nhìn trời. Không sai a, à. hôm nay là trời đầy mây a. À. Mà lại hiện tại là mẹ nó tháng 12 nha. Che bà ngươi cái chân dương a. À. Trần Tấn im lặng nghĩ đến, nhưng lại nhìn đôi kia nam nữ, nam đương nhiên, nữ Dương Dương tự ác, đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Tấn cũng bỏ đi ngoe ngoe muốn động nhà danh tầm, rốt cuộc hắn dựa vào nhà danh nhưng phải không đến điểm tích lũy đang nghĩ ngợi thế nào có thể cùng hộ khách hắn đáp lời đâu chỉ gặp người nam kia một tay che rủ một tay lấy ra điện thoại di động quay số điện thoại ngay sau đó điện thoại di động của hắn liền văng lên Huy, trần tấn hồ nghi nhận chỉ nghe đối phương nói là tiểu trần sao chúng ta tới nhìn xem phòng sau đó đối phương đã nhìn thấy đứng tại vạn sách công ty cổng nghe trần tấn hướng hắn vây vây tay trần tấn gật gật đầu nên nó còn nói ta là trần tấn xin hỏi hai vị là nam tử nói ta gọi tạ huy là phùng tài tuấn trong thôn thân thích chúng ta chuẩn bị mua phòng Úc. hắn nói gần nhất xin nghỉ để chúng ta trực tiếp tới tìm ngươi còn đem số điện thoại của ngươi cho chúng ta ai trần tấn trong lòng cười thầm cái này phùng tài tuấn thật đúng là bị đại mã một đao kia cho dọa cho phát sợ vờ ơ y mà lấy lòng lên chính mình tới được rồi hắn đáp xin hỏi các ngươi có yêu cầu gì mặc dù hắn đã từ hoạt điểm trên da đa nhìn thấy qua bất quá vẫn là phải hỏi một chút nam này gọi tạ huy nữ tên là tạ dai, là vợ chồng chỉ bất quá hai vợ chồng này tại hoạt điểm trên da đa biểu hiện nội dung cũng không quá nghĩ thông suốt phương diện giá tiền ngược lại là đồng dạng tâm lý giá cả đều là hai trăm bốn mươi vạn giá cả hạn mức cao nhất đều là hai trăm năm mươi vạn nhưng là tạ giai mua phòng chỉ có bình thường mà tạ huy mua phòng lại cực kỳ mãnh liệt mặt khác tại cụ thể nhu cầu phương diện tạ giai cực kỳ kỹ càng trọng điểm học khu tầng lầu tốt tính so sánh giá cả cao mà tạ huy liền đơn giản rất nhiều là phòng ở là được trần tấn tiếp xúc qua vợ chồng ngăn hộ khách không ít nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải song phương ngoại trừ giá cả bên ngoài nhu cầu khác biệt lớn như thế nhìn tình huống này hai vợ chồng trong lòng đều tính toán riêng phần mình tính toán nha mặt khác tạ huy đang nói nhu cầu của bọn hắn thời điểm vừa bên trên tạ giai một mặt đạm mạc thỉnh thoảng đỡ vừa đỡ nàng kính dâm thoáng có chút không kiên nhẫn nghe tạ huy sau khi nói xong trần tấn nói thẳng tạ tiên sinh các ngươi cái giá này vị tại thanh hòa huyện chỉ sợ không dễ tìm cho lắm phòng ở nhà hai phòng phòng nguyên rẻ nhất cũng phải hai trăm tám mươi vạn tả hữu đâu không có việc gì không phải ra cái mới cư xã a gọi so cái gì hiên tạ huy nói phùng tài tuấn ở trong điện thoại đều nói với chúng ta qua trực tiếp nhìn cái tiểu khu này trần tấn gật gật đầu cái tiêu ngược lại là không có vấn đề gì chỉ bất quá bích hải hiên trước mắt cũng còn không có treo ở cái giá tiền này phòng nguyên phải không ta trước mang các ngươi nhìn xem phòng ở thật nhìn chúng ta sẽ giúp các ngươi cùng chủ thuê nhà đảm. vậy liền làm phiền ngươi Tạ huy Lễ phép nói, mà bên trên Tạ Gia vẫn luôn không nói một lời, bày biện trương ngạo kiểu mặt. Trần Tấn để hai người chờ một lát, sau đó trở lại cửa hàng bên trong cầm mấy cái chìa khóa, lại đánh mấy điện thoại, liền dẫn hai người tới Bích Hải Hiên. "Chúng ta trước hết nhìn xem hộ hình đi, cái này mấy bộ giá cả đều tương đối quý một ít, thiện nghi mấy bộ chủ thuê nhà vừa vặn không tại, còn không được xem. Một hồi ta lại đem vị trí cụ thể chỉ cho các ngươi nhìn xem." Trần Tấn mang theo bọn hắn vừa đi vừa nói. Cái này Tạ Gia lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, nàng cau mày, lực khí không vui nói, "Làm sao những này chủ thuê nhà muốn bán nhà cửa cũng không đợi lấy sao?" chỉ nhìn cùng hộ hình có ý nghĩa gì tạ tiểu thư hôm nay dù sao vẫn là ngày làm việc nhà chủ thuê nhà coi như muốn bán nhà cửa cũng phải đi làm không phải nếu như cảm thấy hộ hình ok đến lúc đó có thể lại ước chừng thời gian để chủ thuê nhà đến mở cửa trần tấn giải thích đồng thời hắn cũng thấy ra cái này tạ giai tính cách là có chút tiêu hành thuộc về loại kia từ chăn nhỏ làm hư nữ hải cảm thấy toàn thế giới đều phải vây quanh nàng chuyện lại xem xét bên cạnh y nguyên ân cần thay nàng đánh lấy ô mặt trời tạ huy trần tấn trong lòng cười thầm thật đúng là tuyệt phối tạ huy nghe trần tấn giải thích cũng giúp đỡ khuyên giải lão bà của mình Cao mày Tạ Uy cuối cùng miễn cưỡng gật gật đầu, đi theo Trần Tấn vào phòng bên trong. Bộ phòng này ở vào 19 tòa, vừa vặn cũng là dọc theo Bích Hải Hiên hồ nhân tạo, lại tại tầng 16, tầm mắt rất không tệ. Cho nên đi vào phòng ở về sau, Tạ Gia ngược lại là thư giãn mở lông mày, lộ ra rất có hào hứng bốn phía nhìn lại. Trần Tấn cũng liền tức thời giới thiệu, hai vị, Bích Hải Hiên hai phòng hộ hình, nhiều nhất liền là loại này 90 phương hộ hình. Nó tốt liền tốt tại mặc dù là ở giữa bộ, lại là toàn hướng nam. Cứ việc thứ nằm cửa sổ sẽ nhỏ một chút, lấy ánh sáng sẽ kém một chút, nhưng là tương đối thanh hòa huyện thứ nằm hướng bắc, đã tốt hơn rất nhiều mà lại là toàn sáng hộ hình Phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều có cửa sổ hai vợ chồng đồng thời gật đầu đối với hắn cũng coi là tán thành nhất là tại tạ giai đi tới phòng ngủ chính về sau lần thứ nhất lộ ra tiếu dung ngược lại cái này phòng ngủ chính diện tích vẫn còn lớn trần tấn cười ứng với không sai bích hải hiên tổng tầng cao chỉ có 18 tám tầng công bày so thanh hòa huyện hai mươi sáu tầng nhỏ hơn cho nên đến phòng suất cao một ít gian phòng tự nhiên lớn cái này diện tích bỏ vào một cái cực lớn tủ quần áo không có chút nào sẽ cảm thấy chen trúc bộ phòng này bao nhiêu tiền tạ giai hỏi trần tấn nói chủ thuê nhà báo giá là hai trăm sáu mươi lăm vạn đắt như thế Nàng lại nhữ mày ta cảm thấy bộ này liền rất tốt ngươi đi giúp ta nói tới hai trăm bốn mươi vạn tạ giai ngữ khí mang theo rõ ràng mệnh lệnh giọng điệu còn có một tiếng ngang ngược trần tấn bất đắc dĩ cười nói tạ tiểu thư ngươi đây cũng là ép buộc hai năm vạn trích lệnh tương đương với trực tiếp chém đứt mười phần trăm rất không có khả năng nha Ừ, phùng tài tuấn đều nói với chúng ta qua bích hải hiên giá cả đều cực kỳ tốt nói ngươi không đảm làm sao biết không được tạ không vui nói ngươi khẳng định là nghĩ nâng lên giá phòng sau đó cùng chủ thuê nhà cùng một chỗ kiếm tiền của ta thiên địa lương tâm trần tấn giải thích hiện tại cái nào còn có cái gì lên nào hào giá phòng sự tình nhà giá thị trường kém như vậy lại nói chủ thuê nhà cũng không phải ta thân thích nhà ta giúp hắn làm gì một bộ khác tầng mười tám chín mươi m hai hộ hình giống nhau như lúc treo giá chỉ có hai trăm năm mươi lăm vạn nói không chừng còn có thể nói tiếp một điểm trần tấn cho nàng cung cấp một cái khác tuyệt hạng nào nghĩ tới tạ giai lập tức lắc đầu nói không được mười tám cái số này điểm xấu ta liền nhìn chúng bộ này tầng mười sáu số lượng cũng tốt tiểu trần phải không ngươi liền giúp một chút mau lên tạ huy cũng nói chúng ta vẫn là rất thành tâm trần tấn bất đắc dĩ đành phải đáp vậy ta hiện tại liền cho chủ thuê nhà gọi điện thoại thử một chút xem sao nói hắn liền móc ra điện thoại di động cho chủ thuê nhà gọi điện thoại đối diện rất nhanh liền tiếp thông trần tấn cũng mở ra công thả trực tiếp để bọn hắn nghe chủ thuê nhà ngươi tốt ta mang tới hộ khách nhìn chúng nhà của ngươi chỉ bất quá giá cả có chút thấp nhà ngươi nhìn có thể hay không để cho một điểm trần tấn nói thẳng chủ thuê nhà hỏi hộ khách ra bao nhiêu tiền còn không đợi trần tấn đáp lại tạ giai ngay tại bên cạnh hô hai trăm bốn mươi vạn thấp như vậy chủ thuê nhà do dự nói thấp nhất cũng phải hai trăm năm mươi vạn hai trăm bốn mươi tám vạn đi góp cái may mắn số lượng tạ giai lại hô Trần tấn trong lòng đều mắng mở nào có khách hàng như vậy a à? nhưng là chủ thuê nhà sau khi nghe lại là đáp được vậy liền hai trăm bốn mươi tám vạn đi nghe xong chủ thuê nhà nói như vậy Trần tấn đều không còn gì để nói hắn mặc dù minh bạch bích biển hiên chủ thuê nhà đều đã không có danh giới cuối cùng nhưng cũng không thể như thế không điểm mấu cho ta Giảm ba câu liền để mười mấy vạn mà tạ giai thì là cười lạnh nhìn xem hắn Châm trọng nói thật không biết ngươi cái này người đại diện là thế nào làm chuyên đơn giản như vậy còn một mực từ chối chúng ta còn nói không phải muốn hô chúng ta tiền lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại truyền con. chương 164 trăm ngày đơn uy hiếp trần tấn nghe vậy nhữ nhữ mày hắn rất muốn phản bác cũng rất muốn phủi tay không làm nhưng là đối với công trạng cùng điểm tích lũy khát vọng để hắn vẫn là nhịn được mình không vui trên mặt không có lộ ra mảy may biến hóa đây chính là thân là tiêu thụ nhân viên phục vụ bất đắc dĩ chỗ bởi vì bọn hắn có quá đã lâu đợi đều cần đối mặt loại này không hiểu cùng nghi ngờ nhưng tạ giai dù sao cũng là hộ khách cứ việc nàng lời nói này đến không có chút nào căn cứ cưỡng từ đoạt lý trần tấn vẫn là chỉ có thể sinh sinh đến nhịn xuống tạ tiểu thư thực sự không có ý tứ bởi vì cái này chủ thuê nhà chính ta còn không câu thông qua cho nên không hiểu rõ lắm tâm tình của hắn trần tấn ý đồ giải thích nhưng là trần giai lại lắc đầu đừng nói nhiều như vậy nhanh đi chúng ta cũng không công phu đến chưa đều tốn tại cái này ý của ngươi là trần tấn hỏi tạ giai nói chúng ta ký mục đích hiệp nghị đi giao cái tiền đặt cọc sau đó chờ chủ thuê nhà trở về ngươi giao cho hắn được rồi trần tấn cười thầm không nghĩ tới phùng tài tuấn đem cái này đội vợ chồng dạy đến còn rất hiểu làm được mặc dù trần tấn trong tay còn có năm sáu cái chìa khóa nhưng là hộ khách đều đã biểu đạt mình xác hạ đơn mục đích hắn chắc chắn sẽ không ngốc như vậy đi vay rắn thêm chân lại dẫn hai người về tới cửa hàng về sau trần tấn lập tức chuẩn bị xong mục đích hiệp nghị cùng hai người cùng một chỗ ngồi ở trong phòng học nhỏ ở ngay trước mặt bọn họ điền địa chỉ giá cả diện tích các loại điều kiện hắn vừa viết tạ giai liền ở bên cạnh nhìn vốn nên là nhất gia chi chủ tạ huy ngược lại là an an ổn ổn bắt đầu chơi điện thoại đến thờ ơ rất nhanh tất cả tuyển hạng đều điền xong chỉ còn lại cái cuối cùng môi giới phí phục vụ còn không lấp Trần Tấn nhấn máy kế toán, căn cứ 248 vạn tổng giá trị tính toán ra 35378 cái số này, vừa muốn hướng hiệp nghị bên trên lớp, Tạ Gia lại một lần đem hắn ngăn cản. "Chờ một chút." Nàng nói ra, ngay cả giá cả đều là chính ta nói tiếp, mà lại chúng ta lại là phụng tài tuấn giới thiệu qua tới, ngươi không nên ưu đãi một điểm à. Trần Tấn nghe vậy, cười cười gật đầu nói, "Hẳn là hẳn là, như vậy đi, ta làm chủ, đem bỏ số lẻ, được không?" Nói, hắn tại bên trên trên tờ giấy trắng viết xuống 35000 cái số này. "Hử? Ừ. Ngươi coi ta là oan đại đầu a?" À. Tạ Gia cười lạnh nói, "Ta đều nghe ngóng." phùng tài tuấn giúp chúng ta người trong thôn mua phong ốc cho tới bây giờ đều chỉ thu vạn thanh khối tiền ba và năm người tại khôi hải a trần tấn vẩy một cái lông mày thầm nghĩ trong lòng trách không được trương diệp đối phùng tài tuấn như vậy không chào đón đâu nguyên lai like hắn tờ đơn đánh gãy đều đánh thành dạng này đổi bất kỳ một cái nào cửa hàng trưởng cũng không thể đối với hắn có hào cảm gì dựa theo vạn sách công ty quy định người đại diện là không có quyền hứa hẹn bất luận cái gì ưu đãi cửa hàng trưởng có chín gãy quyền hạn khu vực quản lý tám gãy đại khu tổng thanh tra bảy gãy lại muốn thấp hơn bảy gãy liền muốn sớm điện thoại trình báo đến kinh doanh tổng thanh tra triệu hán thu vậy đi bởi vì tờ đơn tại ký hợp đồng thời điểm là có một cái ghi vào tiền hoa hồng chính tự sau đó tại hệ thống trải qua bên trong trải qua tầng tầng phê duyệt mới có thể giữ lời nếu như không nói trước trình báo đến lúc đó chiết khấu cho ngươi đánh trở về liền lúng túng về phần phùng tài tuấn mỗi lần đều chỉ thu vạn thanh khối tiền hoa hồng dựa theo thanh hòa huyện khách đơn giá đến tính toán đó chính là ba năm gãy tả hữu đây đã là vạn sách công ty cực hạn chiết khấu lại thấp hợp thành bản đều không đủ còn ký tiến đến làm thâm hụt tiền sinh ia tình nguyện không ký mà lại thấp hơn bảy gãy tờ danh sách là không tính như hàng tháng bạn xếp hạng số lẻ nói cách khác dù là người đại diện mở một trăm đơn nếu như đều thấp hơn bảy gãy tại hàng tháng bảng xếp hạng trong tính toán cũng là không đếm đây cũng là vì cái gì phùng tài tuấn mỗi tháng tờ danh sách đều không ít nhưng chưa bao giờ leo lên qua bảng xếp hạng nguyên nhân nghĩ tới những thứ này trần tấn không khỏi có chút đồng tình lên cho diệp mặc dù những này chiết khấu trình báo chỉ cần nói một cái cùng những công ty khác đoạt đơn lý do như vậy thì tính chỉ vì chiếm trước thị trường chiếm hữu suất cao tầng cơ bản cũng đều sẽ đồng ý thế nhưng là có phùng tài tuấn dạng này người mỗi tháng đều cho ngươi đến cái hai ba lần đoạt đơn như vậy lãnh đạo cấp cao đối ngươi cái cửa hàng trưởng này năng lực làm như thế nào phán đoán đâu đây cũng là trương diệp càng ngày càng nhìn chúng trần tấn mà không chào đón phùng tài tuấn nguyên nhân căn bản một trong phải biết trần tấn cho đến nay đều không chút đã giảm giá đâu Tăng hết cỡ cũng chính là xóa đi mấy trăm khối số lẻ mà thôi hơn nữa còn cầm cái tiêu quan mà phùng tài tuấn đã mang không đến vinh dự lại mang không đến hẳn là có công trạng tựa như là chân chính gần gà bình thường ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp trần tấn cười cười đối tạ giai giải thích nói tạ tiểu thư thực sự không có ý tứ như vậy giá tiền thấp chúng ta thật không làm được kia phùng tài tuấn sao có thể làm ngươi chính là nói láo tạ giai hùng hổ dọa người nói ngươi không thể làm vậy chúng ta chờ phùng tài tuấn đến làm là được tạ tiểu thư trần tấn kiên nhận nói ra dựa theo công ty của chúng ta quy định là ta mang các ngươi nhìn phòng cho dù là hắn tiếp nhận cũng không có khả năng cho ngươi nhóm như thế giá tiền thấp húng chi bích hải hiên phòng ở chính ngươi cũng nhìn giá cả hiện tại đã thấp như vậy chỉ sợ đợi không được hai ngày liền sẽ bị chúng ta đồng nghiệp khắc thành giao rơi mất ngươi tạ giai rõ ràng giận vờ ơ mà nhất thời ngại lời cái này bên cạnh chồng của nàng tạ huy mới chậm rãi nói tiểu trần ngươi cũng đừng cắn đến như thế chết nha chúng ta vẫn là có thành ý ngươi liền nhìn xem năng lực kém nhất nào biết hắn lời nói đều chưa nói xong đâu tạ giai quay đầu trừng mắt quát lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi cho lão nương ngầm miệng tạ huy ngầm người khuôn mặt xấu hổ phi thường nhưng cuối cùng vẫn là tại lao bà của mình nhìn gần hạ ngượng ngùng quay đầu không còn tiếng vang nam nhân này cũng quá bất tức ca Trần tấn trong lòng cười thầm bất quá vẫn là trả lời vấn đề của hắn tạ tiên sinh không phải ta muốn làm khó dễ các ngươi liền ngay cả công ty nhân viên mua phòng úc cũng không thể cầm tới thấp như vậy chiếc khấu phải không như vậy đi ta đi cùng lãnh đạo xin một chút cho ngươi nhóm chín chết hảo dù sao cũng là phùng tài tuấn giới thiệu qua tới tạ giai quay đầu lại lắc đầu nói không được chín gãy cũng quá đắt còn muốn hơn ba vào đầu. ta nhiều nhất trả cho ngươi một vạn không thể nhiều hơn nữa chính ngươi cân nhắc đi ừ dưới cái nhìn của nàng môi giới người đại diện đều là tay không bộ bạch lang người chỉ bất quá chỉ là dẫn người nhìn xem phòng ở liền thu mấy vạn khối tiền quả thực liền là một vốn bốn lời nhưng nàng hoàn toàn không rõ một cái tờ đơn phía sau thành giao quá trình đến cỡ nào phiền phức húng chỉ số tiền kiêm người đại diện cầm tới từ đầu đến cuối đều là đầu nhỏ đại đầu vẫn là công ty rơi vào công ty trong túi ta cũng chính là hướng về phía các ngươi vạn sách công ty công ty lớn mới bằng lòng ra nhiều như vậy bằng không mà nói tạ Gia khinh thường nói ta đi bên ngoài tùy tiện tìm một cái môi giới công ty ba nghìn khối tiền liền xử lý ngươi tin không cho nên ngươi vẫn là dứt khoát một chút đi cũng đừng lãng phí chúng ta thời gian nàng lời nói này cực kỳ tự tin hiện nhiên tại chuẩn bị mua phòng ốc trước đó cũng là đã làm nhiều lần công khóa lấy này đơn đến uy hiếp người đại diện là hữu hiệu nhất chỉ bất quá nàng trong tưởng tượng trần tấn lập tức chịu thua sau đó hấp tấp chạy tới xin chiết khấu cảnh tượng cũng không có phát sinh tạ giai ra giá một vạt khối ngay cả ba năm gãy cũng chưa tới trần tấn ngồi đối mặt nàng khinh thường cùng uy hiếp ý nguyên kiên định lắc đầu nói không được thấp nhất chín gãy thấp không làm được tốt ta ngươi cho rằng ta đùa với ngươi đúng không tạ giai đưa tay chỉ hắn lập tức móc điện thoại ra bấm về sau nàng xông đối diện nói ngươi lần trước mua phòng ốc cái kia môi giới điện thoại cho ta một chút lập tức chỉ chốc lát nàng liền thu được một đầu tin nhắn là cái số điện thoại ngươi không làm có là người làm tạ giai ngạo nghễ nói với trần tấn trực tiếp rời đi lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại trần con chương một trần tấn cũng không có ý đồ ngăn bọn họ lại hay, cũng không có đem đã điền đến không sai biệt lắm hiệp nghị thu lại, rốt cuộc hết hiệu lực một phần hiệp nghị nhưng là muốn tiền phạt năm khối đâu? trần tấn trong thẻ mặc dù tồn lấy thật nhiều thật nhiều cái năm khối, nhưng cũng không nguyện ý lãng phí tại hai người bọn hắn trên thân. tương phản, hắn tiếp tục đem ba mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi tám cái số này điền đi lên, bởi vì hắn từ hoạt điểm trên ra đa đã nhìn thấy, tạ giai nguyên bản chỉ có bình thường mua phòng dục vọng giờ này khắc này đã biến thành cực kỳ mãnh liệt. mặc dù không biết nàng là từ đối với nhà vợ ý vẫn là liền muốn mua xuống bộ phòng này đến trang b nhưng hoạt điểm dạ đã chắc định nhưng cho tới bây giờ đều không có bỏ qua nàng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ngoài cửa tạ giai giận đùng đùng bấm bằng hữu phát cho số điện thoại của nàng lập tức liền có liên lạc một cái người đại diện là thiên khôn công ty thanh hòa huyện cửa hàng tên là chu lỗi liền là bị trần tấn đoạt lấy hộ khách cái kia chu lỗi nói chuyện ngắn ngủi về sau tạ giai liền tiến thiên khôn công ty cửa hàng vừa mới đối mặt nàng liền nói ngay vào điểm chính tiểu chu đúng không ta tại vạn sách công ty nhìn chúng một bộ phòng ở muốn để ngươi giúp ta xử lý một chút thủ tục có thể chứ chu lỗi nghe xong còn có cái này chuyện tốt vội vàng cười nói đương nhiên không có vấn đề a là cái nào phòng ở Thiên hoa hồng nhiều ít ba nghìn có thể làm sao tạ giai truy vấn a ba nghìn chu lỗi rõ ràng lần ra cái này cái này bên trên cửa hàng trưởng đồng giang cũng tại nghe vậy lập tức tiến lên phía trước nói ngươi là tại vạn sách công ty nhìn phòng ở sao không sai bọn hắn người đại diện quá phép lối tiền hoa hồng chết cắn không hé miệng ta giận tạ giai nhà ránh đồng giang gật gật đầu chỉ cần có thể đoạt rơi vạn sách công ty tờ danh sách thiên khôn cao tầng sớm đã có qua phân phó bao nhiêu tiền đều làm ba nghìn khối không có vấn đề là cái nào phòng ở đồng giang hỏi tạ giai nói rời cái này rất gần liền là cái kia bích hải hiền cư xá đồng giang cùng chu lỗi nghe xong liền ngây ngẩn cả người cái kia bích hải hiên khả năng có hơi phiền thoái nha đồng giang có chút bất đắc di đáp tạ giai khó hiểu nói thế nào không đều là tại các người phụ cận a có phiền thoái gì cái kia cư xá công ty vật nghiệp cùng vạn sách công ty có hợp tác chỉ có vạn sách công ty người đại diện có thể đi vào đi những công ty khác nhân viên là hết thể không cho tiến đồng giang giải thích nói tạ giai những mày giờ mới hiểu được vừa rồi trần tấn vì cái gì một bộ không có sợ hai bộ dáng Nguyên lai like còn có cái này một mối liên hệ tại. Tạ Huy có chút buồn bực đối nàng nói ra, ngươi nhìn ngươi, bộ kia nhà giá cả vẫn là chúng ta cho còn xuống tới đây này, dễ dàng như vậy. Nếu là không mua, làm không tốt hai ngày nữa thật bị người khác bán mất. Liên ngươi nói nhiều, Tạ gia chọc lao công của mình một câu, nhưng nàng cũng là ý tưởng giống nhau. Nguyên bản đối với mua phòng ốc chuyện này, Tạ dai cũng không hề nhiều nhu cầu danh lợi, chỉ bất quá lo lắng lấy tiếp xuống liền chuẩn bị muốn hài tử, về sau lại mang thai mang hài tử cái gì cũng liền không thời gian lại đến xử lý chuyện phòng ốc, lúc này mới đến xem phòng, mà lại nàng cũng rõ ràng chính mình lão công tâm tư trong nhà tân tân khổ khổ đơn giản liền là muốn một bộ viết mình dành tự phòng ở thôi tốt xấu vợ chồng một trận nàng là chuẩn bị thỏa mãn lao công nguyện vọng này húng chi bộ phòng này chính nàng nhìn cũng rất hài lòng mà lại giá cả còn dễ dàng như vậy làm chính nàng hiện tại cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn đối với bộ phòng này khao khát cũng dần dần bành trướng vậy làm sao bây giờ các ngươi liền không có biện pháp gì sao tạ giai đối đồng giang hỏi đồng giang nghĩ nghĩ đắp trừ phi có chủ thuê nhà phương thức liên lạc sau đó chúng ta trực tiếp liên hệ chủ thuê nhà mới được thế nhưng là bích hải hiên vật nghiệp bên kia đối ngoại trừ vạn sách công ty bên ngoài môi giới đều là không để ý vậy ta đến nghĩ một chút biện pháp đi tạ giai cao mày lại lật thân ra thiên khôn công ty trực tiếp hướng phía bích hải hiên đi tạ huy theo sau hỏi ngươi đi làm cái gì chính chúng ta đi làm chủ thuê nhà điện thoại nha thật chẳng lẽ thành thành thật thật trả tiền cho cái kia trần tấn sao lôi kéo cùng nhị ngũ bắt vạn giống như tạ giai không vui nói tạ huy nết nết miệng cẩn thận nói kỳ thật người ta cũng là đi làm kiếm tiền không gì đáng trách nhà mà lại ta cảm thấy bộ phòng này dễ dàng như vậy tiền hoa hồng coi như đưa cho hắn cũng được bằng không đổi lại một bộ phòng ở khả năng liền không chỉ quý như thế hai ba vạn ngươi một cái nông dân biết cái gì nha tạ giai liếc hắn một cái nói hiện tại giá phòng đều tại ngã làm sao lại chứng mà tạ huy bị nàng một câu nông dân mắng cực kỳ bế khuất nhưng như cũng không dám có chút phản bác y nguyên thành thành thật thật chống đỡ ô mặt trời chỉ là sắc mặt càng ngày càng ảm đạm hai người đến bích hải hiên cư xá cổng về sau tạ giai không hề nghĩ ngợi liền muốn đi đến tiến lại bảo an đưa tay cả lại ngươi không thể đi vào bảo an cẩn thận tỉ mỉ nói tạ giai cau mày vì cái gì không thể vào vừa rồi ta không trả tiến vào a à. cũng là ngươi tại cái này thủ vệ nha liền không biết ta rồi ngươi vừa rồi có người đại diện mang theo cho nên mới có thể đi vào không có chủ nhà hoặc là người đại diện mang theo đều không thể đi vào bảo an giải thích nói người bình thường đến nơi này cũng liền nên từ bỏ nhưng là tạ giai sắc mặt lại càng ngày càng xấu căn bản không quản bảo an ngăn cản liền muốn xông vào bên cạnh sông nàng còn bên cạnh phách lối hô hào ta lập tức liền muốn mua nơi này phòng ở biến thành chủ nhà đến lúc đó liền cùng vật nghiệp khiếu nại ngươi để ngươi xéo đi một đầu cho giữ nhà còn cùng ta được đả lần tới không có ý tứ ngươi thật không thể đi vào nhân viên an ninh kia cũng bị nàng vũ nhục đen mặt một thanh kéo lại nàng tạ giai tức không nhịn nổi hướng về phía sau lưng tạ huy hô còn thất thần ngươi là người chết ta hỗ trợ a tạ huy lúc này mới hai bước chạy tới muốn đẩy ra bảo an một cái khác bảo an xem xét manh mối không đúng vượt ngang một bước ngăn tại tạ huy trước mặt Cút ngay cho ta tạ huy vội la lên đưa tay đẩy đi lại bị đối phương một cái cầm nã chiêu thức liền đánh ngã hai tay lật lọng sau đó cả người trực tiếp quỳ gối trên lưng của hắn trước mặt tạ giai nhất thời liền choáng nàng còn là lần đầu tiên trông thấy có cư xá bảo an dám thật độc thủ các ngươi làm gì làm sao tùy tiện đánh người a thả ta ra ta muốn báo cảnh Tạ Giai về lui lại mấy bước, liền muốn móc điện thoại, lại đột nhiên thoáng nhìn đại môn bên trong xuất hiện một người, cười nhẹ nhàng hút thuốc, mặt mũi tràn đầy đùa cận thần sắc, chính là Trần Tấn. Ngươi, là ngươi để bảo an cản chúng ta. Tạ Giai chỉ vào Trần Tấn chất vấn. Trần Tấn nhún nuốt bay, Tạ tiểu thư, đừng hiểu lầm, cùng ta tuyệt đối không có một chút quan hệ. Người ta cư xá quy củ chính là như vậy. Cái này gọi tận trước tận trách, không phải nếu là cái gì không hiểu thấu người đều đi đến thả, chủ nhà sinh mệnh tài sản an toàn làm sao cam đoan đâu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhanh để bọn hắn thả ta đi vào, nếu không ta để ngươi chịu không nổi. Tạ Giai giận hô thật có lỗi bất lực trần tấn buông tay nói đồng thời còn hướng hai bảo vệ gật đầu cười tạ giai hung ác đến nghiến răng tiến lên giật ra bảo an đỡ dậy tạ huy đến lần nữa lấy ra điện thoại di động một tay quay số điện thoại một tay chỉ phía xa lấy trần tấn trận mắt nhìn uy tiểu nhã người mau dẫn người tới ta tại mạch thủy tây ven đường bên trên bích hải hiên cái này đúng đúng ngay tại sở nam đại học đối diện nơi này bảo an đánh lao công ta quá không giảng đạo lý đúng đúng ta chờ ngươi cúc điện thoại nàng lại lần nữa quay đầu hướng trần tấn cười lạnh nói ngươi liền chờ xem bằng hữu của ta là đại truyền hình ta để nàng đến đem công ty của các ngươi cấu kết vật nghiệp nhiễu loạn thị trường sự tình đều lộ ra ánh sáng rơi các ngươi một cái đều chạy không được lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại chuẩn con chương một trăm sáu mươi sáu thăm hỏi xe trần tấn nghe vậy đầu tiên là có chút kinh ngạc bất quá lập tức liền bình thường trở lại hắn nhưng không có làm bất luận cái gì vì quy chuyện pháp pháp nói chết rồi cũng là cái này tạ thị vợ chồng hùng hổ do người hắn chiếm lý căn bản cũng không hư nàng mà lại liền xem như đài truyền hình thật tới người cũng chưa chắc liền dám chống dông nói bừa loạn tạo đưa tin bích hải hiên tính đặc thù trong lòng của hắn năm chắc dựa lưng vào bích hải hiên nơi này vật nghiệp có chu tráng loại này nhìn như chất phác kỳ thực người tinh minh tại cũng không ăn thiệt thòi thế là hắn cũng liền tùy theo tạ giai tìm trợ thủ ngươi bây giờ cũng đừng muốn chạy Hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu ta một hồi còn muốn cho người đến các ngươi trong tiệm đi đưa tin tìm người đến điều tra thêm nhìn xem các ngươi đến cùng làm nhiều ít hố người sự tình tạ giai chống lạnh cách chạy bằng điện cửa không ngừng la hét trần tấn lắc đầu cười cười hiện tại cũng lời cùng cái này công chúa bệnh nương môn chấp nhận càng sẽ không chạy tương phản hắn móc thuốc lá ra phân cho hai bảo vệ ngay tại trong phòng gác cửa ngồi ngược lại muốn xem xem tạ giai có thể đem hắn như vậy năm phút mười phút rất nhanh thời gian liền đi qua gần nửa giờ mắt thấy mặt trời ngã về tây cũng không có cái gì động tĩnh tạ giai không nhịn được lại móc ra điện thoại cho bằng hữu của mình tiểu nhã đánh qua uy dai dai đối diện rất nhanh nhận ta vừa muốn gọi cho người đây tạ giai không kiên nhẫn nói các ngươi xuất phát ta làm sao còn chưa tới nhà dai dai không nói gặp ngươi chúng ta phỏng vấn xe vừa rồi cũng đã gần đến bích hải hiên thế nhưng là vừa mới lãnh đạo tới điện thoại đem chúng ta lại trò kêu trở về tiểu nhã có chút buồn bực nói tạ giai kinh ngạc nói cái gì ý tứ là có cái khác lớn tin tức ca các ngươi cái tiết mục này không phải chuyên môn đưa tin thị dân tranh chấp sao tiểu nhã không trả lời vấn đề của nàng trái lại an ủi nói ai dai dai ngươi nếu là không có ở cái kia cư xá ăn cái gì thiệt thòi lớn coi như xong đi cái gì ý tứ dai dai cụ thể ta cũng không biết nhưng là vừa rồi lãnh đạo chúng ta gọi điện thoại tới nói hết thể liên quan tới bích hải hiên sự tình kiên quyết không cho phép đụng cho chúng ta xuống mệnh lệnh bắt buộc tiểu nhã bất đắc dĩ nói tạ dai một trận kinh ngạc thật thà cúp xong điện thoại sau đó vừa nhìn về phía trong phòng gác cửa trần tấn trần tấn cái này cũng nghe hai bảo vệ nói sự kiện cười ha ha một tiếng đi tới đối tạ giai cười nói tạ tiểu thư ngươi đài truyền hình bằng hữu chỉ sợ sẽ không tới a à. tạ giai to mày lần này không thể phách lối nữa được lên nàng liên là có đốc, cũng biết sự tình không đơn giản chỉ bất quá đến tột cùng là nơi nào không đơn giản lại cũng nghĩ không thông tạ huy ở bên quê ngủ, dai dai phải không coi như xong đi chúng ta ngay tại tiểu trần trong tay mua được bộ phòng này xác thực rất tốt việc này không nên chậm trễ nha tạ giai cầm trần tấn cùng bảo an không thể làm gì Nghe xong tạ huy còn muốn lấy mua phòng ốc một bụng nén giận lập tức liền chuyển rời đến lao công mình trên đầu ngươi liền mẹ hắn nhớ phòng ở đúng không ngươi cũng đừng quên chính mình là cái nghèo làm công nếu không phải ta nhìn chúng ngươi để ngươi vào cửa ngươi bây giờ còn trong gió trong mưa đưa chuyển phát nhanh đâu tạ giai đổ ập xuống quát lớn trần tấn não mạch kín suýt nữa liền không quay tới nhà gái để nhà trai vào cửa tình cảm cái này tạ huy là tạ giai ở rể lao công nha Chắc không được đâu vừa rồi liên quan tới phòng ở những này chân chính đại sự quyết định tất cả đều là tạ giai đang nói chuyện tạ huy vẻ mặt đau khổ bây giờ nói những này làm gì vẫn là chuyện phòng ốc trọng yếu nha a à, ta liền biết các ngươi những này tỉnh ngoài tới đám dân quê đều không có ý tốt mắt vào cửa liền muốn lừa gạt phòng nhỏ đúng không lao nương nói cho ngươi không đơn giản như vậy cái này phá phòng ở không mua tạ giai nổi trận lôi đình gào thét vung tay muốn đi tạ huy khỏe mắt cùng khỏe miệng đều bị nàng mắng có góc gặp tạ giai muốn đi cuối cùng rốt cục nhịn không được nói vậy chúng ta liền ly li hôn đi dù sao thời gian này cũng không vượt qua nổi tạ giai không thể tin quay đầu nhìn xem hắn tiến lên hai bước đưa tay hướng về phía tạ huy trên mặt liền muốn vô qua lại bị tạ huy lập tức ngăn cản mở thời gian này ta cũng chịu đủ ừ lúc trước ngươi nói dễ nghe chúng ta thuộc về tự do yêu đương không tính ở rể ở rể kết quả đây đến cùng là ngươi lừa gạt ta vẫn là ta lừa ngươi tạ huy la lớn khi dễ ta không hiểu bên này phong tục đúng không ngay cả tiệc rượu đều theo lấy con rể tới nhà sáo lộ làm ngươi biết ngày đó ta bị người chê cười thành cái dạng gì à nếu không phải ta đồng sự nói cho ta ta hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì đâu hắn lại hô nếu không phải cha mẹ ta khuyên ta đã sớm cùng ngươi ly hôn Con chẳng phải vì nhà các ngươi điểm này tiền a tạ giai gặp hắn cùng mình ngà bài cũng báo nổi nói tốt ta ngươi đuôi cáo cuối cùng là lộ ra đôi cáo lao tử liền thảo mẹ nó gạt ta đem hộ khẩu rời tới nói là phá rỡ có thể nhiều bồi thường tiền ta cũng làm theo các ngươi đâu coi ta là nô tài đồng dạng sai sự chẳng lẽ liền quên có mấy chục vạn là bồi tại trên đầu ta sao ta nói cái gì rồi tạ huy nói tạ giai tức không nhịn nổi liền cùng hắn bắt đầu cãi cọ vậy ngươi hai năm này học lái xe tiền mình mở công ty tiền bên nào không phải nhà chúng ta ra ngươi còn có mặt mũi nói tạ huy nhìn xem nàng hít một hơi thật sâu âm thanh lạnh lùng nói ta còn thực sự là không mặt mũi nói ta ở đâu ra mà ta một đại nam nhân ngay cả họ đều sửa lại ngay cả tổ tông đều mẹ nhà hắn không có còn nào có mặt thảo ta đều đồng ý tương lai hải tử cùng nhà các ngươi họ các ngươi lại còn vụng trộm tìm quan hệ cầm hộ khẩu bạn trực tiếp sửa lại ta họ còn muốn cho tương lai hải tử quản ông ngoại bà ngoại gọi ra ra mãi mãi ha ha những này ta đều nhịn không sai ta chính là mưu đồ làm loạn liền vì phong nhỏ nếu là không điểm mục đích ai sẽ nguyện ý trả giá đắt nhà các ngươi tìm tới ta không phải là vì mượn cái loại a tạ huy cấp tốc nói cuối cùng lại là bị nước miếng của mình cho sặc đến ho khan hắn ho đến lợi hại hai mắt đều có chút nghẹn đỏ lên Cuối cùng mới nỗ lực ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tạ Giai Hung hát nói: Ngươi cho rằng ngươi có bệnh lây qua đường sinh dục ta không biết ta? Mặc dù hai năm này không phát bệnh, nhưng là ngươi giấu đi bệnh lịch bị ta phát hiện. Biết là thế nào phát hiện sao? Liên là năm ngoái lúc sau tiết, cả nhà các ngươi người không một cái độc thủ, để cho ta một người tổng vệ sinh thời điểm. Ha ha, ngoại trừ ta, ai còn chịu muốn ngươi? Ai sẽ nguyện ý muốn ngươi cái này hàng nát ta? Chính ngươi ngược lại nói là nói nhìn, lúc trước bị nhiều ít nam nhân ngủ qua mới có thể chọc bệnh lây qua đường sinh dục. Ngươi trước này xe buýt Tạ Huy cuối cùng giận dữ hét tạ giai bị hắn ngay trước mặt người khác lập tức chấn động rất xuống ra đáy lòng của mình bí ẩn vừa vội vừa thẹn nàng quay người liền muốn chạy khỏi nơi này không ngờ tạ huy lại hô ngươi đi 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 chúng ta liền ly hôn hắc hắc đến lúc đó toàn bộ tạ gia thôn đều sẽ biết ngươi là chiếc xe buýt ha 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 không đúng nói không chừng ngươi ngay cả xe buýt cũng không bằng xe buýt còn mẹ hắn muốn thu tiền đâu ngươi tạ giai bất đắc dĩ quay đầu hướng hắn cùng hướng nói ngươi đến cùng muốn thế nào tạ huy nâng người lên ngóc đầu lên lần thứ nhất cầm lỗ mũi lối tạ giai túc tiếng nói mua bộ phòng này viết lên tên của ta ta coi như làm cái gì cũng không biết tiếp tục cùng ngươi qua xuống dưới tạ giai nhìn xem nam nhân trước mắt này cái này mỗi ngày ngủ ở bên gối nam nhân cắn răng nói được dứt lời nàng liền quay đầu nhìn chằm chằm đứng tại bên cạnh xem trò vui trần tấn ngạch ta đối chuyện riêng của các ngươi không có hứng thú nếu là quyết định hạ đơn liền cùng ta tới trước trong tiệm đi thôi trần tấn cũng biết đây không phải hắn mua mép khua môi thời điểm chỉ bất quá không nghĩ tới cái này tạ giai nhìn qua chứng trạc đàng hoàng bộ dáng vờ ơ y mà còn có một đoạn như vậy quá khứ xe buýt cũng không bằng kia là cái gì thăm hỏi xe sao trần tấn nhịn không được cười lên hai vợ chồng đi theo trần tấn đến cửa hàng bên trong trần tấn trực tiếp đưa qua vẫn như cũng ngồi phịch ở trên bàn hiệp nghị tạ giai xem xét tiền hoa hồng vừa định muốn nói thêm gì nữa vừa bên trên tạ huy hử một tiếng nàng liền im miệng cao mày ký tên đồng ý lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm sáu mươi bảy vào bảy trăm tình huống như thế nào a à? gặp khách hàng đi Trương diệp hiếu kỳ hỏi hai người này mặt đỏ tới mang thai còn ký tên tạ gia thôn trần tấn kinh ngạc nói là phùng tài tuấn giới thiệu tới hộ khách làm sao ngươi biết là tạ gia thôn nhà Này, hai vợ chồng cùng họ chín thành chín là tạ gia thôn bên kia nông dân phá dỡ hộ đều làm như vậy sinh nữ nhi chiêu cái con rể tới nhà sau đó đem con rể họ cũng đổi họ tạng liền vì truyền tông trương diệp đương nhiên nói bất quá ngươi ngược lại là thật bản lãnh a phùng tài tuấn giới thiệu tới hộ khách đều có thể thu cái toàn thuê kiểu như châu bò trương diệp nói lên từ đáy lòng trần tấn lắc đầu lúc này mới đem tiền căn hậu quả nói với trương diệp một lần không nghĩ tới trương diệp vờ ơ y mà mảy may đều không ăn kinh mà là nói thẳng không kỳ quái những này phá dỡ hộ nhà nữ nhi liền không mấy cái nghiêm chỉnh lại có tiền lúc còn trẻ chơi đến đến đây lão đại ngươi sẽ không trần tấn đột nhiên hỏi trương diệp có chút cười cười xấu hổ ta đều có an toàn biện pháp không đến mức nhiễm bệnh ha ha trần tấn dừng lại im lặng không nghĩ tới loại chuyện này tại tạ gia thôn lại là trạng thái bình thường thật đúng là nhân sinh nơi nào không cầu hết nha bất quá thông qua sự tình hôm nay hắn cũng lần nữa xác định một việc đó chính là chu tráng trong tay nhất định có có thể trực tiếp liên hệ đến cao cấp bậc chức vị người phương pháp bởi vì lúc trước tại bích hải hiên cư xá cầu lúc hai bảo vệ nói bọn hắn đã đem tạ giai hô đài truyền hình người việc này hồi báo cho chu tráng mà chu tráng cách mấy phút sau phản hồi về tới mệnh lệnh lại là để bọn hắn không cần lo lắng sẽ không có ai tới đồng thời trần tấn cũng từ tạ giai lúc ấy nghe kinh ngạc biểu lộ nhìn ra hiển nhiên nàng cứu binh cự tuyệt nàng trong lúc vô hình tựa hồ một mực có một cố lực lượng tại cho bích hải hiên hộ giá hộ tống mà trong đó mục đích rất rõ ràng liền là cam đoan bích hải hiên cư xá chủ nhà nhóm có thể thuận lợi xuất thủ bất động sản về phần cố lực lượng này đến từ chỗ đó đã lại biết rõ rành rành đồng thời bích hải hiên phòng nguyên tại kinh lịch cuối tuần điên cuồng đăng ký về sau hai ngày này còn y nguyên lục tục no ngoe có chủ thuê nhà gọi điện thoại đến đăng ký mà lại bộ phận này chủ thuê nhà đăng ký tổ khúc của hí khúc hoặc tán khúc đều không ít chí ít đều là ba bốn bộ cất bước nhiều thậm chí đạt đến mười mấy bộ mấy ngày kế tiếp mới đăng ký phòng nguyên cũng đạt tới hai ba trăm bộ hiện tại phòng nguyên trong kho bích hải hiên phòng nguyên đã thực sự vượt qua hai nghìn bộ mà lại càng quỷ dị hơn chính là bích hải hiên phòng nguyên tại mọi người mấy ngày không ngừng cố gắng dưới cũng cơ bản hoàn thành vòng thứ nhất thăm đáp lễ cùng tây bàn trong đó tạm thời không cân nhắc bán lại hoặc là giá cả hơi cao không thành tâm phòng nguyên tỷ lệ kinh người thấp ngay cả mười phần trăm cũng chưa tới có thể bán phòng nguyên lại có một tám chín trăm bộ tại loại này tiền cảnh dưới không lâu sau đó liền muốn đưa vào sử dụng bích hải hiên cửa hàng trông coi đại lượng chất lượng tốt phòng nguyên cơ hồ liền là chỉ để chứng kim kê Cơm tối về sau trần tấn đi phòng đông ra bên trong đưa xong tiền đặt cọc thu hồi ký xong chữ hiệp nghị cùng giấy tờ bất động sản về sau cũng không có vội vã tan thẩm mà là về nhà tắm rửa một cái một lần nữa đổi lại một bộ mới tinh âu phục thậm chí còn chạy tới cửa tiểu khu trong tiệm cắt tóc một lần nữa tu tu tóc đồng thời để thợ cắt tóc thổi đầu lần đầu tiên trong đời dùng tới sáp trải tóc định hình nước loại đồ chơi này trần tấn hành hạ như thế một phen cũng không phải là muốn cùng cái gì nữ hài tử hẹn họ mà là hôm nay đã đến ngô đức dân cùng kỳ húc quang thương nghị tốt giao phòng thời gian đây cũng là hắn một lần cuối cùng có lý do cùng hai người gặp mặt nhất là ngô đức dân trần tấn cần đem nắm cơ hội lần này cùng ngô đức dân từ người đại diện cùng chủ thuê nhà quan hệ phát triển thành nhân mạch 8 giờ tối khoảng trường trần tấn liền đứng tại cửa hàng bên ngoài kiên nhẫn đợi ước chừng 10 phút sau kỳ húc quang xe bm đốt đến hắn từ trong xe xuống tới nhìn thấy chính mỉm cười đón lấy hắn trần tấn không khỏi gật đầu nói tiểu trần mấy ngày không thấy kém chút liền nhận ngươi không ra a à? súng hơi đổi pháo nha kỳ tiên sinh nói chỗ nào nha trần tấn khiêm tổ nói chỉ bất quá lần trước ngươi nói với ta lời nói ta cảm thấy phi thường có đạo lý cho nên mới học đạo sức mình bắt trước bừa mà thôi chê cười ký hút con nói ai không muốn tự coi nhẹ mình liền ngươi bây giờ hình tượng này nói với ta ngươi là nhà ai xí nghiệp lớn người phụ trách ta cũng tin đây này trần tấn hàm xúc mà cười cười đối với hắn nói vậy chúng ta đi vào đi nô tiên sinh hẳn là cũng nhanh đến quả nhiên bọn hắn vừa đi vào trong khu cư xá liền nhận được ngô đức dân gửi tới tin nhắn nói mình đã tại ga ra tầng ngầm để bọn hắn đi thẳng đến cửa phòng chạm mặt kết quả hai người nhấn một cái thang máy cửa vừa mở ra liền gặp được ngô đức dân hắn trông thấy trần tấn cũng là có chút kinh ngạc sau đó gật đầu nói tiểu trần không hổ là tinh anh người đại diện khí độ xác thực cùng người khác không giống ta cái nào nói bên trên khí độ gì trần tấn nói ngược lại là các ngươi hai vị đều là ta học tập cùng đuổi theo tấm gương nha thiên xuyên và xuyên định mọi không xuôi nô đức dân chế nhạo nói lại cùng ký hút quang năm tay giữa lẫn nhau một ánh mắt cũng đã tâm linh thần hội trần tấn bên cạnh nhìn rõ ràng bởi vì ngày đó tại dương hoa thôn ký hiệp nghị thời điểm bọn hắn liền lẫn nhau lưu qua phương thức liên lạc cho nên bí mật có phải hay không có cái khác kết giao cũng không người biết đến nhưng giữa hai người cái ánh mắt này, Trần Tấn cũng đã rõ ràng trong lòng. bất quá cái này cũng có trách, khi hắn biết được Ngô Đức Dân thân phận chân chính về sau, kết giao thậm chí leo lên Ngô Đức Dân ý nghĩ liền tự nhiên sinh ra. Mà Kỳ Húc Quang đẳng cấp cao hơn hắn nhiều lắm, hẳn là từ Ngô Đức Dân lộ ra nhuận ra tài vụ tổng giám đốc thân phận về sau, liền đã biết được thân phận của hắn. chỉ chốc lát, trên thang máy đi đến hai mươi sáu tầng, Ngô Đức Dân mở cửa phòng ra cười nói, Kỳ Tiên Sinh, ngươi kiểm tra một chút đi. lúc trước ta nói đưa ngươi đổ vật đồng dạng không nút đích bao quát kia hai bộ dân hương hoàng đàn mục Ngô Tiên Sinh nói đùa, không cần thiết kiểm tra. Kỳ Húc Quang tay. Trần Tấn nói các ngươi hai vị vẫn là ngồi nghỉ ngơi một chút đi loại chuyện này ta đến liền tốt nói hắn liền bắt đầu ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào tìm tới đột phá khẩu trong phòng khách nô kỳ hai người ngồi nói chuyện tiếm ký húc quang cảm khai nói nô tiên sinh thật đúng là hào khí nha như thế hai bộ hoàng đàn mục đội ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tặng người vật ngoài thân thôi không có gì đúng kỳ tiên sinh lần trước nói chuẩn bị tại đông giang thành phố chủ bị phân công ty không biết hiện tại thế nào nô đức dân hỏi ký húc quang nói mở phân công ty đơn giản liền là tìm một chỗ sau đó đăng ký là được rồi cái này không có gì khó khăn nhưng là muốn đứng vững góc chân lại coi là chuyện khác nô tiên sinh ngươi cũng biết ta miếu nhỏ chưa hẳn có thể mở ra cục diện rốt cuộc có ít người cũng không muốn nhìn thấy ta xuất hiện tại đông giang thành phố nha có chi át làm nên nha nô đức dân nói có cần tùy thời nói với ta ký húc quang gật gật đầu nhất định sẽ có phiền phức nô tiên sinh thời điểm hai người trầm mặc một hồi ký húc quang giả bộ tùy ý hỏi đúng rồi hồi trước hạ đạt cái kia bất động sản thuế văn kiện cũng không biết lúc nào sẽ chấp hành xuống tới ta nguyên bản đang còn muốn đông giang thành phố nhiều mua một bộ phòng ở đầu tư đâu cái này chính sách không giải quyết được thật là khiến người ta không nắm chắc được chủ ý nha đang đứng tại cửa ra vào trộm lấy thủy điện đồng hồ số độ trần tấn nghe xong lập tức chen miệng nói kỳ tiên sinh ngươi phải trả muốn mua nhà lời nói liền cứ việc yên tâm đi bất động sản thuế chấp hành không xuống Ừm. kỳ húc quan cùng nô đức dân hai người nghe xong cùng nhau nhìn về phía trần tấn nô đức dân nhíu mày hỏi tiểu trần ngươi cũng không thể vì mình có công trạng liền lắc lư kỳ tiên sinh đây này vì cái gì cái này bất động sản thuế liền chấp hành không xuống ta thế nhưng là nghe nói cụ thể quy tắc chi tiết đều đi ra nữa nha lấp lánh chuyện vận bởi huyền Lực ở tại truyền con Trước 168, nô đại công tử. Trần Tấn gặp hai người đều nhìn lấy mình, cũng không trả lời vấn đề, mà là không đầu không đôi nói ra, hồi trước dọn trở lại phòng đông nhiên liền có thể bán, vừa bên trên Bích Hải Hiên cư xá treo lên đến đại lượng phòng nguyên, mà lại giá cả đều tặc tiện nghi. Nghe nói, cái tiểu khu này bên trong chủ nhà trên cơ bản đều có chút bối cảnh, liền là không rõ hiện tại cái này bán tháo là tại sao. Kỳ tiên sinh, ngươi nếu là còn muốn đầu tư, Bích Hải Hiên đúng là cái lựa chọn tốt đâu. Điều kiện cơ bản cùng Thanh Hòa huyện đều không khác mấy, giá cả còn tiện nghi. Trần Tấn cười nói, nô tiên sinh chắc hẳn cũng có chút hiểu biết ta trần tấn lời này mặc dù lời mở đầu không đáp sau ngữ hơn nữa còn là đột nhiên xem vào nhưng hai người đều là thành tinh nhân vật đương nhiên sẽ không thật cảm thấy hắn tại hồ ngôn loạn ngữ tuyệt đối là có dụ ý lúc trước kỳ húc quang hỏi ngô đức dân liên quan tới bất động sản thuế vấn đề rõ ràng thân phận đối phương hắn tự nhiên là hy vọng ngô đức dân có thể lộ ra một chút chân chính nội tình tin tức ra đây đối với hắn hoặc là công ty của hắn thậm chí hắn đứng sau lưng những người kia tới nói đều là cực kỳ trọng yếu bởi vì bản thân hắn xử lý ngành nghề cùng bất động sản cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ dọn trở lại phòng có thể lên thị giao dịch tin tức kỳ húc quang cũng là phi thường rõ ràng liên ngay cả bích hải hiên bối cảnh hắn cũng đã sớm điều tra đến nhất thanh nhị sở cho nên mặc dù vẫn không rõ trần tấn đang ám chỉ cái gì bất quá hắn vẫn là rất phối hợp thuận nước đẩy thuyền mà hỏi ồ vậy ngươi trên tay có cái gì phong nguyên a trần tấn nhìn thoáng qua nhìn lấy mình ngô đức dân cười nói hôm nay vừa mới thành ra một bộ một trăm bốn mươi tám mét vuông mới bốn trăm ba mươi vạn đơn giá mới hai vạn chín ngàn kỳ tiên sinh nếu như ngươi có hứng thú ta có thể sẽ giúp ngươi tìm xem tương tự phong nguyên nói xong trần tấn liền nghiêm túc quan sát đến ngô đức dân biểu lộ ngô cát lâm cùng ngô tiểu vinh nhận biết lại tại ngô đức dân công ty đi làm muốn nói ba người này ở giữa không có gì liên hệ, đánh chết hắn đều không tin. Có thể khiến hắn có chút thất vọng là, nô đức dân lại phảng phất thật đang nghe người khác sự tình bình thường, vô luận là ánh mắt vẫn là biểu lộ, đều không có biến hóa chút nào. Tiểu Trần, ký Húc Quang cũng là đang quan sát hai người, lúc này cười nói, ngươi vẫn là nói một chút đi, vì cái gì bất động sản thuế chấp hành không xuống? Ta hiện tại nếu là xuất thủ, vạn nhất vừa mua lại, bất động sản thuế liền công khai, chẳng phải là oan uổng cực kỳ. Trần Tấn cười cười, cũng không đi quản cái gì thủy điện đồng hồ số độ, mình cũng ngồi xuống một bên nói ra, hai năm này, nhất là năm nay, ra không ít lớn tin tức các tỉnh đều có đại lão hổ bị đánh dụng mà những này đại lão hổ đều không ngoại lệ đều có rất nhiều bất động sản đây này nhưng cái này cùng bất động sản thuế lại có quan hệ gì đâu ký húc quang đã ẩn ẩn có chút nghe ra trần tấn ám hiệu tận lực hỏi trần tấn nói căn cứ đưa tin bất động sản thuế sẽ tại lên kinh đông hải đông giang nam việt thâm cảng cái này nằm cái thí điểm thành thị làm thử mà cái này nằm cái thí điểm trong thành thị chỉ có đông giang thành phố không thuộc về thành phố trực thuộc trung ương như vậy cái này hàm nghĩa trong đó liền cực kỳ ý vị sâu xa không phải thành phố trực thuộc trung ương lại có thành phố trực thuộc trung ương đãi ngộ nói cái này trần tấn dừng một chút y nguyên vẫn là quan sát đến ngô đức dân phản ứng nhưng như cũng không có chút nào phát hiện đành phải tiếp tục nói vạn nhất lần này bất động sản thuế chỉ là cái ám chỉ hoặc là cảnh cáo đâu rốt cuộc đông giang thành phố có thể sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương tin tức hiện tại bay đời trời phải biết bất động sản thuế trung thu càng là là phòng ở nhiều người thu thuế càng là nặng như vậy thay lời khác tới nói trần tấn không đem lời nói tiếp mà là lắc đầu cười nói đương nhiên coi như cuối cùng thật thi hành xuống tới tỷ lệ cũng nhất định sẽ không cao lắm nếu không thật dựa theo năm đến chấp hành đoán chừng có không ít người đều muốn tạo phản đâu nói xong hắn còn nhỏ ý nói hai vị đây đều là chính ta một người suy đoán lung tung không thể coi là thật nha rốt cuộc ta là làm người này bình thường khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung một chút suy nghĩ lung tung ký hút quang ngoạn vị cười đồng thời đối một mực không lên tiếng ngô đức dân hỏi ngô tổng ngươi cảm thấy tiểu trần là suy nghĩ lung tung a à. ngô đức dân lập tức đáp tại cụ thể văn kiện tuyên bố trước đó mọi người không đều là suy nghĩ lung tung a à. tiểu trần hắn hỏi ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra tương đối hiếu kỳ vì cái gì ngươi suy nghĩ lung tung là cái phương hướng này trần nói này bích hải hiên lúc trước dọn trở lại chính là tỉnh phủ đại viện sớm trước đó liền có lời đồn thị truyền nói kia chủ nhà tất cả đều không đơn giản hiện tại có thể giao dịch lại có nhiều như vậy chủ thuê nhà bán tháo cho nên chúng ta bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đem những này coi như trò cười nói mà thôi chỉ là trò cười a à? nô đức dân nhữ mày trần tấn cười nói nô tiên sinh ngươi cũng đừng hỏi ta còn không phải liền là nghĩ lắc lư kỳ lao bản lại mua phòng nhỏ ta dễ kiếm công chẳng nha không phải nói rõ ràng như vậy ha ha gặp hắn đột nhiên lại mình đem lời cho trả lại hai người cũng minh bạch là nên điểm đến là rừng ký húc quang cùng ngô đức dân ở giữa còn miễn cưỡng có thể ngang hàng mà giao nhưng trần tấn lại là cùng bọn hắn tranh lệnh cách xa vạn dặm cũng không chỉ tiểu nhân vật thế nhưng là tên tiểu nhân này vật lời nói ra ngược lại càng khiến người ta trong lòng run sợ nha lời này nếu là lại hướng sâu thảo luận xuống dưới há không biết buộc ba người uống máu ăn thể tại phần này vật nghiệp giao nhận đơn bên trên ký tên chuyển giao chìa khóa hai vị cái này chỉ riêng xem như triệt để kết thúc trần tấn đem tờ đơn bày ở trước mặt hai người nói ra còn có mấy ngàn đồng tiền phí điện nước phí cùng vật nghiệp phí cái gì cần ngô tiên sinh thanh toán cho kỳ tiên sinh ký húc quang thua tay nói liền mấy bao thuốc tiền coi như đến rõ ràng như vậy tiểu trần ngươi cũng thật là khó mà làm được nô đức dân phản đối trực tiếp từ trong sách tay móc ra một chồng tiền mặt kín đáo đưa cho ký húc quang ta biết kỳ lão bản không thiếu điểm ấy nhưng vẫn là tính toán rõ ràng điểm tốt Kỳ húc quang bất đắc dĩ tiếp xuống gật gật đầu sự tình tất cả đều làm xong ba người cũng liền đi ra cửa xuống lầu chỉ bất quá ngô đức dân nhưng không có trực tiếp đi ra ra tầng ngầm, mà là cười nói phòng này tại mấy năm này ta đều không ở qua liền bán đến trong khu cư xá đi dạo lưu cái tưởng nhận đi thuận tiện đưa tiễn kỳ lão bản hai người tự nhiên đáp ứng vì vậy tiếp tục đồng bộ mà đi đưa kỳ húc quang lên xe trước đó kỳ húc quang đưa cho trần tấn một chương danh thiếp để trần tấn nếu là có tốt phòng nguyên liền thông chí hắn nói coi như chính hắn không mua bên người có chút bằng hữu cũng nghĩ đến đông giang thành phố đương nghiệp có thể giới thiệu cho hắn trần tấn tiếp đi tới nhìn một chút nhịn không được cười lên chỉ gặp trên danh thiếp viết kim dương thành phố an vạn giàn công ty xây dựng giám đốc cứ việc khi biết kỳ húc quang là kim dương người thời điểm trần tấn liền có suy đoán chỉ bất quá bây giờ kỳ húc quang trực tiếp cho thấy thân phận vẫn là để hắn hơi kinh ngạc kim dương thành phố là sở nam trong tỉnh tương đối nổi danh một chỗ bởi vì nơi này ra hai cái cỡ lớn kiến trúc tập đoàn công ty một cái là ngàn thự tập đoàn một cái là kim hạ tập đoàn hai cái tập đoàn chủ tịch đều là sở nam tỉnh phú hào trên bảng trên danh nghĩa giới kinh doanh cột trông trời mà cái khác to to nhỏ nhỏ kiến trúc nhận thầu thương tại kim dương càng là nhiều vô số kể riêng phần mình phụ thuộc vào hai đại tập đoàn thuộc hạ cũng không biết cái này kỳ hút quang thuộc về hệ phái nào bất quá kỳ hút quang động tác này hàm nghĩa cũng rất rõ ràng hoàn toàn thuộc về tận lực lôi kéo được đưa tiến kỳ hút quang về sau nô đức dân hướng trần tấn vây vây tay hai người lại quay người hướng phía trong khu cư xá đi đến trên đường hắn đuôi trần tấn nói tiểu trần nhìn đến ngươi đúng là cái cực kỳ dụng tâm người đại diện đây này bích hải hiên lời đồn ai cũng biết coi như ngươi sờ môn đạo nô tổng lời này cái gì ý tứ trần tấn cười nói nô đức dân mí môi một cái nói ra không nói gặp ngươi ngươi mới vừa nói bộ kêu bích hải hiên phòng ở kỳ thật cũng là của ta giờ phút này không có người bên ngoài trần tấn cũng liền trung thực gật đầu đáp ta đại khái đoán được rốt cuộc ngô cắt lâm ngay tại ngươi nhuận ra tại vụ đi làm đâu tiểu trần a tiểu trần nhưng ngươi được làm đấy nô đức dân giơ ngón tay cái lên cười nói nếu như ngươi nguyện ý ta có thể đem còn lại mấy bộ phòng ở Đều ủy thác cho ngươi đến tiến hành bán ra thậm chí còn có thể cho ngươi mười phần trăm tiền thuê trần tấn nghe vậy mịu nhữ mày trầm giọng nói vô công bất thụ lộc nhà nô đại công tử lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chưa một trăm sáu mươi chín ngươi không trang b có thể chết ta nô đức dân ha ha cười nói tiểu trần niên đại gì còn công tử hiện tại có ai xứng đáng xưng hô này trần tấn cũng nói nô tổng lời này liền không đúng tại cái này đông giang thành phố bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ngươi gánh chịu nổi xưng hô thế này ờ ngươi đây là lại hồ tư loạn nghĩ đến cái gì nô đức dân hỏi trần tấn nhún núi bay nô tổng nói thật ta hiện tại bắp chân bụng cũng còn run lên đâu ở ngay trước mặt ngươi nói lời này một cái không tốt liền phải chơi xong chỉ bất quá ta khi còn bé tương đối khó khăn nói trắng ra là liền là sợ nghèo cho nên một khi có thời cơ liền sẽ liều lĩnh muôn tông lấy nô đức dân thu hồi tiêu dung ngươi cảm thấy ta là cơ hội của ngươi trần tấn trầm mặc một lát tùy ý lấy ra điện thoại di động phủ đi sau đó thở dài ngươi là quá nhiều người cơ hội lời nói đã đến nước này nô đức dân cũng minh bạch trần tấn là biết thân phận của hắn cái này khiến hắn xác thực cảm thấy vạn phần kinh ngạc bao quát hắn lúc trước đối với bất động sản thuế một phen luật điệu mặc dù chính trần tấn nói là đoán mỏ nhưng lại đã đem chân tướng đoán cái tám chín phần mười sở nam tỉnh từ xưa đến nay liền là kinh tế tỉnh lớn mà đông giang thành phố càng là tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đã phát triển thành trong nước siêu một tuyến đại đô thị chỗ như vậy vô luận là ai ngồi tại chỗ công tích đều cùng mình hướng trong giỏ sách nhảy giống như đơn giản nhưng mà không thể phủ nhận chính là tại cái này phồn bình phía sau lại sẽ tồn tại nhiều ít âm thầm hoạt động đâu đông giang thành phố thăng hay không trực thuộc khác nói nhưng thượng kinh đại nhân vật đối với loại địa phương này là không thể nào mặc kệ thỉnh thoảng gõ cùng bừng tỉnh rất có tất yếu bất động sản thuế chính là như vậy một loại tín hiệu nói trắng ra là liền là nói cho một ít người ngươi ăn nhiều lắm nên luôn liền nôn một điểm cẩn thận cho ăn bị bụng cũng mặc kệ ngươi là có thể tiêu hóa hết đem phân kéo đến khác trong hố đi vẫn là như thế nào tóm lại đừng để người một quyền đánh xuống thời điểm liền trực tiếp nhà hào hào không muốn mất hết thể diện là được cho nên mới có hồi rời cải cách nhà ở chế chính sách biến động còn chẳng phải những người này minh bạch bên trên ý để cho tiện đoàn người tiêu hóa đi mới ra ngoài đối sách những chuyện này nô đức dân rất rõ ràng bởi vì hắn có bối cảnh của chính mình có tin tức của mình nơi phát ra càng có người sẽ chỉ điểm cho hắn sai lầm nhưng trần tấn lại là làm sao mà biết được nếu như nói hắn bất động sản trải qua thân phận của mấy người kết hợp tới gần bích hải hiên nguyên nhân còn có như vậy một chút xíu khả năng suy đoán ra bất động sản thuế cùng hồi rời cải cách nhà ở cách ở giữa liên hệ cùng chân tướng như vậy thân phận của mình đâu đối với người khác thì như nói phương tủ dạng này người mà nói không tính bí ẩn nhưng đối với hắn như thế một cái người đại diện tới nói lại là lại bí ẩn bất qua sự tình thân phận không đủ rất nhiều chuyện là căn bản không tư cách biết đến ngươi là làm sao biết liên quan tới bất động sản thuế sự tình Ngô Đức Dân nghiêm túc nói, còn có thân phận của ta. Trần Tấn giả bộ nhàm chán tiếp tục xem điện thoại, chỉ gặp Ngô Đức Dân kinh ngạc giá trị vẫn luôn tại hơn 90, mà đang hỏi ra câu nói này thời điểm, sợ hai giá trị cùng phẫn nộ giá trị cũng trong nháy mắt liền tiêu thăng đến hơn 80. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ngượng ngùng nói, tin tức thời đại nhà, rốt cuộc ban tử bên trong liền một cái họ Ngô. Ta liền thử cược một ván, không nghĩ tới. Nhìn xem Ngô Đức Dân sợ hai giá trị cùng phẫn nộ giá trị đều chậm rãi hạ xuống đến 20 trở xuống, Trần Tấn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một trận hoảng sợ lấy ngô đức dân thân phận ở bên ngoài làm những chuyện này có nghiệp vụ vãng lai người hắn tự nhiên là không sợ rốt cuộc lẫn nhau ở giữa đều nữ lấy đối phương tiểu roi thế nhưng là trần tấn như thế một cái chân chân người ngược lại là không ổn định nhất nhân tố nhưng may mắn thay trần tấn nói qua hắn đơn giản liền là muốn thời cơ mà thôi nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy lá gan vợ ơ ý mà như thế lớn nô đức dân rốt cục lại cười trần tấn cũng cười hát hát nói không nói là ngươi giữa mùa đông ta quần áo đều ướt đẫm vậy ngươi muốn cái gì đâu nô đức dân hỏi cũng không thể cùng ta ngã bài chính là vì hù dọa ta đi ngươi thấy ta giống cái khờ bao a à trần tấn cười nói ta hiện tại cấp độ cách ngươi quá xa thế nhưng là qua đêm nay về sau đoán chừng sẽ rất khó có cơ hội mặt đối mặt cùng ngươi trao đổi cho nên ta phải nắm lấy cơ hội chỉ là hy vọng tương lai tại ta cần trợ giúp thời điểm ngươi có thể đưa tay kéo ta một cái là được rồi không cao hơn ta phạm vi năng lực không có vấn đề Nô đức dân cực kỳ sảng khoái đồng ý trần tấn gật đầu nói đương nhiên vô luận là chuyện gì khẳng định không thể để cho ngươi giúp không bận điệu đến lúc đó ta chắc chắn sẽ có hồi báo ta cũng không thiếu tiền Nô đức dân lắc đầu nói kia nếu như là rất nhiều rất nhiều tiền đâu Trần Tấn yếu đốt nói, mặc dù bây giờ nói rất xả đạo, nhưng ta cảm thấy ta chưa chắc không phải ngô tổng người thời cơ. Chỉ mong có một ngày như vậy đi. Nô Đức Dân tiến thang máy, xông Trần Tấn khoát khoát tay rời đi, mà Trần Tấn cũng rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi tới trong hành lang ngồi tại trên bậc thang, sau đó móc thuốc lá ra đốt, hung hăng rút ra. Hắn vừa rồi cũng không có nói dối, cùng Nô Đức Dân liền nói như thế thời gian nói mấy câu, hắn liền chạy một thân mồ hôi lạnh, hai chân hiện tại còn không ngừng run lên đâu. Nếu không phải hôm nay đội chủ thuê nhà tâm lý ba động giám sát công năng, hắn là đánh chết cũng không dám ngay thẳng như vậy cùng Nô Đức Dân ngà bài lấy đối phương năng lượng sợ là thật đem mình chìm vào đông giang đều sẽ không có người truy tra đối với hắn cấp độ này người mà nói nhân mạng thật đúng là chưa hẳn tính cái đại sự gì đây là hắn tôi không có năm chắc một lần giao phòng, bởi vì không có lực lượng mà lại tự thân giá trị hoàn toàn câu không dạy nổi đối phương hứng thú cấp độ cách biệt quá xa cũng may hắn thành công khơi gợi lên đối phương hiếu kỳ nô đức dân chín mươi tám hiếu kỳ giá trị mới là trần tấn cậy vào chỗ lái xe đi nô đức dân sau khi lên xe đối tài xế của mình nói lái xe lĩnh mệnh từ ga ra tầng ngầm mở ra thời điểm hỏi nô tổng là về nhà vẫn là đi công ty nô đức dân nghĩ nghĩ ra lệnh đi cha ta kia lái xe theo tiếng chuyên chú lái xe mà sớm đã rời đi kỳ hữu quang mượn ban đêm dòng xe cộ giảm bất tiện lợi cũng đã rất nhanh tới đông giang mới thành một tòa cao ốc phía dưới tại cái này đại lâu tầng cao nhất có một nhà hội sở không có danh tự không có chiêu bài lại tọa lạc tại đông giang mới thành cái này tấp đất tấp vàng vị trí chiếm dụng một tòa cao ốc mái nhà dòng giã ba tầng tổng diện tích so vạn sách công ty tổng bộ còn muốn lớn hơn không ít mà tại hội sở cổng còn dán chỉ tiếp đãi hội viên bảng hiệu ký hút quăng từ cửa thang máy ra liền trực tiếp đi vào lộ ra đối với nơi này rất quen thuộc người phục vụ nơi cửa cũng không cản hắn hiển nhiên là biết hắn hắn không có tại một tầng dừng lại mà là trực tiếp lên lầu ba cuối cùng tiến cuối hành lang một cái ghế lô cái này bao xương có chút quỷ dị lại là trực tiếp đem đại lâu bên ngoài mặt chính cho cải biến thành một cái kéo dài tới đi ra không gian dưới lòng bàn chân đều là trong suốt cường độ cao thủy tinh cường lực tám mươi tám tầng độ cao để người chỉ là đứng ở bên trong liền sẽ có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác chỉ bất quá tại ban ngày, bao xương phía dưới còn có một khối tấm ngăn có thể có rỗi mà ra sẽ không để cho người trông thấy như thế kỳ lạ chỗ trong bao xương có một người nam tử chính tựa ở bên cửa sổ nhìn qua chung quanh cao lầu cùng xa xa đông giang bưng một chén rượu đỏ ánh mắt thâm thúy tới sự tình làm xong a à. nghe thấy động tĩnh nam tử về vải mà hỏi kỳ hút quang nhìn xem hắn khoe miệng khẽ nhúc ních mở miệng nói ta nói ngươi không trang bê có thể chết ta lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm bảy mươi có tiền không kiếm vương tám trứng khu, khu. nam tử kia mất tự nhiên ho khan vài tiếng vượt bực quay đầu nói với kỳ húc quang ta nói lao kỳ lao đầu nhà ta thật vất vả đem ta ném tới đông giang đến nuôi thả cách mạng vừa mới nên đón vĩ đại chiến quả ngươi không chọc ta là có thể chết là thế nào chọc ngươi thế nào này hội sở cũng không tiện nghi a à? một năm hội viên phí sáu sáu vạn đâu ngươi rượu này cũng không phải hội viên đưa tặng là khác mở a à? lợi hại a à? hơn hai vạn một bình đâu ngươi chỉ làm đi sớm tối nhà các ngươi lão đầu điểm này tiền đến bị ngươi tạo xong lạc ký húc quang hiển nhiên cũng không mua trướng tiếp tục công kích hừ sáu sáu vạn thế nào hơn hai vạn thế nào như thế điểm nếu là là có thể đem ta lão đầu tạo xong Hắn liền ở không đông giang phú hà bảng. Lại nói, đây không phải chỉ còn ngươi thôi sao? Ngươi có thể kiếm tiền nha. Hắc hắc, lại nói, này hội sở ngươi nhập hội nhưng so với ta sớm nhiều. Nam tử cười hì hì, cứ như vậy mãn bất tại ý từ trên bàn cầm lấy kia bình rượu đỏ, cứ như vậy hướng ngoài cửa sổ ngã xuống, sau đó vẩy vào gió đêm bên trong. Thái Càn Khôn con em ngươi, đừng trà đạp đổ vào ta. Ký Húc quang rõ ràng có chút đau lòng muốn ngăn xuống tới. Kết quả Thái Càn Khôn không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ấn phục vũ linh, chỉ chốc lát, liền đi tới một người mặc sườn sám cao gầy mỹ nữ không người nói thái tiên sinh ngươi tốt xin hỏi có gì cần chật chật thái càng khôn nhìn xem hắn so sánh có hào hứng cười nói ta liền cần ngươi có thể sao bao đêm hai vạn sườn sáng mỹ nữ không có chút nào ngượng ngùng trực tiếp mở miệng báo giá thái Càn khôn gật gật đầu được ngươi sẽ giúp minh đệ của ta hô cái tiểu tỷ mở đến mặt khác lấy thêm hai bình rượu sườn sám mỹ nữ lễ phép không người thối lui ra khỏi bào xương ký húc quang bất mắn nói chính ngươi muốn chơi liền chơi hại ta làm gì ta cùng ngươi cái này độc thân cậu cũng không đồng dạng ta có vợ con nói đến cùng mình có nhiều đứng đắn giống như liên thiên ngươi cùng ta cái này làm ra vẻ thành thục." thái càn khôn khinh thường nói đúng rồi hắn lại hỏi sự tình thế nào cùng nô đại công tử cùng một tuyến rồi sao Ký húc quang có chút tiếc nối lắc đầu cùng quan hệ của hắn còn cần bồi dưỡng rốt cuộc đông giang thành phố là kim hạ địa bàn còn khó nói ngược lại là phát hiện một cái khác thật có ý tứ người ai vậy thái càn khôn nói so ta còn có ý nghĩ một cái bất động sản người đại diện đầu óc cực kỳ sống mà lại hắn nói một ít lời ta suy nghĩ thật có đạo lý ký húc quang cười nói thái càn khôn khen nói gọi tới thôi dừng lại lớn rượu chẳng phải làm xong cho ăn bể bụng lại thêm cái này bao đêm hai vạn nha ta xem như biết vì cái gì cha ngươi muốn để ta tới trước đông giang ký hút quang xẹp miệng nói thật nếu để cho ngươi đến chơi đùa lung tung nhất định xong đời ha ha ngươi tính nói đúng những ngày tiếp theo liền là ngươi kiếm tiền ta hưởng thụ thái càn khôn cười nói ngươi giác nộ cực kỳ cao mà ký hút quang nhìn một chút hắn hỏi nhưng cha ngươi cho ngươi đưa điều kiện là sinh nhi tử mới có thể tiếp bàn a gấp trái trứng hôm nay có rượu hôm nay say thái càn khôn hoàn toàn thất vọng ký hút quang nhìn hắn cái này thái độ Xem như cầm cái này bạn thân không có biện pháp, thay vào đó liền gọi tốt số nhà. Ai bảo hắn Thái Cẩn Khôn sinh ra tới liền là Thiên Thự Tập đoàn tổng giám đốc Thái Hồng Phi nhi từ đâu? Đáng đời cả một đời vinh hoa phú quý mệnh. Nào giống hắn Kỳ Húc Quang. Những năm này tại Kim Dương Phát triển cũng tạm được, cũng chỉ bất quá chỉ là Thái Hồng Phi tại cho con của mình bồi dưỡng trợ thủ thôi. Hiện tại lại một cước đá phải đối thủ một mất một còn đại bản doanh đến khai cương thác thổ, cả đời lao lực mệnh nha. Chỉ bất quá khi hai cái sần xám mỹ nữ biến trang trở thành tất lưới thỏ nữ lang đi sau khi đi vào, Kỳ Húc Quang vẫn là hơi có chút may mắn, chí ít mình nhìn qua phong cảnh đã so rất nhiều người mỹ lệ hơn hơn nhiều cùng lúc đó nô đức dân cũng đã đến cha mình trong nhà đem vừa rồi trần tấn đã nói mình lại đổi lấy pháp thuật lại một lần phụ thân của hắn nghe xong mỉm cười gật đầu nói ngươi có thể nhìn thấy cấp độ này đồ vật thật sự không tệ nói đi ai bảo ngươi nô đức dân bất đắc dĩ nói một cái bất động sản người đại diện xử lý những cái kia bất động sản thời điểm nhận biết người cực kỳ thông minh ờ phụ thân hắn rõ ràng hứng thú điều tra sao vừa mới để người điều tra bối cảnh gì đều không có liền là cái vừa tốt nghiệp nghèo khó sinh viên nô đức dân thành thành thật thật đáp phụ thân hắn chậm dai nói vậy chính ngươi lưu tâm một chút đi nói không chính xác liền là cái hàn tín đâu cha ta hiểu được nô đức dân nghiêm túc đáp trần tấn về đến nhà có một lần đem mình cho ngâm vào trong nước nóng cứ việc trên người những cái kia máu ứ động đã tốt bảy tam phần không quá nóng nước có thể trợ giúp hắn tập trung tinh lực suy nghĩ đêm nay hắn quả thật có chút mạo hiểm nhưng nếu như không bắt được đêm nay thời cơ cùng Ngô đức dân ngà bài về sau lại muốn tiếp xúc độ khó nhưng chính là thành cấp số nhân gia tăng mà lại toàn bộ hành trình hắn kỳ thật đều đang len lén dùng hoạt điểm dạ đã giám sát người ngô đức dân tâm tình chập chợn nếu như không phải ở trong phòng hắn nói xong những lời kia về sau nô đức dân hiếu kỳ giá trị tiêu thăng đến cực cao trị số hắn cũng vẫn là không dám tùy tiện mở miệng có trời mới biết cùng những này lòng dạ thâm hậu người liên hệ có nhiều khó khăn mình một cái rõ ràng mới hai mươi mặt thanh niên liền muốn chứa một bộ dáng vẻ lao thành lại tráng lên lá gan để cập với bọn họ yêu cầu cũng may kết quả cuối cùng không xấu chỉ ít mình tại kế lao lý về sau cuối cùng lại thêm một con đường chỉ tiếc muốn đem con đường này đi thông giá trị của mình còn cần mau chóng tiêu thăng mới được nha cho nên hắn liền cần điểm tích lũy càng nhiều càng nhiều điểm tích lũy hoạt điểm dạ đạ liền là tăng lên tự thân giá trị tốt nhất đường tắt sáng sớm hôm sau trần tấn một tỉnh ngủ liền lập tức đứng dậy chạy tới cửa hàng muốn kiếm điểm tích lũy thủy trung vẫn là đến từ cơ bản nhất sự tình làm lên đó chính là thành giao cho nên có hoạt điểm dạ đạ về sau trần tấn không những không cảm thấy mình dễ dàng nhiều ít ngược lại có loại làm tầm trọng thêm cảm giác nhưng vừa mở xong họp sáng sớm liền có một người chạy tới cửa hàng bên trong tìm trần tấn nô tiên sinh trần tấn hơi kinh ngạc nói nhìn xem nô cát lâm không rõ hắn tìm đến dụng ý của mình Nô Cát lâm dùng cực kỳ buồn bực ánh mắt nhìn xem trần tấn lại không thể làm gì mở miệng nói ngươi mang lên giấy chứng nhận đi đi với ta làm công chứng tiếp xuống cái này mấy bộ phòng ở tất cả đều giao cho ngươi đại lý ta không qua tay chỉ cần giá sau cùng cao hơn hai vạn năm ngàn là được rồi vượt qua hai vạn năm ngàn bộ phận tất cả đều về ngươi còn có đây là số tài khoản ngoại trừ về tiền của ngươi còn lại tất cả đều đánh vào cái này số tài khoản bên trong đừng nghĩ đến quyển tiền chạy trốn ngươi chạy không thoát lô Cát lâm lại đưa qua một tờ giấy nói lô cắt lâm danh nghĩa còn thừa lại năm bộ chín mươi m phòng ở đều là hiện tại tốt nhất bán hai phòng vừa cần hộ hình mà lại dựa theo hiện tại giá thị trường đến xem bán được hai vạn tám ngàn đơn giá quả thực không nên quá nhẹ nhõm nói cách khác trần tấn chỉ cần đem những phòng ốc này đều bán đi liền có thể có được chí ít một trăm ba mươi vạn trở lên tiền thuê hắn trừng mắt nhìn cũng không có bị cái này hích lợi thật lớn cho sông phá lý trí phòng tuyến bởi vì hắn hiểu được đây là ngô đức dân đang lấy lỏng tại lôi kéo thế nhưng là vì cái gì đây trần tấn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ có biểu hiện ra tự thân giá trị mới có thể để người khác nỗ lực lợi ích nhưng mình bây giờ đối với ngô đức dân tới nói giá trị ở nơi nào đâu khảo thì sao nhìn xem mình có thể bao nhanh đem cái này mấy bộ phòng ở bán đi không đến mức như thế nông cạn a nghĩ nhiều như vậy làm gì có tiền không kiếm vương bắt đản trần tấn bứt bỏ trong đầu của mình nhàm chán suy nghĩ cực kỳ vui sướng cùng nô cắt lâm chạy tới công chứng chỗ làm xong công chứng lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại truyền con. chương một trăm bảy mươi khoác lắc cảnh giới tối cao tám trăm trần tấn trở lại cửa hàng lúc sau đã là tới gần giữa trưa trong bọc đút lây tràn đầy năm phòng sinh chứng để hắn có loại thiên hạ ta có ảo giác tâm tình cực kỳ tốt đọc sách các virus đút vê kể là chỉ bất quá hảo tâm tình của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu vừa mới vào cửa hàng môn đã nhìn thấy kế minh ngồi tại thanh hòa huyện cửa hàng bên trong mà lại trước mặt hắn còn ngồi hai đôi tuổi quá trẻ tiểu phu thê ngay tại nhiệt liệt trò chuyện liên quan tới bích hải hiên cái tiểu khu này một chút tình trạng nhìn thấy trần tấn lông mày rõ ràng cao lại lông mày kế minh trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý bởi vì hắn cũng một mực đang chú ý trần tấn công trạng cứ việc trần tấn đã để phương cường đem hắn đem trương ra ba huynh đệ tờ danh sách cho ký xong hợp đồng nhưng cái kia chỉ có hơn mười một vạn công trạng tăng thêm trước đó ba bốn vạn hiện tại cũng đã vọt tới hơn bốn mươi vạn siêu cao công trạng thế nhưng là hắn kế minh lại như cũ càng hơn một bậc. hắn đêm qua thế nhưng là lại ký xong một đơn hợp đồng tổng công trạng đã vượt qua năm trăm ngàn không chỉ như thế hắn buổi sáng còn tại cửa hàng bên trong nhận được hai cái tới cửa hộ khách một phen hỏi thăm phía dưới phát hiện hộ khách tài chính năng lực cũng không thể thừa nhận bốn phân khu phủ cận phòng nguyên tổng giá trị lại vừa vặn có thể xứng đôi bên trên bích hải hiên phòng nguyên mà lại tại kế minh giới thiệu cùng dẫn đạo dưới cái này hai tổ hộ khách cũng đối bích hải hiên cư xá mười phần cảm thấy hứng thú cho nên liền trực tiếp đi theo hắn đến bên này nhìn phòng đến rồi kế minh nghĩ phi thường hoàn mỹ Hắn muốn tại Trần Tấn trước mặt không chút huyền niệm đánh bại hắn, thậm chí càng dùng thành giao hắn chuyên môn phòng nguyên phương thức. "Trần Tấn, trở về rồi." Kế Minh đắc ý cười nói, "Thật đúng là làm phiền ngươi ghi danh nhiều như vậy Phòng Nguyên, nếu không ta cái này hai tổ hộ khách thật đúng là không có gì điều kiện phù hợp Phòng Nguyên có thể đề cử đâu." "Thật sao?" "Vậy là tốt rồi. Hộ khách nu cầu dạng gì Phòng Nguyên? Ta có thể giúp lấy tiến cử lên." Trần Tấn đáp. Kế Minh trong lòng cười lạnh, "Cái này Trần Tấn coi mình là mới ra đời thái điều a? Làm sao có thể để hắn đến giúp đỡ đề cử Phòng Nguyên?" phải biết có bao nhiêu nảy ra đơn đều là đang giúp đỡ để cử phòng nguyên quá trình bên trong trôn xuống thai họa ngầm nhà sơ ý một chút hộ khách phương thức liên lạc liền bị cầm đi sau đó lại dùng chút thủ đoạn lại cực kỳ đơn giản không cần không cần hệ thống bên trên phòng nguyên là đủ rồi ngươi liền an tâm chờ lấy ta phân ngươi phòng nguyên phương đi kế minh cười ứng mới sau đó liền đứng dậy đến chìa khóa dương lấy chìa khóa chuẩn bị mang hộ khách đi xem phòng đồng thời còn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trần tấn phòng ngừa hắn nảy ra hộ khách đối với kế minh đắc ý cùng cẩn thận chính trần tấn cũng là âm thầm bật cười thế nào ý là ta đăng ký nhiều như vậy phòng nguyên cũng chỉ xứng chia phòng nguyên phương rồi bởi vì lý đĩnh cùng phương cường ký tới tờ đơn cũng còn không có ký hợp đồng cho nên cũng không có đưa vào công trạng hơn nữa còn phải thêm bên trên tiểu hoàng cùng tiểu chu hai người phòng nguyên phương chia nếu như nếu là hắn biết mình bây giờ công trạng trên thực tế đã siêu việt hắn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu trần tấn nghĩ đến Trương diệp cái này đụng lên đến nhỏ giọng nói ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ta nghe hắn cùng cái này hai tổ hộ khách giao lưu giống như đều rất thành tín thuộc về chỉ cần phòng ở tốt liền hắn có thể lập tức hạ đơn siêu a khách thật sao trần tấn nhữ mày hỏi nhu cầu cái gì hộ hình hai tổ hộ khách giống như đều là hai phòng trương diệp đáp trần tấn vẩy một cái lông mày lập tức từ thẩm na cầm trong tay qua mượn nếu là đăng ký bản nhìn một chút suýt nữa cười ra tiếng thế nào trương diệp khó hiểu nói người ta đều giết tới trên mặt ngươi còn vui vẻ như vậy hắn cái này hai đơn nếu là thanh dao nhưng lại là hơn vạn công trạng ngươi phải cẩn thận mới được trần tấn lại cười nói lão đại ngươi biết khoác lắc cảnh giới tối cao là cái gì không là cái gì ha ha đương nhiên là thổi song châu về sau lại từng cái từng cái thực hiện nha trần tấn hết sức vui mừng ta lần trước cũng đã nói ta muốn để hắn tại bích hải hiên một đơn đều thành giao không được hiện tại ta chuẩn bị thực hiện mình trước đó thổi qua châu rồi cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới thật sự là lại chuẩn xác bất quá trần tấn trong lòng quả thực trong bụng nở hoa hắn vạn vạn không nghĩ tới kế minh để cử cho hắn hộ khách phòng nguyên hết thảy nam bộ đều không ngoại lệ đều là ngô cắt lâm danh hạ cũng chính là vừa mới công chứng đến trần tấn trong tay cái này nam bộ bất quá cái này cũng không kỳ quái bởi vì vạn sách công ty đối người đại diện mỗi ngày số liệu khảo hạch bên trong còn có một hạng liền là nhất định phải thành công hạ giá một bộ phòng nguyên không hoàn thành liền là năm đồng tiền tiền phạt mà trần tấn tại lấy được công chứng sách về sau liền phát tin tức để lý đĩnh cùng phương cường cầm cái này năm phòng nhỏ để hoàn thành hạ giá khảo hạch cho nên cái này năm phòng nhỏ là trước mắt bích hải hiên rẻ nhất hai phòng đơn giá thậm chí cũng chưa tới hai và tám kế minh không đề cử bọn chúng lại có thể đề cử cái gì đâu dưới loại tình huống này trần tấn chỉ cần dĩ giật đãi lao là được rồi hắn kéo lên trương diệp tới cửa hút thuốc đánh cái dám hàn huyên qua ước chừng hơn nửa giờ đã nhìn thấy kế minh mặt mày hớn hở từ đường cái đối diện đi về tới đến trước mặt kế minh mười phần phách lối đối trần tấn nói hai tổ hộ khách đều nhìn chúng hôm nay liền phân ngươi phòng nguyên vương an tâm chờ lấy ở được ta chờ ngươi mau tìm chủ thuê nhà ký chính là trần tấn liếc mắt cười đáp kế minh bay đầu dẫn hộ khách lại trở về cửa hàng bên trong sau đó liền bắt đầu dựa theo hệ thống bên trên đăng ký dãy số cho chủ thuê nhà gọi điện thoại mà trần tấn đã sớm đem mấy bộ phòng ở đăng ký chủ thuê nhà điện thoại cho sửa đổi tất cả đều đổi thành mã số của mình còn tăng thêm chủ thuê nhà tên trần tiên sinh họ trần người sao mà nhiều kế minh vô luận như thế nào cũng không thể đem có được năm phòng nhỏ chủ thuê nhà cùng trần tấn phụ lên hảo quả nhiên không lâu lắm chỉ nghe thấy kế minh hướng về phía trần tấn hô làm sao cái này mấy bộ nhà chủ thuê nhà điện thoại một mực không ai tiếp a à? không thể nào ngươi lại đánh chính là trần tấn đáp kế minh ngay vậy đành phải tiếp tục gọi mà ngoài cửa trần tấn cứ như vậy tùy ý mình điện thoại di động trong túi điên cùng dừng lại tiếng chuông mang chấn động chết sống liền là không tiếp để kế minh gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi rất nhanh kế minh liền đánh gần nửa giờ liền ngay cả hộ khách đều đã không nhịn được bắt đầu chất vấn hắn chuyên nghiệp năng lực rơi vào đường cùng kế minh chỉ cần lại chạy đến đối trần tấn hỏi ngươi đăng ký cái gì phòng nguyên a chủ thuê nhà ngay cả điện thoại đều không tiếp không thành tâm nha không đợi trần tấn trả lời Trương Diệp cấp đường, Tiểu Kế là nhân phẩm ngươi không tốt ta. Cái này chủ thuê nhà mới vừa ở chúng ta cửa hàng thành giao một bộ phòng ở đâu, liền là Trần Tấn ký. Trần Tấn mới ký tờ đơn sao? Kế Minh khẩn trương cảm giác lập tức liền càng cường liệt. Hắn mặc dù vẫn là dẫn trước Trần Tấn, nhưng biên độ đã không giống trước đó lớn như vậy. Nhất là nghe nói Trần Tấn lại mới ký tờ đơn về sau, thì càng sốt ruột. Kế Minh đành phải tiếp tục cầm điện thoại gọi, mà Trần Tấn cũng giả bộ như chơi điện thoại di động bộ dáng, lấy điện thoại di động ra, hoán đổi yên lặng. Sau đó Kế Minh mỗi lần đánh tới, hắn liền trực tiếp cú máy, đánh tới, cú máy, vòng đi vòng lại cái quỷ gì a à? cái này chủ thuê nhà một mực treo điện thoại của ta kế minh phiền muộn đến không được cái này hai tổ hộ khách cũng ra không kiên nhẫn nói còn có thể hay không có liên lạc a à? nếu là không được chúng ta liền đi trước chờ liên hệ với chủ thuê nhà rồi nói sau các vị đừng nóng vội đừng nóng vội lập tức liền có liên lạc kế minh một bên lau mồ hôi một bên tiếp tục quay số điện thoại hộ khách cũng liền như thế đứng tại cổng tám đôi mắt nhìn chằm chằm hắn khiến cho kế minh tại trong lúc vô hình càng là nhiều một tầng áp lực thế nhưng là điện thoại chết sống liền là tiếp không thông được rồi được rồi chúng ta đi trước ngươi liên hệ với chủ thuê nhà rồi nói sau trong đó một khách hộ rốt cục nhịn không được lôi kéo lao bà của mình đi mặt khác một tổ hộ khách học theo cũng trực tiếp rời đi làm cho kế minh khóc không ra nước mắt mua nội đó, cái này chủ thuê nhà chuyện gì xảy ra a à? kế minh lần nữa quay số điện thoại không nghĩ tới hộ khách vừa đi điện thoại liền được kết nối lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm bảy mươi hai mập mạp đều là tiềm lực kế minh vừa nghe thấy điện thoại kết nối lập tức lo lắng nói này này xin hỏi là bích hải Hiên chủ thuê nhà trần tiên sinh sao trần tấn cười đem điện thoại áp vào bên tai người khẩy nói là ta vừa thấy là trước mặt trần tấn tiếp lên điện thoại kế minh cặp mắt trợn tròn hai tròng mắt giống như là muốn từ gọng kiếng bên trong đụng tới bình thường tròn vo mặt béo bên trên thịt mỡ nhảy lên chính không thể tin được nghe thấy cùng nhìn thấy sự tình người trần tấn hắn cao dọ quát ngươi đây là vi quy thao tác trở ngại thành dao ta muốn hướng đàm tổng khiếu lại ngươi ha ha trần tấn hoàn toàn thất vọng kế minh lời muốn nói rõ ràng ta làm sao lại vi quy thao tác làm sao lại trở ngại thành dao đồ vật có thể ăn bậy cái rắm cũng không thể ném loạn nha kế minh bị tức đến chập mạch rồi thuận trần tấn liền phản bác ngươi nói ai đánh giám nửa giây về sau hắn lại phản ứng lại cười lạnh nói ngươi vì không cho ta thành giao, đem chủ thuê nhà điện thoại cùng danh tự đều đổi thành mình đây không phải vi quy là cái gì chà nờ dê lẽ lại cái này mấy bộ phòng ở đều là ngươi a cho cười trần tấn gật gật đầu cái này mấy bộ phòng ở xác thực không là của ta chỉ bất quá chủ thuê nhà đã đem quyền xử trí tất cả đều giao cho ta cho nên ta cùng chủ thuê nhà không khác nhau kế minh là người lập tức cười ha ha ngươi lý do này giữ lại cùng đàm tổng đi nói đi nhìn nàng tin hay không ngươi vậy ngươi liền đi khiếu nại đi trần tấn phất phất tay phản phất là tại xua đổi một con đáng ghét con rồi đồng dạng kế minh tán răng cũng không rời đi trực tiếp ngay trước trần tấn cùng trương diệp mặt liền bắt đầu cho đàm tư gọi điện thoại mấy phút sau hắn liền đem sự tình thêm mắm thêm mối nói với đàm tư một lần sau khi cúp điện thoại cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem trần tấn trong mắt hắn trần tấn đã là một cái bị khai trừ người đã không có tư cách cùng hắn cạnh tranh bích hải hiên cửa hàng trưởng chức vị bởi vì trần tấn nói sự tình căn bản chính là không có khả năng phát sinh mà hai năm trước giá thị trường nóng này thời điểm ngược lại là cũng từng có toàn quyền ủy thác người đại diện sự tình chỉ bất quá vậy cũng là hộ khách cùng người đại diện ở giữa ước định. Bởi vì lúc ấy xảo phòng người rất nhiều, hơn nữa còn có tương đương một phần là nơi khác kẻ đầu cơ. Cho nên bọn hắn lo lắng bởi vì lộ trình quan hệ không có cách nào ngay đầu tiên liền mua xuống phòng ở, liền sẽ gửi lại một khoản tiền tại người đại diện trong tay, đồng thời sớm ký xong mục đích hiệp nghị, ủy thác người đại diện tại có phù hợp phòng nguyên xuất hiện thời điểm tùy cơ ứng biến, trước giúp bọn hắn hạ đơn, bọn hắn lại đổi tới Đông Giang thành phố đến xử lý thủ tục. Nhưng chủ thuê nhà toàn quyền ủy thác người đại diện sự tình, thật đúng là chưa từng gặp qua. Nguyên nhân rất đơn giản, giá phòng một ngày một cái biến hóa khoa trương thời điểm một tuần liền có thể lật một phen chủ thuê nhà làm sao có thể hạn định giá cả để người đại diện đến tùy cơ ứng biến cung tiên không qua được sao càng về sau giá thị trường kém liền càng không có thể rốt cuộc mỗi một cái chủ thuê nhà đều cảm thấy phòng ốc của mình là tốt nhất cho nên kế minh đối với trần tấn cái gọi là bị chủ thuê nhà đưa cho quyền xử trí loại chuyện này kia là 100 vạn cái không tin trần tấn ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a à? hắn cười khẩy nói lúc đầu chúng ta quang minh chính đại tranh cửa hàng trưởng, nhìn ngươi cái này công trạng thắng bại thật đúng là khó mà nói hết lần này tới lần khác ngươi muốn làm những này chuyện trộm gà trộm chó thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình nha trần tấn gặp hắn kia khuôn mặt béo bên trên viết đầy đắc ý mở miệng nhắc nhở ngươi cũng đừng quên ta lại không thể sớm biết ngươi muốn dẫn nhìn nào phòng ở lại thế nào làm tay chân đâu chẳng lẽ đem toàn bộ cư xá phòng nguyên đều đổi thành mình sao ngươi cho rằng ta có mấy cái lá gân a bị hắn cái này nói chuyện kế minh bỗng nhiên kịp phản ứng cái thằng này nói giống như có đạo lý hoa kế minh vội vàng chạy vào cửa hàng tại hệ thống bên trên xem xét quả nhiên ngoại trừ hắn mang nhìn cái này nằm phòng nguyên bên ngoài cái khác phòng nguyên đều rất bình thường cũng không có loại hiện tượng này thậm chí hắn còn thử cho mấy cái chủ thuê nhà gọi điện thoại đều chưa từng xuất hiện điện thoại không tiếp tình huống chẳng lẽ thật sự có chủ thuê nhà sẽ toàn quyền ủy thác người đại diện bán phòng độc nhất vô nhị phòng nguyên liền nghe nói qua toàn quyền ủy thác ngay cả giá cả đều mặc kệ chưa bao giờ nghe thấy nhà mang ngoài cửa Trương diệp điện thoại văng lên uy tào khu Trương diệp nhận đáp tào lý lương hiển nhiên là nhận được đàm tư điện thoại đánh tới hỏi thăm tình huống trần tấn ngay tại bên người cho nên trương diệp dứt khoát đưa di động đưa cho trần tấn trải qua trần tấn một phen giải thích tào lý lương cũng là kinh ngạc nói thật sao vậy ngươi có thể đem công chứng sách cái gì vẽ truyền thần tới a không có vấn đề trần tấn theo tiếng sau đó liền đi vào cửa hàng bắt đầu sao chép vẽ truyền thần cũng liền mấy phút trần tấn liền đem công chứng sách cùng giấy tờ bất động sản sao chép kiện vẽ truyền thần đến tào lý lương nơi đó mà tào lý lương cũng liền lập tức vẽ truyền thần cho đàm tư đây hết thảy đều là tại kế minh trước mắt hoàn thành kế minh còn muốn cầm qua một phần công chứng sách nhìn xem lại bị trần tấn ngăn cản không có ý tứ không thể cho ngươi nhìn trần tấn nghiêm túc nói kế minh đành phải sắc mặt tái xanh đứng tại thanh hòa huyện trong tiệm không ngừng hướng trên mặt đất nắm lấy ý đồ tìm đầu kẽ đất chui vào mà cùng lúc đó bốn phân khu khu quản lý diêu đạt ngay tại nào đó một chỗ phòng bài bạc bên trong cùng người chất đống trường thành đâu khu vực quản lý cái này tầng cấp chỉ cần đại khu tổng thanh tra không đến tuần sát căn bản là không có người có thể quản được hắn đang làm gì diêu đạt hôm nay tay gió cực kỳ thuận đã khét mấy lần hàng hiệu tới 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 nhìn ta hôm nay đem các ngươi thắng được trong đó quần ha <laughs> ha <laughs> lao diêu ngươi cẩn thận vui quá hóa bờn song bạc đắc ý tình trường thất ý a à. một cái bài bạn cười nói Diêu Đạt hoàn toàn thất vọng, thôi đi, lão tử tình trường đều là một đêm 3000 khối giải quyết, không tồn tại thất ý khả năng. Chỉ cần các ngươi nhiều cống hiến một điểm, đêm nay nói không chừng có thể có hai cái tình trường đi đắc ý đâu. Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Xuyệt suỵt, Điểm nhẹ, là lãnh đạo. Diêu Đạt đưa tay ngừng lại đám người, cẩn thận nhận nói, Đàm tổng, có dặn dò gì a? À? Chỉ nghe Đàm Tư tại đối diện quát, lão Diêu, ngươi người đại diện ngươi không quản được đúng không? Một điểm phá sự liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta không cần khi khu tổng, đến cấp ngươi làm phụ tá thế nào a? À? Chuyên môn giúp ngươi chủ đích lãnh đạo sao lại nói như vậy a à? diêu đạt sợ hai đáp đã xảy ra chuyện gì chính ngươi hỏi kế minh đi có lầm hay không các ngươi bốn phân khu cửa hàng trưởng cùng khu quản lý đều là làm ăn gì lần trước làm sao cùng ngươi lời nhắn nhủ quên sao đang tư giống xong liền đưa điện thoại cho giờ máy diêu đạt một mặt một bức vội vã nói hôm nay trước dạng này lần sau chơi tiếp ngươi thắng liền muốn chạy a à? thế nào song bạc đất ý chỗ làm việc thất ý nha ha ha diêu đạt cũng không nói hỏi tới người khác châm trọc khiêu khích dứt lời liền đứng dậy chạy ra phòng bài bạc đồng thời trực tiếp cho kế minh đánh qua về phần có hay không vượt cấp quản lý đâu còn quan tâm được bên này kế minh chính xấu hồ đây mình trực quản khu quản lý điện thoại đột nhiên liền đến kế minh ngươi tại sao lại cho đàm tổng gọi điện thoại không phải đã nói với ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sao diêu đạt trực tiếp quát kế minh vẻ mặt đưa đám nói diêu khu ta coi là trần tấn hắn vi quy thao tác cho nên lại vi quy thì thế nào ngươi không có cửa hàng trường sao không có khu quản lý sao có phải hay không muốn đàm tổng cho ngươi làm trợ lý a diêu đạt mắng ngươi còn có hay không điểm trên dưới cấp quan niệm a kia trần tấn coi như thật vi quy dùng ngươi đến báo cáo a kế minh chỉ có thể túi đầu sát bên mắng đồng thời thoáng nhìn trần tấn miệng mai khuôn mặt tươi cười quả thực tâm tính bạo tạc hắn cảm thấy mình có tự tin trăm phần trăm một chút đem trần tấn đá bị loại mới có thể trực tiếp cho đàm tư gọi điện thoại lại không nghĩ rằng trần tấn thật có thể xuất ra công chứng sách đến vì cái gì cái này chủ thuê nhà sẽ nguyện ý đem phòng ở công chứng cho người xử trí kế minh không cam lòng hỏi hắn y nguyên không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện loại tình huống này trần tấn nhún bay có thể là bởi vì ta trời sinh dáng rất đẹp trai đi đây là ngươi nói đâu đúng không cho nên ta đề nghị ngươi có thể bất mập một chút không phải nói mập mạp đều là tiềm lực sao bên trên một đám người đã sớm cười điên rồi đáng thương kế minh lại chỉ có thể sinh sinh tụ lấy muốn là người bình thường cái nào chịu được loại này làm đục nhưng là cuối cùng kế minh y nguyên mặt dạng mày dày hỏi vậy ta đem hộ khách gọi trở về kỳ a không có ý tứ chúng ta có khách hộ mớn. trần tấn lạnh lùng nói tốt ta kế minh không thể làm gì quay đầu đi ra ngoài chuẩn bị rời đi nhưng là vừa cưới trên mình xe điện nhưng lại phát hiện bánh xe thai vờ ơ mà không khí xi lốt trong nháy mắt đó kế minh nước mắt đều kém chút xuống tới lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại chuẩn con chương một trăm bảy mươi ba ám độ chấn thương nhìn xem kế minh kia to mọng thân thể nỗ lực đẩy xe điện chậm rãi rời đi trần tấn trong lòng ngược lại không tất cả đều là rêu cợt tấm áp dễ chịu nhanh ngược lại là sinh lòng tăng thái. hắn cùng kế minh ở giữa trước đó không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn nếu như không phải là bởi vì bị đàm tư coi như cổ trùng ném vào bích hải hiên cái này bình bên trong xuất hiện tuyệt đối xung đột lợi ích đối với kế minh dạng này người đại diện trần tấn nói không chừng sẽ còn nhận tính kết giao nhưng bất đắc dĩ địa phương ngay ở chỗ này thế giới hiện thực là cái nhược nhục cường thực thế giới hắn không hoài nghi chút nào nếu như là mình thật phạm vào cái gì sai kế minh đồng dạng sẽ bỏ đá xuống giếng đến cuối cùng có thể hay không leo cao đi được xa nhìn vẫn là bản thân mình giá trị cùng năng lực có câu nói nói đến nói chúng tim đen đó chính là tại hiện nay trong xã hội không muốn đoán trách người khác lợi dụng ngươi đó là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng nếu như thật đến ngày nào ngay cả bị người lợi dụng tư cách cũng không có liền ngồi sổm góc tường khóc đi thôi miễn là còn sống liền là một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến dịch cho đến chết mới có thể hạ màn kết thúc cho nên trần tấn cuối cùng vẫn là đùa cợt cười cười hưởng thụ thắng lợi mang tới cảm giác thỏa mãn hắn thầm nghĩ ngươi đảm tư không phải muốn nuôi cổ a à? không dùng đến một tháng ta liền đã chứng minh mình mới là hung ác nhất một con kia phương cường cái này giáo rác xuống tới hướng trần tấn mở ra bàn tay trong lòng bàn tay của hắn nắm chặt một viên nho nhỏ khí khổng tâm ngươi làm trần tấn nhịn không được cười lên phương cường đắc ý nói vậy cũng không a à. dám chạy đến chúng ta địa đầu đến dương oai cũng không nhìn một chút mã vương ra có mấy cái mắt trương diệp cũng nhìn thấy thưởng phương cường một cái lên mắt sau đó hướng phía trần tấn vây tay ra hiệu hắn tiến văn phòng trần tấn đi theo vào đóng cửa lại trương diệp liền mở miệng nói tiểu trần vấn đề này còn không tính xong đâu ta minh bạch trần tấn biết coi như ta đại diện toàn quyền chủ thuê nhà nhưng cũng vẫn là vạn sách công ty nhân viên nếu như hắn có khách hộ ta nhất định phải phối hợp trương diệp gật đầu nói ngươi minh bạch liền tốt cho nên ngươi lấy chính mình có khách hộ lý do không quá đứng vững được bước chân hoa. trừ phi yên tâm đi lao đại cái này mấy bộ phòng ở một tuần bên trong liền có thể bán đi trần tấn tự tin gật đầu trương diệp tưởng tượng cũng là không kỳ quái trần tấn tự tin Kêu mấy phần công chứng sách hắn mới vừa rồi là lật xem qua hai vạn năm ngàn đơn giá trở lên liền có thể tùy ý xử trí nếu là như thế một cái cực thấp giá cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thành giao vậy dứt khoát mình tìm một chỗ treo ngược đi được rồi lão đại trần tấn nói ngày mai sẽ là thứ bảy cho cái này năm phòng nhỏ kéo cái tập trung ước xem đi trương diệp nghĩ nghĩ gật gật đầu đáp không có vấn đề cái gọi là tập trung ước xem liền là môi giới công ty nhằm vào đặc biệt chất lượng tốt phòng nguyên có tính nhắm vào để cử cho ưu chất khách hộ một loại hoạt động hình thức bên trên có ta giống nhìn phong sẽ liền là để khu vực bên trong tất cả người đại diện thông chi mình điều kiện phù hợp hộ khách trong cùng một lúc để tận lực nhiều hộ khách đến xem phòng từ đó xúc tiến thành giao đương nhiên cái gọi là tập trung ước xem phòng nguyên cũng là có cứng nhắc yêu cầu tỷ như giá cả thấp hơn giá thị trường tỷ như chủ thuê nhà sớm ký kết mua bán hiệp nghị tỷ như phòng nguyên quyền tài sản rõ ràng loại hình v v dù sao cũng là yêu cầu toàn khu vực người đại diện đề cử vạn nhất đến lúc có khách hộ coi trọng chủ thuê nhà đến một câu không bán đây không phải là làm luận a chỉ bất quá bây giờ trần tấn có thể toàn quyền xử trí sự tình liền trở nên rất đơn giản mà lại ngày mai sẽ là cuối tuần vốn chính là nhìn phòng cao phòng, cho nên tập trung ước xem hiệu quả sẽ tốt hơn đồng thời cũng làm cho hoàn toàn mới ra lò bích hải hiên cư xá đang chăm chú cái này, nghiêm khối hộ khách trung sản sinh một cái cụ thể ấn tượng. Gặp Trương Diệp đáp ứng xuống, Trần Tấn gật gật đầu vừa định đi ra ngoài, Trương Diệp lại hô hắn một tiếng. "Trần Tấn." Trương Diệp nói. Trần Tấn quay đầu nhìn xem hắn, nhưng là Trương Diệp dừng một chút, nhưng lại khoát tay áo, nói một tiếng, "Không sao, để hắn đi ra ngoài." Trương Diệp ý nghĩ, Trần Tấn có thể đoán được một chút. Đơn giản liền là nghĩ hỏi thăm một chút cái này mấy bộ ủy thác phòng là thế nào tới. Rốt cuộc loại chuyện này tại Nghiệp Nội thế nhưng là chưa từng nghe thấy đây này. Bất quá đối với loại chuyện này trương diệp lại nghĩ tới khả năng liên quan đến trần tấn một chút tư ẩn cho nên liền ngậm miệng không đề cập nữa đồng thời đối với chuyện này hiếu kỳ cũng không chỉ trương diệp một người đàm tư tại nhận được tào lý lương gửi tới vay truyền thần về sau cũng là vừa nhìn vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nàng là mười năm tư linh ngành nghề lao binh một đường đi tới tiếp xúc qua tờ đơn muôn hình muôn vẻ chủ thuê nhà hộ khách tranh chấp hay là nghi nan tạp chứng không biết có bao nhiêu nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói dáng vẻ như vậy sự tình trần tấn liệu nghĩ không sai đàm tư tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được mình làm cái này so đấu đã mất đi ý nghĩa nàng muốn cuối cùng vẫn có thể giúp nàng tiến thêm một bước người âm mưu dương mưu đều phải chơi đến chuyện mưu lược nhân tài công trạng cố nhiên trọng yếu nhưng cũng không thể là một cái sẽ chỉ xông công trạng người tiên phong đây này trên một điểm này trần tấn hiển nhiên quan kế minh mấy vạn con phố xa như vậy nghĩ đến cái này Đàm tư lại cầm lên hội nghị cấp cao bên trên kia phần thảo luận mấy lần sửa đổi mấy lần hoàn thiện mấy lần hoàn toàn mới phương án cái này một phần phương án vạn sách công ty một khi chấp hành số dưới liền đem là ngành nghề bên trong một lần chấn động mạnh mang đến ảnh hưởng hiện tại còn không cách nào dự tính thật đến lúc kia cục diện khẳng định so hiện tại còn muốn phức tạp được nhiều nếu như không có một cái đắc lực người làm mình phụ tá đắc lực, đàm tư đều chưa hẳn có lòng tin có thể tại cái này vòng xoáy bên trong chỉ lo thân mình. nàng cầm điện thoại di động lên, vừa định phân biệt cho diêu đạt cùng tào lý lương đi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp thông chi hai người so đấu hủy bỏ, nhưng là tại thông qua trong nháy mắt nhưng lại do dự, không thể để cho tiểu tử này cảm giác thắng được quá đơn giản. Đàm tư nghĩ đến, lại để điện thoại di rộng xuống, cho nên liền cần các ngươi mấy vị phối hợp. chân tấn ngồi tại trong quán cà phê, đối trước mặt bốn người nói ra, hiệp nghị có thể hiện tại liền định ra đến, nhưng là nếu như muốn cầm tới cái giá tiền này, liền phải chờ thời gian một tuần ngồi tại trần tấn đối diện bốn người liên tục không ngừng gật đầu chính là trước đó kế minh mang đến bích hải hiên nhìn phòng kia hai tổ hộ khách trần tấn thông qua hoạt điểm dạ đã liên hệ đến bọn hắn buổi sáng kế minh cho bọn hắn báo giá là hai trăm năm mươi vạn đơn giá đều đã không đến hai và tám tại cái giá tiền này cơ sở bên trên liền đã nhìn chúng nhà hai tổ hộ khách tại trần tấn cấp ra hai trăm bốn mươi vạn giá cả về sau to lớn dụ hoặc để bọn hắn phi thường phối hợp một lần nữa trở về đồng thời cùng trần tấn gặp mặt nhất định nhớ kỹ kế minh bên kia các ngươi liền nói cho hắn biết bởi vì tài chính xảy ra vấn đề tạm thời không cân nhắc mua nhà hiểu chưa trần tấn lần nữa dặn dò bốn người làm sao không chịu cứ như vậy rút lui cái láo giá phòng không duyên cớ liền hàng năm vạn đi đâu tìm chuyện tốt như vậy đi trần tấn gật gật đầu cùng bọn hắn phân biệt ký xong hiệp nghị về sau liền rời đi quán cà phê trực tiếp cùng trương diệp báo tờ đơn sở dĩ nhất định phải làm cho hộ khách che giấu kế minh bên kia là bởi vì vạn sách công ty nội bộ quy định mặc dù là kế minh dẫn bọn hắn nhìn phòng dựa theo đạo lý lời nói trần tấn dù là thành giao công trạng cũng coi như kế minh chỉ bất quá cái này bảo hộ kỳ thời gian rất ngắn chỉ có bảy ngày cũng chính là thời gian một tuần nếu không nếu như cái này bảo hộ kỳ là vô kỳ hạn lại hoặc là thời gian rất dài tại không thể tránh khỏi nặng khách hiện tượng dưới rất nhiều người đại diện tờ danh sách không đều không tốt rồi rốt cuộc càng nhiều thời điểm có chút hộ khách là sẽ tận lực giấu giếm người đại diện sau đó lại tìm khác biệt người đại diện so sánh giá cả dù sao hộ khách cùng người đại diện ở giữa đánh cờ đủ loại đây đã là phổ biến nhất hiện tượng đương nhiên còn có một cái quy định đó chính là dù cho vượt qua 7 ngày thành giao người đại diện thu thuê cũng nhất định phải tại tám gãy trở lên nếu không liền sẽ bị công ty cho rằng là lấy rẻ tiền tiền thuê làm điều kiện ác ý xúi dục hộ khách như vậy công trạng cũng vẫn là tính cái thứ nhất mang nhìn người chỉ bất quá cái này hai tổ hộ khách Tại Trần Tấn lại cấp ra 5 vạn giá phòng ưu đãi về sau, đều đã không so đo điểm này tiền hoa hồng, thanh toán chính là toàn thuê. Lấp lánh chuyện cuồn vật bởi Huyền lịch ở tại Trần Công. Chương 174 ngẫu nhiên gặp người quen. Đinh. Chúc mừng Thanh Hòa huyện cửa hàng Trần Tấn, trong một ngày lần nữa sinh hạ xong hoàng trứng, tháng này đã mới ký chín đơn, lại lần nữa trở thành tháng này số lẻ vương. Nhìn xem Tào Lý Lương bày phát tin nhắn, Trần Tấn cười cười. Hắn căn bản cũng không lo lắng kế mình sẽ phát hiện mình lại ra hắn hộ khách, bởi vì kia không có khả năng mặc dù ba phân khu cùng bốn phân khu gắn bó như môi với răng nhưng là vạn sách công ty nội bộ ngăn cách liền là lấy khu vực làm đơn vị tỷ như bốn phân khu người đại diện quyền hạn liền không cách nào xem xét ba phân khu quản lý phòng nguyên tin tức nhất định phải thông qua điện thoại trưng cầu ý kiến sở thuộc cửa hàng hoặc là trực tiếp tới cửa mới có thể có đến tin tức đây là vì phòng ngừa lớn diện tích phòng nguyên tiết lộ biện pháp nếu không nếu như ai cũng có thể xem xét toàn công ty phòng nguyên vậy chẳng phải là muốn lộn sổ rồi chỉ bất quá bây giờ điều quy định này liền thành trần tấn ô rủ thống chi chủ thuê nhà dãy số vốn là trần tấn chỉ cần chính hắn không nói ai sẽ biết về phần này ra kế minh hộ khách trần tấn càng là một điểm cảm giác cái náy đều không có hắn giết đến tận cửa tại trần tấn trước mặt diêu võ dương ai thời điểm liền nên cân nhắc qua khả năng này húng chi hiện tại là hai người tranh cửa hàng trưởng xem như người đại diện ở giữa chiến tranh rồi đối với địch nhân nhân từ nương tay liền là đối với mình tê liệt đi ra quán cà phê trần tấn nhìn đồng hồ đã là buổi chiều gần năm giờ đang nghĩ ngợi đi đâu ăn cơm đâu đông nhiên điện thoại của mình văng lên mà gọi điện thoại tới người là hắn cảm thấy khó nhất liên hệ hắn một cái nô đức dân nô tổng có dặn dò gì sao trần tấn nhận hỏi nô đức dân cười nói tiểu lâm tử đã đem phòng ở đều công chứng cho người a không sai mà lại ta đã bán đi hai bộ chờ thủ tục đã xong xuôi liền có thể đem tiền hợp thành cho ngươi trần tấn đáp nghĩ thầm nguyên lai like là ép trả nợ tới chỉ bất quá ngô đức dân lại không có vấn đề nói không có việc gì số tiền kia không đội nói lên cái này ta cũng phải cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi một lời nhắc nhở ta còn thực sự không chú ý tới ta cho hắn thay đổi quyền tài sản phí bị hắn cho rời đi quả nhiên trần tấn thầm nghĩ mình lúc ấy đoán một điểm không sai Lô cắt lâm sở dĩ kiên trì muốn hộ khách đứng ra phí tổn liền là tự mình rời đi không thuộc về hắn tiền tiểu lâm tử ta đã giáo hơn qua cho nên hai vạn năm trở lên thêm ra tới bộ phận liền xem như thủ lao của ngươi ngươi cứ việc yên tâm to gan nhận lấy nô đức dân nói trần tấn cười nói vậy thì cảm ơn nô tổng chiếu cố cái này cùng vô duyên vô cớ cho ta đưa tiền cũng không có gì khác biệt ai nô đức dân nói cũng không phải vô duyên vô cớ ngươi đến giúp ta một việc nô tổng ngươi có cái gì vội ta khả năng giúp đỡ được nha? trần tấn hơi có chút kinh ngạc nói ban đêm theo giúp ta đi cái bữa tiệc ta biết ngươi tự lượng tốt có thể đỡ một chút không phải ta một người đối cả bạn sợ là ứng phó không nổi đến đâu nô đức dân nói ta ngay tại đi đón trên đường đi của ngươi một hồi gặp đi dứt lời nô đức dân liền cúp điện thoại trần tấn lại là như mày bởi vì nô đức dân lý do không khỏi cũng quá biệt tức ta lấy của hắn thân phận bối cảnh chỉ cần chính hắn không muốn uống toàn bộ đông giang thành phố thậm chí toàn bộ sở nam tỉnh có thể rót hắn rượu người cũng không cao hơn mười cái nếu như nếu thật là loại kia trang diện liền tuyệt không phải hắn có thể lên bàn bữa tiệc húng chi nô đức dân bên người chẳng lẽ còn sẽ thiếu khuyết tiểu lượng hung hãn cản rượu hộ chuyên nghiệp kéo a nghĩ như vậy trần tấn vội vội vàng vàng mở ra hoạt điểm ra đạ xem xét lên ngô đức dân động tĩnh chỉ gặp hắn thật đúng là đang hướng phía thanh hòa huyện nhanh chóng lái tới bất quá cũng may phẫn nộ của hắn giá trị hiện tại là không cái khác tâm tình tiêu cực cũng đều tại năm trở xuống nói cách khác tâm tình mười phần không tệ nhìn như vậy đến hắn cũng không phải tới cho tìm mình phiền phức mà lại hắn hiếu kỳ giá trị có hơn bảy mươi chẳng lẽ thật chỉ là nghĩ kiểm tra một chút tiểu lượng của mình sao lại hoặc là nghĩ có thể bồi dưỡng mình trần tấn không cảm thấy mình có tư cách này nô tổng như thế cái tiểu nhân vật cũng đáng được ngươi tự mình đi đón hắn a nô đức dân lái xe lái xe hỏi hắn tên là phước kiên đã cho ngô đức dân mở tầm mười năm xe xem như chứng kiến ngô đức dân trong bóng tối quật khởi mạnh mẽ người cho nên sâu ngô đức dân tin cậy cũng là ngô đức dân trợ thủ đắc lực một trong tối hôm qua đối trần tấn bối cảnh điều tra liền là hắn đến tổ chức cho nên hắn đối trần tấn tình huống cũng coi như mười phần hiểu do ngô đức dân cười nói tiểu nhân vật có đôi khi cũng chưa chắc đơn giản đây này hắn một phen kiến giải có thể để cho cha ta bình luận một câu không sai liền đầy đủ ta thay đổi cách nhìn đã như vậy ta cũng liền không ngại học lưu ban mà nghe vậy phương kiên lộ ra một vòng cười lạnh rốt cuộc hàn tín sau cùng hạ trạng, nhưng thực sự chẳng ra sao cả đâu mười mấy phút về sau nô đức dân xe liền đến thanh hòa huyện trần tấn cũng đã tại ven đường trở lấy đối mặt ngô đức dân dạng này người thấp hèn cùng cao ngạo tiêu chuẩn nắm chắc nhất là trọng yếu ngồi vào ngô đức dân mười bạch về sau trần tấn cười nói nô tổng thật đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại nhìn thấy ngươi cái này có gì có thể kỳ quái chính ngươi hôm qua không phải còn nói có khả năng ngươi cũng sẽ là cơ hội của ta a nô đức dân cực kỳ khiêm tốn nói ra ta giống như ngươi cũng là giỏi về nắm lấy cơ hội người trần tấn gật gật đầu sau đó liền bắt đầu cùng nô đức dân trò chuyện lên một chút bất động sản phương diện sự tính tới làm hắn giật mình là chính ngô đức dân bản thân mặc dù cũng không phải là xử lý bất động sản ngành nghề người, người nhưng là đối bất động sản nhất là đông giang thành phố bất động sản ngành nghề tại vĩ mô bên trên kiến giải mười phần độc đáo để trần tấn cũng coi như được ích lợi không nhỏ mà lại trần tấn còn chú ý tới hắn cho tới một chút một tay tòa nhà đều không ngoại lệ đều ở vào ngay tại quy hoạch kiến thiết tàu điện ngầm số một dọc tuyến thế là liền âm thầm để ý mấy bạch từ đầu đến cuối đều tại cao tốc lại bình ổn chạy một mực đi về phía nam mở ra thành đều không ngừng hơn một giờ về sau mới từ đông giang bên cạnh một đầu đường nhỏ ngặt vào trên núi dọc theo bốn lượn con đường lại mở không ít lộ trình mới dừng ở một cái tráng lệ cửa chính quán rượu trước không nghĩ tới cái này vùng núi hẻo lánh bên trong lại còn có như thế lớn một cái khách sạn trần tấn tử đáy lòng cảm hắn nói nô đức dân nói tuyệt hơn còn tại đằng sau đâu nói liền dẫn trần tấn đi thang máy đi thẳng đến khách sạn tầng cao nhất hắn chú ý tới quán rượu này ăn uống chia làm hai bộ phận từ trên thang máy nhìn một tầng đến bốn tầng là yến hội sành cùng phòng mà tầng cao nhất 16 sáu tầng lại là vip dùng cơm chuyên môn tầng lầu đi theo Ngô đức dân đi vào đi vào cuối thông đạo phòng về sau trần tấn mới hiểu được lúc trước hắn nói tuyệt hơn là có ý gì cái này phòng sau khi vào cửa là một gian phòng khách vừa bên trên còn có một cái thang lầu thuận tầng lầu lên một tầng nữa mới là phòng dùng cơm sành cái này dùng cơm sành ngoại trừ bốn cái sừng bên trên có cây cột bên ngoài bốn phương tám hướng đều là toàn trong suốt hai tầng cách tấm pha lê có thể trực tiếp nhìn ra ngoài mà ngoài cửa sổ danh dương cả nước quần quận đông giang lại là gần trong găng tấc nhìn qua kia rộng lớn mà chạy xiết đông giang không lý do cũng làm người ta sinh ra một cỗ bọt nước đái tận anh hùng thê lương phong khoáng cảm giác đúng là có một phong cách riêng cảnh trí chỉ bất quá trần tấn chưa kịp nhìn nhiều mấy cái bạn sẽ chờ ở đây lấy người đã tiến lên đón có mười mấy chen thành một đoàn, vây quanh Ngô Đức Dân. Nô tổng, đại giá Quang Lâm a, thật sự là rất đa tạ ngươi có thể đến dự." Một người trung niên cười cùng Ngô Đức Dân nắm tay. Ngô Đức Dân đáp, "Nói gì vậy chứ, Hồng tổng quá khách khí. Ngươi không trách ta mang người một lần ăn trực là được rồi." "Ai?" Hồng tổng khoát tay nói, "Ngươi Ngô tổng người đều là ta khách quý, hoan nên còn đến không kịp đâu. Nhanh như ngồi đi." Trần Tấn cũng cùng vị kia Hồng tổng nắm tay, đi theo Ngô Đức Dân cùng một châu ngồi xuống thượng thủ mà thằng đến ngồi xuống hắn mới phát hiện mới vừa rồi bị đám người cản trở không chú ý tới tại cái này mở tiệc chiêu đãi ngô đức dân người bên trong lại còn có một người quen lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con. Trước một trăm bảy mươi lăm trang b ai không biết người kia theo chúng nhân ngồi xuống về sau thấy rõ ngồi ở vị trí đầu trần tấn khuôn mặt cũng là rõ ràng trì trệ có chút mần ra hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này gặp trần tấn tiểu trần đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là chúng ta đông giang thành phố chứ danh sĩ nghiệp gia sở nam tỉnh có thể xếp vào trước một trăm phú hảo buôn bán bên ngoài lớn vương hạo hồng tổng nô đức dân cười nói sau đó hắn lại hướng hồng hạo giới thiệu nói hồng tổng vị này là ta một cái tiểu huynh đệ trần tấn nghe hắn vừa giới thiệu như vậy trần tấn lập tức liền minh bạch quan hệ giữa hai người buôn bán bên ngoài ngành nghề luôn luôn đều là trộn cùng để lọt nghiêm trọng nhất ngành nghề một trong cái này hồng hạo tìm tới ngô đức dân mục đích lại rõ ràng bất quá trần lão đệ xem xét liền là dáng vẻ đường đường a con trẻ như vậy liền có thể đi theo ngô tổng tuổi trẻ tài cao nha hồng hạo lập tức liền bắt đầu lấy lòng lên trần tấn tới cái này khiến trần tấn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. nếu như cái này hồng hạo biết mình chỉ bất quá chỉ là một cái không có danh tiếng gì bất động sản người đại diện, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. đồng thời hắn cũng có chút minh bạch ngô đức dân dụng ý. hắn tựa hồ là muốn dùng tối trực quan sự thật nói với mình. hắn ngô đức dân vòng tròn tiếp xúc đến đều là cái gì cấp bậc người, mà mình có thể mang theo ngươi trần tấn tới thăm ra, là lớn cỡ nào ân điển. về phần tiếp xuống cục này cái kia tổng đối với trần tấn tới nói tự nhiên đều là cao không thể chạm đại nhân vật. thế nhưng là chỉ cần hắn ngồi tại ngô đức dân bên người, có ngô đức dân gọi hắn một tiếng tiểu huynh đệ như vậy tại cái này bữa tiệc bên trên những này trần tấn hẳn là cần ngưỡng vọng đối tượng liền đều chẳng qua là người tiếp khách mà thôi được rồi được rồi lão hồng đám này đại nam nhân đều là gương mặt quen ngược lại là hai người mỹ nữ này ngươi không tranh thủ thời gian giới thiệu một chút nô đức dân cười nói hồng hạo cũng là lộ ra ngoạn vị tiêu dung vỗ chán một cái nói này nhìn ta đều quên đến các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi cái này ngồi tại hạ tay hai cái nữ hải tử mới lần lượt tự giới thiệu mình một nữ hải đứng dậy túi đầu mỉm cười nói nô tổng ta gọi mạc thanh thu ngươi gọi ta tiểu mạc là được rồi nô đức dân gật gật đầu sau đó so sánh có hào hứng đối một cô bé khác hỏi vậy còn ngươi nô tổng ngươi tốt một cô bé khác cũng đồng dạng đứng dậy túi người chào nói ta gọi Khổng khuyết nô đức dân nghe xong lập tức cười hỏi Khổng tước ha ha ngược lại thật sự là là cùng chỉ khai bình Khổng khuyết đồng dạng a diễm áp của vương nô tổng nói đùa ta cái này khuyết không phải khổng tức đông nam phi tước mà là không biết thiên thượng cũng khuyết đêm nay là năm nào khuyết khổng khuyết mỉm cười giải thích nói ờ khuyết dùng cái chữ này làm danh tự thật đúng là hiếm thấy đâu không biết thiên thượng cũng quyết, đêm nay là năm nào cùng hôm nay nơi này ngược lại là hợp với tình hình rất có ý cảnh nhà. nô đức dân khẽ cười nói khẩn khuyết cũng không luôn uống lộ ra không thể làm gì biểu lộ nói khuyết cũng là một cái dòng họ mà ta gọi cái tên này bất quá chỉ là bởi vì ta cha họ khổng mẹ ta họ khuyết thôi chưa nói tới cái gì ý cảnh nói xong nàng hướng nô đức dân gật gật đầu ngồi xuống sau đó lại liếc qua trần tấn trần tấn cùng với nàng nhìn nhau ước chừng nửa giây liền rời đi chỗ khác ánh mắt kỳ thật hắn cùng khẩn khuyết hai người đều giật mình không nhỏ kia một đêm trôi qua về sau hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà tại cái này gặp được đối phương đồng thời trần tấn còn phát hiện ngô đức dân ánh mắt rõ ràng đang hướng phía khổng khuyết bên kia nhiều lường vài lần ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cực nóng hồng hạo cũng là thành tinh nhân vật có chút dương lên hạ đem nguyên bản ngồi tại ngô đức dân bên cạnh cái tia người tiếp khách liền lập tức hiểu ý mượn lại sự tình muốn cùng khổng khuyết người bên cạnh nói sau đó liền đổi vị trí phen này ngươi tới ta đi để trần tấn được không đội phục ngô đức dân diễn kỹ không hổ là vua màn ảnh cấp bậc yêu quái ngô đức dân mấy lần thần sắc buộc lộ có vẻ như bị người nhìn trộm nhưng trần tấn lại len lén liếc một chút hoạt điểm giả đạ ngô đức dân giờ này khắc này dục vọng giá trị chỉ có chỉ là hai mấy thậm chí còn chưa chắc là đối khổng khuyết dục vọng mỹ thực rượu ngon ngoài cửa sổ cảnh đẹp lại hoặc là hồng hạo không biết thông qua cái gì con đường tiến công chỗ tốt đều có thể trở thành dục vọng của hắn chỗ rốt cuộc khổng khuyết cùng người khác đổi vị trí ngồi vào ngô đức dân bên cạnh thời điểm hắn vui sướng giá trị ngay cả nhúc ních cũng không một chút trần tấn cũng bởi vậy kết luận ngô đức dân lòng dạ tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu được nhiều hơn nhiều hắn tự nhiên là không thể nào không có nhược điểm chỉ bất quá nhược điểm không phải nữ nhân thôi chí ít không phải khổng khuyết cái này cấp bậc nữ nhân nhưng con rồi không đinh không có khe hở trứng rõ ràng không muốn, lại dò dỉ ra điểm dấu hiệu để người khác có xun xoe thời cơ riêng này điểm eq liền đủ trần tấn bội phụ cái này thịt rượu cũng đều đã bày trăn đầy tại hồng hạo dẫn đầu dưới đám người nâng chén trận này bữa tiệc chính thức bắt đầu chỉ bất quá trận này rượu chiêu đãi ngô đức dân người tựa hồ cũng cực kỳ có thể phân rõ ràng chủ thứ tất cả đều là liên tiếp hướng phía ngô đức dân mời rượu đồng thời cũng không có lạnh nhạt trần tấn bởi vì ai cũng ai cũng rõ ràng trần tấn cùng ngô đức dân đến cùng là quan hệ như thế nào nhưng là không sao nếu là ngô đức dân mang tới người trước định nọt lấy chuẩn không sai nhất là hồng hạo trong bữa tiệc mượn đi nhà xí lý do đã ra ngoài gọi điện thoại để người khác nghe ngóng nhà ai công tử tên là trần tấn vẫn là câu nói kia cùng hạng người gì cùng một chỗ quyết định ngươi tự thân độ cao trần tấn chỉ vì là theo chân ngô đức dân cùng đi lại còn trẻ như vậy hồng hạo nghĩ đương nhiên cảm thấy hắn nhất định là nhà nào công tử mà lại đã có thể cùng ngô đức dân xen lẫn trong cùng một chỗ chắc hẳn trần tấn bối cảnh cấp bậc nhất định cũng không thấp trong phòng mời rượu y nguyên tiếp tục đấy nhất là khổng khuyết cùng mạc thanh thu cái này hai nữ hải phân công hợp tác càng là minh xác khổng khuyết là không ngừng khuyên ngô đức dân mà mạc thanh thu không biết có phải hay không là đạt được hồng hạo thụ ý dứt khoát cũng đổi được trần tấn bên người bắt đầu làm lên bản trước công việc tới mà lại hai người các nàng chẳng những tiểu lượng kỳ dai miệng cũng lợi hại đáng sợ kia một bộ một bộ mời rượu lý do đỡ chết ngươi tất cả đường lui phản phất mình không uống liền thẹn với hôm nay lương thần cảnh đẹp cùng giai nhân ý đẹp đầu dạng chỉ chốc lát hai người trước mặt bình nhỏ liền trống ước chừng nửa cân mao đài đã vào trong bụng gặp phục vụ viên lại muốn qua tới cho bọn hắn rót rượu nô đức dân vô tình hay cố ý liếc mắt trần tấn trần tấn hiểu ý đồng thời trong lòng than nhỏ xem ra hôm nay nếu là không trang một lần hoàn khố đại thiếu khả năng thật đúng là muốn bị quá chén ở nơi này bất quá cũng may trang b ai không biết ta thế là trước dừng lại trước dừng lại trần tấn một tay che mình bình nhỏ ngăn cản phục vụ viên rót rượu đồng thời nên ngang hô cứ làm như vậy uống có ý gì à thật chán hồng hạo liền vội vàng hỏi tiêu trần lão đệ cảm thấy hôm nay rượu này làm như thế nào uống làm sao uống trần tấn nhíu mày nhìn chung quanh một vòng xem miệng nói uống rượu loại sự tình này không nằm xuống một nửa không coi là tận hứng nhưng như thế uống nhiều không có ý nghĩa a à? đến chơi chút gì mới được không có vấn đề hưng hạo cười nói đổ xúc sắc bốc thăm đi tử lệ chơi cái gì đều được nói hắn liền muốn để phục vụ viên đi lấy đạo cụ nhưng lại bị trần tấn cản lại vẫn chưa được không công bằng trần tấn lắc đầu nói Đó lấy hắn chỉ vào một vòng có người nói ta cùng ta nô no, ca đều một người một bình xuống bụng các ngươi những người này ngay cả một nửa cũng chưa tới cái này gọi chào hỏi người a à. cái này mẹ hắn gọi khi dễ người uống rượu liền phải công bằng muốn chơi cũng phải các ngươi đổi kịp chúng ta lại chơi Nô no, ca ngươi nói đúng a à. trần tấn một mặt hưng phấn hướng ngô đức dân cười nói Hồng Hạo cũng là nhìn về phía Ngô Đức Dân, rốt cuộc hắn nhưng ai cũng rõ ràng Trần Tấn mà muốn, vẫn là phải xem Ngô Đức Dân sắc mặt làm việc. Chỉ gặp Ngô Đức Dân nhìn một chút Trần Tấn, Tiếu Dung nhìn ngẫm, gật đầu nói, "Ta cảm thấy Trần lão đệ nói rất có lý." "Ha ha. Vậy là được á. Các vị, mau làm đi." Trần Tấn cười to nói. Lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con. Chương 176 điểm binh điểm tướng. Nghe xong Trần Tấn nói ra lời này, đang ngồi trên mặt người đều có chút nhịn không được rồi. Lẽ ra dạng này quy cách rượu cục, là sẽ không xuất hiện đồng dạng bằng hữu tụ hội loại kia đụng rượu hay là nhất định phải rót đổ cái gì nhân tài chịu tán tình huống? đã nhân vật chính của hôm nay là ngô đức dân như vậy bình thường quá trình liền hẳn là mọi người tại dừng lại a dua định hót hư tình giả ý bên trong thật vui vẻ ăn cơm uống rượu mà quá chén ngô đức dân nhiệm vụ trên thực tế là tại hai cái trên người cô gái húng chi mọi người đều là nhân vật có mặt mũi bình thường ở bên ngoài cũng đều là nhất hô bách hướng thân phận chỉ bất quá hôm nay tới ngô đức dân bọn hắn mới hạ thấp tư thái cái nào gặp qua đi lên liền hô hào cầm ấm làm tình huống a nhưng là đối với ngô đức dân thái độ hồng hạo lại suy nghĩ nhiều một tầng một phương diện ngô đức dân bản thân đã là đông giang thành phố chính là đến toàn bộ sở nam tỉnh đệ nhất đẳng công tử ca lấy thân phận của hắn vị trí hoàn toàn có thể đi ngang nhưng là cái này trần tấn vừa rồi nói với hắn lời nói thời điểm là nửa điểm thái độ cung kính đều không có ngược lại là một loại ngang hàng mà giao thậm chí ẩn ẩn còn có chút nhìn xuống thái độ cái này cực kỳ ý vị sâu xa một phương diện khác hồng hạo cũng mới vừa thu được tin nhắn biết được toàn bộ đông giang thành phố bao quát sở nam tỉnh cũng không có vị đại nhân vật nào công tử tên là trần tấn như vậy cái này có thể nhìn xuống ngô đức dân người trẻ tuổi đến từ chỗ đó tràn nờ dê lẽ lại là thượng kinh một vị nào đó đại lao đời cháu thế hệ cái kết luận này để hồng hạo đã sợ hãi lại hưng phấn sợ hai chính là loại này chân chính thông thiên công tử ca luôn luôn là vô pháp vô thiên đã quen tính tình quái đản đồng thời rất khó hầu hạ mà hưng phấn đến từ một khi đem loại này công tử ca cho hầu hạ tốt dựng vào tuyến chẳng phải là tương đương ôm vào càng tráng kiện đùi suy nghĩ minh bạch điểm này về sau hồng hạo lập tức liền rất thẳng thắn cái thứ nhất giơ lên mình bầu rượu nhỏ đối trần tấn cười nói trần lao đệ nói có đạo lý hoa đến ta trước cạn nói hắn liền đem hơn phân nửa hồ rượu một ngụm cho khó chịu xuống dưới có hắn dẫn đầu những người khác hoặc nhiều hoặc ít coi như không quay lại cũng minh bạch loại thời điểm này sao có thể nói không thế là từng cái đều cực kỳ trực tiếp xử lý trước mặt mình rượu trần tấn cười hắc hắc lúc này mới đúng mà ngồi tại ngô đức dân bên người khổng khuyết nhìn xem hắn này tấm quái đạn bộ dáng có chút hoang mang không hiểu người này rõ ràng là vạn sách công ty một cái người đại diện a, à, làm sao lắc mình biến hóa liền thành cái công tử ca rồi chỉ bất quá ngô đức dân thân phận nàng là biết đến hồng hạo đã minh xác nói cho nàng cho nên chính khổng khuyết liền não bộ tốt kịch bản giúp trần tấn sắp xếp xong xuôi chẳng lẽ là cái này công tử ca cũng thích chơi cải trang vi hành chạy đến vạn sách công ty đi chơi nhân vật đóng vai chỉ có chính trần tấn mới biết được tình hình bây giờ đến cỡ nào khôi hải trong lòng của hắn đều nhanh cười đến rồi mặc dù hắn cũng không biết chân chính phòng chữ thiên công tử can nên là dạng gì trạng thái dạng gì tính tình nhưng là không sợ bởi vì người khác cũng không biết nha tốt 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 hiện tại có thể bắt đầu chơi đùa trần tấn cơ đầu nói hồng hạo lập tức lấy lòng nói muốn chơi cái gì nơi này cái gì đạo cụ đều có muốn cái gì đạo cụ nha nghe ta nói a à, tiếp xuống cái trò chơi này chỉ cần thua liền uống trần tấn phần cuối bầu rượu nhỏ nói liền uống nhiều như vậy đi nô đức dân nhìn xem đều là xứng sở thầm nghĩ cái này trần tấn cũng quá có thể náo luận a à chơi đùa mà thôi một lần liền uống nửa cân cho dù là hắn cũng không hồ nháo như vậy qua rốt cuộc có thể ngồi lên cái bàn này người cấp bậc thấp nhất cũng là cục cấp bước thân gia ít nhất cũng là ngàn và cấp ai không chút mặt mũi coi như hắn ngô đức dân bối cảnh cường hãn nhưng cái gọi là làm người lưu một vật ngày khác tốt gặp nhau mà chỉ bất quá trần tấn đã náo loạn cũng liền náo loạn hắn cũng vui vẻ phải xem trò cười những người khác gặp ngô đức dân mỉm cười một điểm ngăn cản ý phản đối đều không có cũng đều đành phải kiên trì nhiệt tình cổ động trần tấn nói vậy ta tuyên bố một chút quy tắc trò chơi à rất đơn giản điểm binh điểm tướng là được rồi ta đến điểm 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 binh điểm tướng hưng hạo khó có thể tin nói trần tấn đương nhiên gật đầu sau đó liền bắt đầu điểm điểm binh điểm tướng cưới ngựa đánh trận điểm đến là ai ai liền uống rượu nếu là không uống liền là chó con ngón tay của hắn dừng ở một cái mang theo mắt kiếm gọng vàng phúc hậu nam tử trung niên trước mặt hết sức vui mừng cười nói liền là ngươi uống đi a à, cái kia nam tử trung niên rõ ràng sương sở, không nghĩ tới mọi người lời nói đều không đứng đâu bây giờ liền bắt đầu rồi trần tấn gặp hắn trần trở không vui nói làm gì ngẩn ra để ngươi uống ngươi cứ uống vẫn là ngươi muốn làm chó con loa nam tử trung niên này là cái khu công thương một cái phó cục gặp trần tấn như thế hùng hổ do người buồn bực nhìn về phía ngô đức dân xin giúp đỡ không ngờ ngô đức dân lại rất phối hợp nói ra để ngươi uống cũng nhanh uống đi tiểu trần để uống rượu ta nhưng ngăn không được đâu ngay cả hắn đều nói như vậy vị kia phó cục còn có thể nói gì thế nhận xui xẻo thế là đành phải cầm lấy bầu rượu nhỏ biệt khuất uống vào mà có hắn cái này ví dụ cùng ngô đức dân vừa rồi ám chỉ về sau những người khác cũng đều hiểu được hôm nay xem như không có tốt quả nhiên trần tấn tiếp lấy điểm tới điểm lui từ đầu đến cuối đều tại trên người người khác chuyển chỉ chốc lát người ở chỗ này nhiều ba ấm tiếu một bình ngoại trừ hắn cùng ngô đức dân đều đã rót hết không ít chơi đến cuối cùng nhìn xem những người kia từng cái cùng chết mẹ đồng dạng biểu lộ ngô đức dân mở miệng nói tiểu trần không sai biệt lắm là được rồi thật muốn chơi đến này đợi chút nữa nửa chàng lại đến đi đúng 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 một đám người vội vàng phụ hóa đáp sợ trần tấn lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến trần tấn nghẹo đầu nhìn lướt qua tùy ý nói vậy được đi đã ngô ca nói chuyện liền xuống nửa chàng lại chơi tiếp lấy hắn liền ngồi xuống để bữa cơm này cục về tới quỹ đạo bên trên nô đức dân cười tủm tỉm lại gần ghé vào lỗ thai hắn nói tiểu trần trình diễn đến có thể a à. ta cũng đang lo lắng muốn hay không đầu tư một bộ phim để ngươi làm nhân vật chính nô tổng cũng vậy trần tấn nói hướng khổng khuyết bên kia liếc một cái tốt xấu hôm nay là không ai có thể rót ngươi nô đức dân biết trần tấn cũng xem thấu biểu diễn của hắn cảm thấy cười thầm bị trần tấn như thế dày vỏ một đám người trực tiếp liền bị làm xong nhất là hai cô gái kia thế nhưng là tất cả đều uống ba ấm tăng thêm bắt đầu một bình đó chính là hai cân xuống bụng thế nhưng là nô đức dân vừa yên lòng bên người khổng khuyết bỗng nhiên liền giơ chén tiếp tục thế công nô tổng đến ta mời ngươi một chén nữa tiểu muội muội tiểu lượng giỏi a à nô đức dân từ đáy lòng thở dài khổng tước cười nói đàn ông các ngươi đều nói tú sắc khả sang nha dù tại nữ nhân chúng ta trên thân cũng giống như nhau trông thấy ngô tổng như thế có khí độ nam nhân tiểu lượng cũng sẽ trở nên phá lệ tốt một chút thiên xuyên vạn xuyên định nói không xuôi nô đức dân bị cái này một câu nói làm cho cười to rất thẳng thắn cùng khổng khuyết quát Mặt thanh thu cũng giống như vậy không chút nào giống đã làm hai cân rượu đế bộ dáng hướng phía trần tấn không ngừng mời rượu càng về sau trần tấn cũng hiểu được vì cái gì hồng hạo sẽ an bài như thế hai nữ hải bởi vì các nàng hai quả thực liền là ngàn chén không say mà lại nói còn trẻ như vậy nữ hải nếu là không có đem ra được bản sự cái nào lên được loại này cái bản bữa cơm này ăn hơn 2 giờ hai người bọn họ liền uống hơn 2 giờ từ đầu đến cuối đều không có lộ ra vẻ say hay là ủ rũ đem trần tấn thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ đến cuối cùng trần tấn cùng ngô đức dân vẫn là cùng một chỗ bị mạnh mẽ rót hết hai cân nhiều mà hai nữ hải đều uống đến càng nhiều tăng thêm ngẫu nhiên còn muốn kính một chút người khác tối thiểu uống có thể có 4 năm cân đây coi như là để trần tấn mở con mắt bình thường quầy rượu buổi chiếu phim tối bên trong đồi tiểu nữ coi như tiểu lượng tốt nhưng trên cơ bản cũng chính là cho ăn bể bụng hai cân lượng nhưng hôm nay khổng khuyết cùng mạc thanh thu bốn năm cân vào trong bụng cũng chỉ bất quá chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà thôi bằng thêm mấy phần mỹ thái trần tấn xem chừng để các nàng đến bồi một lần rượu giá cả khẳng định không thấp khó trách khổng khuyết có thể còn trẻ như vậy liền có thể tại đông giang mua được phong ốc. mà đêm hôm đó khổng khuyết say thành cái dạng kia liên gia môn đều sờ lầm cũng liền có thể lý giải lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm bảy mươi bảy sở phòng khách sạn ngoài cửa nô đức dân trần tấn kết bạn giao tiền nước đi những người khác thì là chờ ở cửa riêng phần mình lái xe đi lấy xe đồng thời chờ lấy hai vị đại công tử vài mét bên ngoài to lớn lập trụ về sau huy hoàng đèn phòng khách chiếu sáng bắn không đến âm u một mặt tránh khỏi hắn người ánh mắt về sau mặc thanh thu trầm tĩnh lại về sau liền trực tiếp dội ra ngón tay chụp lên cổ họng của mình đến sau đó liền làm một trận nôn mửa không khuyết đứng ở sau lưng nàng nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng mình cũng là khẽ như mày che miệng cố nén nôn mửa phản ứng nàng phía đối diện bên trên hồng hạo nói ra hồng tổng chúng ta sống xong liền đi trước làm phiền nguyên đem phí tổn kết một chút hồng hạo cười nói hai vị mỹ nữ đừng nóng đội nha đây không phải còn có nửa chàng sau sao hồng tổng khổng khuyết bất đắc dĩ nói chúng ta nhưng trước đó liền nói tốt chỉ bồi bữa tiệc chỗ ăn chơi không đi hội sở bên trong không có chính là cô nương sao khổng tiểu thư ta đây đều lý giải nhưng ta hôm nay chiêu đãi người không giống cũng không thể chiêu đãi đến một nửa thay người a ngươi liền rút một chút bận điệu mà phí tổn phương diện ngươi cứ mở miệng chính là hồng hạo nói trên bàn rượu ngô đức dân nhìn khổng khuyết ánh mắt hắn quan sát rõ ràng hôm nay là nói cái gì cũng phải đem khổng khuyết giữ chặt khổng khuyết không vui nói hồng tổng chúng ta không phải lần đầu tiên hợp tác ngươi cũng biết chúng ta chỉ bồi tiểu không bồi ngủ khổng tiểu thư hồng hạo kéo dài âm cuối nói ra không có để các ngươi ngủ cùng ý tứ chẳng qua là nhiều một trận mà ta lại nhiều trả cho các ngươi gấp đôi phí tổn chính là có thể chứ lại nói nô tổng là thân phận gì ta đã nói với ngươi đến rất rõ ràng hắn muốn thật coi cho ngươi ngươi về sau cũng sẽ không cần kiếm cái này vất vả tiền mà đây là danh rơi cuối cùng không có ý tứ không khuyết bướng mình nói ngươi vẫn là trước tiên đem tiền còn lại cất đi chúng ta lúc này đi thêm gấp ba hồng hạo lập tức nói không khuyết cười lạnh một tiếng lắc đầu hồng tổng ngươi nếu là không chịu trả tiền coi như xong chúng ta về sau không hợp tác chính là đừng nha nên cho tiền của các ngươi, một phần đều không thể thiếu. Nói, Hồng Hạo liền từ trong sách tay của mình móc ra hai chồng tiền đến, còn im giấy niêm phong Ta ơn Hồng Tổng. Khổng Khuyết vị nôn ra, Mạc Thanh Thu liền muốn đi, nhưng lại ý nguyên bị Hồng Hạo ngăn đón. Hắn lần nữa mở miệng nói, thêm gấp năm lần cũng có thể đi. Không được, gấp 10 Hồng Hạo lại nói, Khổng Khuyết đẩy ra hắn liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn là bị kéo lại. Chỉ bất quá lần này tốn nàng cũng không phải là Hồng Hạo, mà là tỷ bội của nàng Mạc Thanh Thu. Tiểu khổng, gấp mười đâu? Mạc Thanh Thu lôi kéo tay của nàng nhẹ giọng nhắc nhở khổng khuyết cao mày quay đầu nhìn xem mạc thanh thu vội la lên tiểu mạc chúng ta không phải đã sớm đã nói xong a à. muốn giữ vững danh giới cuối cùng tiểu khổng ta khổng tỷ tỷ có thể kiếm một bút là một bút đi chúng ta còn có thể uống như vậy mấy năm nha mạc thanh thu mí môi khuyên bảo lại nói cũng không nhất định liền sẽ kia cái gì rốt cuộc chỉ là đi gặp chỗ mà thôi nha ngươi cũng không thể để cho ta một người đi ứng phó nhiều người như vậy a à. khổng khuyết ngựa đầu hít thở sâu một chút bất đắc dĩ quay đầu đối hồng hạo nói mười lần hiện tại liên kết không có vấn đề hồng hạo rất thẳng thắn đồng ý đúng lúc cái này ngô đức dân cũng cùng trần tấn tử trong tiểu điểm ra hồng hạo gặp vội vàng dẫn hai nữ nên đón tiếp lấy cười nói ngô tổng xe không đủ ngồi phải không để hai nữ hải cọ một chút xe của ngươi nhưng xe của ta cũng không ngồi được nha ngô đức dân cười nói mậy bạch cũng không giống như đồng dạng xe con như thế có năm tòa vì cam đoan rộng rãi cùng thoải mái dễ chịu độ chỉ có bốn ghế mà thôi trần tấn cái này cười nói ngồi ngồi xuống đến hạng nói hắn trước hết một bước lên xe sau đó hướng phía mạc thanh thu vươn tay tại nàng kinh hô bên trong trực tiếp đem nàng kéo đến trên đùi của mình ngồi nô đức dân lắc đầu cười ngồi xuống một bên khác học theo cũng đem khổng khuyết kéo lên xe khổng khuyết cứ việc trong lòng một vạn cái không nguyện ý nhưng là mạc thanh thu đã trên xe coi như vì che chở tỉ muội nàng cũng phải ứng phó hai nữ hài đang ngồi trên xe thời điểm liền đã làm tốt bị ăn đầu hũ dự định rốt cuộc hai vị này công tử ca nhìn qua đều là hành vi phóng túng người đối với đến tay con mồi tránh không được tại hạ trước miệng trêu đùa một phen mà lại các nàng mặc dù không ngồi ngủ nhưng là thường tại bờ sông đi bị người ăn đậu hũ ngược lại là không thể bình thường hơn được chỉ tiếc hai người bọn họ lại là nghĩ lầm xe mở về sau vô luận là ngô đức dân hay là trần tấn hai tay đều thành thật chỉ là để các nàng ngồi trên chân mình thì là chống đỡ cái cằm nhìn qua ngoài cửa sổ không nói một lời an tính mười phần quỷ dị đến lúc đó về sau hồng hạo lại cho cái khác tác bồi người đều hô bồi tự nữ đám người quậy mà trần tấn cũng coi là thấy được đám người này tại cái này tư ẩn không gian bên trong tại cồn tác dụng dưới hoàn toàn rơi xuống ngụy trang sau vờ ơ im mà có thể này đến trình độ này hắn cùng ngô đức dân hai người thì là tụ cùng một chỗ giả bộ châu đầu ghé thai làm cho người khác cũng không dễ chịu tới cái dày ngược lại là rơi xuống cái thanh tĩnh liền ngay cả hai nữ hải cũng bị bọn hắn phất tay cách xa ta nô tổng chỗ kia là dùng để làm gì trần tấn chỉ vào bao xương nơi hẻo lánh hỏi nơi đó có một khối dày dày màn tre cản trở có thể nhìn ra không gian không lớn cũng không phải phòng vệ sinh nô đức dân cười nói một hồi ngươi sẽ biết trần tấn nghe vậy liền miệng nhỏ uống rượu kiên nhẫn trở lấy ước chừng cá biệt giờ về sau trong bao xương đã triệt để chơi thoát là thật thoát sau đó vị kia phó cục cái thứ nhất bị trần tấn chỉ vào cái mùi rót rượu trung niên mập mạp liền lôi kéo đoán chừng thể trọng chỉ có hắn một nửa cũng chưa tới nữ hải mò tới màn che bên trong bọn hắn đây là trần tấn hỏi không phải là ta nghĩ như vậy a à? nô đức dân nói liền là như ngươi nghĩ đây chính là cái gọi là sở phòng về phần sở đâu ngươi hiểu trần tấn hiểu ý cười hắc hắc sau đó liền nhìn về phía bên trên hai nữ hải mặc thanh thu là đã không thèm đến sửa đối mặt trần tấn tận lực toát ra nóng rực ánh mắt không coi trốn tránh ngược lại cùng hắn nhìn nhau bởi vì hồng hạo câu nói kia khổng khuyết nghe không vào lại bị nàng cho nghe vào trong lỗ thai nô đức dân thân phận nàng rõ ràng như vậy cái này cùng hắn cùng đi trẻ tuổi công tử ca nếu như nhất định phải còn lại càng dễ tiếp nhận ta chí ít dáng dấp còn rất đẹp trai nhưng là trần tấn gặp nàng một bộ mặc cho quân hái bộ dáng ngược lại không có hứng thú ngược lại vừa nhìn về phía khẩn khuyết khẩn khuyết theo bản năng liền né tránh tiểu trần ngươi thích nô đức dân lại gần hỏi trần tấn xẹp xẹp miệng cũng liền như thế nô đức dân cười cười đưa tay gọi qua hồng hạo ghé vào lỗ hai hắn dặn dò vài câu hồng hạo đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền ngược lại hiểu được đối trần tấn cười cười lúc này mới lại đi ra hắn rời đi bao xương đại khái mười mấy phút sau đó lại trở về lại là trực tiếp đến khẩn khuyết trước mặt tiện tay cầm lấy một một ly rượu rót đưa cho khẩn khuyết không vui nói khổng tiểu thư cũng không thể chỉ riêng lấy tiền không kiếm sống a à. khổng khuyết tao mày nhận lấy cùng mạc thanh thu cùng một chỗ lại cùng lô đức dân trần tấn quát nhưng là lần này tiểu lượng của nàng tựa hồ đã dùng hết hạn mức chỉ chốc lát liền ngã sấp ở trên ghế salon bất tỉnh nhân sự hồng hạo cười cười trực tiếp hâu người khiêng khổng khuyết muốn ra cửa mạc thanh thu quý lên liền cứ gọi được trước mặt bọn hắn rốt cuộc khăng khăng muốn tới là nàng nếu như khổng khuyết bị kia gì gì đó hồng tổng ngươi đây là muốn mang tiểu khổng đi đâu nàng đối hồng hạo chất vấn ngươi cứ nói đi hồng hạo cười nói không được chúng ta đã nói xong chỉ chỉ ngươi mở lờ gờ bờ nha hồng hạo trực tiếp trở mặt mắng đi đêm nhiều còn sợ gặp phải quỷ ngươi cũng đừng nói cho ta nàng là cái chim non ha ha bất quá là chim non thì tốt hơn mặc thanh thu bị hồng hạo đột nhiên xuất hiện hung ác cho dọa cho phát sợ sau đó liền lộ vẻ do dự khổng khuyết là bị nàng lôi kéo tới bây giờ lại muốn bị thế nhưng là nếu như chính mình nhất định phải ngăn đón hồng hạo là ai nàng cũng rất rõ ràng xoắn suýt đến xoắn suýt đi nàng cuối cùng vẫn là chán nản tránh ra nói bên này nô đức dân đối trần tần nói đi thôi coi như ta tặng ngươi lễ vật nô tổng cái này làm sao có ý tứ đâu Trần Tấn cố ý cười đùa, tí từng nói, Nô Đức dân cười mắng, nhanh mẹ hắn đi thôi, trang cái gì trang, lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con. Chương một trăm bảy mươi tám kém chút liền đoạn tử tuyệt tôn. Nay hội sở liền làm mở tại một nhà cấp cao trong tử điếm, cho nên Hồng Hạo Phi thường dễ dàng liền sắp xếp xong xuôi gian phòng, trực tiếp để người đem Khổng Khuyết ném tới một cái phòng lớn bên trong, lại đem thẻ phòng cho Trần Tấn liền rời đi. Trần Tấn cầm thẻ phòng, lên lầu mở cửa phòng về sau, đã nhìn thấy ngã chồng vó ngã xuống giường Khổng Khuyết, đây cũng quá khó xử người a. Trần tấn thầm cười khổ, bối cảnh bưu hắn như ngô Đức dân tại dưới loại trường hợp này đều phải cố ý lưu một đầu gặp để con rồi nhóm đinh một đinh làm sao hướng là hắn trần tấn đâu hắn sở dĩ tận lực toát ra đối khổng khuyết ngấp nghẽ đơn giản cũng chính là học theo muốn cho ngô đức dân ăn một tề thuốc an thần thôi giống ngô đức dân dạng này người muốn khống chế một người trực tiếp nhất biện pháp liền là phòng ở tiền mặt cùng nữ nhân nếu như mình biểu hiện được cùng thánh nhân đồng dạng cái gì đều không thích cái gì đều không yêu kia trần tấn cảm thấy ngô đức dân trong lòng chỉ sợ thật đúng là muốn chửi thầm đâu cho nên trần tấn mới có thể tùy theo hồng hạo đi ăn bài sau đó nên ngang liền tiến cái này phòng mà lại hắn còn nhất định phải trong này qua đêm bằng không hắn nếu như bây giờ liền rời đi vạn nhất ngô đức dân sau đó tìm người lật xem khách sạn hành lang bên trên màn hình giám sát làm sao bây giờ trần tấn nhất định phải để ngô đức dân cảm thấy đã nhìn thấu mình ăn chắc mình mới có thể sẽ đem càng nhiều chuyện trọng yếu hơn cùng tài nguyên như tới hắn mới có thể mượn những tư nguyên này chậm rãi bổ sung các mối quan hệ của mình lưới chậm rãi tiếng chấm phát đại tài nhưng là giờ này khắc này nằm ở trên giường chân chính mặc hắn hái không khuyết lại làm cho trần tấn phạm vào khó nàng mặc dù bởi vì thường xuyên say rượu quan hệ dẫn đến trạng thái tinh thần không tốt làn da cũng không như vậy kiều nhưng vẫn là cái chính cống mỹ nữ thế nhưng là trần tấn có thể làm sao tổng không đến mức đùa giả làm thật ta nếu là nói như vậy lần trước không khuyết tại nhà mình thời điểm liền có thể làm như vậy mụ nội nó đêm nay chẳng lẽ lại muốn không bằng cầm thú rồi sao trần tấn khổ não nghĩ đến lầu dưới trong bao xương sơ phòng đều đã thay phiên đi vào mấy đôi ngô đức dân như cũ tại mạc thanh thu hầu hạ hạ từ từ uống hồng hạo phất tay để nàng rời cái vị trí tiến đến ngô đức dân bên cạnh nói ngô tổng cái này trần tấn đến cùng là cái lai lịch ra sao nha làm sao ngươi ngươi bất kể hắn là cái gì lai lịch đâu ta dẫn người đến cọ cơm của ngươi kia là giúp ngươi hiểu chưa nô đức dân nói hồng hạo liền vội vàng gật đầu kia là đương nhiên chỉ bất quá chúng ta sở nam tỉnh giống như không có họ trần công tử nhà chẳng lẽ là bên trên đừng đoán đi ra bên ngoài cũng đừng nói lung tung đối ngươi không có gì tốt chỗ nô đức dân quay đầu nhìn hắn một cái hồng hạo cuốn quýt theo tiếng không còn dám hỏi nhiều nửa ngày nô đức dân nói được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi chuyện của ngươi ta sẽ chào hỏi một tuần sau đi hóa đơn nhận hàng đi hồng hạo cảm thấy kinh hỉ đưa tay cầm nô đức dân nói kia thật là quá cảm tạ nô tổng nhóm này hàng ta ăn quá lớn nếu như bị giữ lại ta làm không tốt liền muốn phá sản đâu nô đức dân cười tiếp nhận hồng hạo mượn nắm tay đưa qua tới một tấm thẻ chi phiếu bất động thanh sắc bỏ vào trong túi dặn dò ngươi cũng biết hải quan cùng ta bên này không phải một cái hệ thống loại chuyện này có thể không có tốt nhất vẫn là không có đúng đúng ta lần sau nhất định chú ý hồng hạo rất cung kính đưa tiễn ngô đức dân lúc này mới quay đầu mắt nhìn mạc thanh thu hắn cười lạnh đi qua đối mạc thanh thu nói đi thôi mười lăm lần đâu cũng không thể để cho ta hưởng phí mạc thanh thu ý niệm đầu tiên là phản kháng sau đó liền lập tức nhớ tới bọn hắn đối khổng khuyết dùng thủ đoạn cùng hồng hạo kia hung ác bộ dáng nàng ngẩn ra một lát cuối cùng chỉ có thể cúi đầu mặc cho hồng hạ ôm nàng tiến thang máy tiến khắc một buồng cùng nó tiếp tục như thế không biết ngày đêm uống hết còn không bằng đêm nay đã dùng hết tất cả vốn liếng bắt lấy một cái trường kỳ cầm phiếu mặc thanh thu nghĩ đến lập tức rộng mở trong sáng loại chuyện này đối với một chút nữ nhân mà nói là đạo khám. đi qua cũng liền đi qua giữa hai chân khẽ hở cũng liền tự nhiên trở nên chiều rộng ga ra tầng ngầm nô đức dân lên xe đối phương kiên nói về nhà nô tổng cái kia họ trần tiểu từ đâu phương kiên hiếu kỳ nói nô đức dân cười cười đến cùng vẫn là tuổi trẻ huyết khí phương cương mà đúng người quay đầu nhớ kỹ làm một phần lỗ kim camera thu hình lại minh bạch phương kiến đáp sau đó lái xe rời đi trên lầu phòng xếp bên trong trần tấn chính thiên nhân giao chiến đâu mặc dù đêm nay hắn háo sắc có tận lực làm cho ngô đức dân nhìn thành phần nhưng là rốt cuộc nằm trên giường một cái mỹ nữ đâu còn bất tỉnh nhân sự một ít bộ vị tự nhiên mà vậy liền đầy máu trần tấn trong đầu cũng không thể tránh khỏi dần hiện ra một chút hình tượng đến ân một chút đức nghệ song hình lão sư hình tượng có là người có bách nhân chảm có trục lén trục lén vừa nghĩ tới đó trần tấn lập tức cầm lên điện thoại mở ra camera trong phòng trên dưới trái phải điều chỉnh tiêu điểm quả nhiên tại điều hòa không khí ra đầu gió tại tivi máy móc đỉnh hộ tại phòng tắm khói cảm giác thăm dò bên trên thảo cái này cái gì phá khách sạn nhiều như vậy lỗ kim camera chân tấn dừng lại im lặng cái này tìm camera phương pháp vẫn là tại trên mạng một chút lộ ra ánh sáng trong tin tức học được rất nhiều mau lẹ khách sạn ngoại trừ bình thường làm ăn bên ngoài liền sẽ chụp lén khách phòng sau đó lựa chọn sử dụng tài liệu bán cho một chút không thích hợp thiếu nhi trang ép chỉ bất quá không nghĩ tới cái này khách sạn cấp sao và mà cũng có loại chuyện này làm sao bây giờ trần tấn càng xoắn suýt vừa rồi chỉ dùng đối kháng sự vọng động của mình bây giờ lại muốn đối kháng sắt đồng dạng chứng cứ đem những này camera mê ra ngăn lại làm như vậy cũng quá tận lực nơi này đã có camera, như vậy ngô đức dân liền không khả năng không nhìn hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn đem ánh mắt chuyển rời đến như cũ nằm ở trên giường khổng khuyết trên thân đêm nay nhìn đến không cần không bằng cầm thú chỉ dùng làm cầm thú là được rồi trần tấn không biết là phiền muộn vẫn là hưng phấn nghĩ đến Chỉ ít khổng khuyết đúng là cái mỹ nữ nghĩ như vậy trần tấn xúc động liền càng phát ra máy liệt nhất là khổng khuyết hào chết không chết tại lúc này trở mình vốn là gợi cảm quần áo rốt cuộc ngăn không được một chút tú lệ phong quang tại côn tác dụng dưới trần tấn trong đầu kéo căng lấy một cây dây cung cũng trong nháy mắt đứt gãy không biết thế nào hắn liền đem mình đổ sạch sau đó chậm rãi nằm dạp người tại khổng khuyết trên thân trần tấn đưa tay lật qua lật lại thân thể của nàng để nàng chính diện hướng lên trên tại nàng lật qua trong nháy mắt trần tấn đã nhìn thấy một đôi sáng loáng con ngươi trừng mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chăm chú lên hắn thảo trần tấn dọa đến hô to một tiếng cả người bắn lên hoảng sợ nhìn xem khổng khuyết hung hạo tại đem thẻ phòng cho hắn thời điểm thế nhưng là nói với hắn phi thường rõ ràng đã cho khổng khuyết hạ độc đêm nay vô luận như thế nào chơi nàng cũng không thể sẽ tỉnh để hắn tận hứng ta tận ngươi cái gì ba thân cứu lao ra hương a à. trần tấn trong lòng của mắng nếu không phải ta một ít công năng coi như bưu hãn riêng này một chút làm không tốt liền phải đoạn tử tuyệt tôn nha chỉ bất quá trần tấn ngẩn ra nửa ngày khổng khuyết cũng không gặp động tĩnh vẫn là nửa chết nửa sống nửa mặt nằm ở trên giường không núp ních lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con Chương một trăm bảy mươi chín vậy ngươi tiếp tục cố gắng trần tấn thử lấy răng chậm rãi lại hướng phía bên giường tới gần vừa rồi hắn là thật bị dọa cho phát sợ còn tưởng rằng khổng khuyết sát chết vùng dậy nữa nha Trần Tấn cảnh giác nửa ngày, cuối cùng trong lòng cũng là dừng lại nổi giận, mắng, giả trang cái gì thần làm cái quỷ gì. Sau đó trực tiếp tiến lên, cả người đều úp sấp khổng khuyết trên thân, chỉ gặp khổng khuyết hai mắt vẫn như cũ trừng mắt, lại tràn đầy hoảng sợ, hư tiếng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao tỉnh dậy? Trần Tấn kinh ngạc nói, khổng khuyết lộ ra đau thương cười khổ, tỉnh dậy, lại có thể, thế nào? Ta lại, không động được. Trần Tấn hiểu được, tình cảm hồng hạo nói đến tận hứng là cái này a, à. nếu như nữ nhân thật giống cá chết một đầu, phản ứng gì đều không có, nói không chừng bắt bẻ nam nhân vẫn thật là không tình thú thế nhưng là hắn dùng thuốc hiển nhiên rất cao cấp khổng khuyết y nguyên duy trì thần trí rõ ràng lại không thể động đậy vừa vặn nên hợp rất nhiều nam nhân thực chất bên trong một màn kêu biến thái ác thú vị nhưng là trần tấn lại càng thêm xoan suýt nếu như thật muốn phát sinh thứ gì khổng khuyết nếu như là bất tỉnh nhân sự hắn còn có thể thiếu điểm gánh nặng trong lòng cái này trực câu câu nhìn lấy mình trần tấn thật sự là không đột phá nổi đầu kia danh giới cuối cùng nha nhưng cái này cả phòng đều là lỗ kim camera nếu như không phát sinh chút gì mình tận lực biểu diễn liền biến thành một chuyện cười nô đức dân đầu này thuyền lớn chẳng những dựng không lên tương phản còn có thể bị ném biển chết đuối ngay tại trần tấn xuất thần lúc khổng khuyết bỗng nhiên lại nói ngươi đến cùng là người đại diện còn là công tử ca ha ha ta chính là cái người đại diện mà thôi thế nào diễn kỹ ta trần tấn cười khổ nói hai người vốn là gặp qua hiện tại lại tiếp tục diễn tiếp không ý nghĩa đủ thật lợi hại khổng khuyết cũng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đến sau đó nhắm mắt lại nhận mệnh nàng nói ra ngươi điểm nhẹ ta vẫn là thứ nhất lần thứ nhất ô trần tấn trợ thôn lên khổng khuyết đầu tiên là những mày sau đó liền thư giang hắn ra thậm chí còn mơ hồ nên hợp lên Trần Tấn tới. Cái này đối Trần Tấn tới nói không khác là tại nóng hổi trong chảo dầu hắt nước bình thường, trong đầu một hạt giống trong nháy mắt liền nổ tung sôi trào. Cuối cùng, Trần Tấn không có thể chịu ở, tên điên đồng dạng trực đảo hoàng long, gắt gao chống đỡ, sau đó tại Không khuyết bên tai nói, ta cũng là lần đầu tiên. Ừm. Không khuyết cho mày, phát ra một tiếng giống như là thống khổ lại giống là hưởng thụ thở dốc. Cái này đối Trần Tấn tới nói không khác là khởi sướng tổng tiến công công kích hảo. Đêm dài đằng đẵng, trần tấn có chút an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mà khổng khuyết dược hiệu cũng dần dần biến mất hai viên xa lạ tâm cứ như vậy dùng nguyên thủy nhất phương thức quấn quýt lấy nhau ngày thứ hai trần tấn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm giác được loại này thật sâu mọi mệnh đứng dậy đi nhà xí thời điểm hai chân như nhũn ra du lên suýt nữa liền đứng không vững giờ này khắp này hắn có chút lý giải phương cường vì sao lại bị cái kia người đẹp hết thời chủ thuê nhà cho cô. loại chuyện này xác thực thống khoái mặc dù thật cũng rất mệt mà thôi khổng khuyết tại trần tấn đứng dậy trong nháy mắt liền tỉnh nàng nỗ lực cho ăn bể bụng thân thể tựa ở đầu giường nhìn xem trần tấn trần tấn cũng nhìn xem nàng muốn ta nói câu có lỗi với sao trần tấn ngồi ở trên ghế xa lon hỏi Khổng khuyết lắc đầu cười cười không cần dù sao không phải ngươi cũng sẽ có người khác tương đối mà nói là ngươi liền khá tốt tiếp nhận chút ít tối thiểu không phải lần đầu tiên gặp mặt huống chi còn có tiền cầm ta cũng không tính cực kỳ thua lỗ cứ việc nàng là cười nói tựa hồ thoải mái nhưng trần tấn lại nghe ra thật sâu không thể làm gì vì cái gì làm nghề này a à? trần tấn hỏi đã khổng khuyết còn là lần đầu tiên vậy khẳng định không phải giống như cung sán như thế bồi tửu nữ lại thêm tiểu lượng của nàng trần tấn đại khái có thể đoán được khẩn Khuyết nghề nghiệp khổng khuyết nghe xong hắn vấn đề cười đắp liên quan gì đến ngươi ngạch trần tấn a khẩu không trả lời được sau đó lại nói hôm qua không mang bộ khổng khuyết nói tiếp liên quan ta cái rắm hai câu nói phản phất liền ứng phó trên thế giới này tất cả vấn đề gặp trần tấn kinh ngạc bộ dáng khổng khuyết cười nói yên tâm đi ta tại kỳ an toàn sẽ không ỉ lại vào ngươi trần tấn không biết khổng khuyết là một nữ nhân tại quý báo nhất đồ vật mất đi tại mình như thế một cái không hiểu thấu trên thân nam nhân về sau vì cái gì có thể như thế thoải mái nhưng đã nàng đều nhìn như thế nhạt chính mình cái này chiếm tiện nghi nam nhân nếu là làm bộ làm tịch vậy liền quá làm tiêu "Ta còn muốn đi đi làm, ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi đi." Trần Tấn nói, tựa như đứng dậy. Nào nghĩ tới hai chân vợ ơ mà một trận như nhũ ra, lại ngã ngồi trở về trên ghế salon. "Ha ha ha ha. Khổng Khuyết cười to, "Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tưởng rằng ngươi chiếm tiện nghi, ai chiếm tiện nghi còn không biết đâu." Sau đó Trần Tấn liền kinh ngạc đến phát hiện Khổng Khuyết sắc mặt trở nên cực kỳ tối nhuẩn, hoàn toàn không có nguyên bản cái chủ loại kia tiểu tụy. "Hải Dương bổ âm a." À. Trần Tấn cũng cười, không khí ngột ngạt tùy theo tan ra. Nhưng là tiếng cười sau khi dừng lại, giữa hai người lại rơi vào trầm mặc. "Muốn thay đổi được không?" Trần Tấn đột nhiên hỏi. "Đổi nghề?" sửa lại đi ngươi nuôi ta à khổng khuyết cười nói trần tấn trừng mắt nhìn đắp a à, vậy ngươi tiếp tục cố gắng Ngươi vương bắt đản khổng khuyết không còn cười mà là nắm lên gối đầu đập tới trần tấn nói đổi nghề đi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể giúp ngươi tìm một công việc liền nhìn ngươi có dám hay không làm có nguyện ý hay không làm tiểu trần tối hôm qua còn tận hứng sao nô đức dân trong điện thoại cười hỏi trần tấn đáp nô tổng lần sau lại có loại chuyện tốt này ngươi nhưng nhất định mang ta lên a à? chật chật cô nương kia vẫn là cái chim non đâu ta tính đã kiếm được nói sớm biết chính ta giữ lại nô đức dân cười mắng đúng rồi nô tổng ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện trần tấn nói nói có thể hay không giúp cô nương này an bài cái công việc nô đức dân cười làm sao một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm cũng không đủ hắc, hắc ngươi chê cười trần tấn có chút xấu hổ nô đức dân cực kỳ sảng khoái ứng thừa xuống tới không có vấn đề đi thẳng đến công ty của ta tới làm là được rồi cho nàng an bài cái chức quan nhà tản một hồi ta phát ngươi điện thoại ngươi để nàng trực tiếp liên hệ đi ta sẽ bản giao đi xuống vậy liền đa tạ ngô tổng á trần tấn cười nói Nô Đức Dân cúp điện thoại, đối phương kiên hỏi, thế nào? Đồ vật lấy ra rồi sao? Phương Kiên gật gật đầu, lấy ra. Thả. Nô Đức Dân ra lệnh. Phương Kiên gật đầu, cầm trong tay USB cắm đến trên máy vi tính. Làm sao? Không có tiếng âm a. Nô Đức Dân nhíu mày hỏi. Phương Kiên nói, ừm, Loại này lô kim ca mê ra không có cách nào ghi âm. Nô Đức Dân gật gật đầu, con chuột tại video thanh tiến độ bên trên tùy ý kéo động mấy lần, cười nói, cô nương này dáng người sát thực đủ tay, hơn nữa còn là cái chim non, trách không được cái này tiểu trần nhớ mãi không quên. người đi thông báo một chút cho cô nương này tùy tiện an bài cái chức quan nhàn tản tiền lương mở cao điểm là được rồi minh bạch phương kiên lĩnh mệnh ra cửa Nô Đức dân tựa ở mình rộng lượng ông chủ trên thế chống đỡ cái cầm tự định giá một lát sau đó cầm điện thoại di động lên bấm tiểu đông người đem lâm giang khu kêu mấy bộ nhà nguyên bộ giấy chứng nhận đều chuẩn bị kỹ càng giao cho một người lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm tám mươi hợp tác ba tháng ngồi tại trên xe taxi trần tấn thu hồi điện thoại nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người cùng lao vùng vụt mà qua dòng xe cộ suy nghĩ xuất thần đây là một tòa bận rộn thành thị cứ việc hôm nay là thứ bảy pháp định ngày nghỉ thế nhưng là cái này sớm cao phong thời gian nên kẹt xe như thường vẫn là kẹt xe đi ngang qua từng cái cư xá từng cái giao lộ có thể trông thấy rất nhiều đẩy cải tiến xe ba gác bán điểm tâm đám người bán hàng rong bữa sáng sinh ý rất không tệ hiện đại đô thị người đều sớm đã thành thói quen khi làm việc trên đường giải quyết điểm tâm trần tấn lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác trước đây không lâu hắn cũng là cái này chen trúc trong đại quân một viên dựa vào hai chân hoặc là xe buýt bun ba nhưng mà mới bất quá trong thời gian thật ngắn hắn liền đã dám làm xe taxi thậm chí còn dám chạy đến sở tạ bụt bên trong mua xác buýt khi bữa sáng đúng là có chút bành trướng nếu như là ngày thường căng hết cỡ liền là trứng gà bánh nướng nhiều hơn một quả trứng gà thôi bởi vì cái xe cho nên trần tấn đổi tới cửa hàng lúc sau đã chín giờ hơn liền ngay cả họp sáng sớm đều đã mở xong chỉ bất quá vô luận là trương diệp hay là những người khác đối với trần tấn đến chết đều không có phát biểu bất kỳ cái nhìn không biết từ lúc nào bắt đầu hắn đã tại vốn hẳn nên quy củ xâm nghiêm cửa hàng bên trong có được cái này không hiểu thấu đặc quyền trần tấn còn chưa kịp buông xuống bao liền nhận được khẩn khuyết gọi điện thoại tới nô tổng người gọi điện thoại tới cho ta để cho ta tùy thời có thể lấy đi qua đi làm tiền lương hai vạn khẩn khuyết nghi ngờ nói đây chính là người giúp ta an bài công việc quả nhiên trần tấn thầm nghĩ nô đức dân thật sự đem khẩn khuyết trực tiếp ta an bài vào chính hắn nhuận ra tài vụ trần tấn cười nói thế nào khả năng còn không có ngươi một đêm dạy đến nhiều đây nguyện ý làm sao ngươi để cho ta tiến ngô tổng công ty là chuẩn bị để ngô tổng coi chừng ta đây vẫn là để ta coi chừng ngô tổng Khổng khuyết hỏi thiếu cất nhắc mình trần tấn trâm trọng nói ngươi còn chưa đủ tư cách để ngô tổng coi chừng mà ngươi cũng không có khả năng trong tầm tay ngô tổng liên là cái kiếm cơm địa phương đi khẩn khuyết nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó nói ta làm ha ha đừng ngoài ý muốn lúc trước ta nếu có thể tìm tới tiền lương hai vạn công việc ta cũng không trở thành làm người này trần tấn lại dặn dò nàng vài câu về sau liền cúp điện thoại cùng ngô đức dân gọi điện thoại để hắn an bài khẩn quyết liền là trực tiếp đưa một cái buộc lại lý do của mình cho ngô đức dân rốt cuộc hắn hiện tại cảm thấy mình niên thiếu khí thịnh dễ dàng bị nữ nhân ràng buộc cho nên không chút do dự liền đem khẩn khuyết an bài tiến công ty của mình về phần cái này khẩn khuyết trong tương lai lại biến thành dạng gì nhân vật chính trần tấn cũng không nói được hắn không cảm thấy một đêm tiếp xúc ra thịt liền có thể ràng buộc ở cái này rõ ràng cực kỳ có chủ kiến nữ nhân có lẽ là mình trôn ở ngô đức dân bên người một viên lôi lại có lẽ là ngô đức dân dùng để khống chế chính mình thủ đoạn chỉ bất quá trần tấn cũng sẽ không đi vào khuôn khổ thôi hết thệ cũng còn cần thời gian đến lên men tiểu trần gặp trần tấn tới trương diệp hưng phần nói trong tay ngươi còn lại kia ba phòng nguyên hôm nay hẹn 18 tổ tập trung ước xem đâu thời gian định tại xế chiều một điểm trần tấn nghe vậy cười nói nhiều như vậy hộ khách báo giá nhiều ít trương diệp cười nói thống nhất báo giá 3 vạn dù sao cũng là nhà nghèo hình nha đơn giá không cần thiết báo quá thấp mà lại thật nhiều hộ khách đều là từ những tiểu khu khác dẫn đạo tới rốt cuộc bích hải hiên bản thân liền có bán điểm vợ ơ ý thì tốt ta trần tấn cười nói cái này ba phòng nhỏ bán được càng quý hắn có thể được đến lợi ích thì càng nhiều mà lại mười tám tổ tập trung ước xem tại về số lượng cũng đã viễn siêu trước đó hộ khách số lượng tại bích hải hiên còn không thể đưa ra thị trường trước khi giao dịch cuối tuần thời điểm cả ra môn cửa hàng hộ khách có thể có cái hai mươi tổ tả hữu liền coi là nhiều hiện tại chỉ là nhà nghèo hình liền có mười tám tổ lại thêm một chút nhu cầu khác biệt hộ hình hộ khách hôm nay tổng hộ khách lượng hẳn là có thể có cái ba bốn mươi tổ ở trong đó khẳng định có dọn trở lại trên phòng thị giao dịch tin tức trải rộng ra nguyên nhân mà lại bích hải hiền cũng đã tại hộ khách quần thể bên trong chậm rãi có nổi tiếng nhưng là trần tấn lại cảm thấy trừ cái đó ra có chút truyền thông đưa tin chưa hẳn liền là không có lựa thì sao có khói tuy nói hồi rời phòng nhưng giao dịch đầu này chính sách biến động là một số người vì mình làm việc thuận tiện mới theo thời thế mà sinh sản phẩm nhưng mục đích lại cũng không đơn nhất tại nó ảnh hưởng dưới gần đây thành giao lượng khẳng định sẽ nên đón một đợt dâng lên chỉ cần thành giao lượng đi cao giá phòng liền tự nhiên mà vậy sẽ dần dần ngầm đầu nếu như tình thế này tiếp tục nói không chừng đến sang năm giá phòng liền sẽ có một cái rõ ràng ba động giá phòng chỉ cần có ngẩng đầu xu thế ra như vậy rất nhiều ngắm nhìn hộ khách liền sẽ xuất thủ bởi như vậy chính phủ loại này âm thầm cứu thị mục đích cũng liền đạt đến sau cơm trưa trần tấn cùng trương diệp liền đứng tại đứng ở cửa đợi mọi người đều đem riêng phần mình hộ khách đều ước chừng tới về sau cùng một chỗ đưa đến tập trung ước xem trong phòng đúng lúc này đồng giang đống nhiên giáo giác bu lại lao trương a hôm nay làm tập trung ước xem đồng giang thuận miệng hỏi trương diệp gật gật đầu liền trận thế này lại không lừa được người đồng giang cười cười đối hai người nói nhìn xem các ngươi bích hải hiền bán được như thế hấp tấp thật đúng là hâm mộ a à. chúng ta ngay cả vào cũng không vào được cái này có biện pháp nào đâu chúng ta là công ty ra mặt cùng vật nghiệp hợp tác trách chỉ có thể trách người chọn sai đông ra trương diệp cười nói bất quá ngươi bây giờ muốn đi ăn máng khác tới cũng được nha thuyết pháp này là hắn thương lượng với trần tấn qua đối với cạnh nghiệp công ty tổng không thể nói ra chân thực nguyên nhân a à. thôi đi lão trương chúng ta cũng là lão quan hệ ngươi cũng không thể ăn một mình a à. đến mang mang huynh đệ ta đồng giang nói nghe hắn lời này vừa ra trần tấn cùng trương diệp liếc nhau một cái biết giá hỏa này là lời nói bên trong có chuyện nói thẳng đi đều là làm người này đừng vòng vo trương diệp nói đồng giang hát hai tiếng móc thuốc lá ra tán cho hai người nói muốn hay không hợp tác một chút nếu như ta có bích hải hiên mục đích hộ khách trực tiếp cho ngươi nó mang thành giao chia đôi mở trần tấn nghe trong lòng cười thầm nhìn đến bích hải hiên cục thịt béo này thật sự là đem bên trên cạnh nghiệp công ty cho làm mê muội vậy mà đều nguyện ý chơi như vậy bất quá ngẫm lại cũng đúng nếu như cạnh nghiệp công ty có bích hải hiên mục đích hộ khách nhưng lại không thể mang nhìn như vậy đồng giang khẳng định tình nguyện trực tiếp đem hộ khách dẫn đạo đến khu vực khác hoặc là dứt khoát lãng phí hết cũng không nguyện ý không công đưa cho vạn sách công ty thế nhưng là hợp tác liền hoàn toàn khác nhau mặc dù chỉ có thể phân đến một nửa nhưng là bọn hắn lại đã giảm bớt đi ký sống một mình hộ loại hình đến tiếp sau phiền phức cũng xem là tốt trước diệp nhìn về phía trần tấn trưng cầu ý kiến của hắn rốt cuộc vấn đề này trần tấn chỉ nếu không đáp ứng hết thể đều là không tốt mà lúc này trần tấn cũng đang suy tư hắn muốn trên thực tế là đại lượng thành giao mang tới điểm tích lũy tự nhiên là càng nhiều càng tốt còn trích phần trăm hắn thật đúng là chưa hẳn để vào mắt bởi như vậy có khách hộ liền giao cho lý đĩnh phương cường bọn hắn mang thành giao về sau lý đĩnh bọn hắn cầm một nửa một nửa khác phân cho thiên khôn công ty chính trần tấn kiếm hoạt điểm dạ đạ điểm tích lũy ba tháng cục diện được a à? trần tấn gật đầu nói chia đôi mở liền chia đôi mở tốt rốt cuộc đều là hàng xóm nghĩ ai không phải rốt. nghe hắn kiểu nói này trương diệp cũng thật vui vẻ rốt cuộc hắn thu nhập là căn cứ cửa hàng tổng công trả tới về phần cuối cùng người đại diện trích phần trăm làm sao chia hắn cũng không quan tâm đồng giang gặp trần tấn đáp ứng xuống vui mừng quá đỗi bích hải hiên chiếc thuyền này cuối cùng là dâm vào đi một nửa cũng hầu như so không có phải tốt hơn nhiều mà lão đại, hộ khách đến đông đủ. Lý Đỉnh bỗng nhiên hướng phía trương diệp hô, trương diệp gật gật đầu, đi qua cùng tập hợp một chỗ một đoàn hộ khách lên tiếng chào, liền dẫn bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng đi bích hải hiên. lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con, trương một trăm tám mươi mốt lệnh người khiếp sợ suy đoán, trần tấn nguyên bản cũng nghĩ cùng theo đi, chỉ bất quá lại bị đồng giang cho kéo lại. hắn cười hì hì đưa một tờ giấy tới, trần tấn tiếp nhận xem xét, chỉ gặp trên đó viết hơn mười đầu hộ khách tin tức, cười ra tiếng, đồng quản lý, ngươi cái này đến có chuẩn bị a à? vậy cũng không mà, không đánh không chuẩn bị chi cầm nha, đồng giang đắc ý nói trần tấn hảo hảo thu về tờ giấy đang nghĩ ngợi đổi kịp đại bộ đội nhưng lại bị một điện thoại cặn lại Ngươi tốt là trần tấn sao đối diện lễ phép nói trần tấn đáp là ta xin hỏi ngươi là Ngươi tại cửa hàng sao đối phương hỏi ở đây Kia hơi chờ ta một chút ta liền đến không lâu lắm một cỗ xe sang trọng bên trong điệu thi đại chúng huy đẳng đứng tại ven đường trần tấn theo bản năng mở ra hoạt điểm dạ đã nhìn một chút chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy chủ thuê nhà nô đông minh điện thoại một trăm ba mươi tâm lý giá cả hai mươi ba nghìn trở lên giá cả hạt cuối mười bảy nghìn bán phòng dục vọng cực kỳ mãnh liệt tài chính công dụng nộp lên trên tài chính công dụng lại là nộp lên trên trần tấn có chút một mực bất quá lập tức liền bình thường trở lại mình cho ngô đức dân một cái chân đau năm lấy hắn tự nhiên cũng sẽ có qua có lại quả nhiên huy đẳng trên xe đi xuống một người trung niên nam tử hướng bên này nhìn một chút sau đó trực tiếp liền hướng phía trần tấn đi tới hiển nhiên là nhìn qua trần tấn anh chủ tiểu trần ngươi tốt ta nô đông minh cùng trần tấn nắm tay cười nói trần tấn đáp nô tổng lần này có dặn dò gì ngươi biết ta là ngô tổng phải tới nô đông minh có vẻ hơi kinh ngạc trần tấn gật gật đầu có kinh nghiệm nha làm sao chẳng lẽ ngô tổng tại bích hải hiên còn có phòng ốc của hắn ngô đông minh cười lần này không phải bích hải hiên mà là thủy tinh loan thủy tinh loan trần tấn cố gắng nhớ lại một chút sau đó không quá chắc chắn hỏi lâm giang khu phòng ở ngô đông minh gật gật đầu trực tiếp liền từ trong túi sách xuất ra một cái văn kiện thật dày túi giao cho trần tấn trong tay bảy phòng nhỏ quy củ cũ chỉ cần giá cả tại mười bảy trở lên là được rồi ngô đông minh nói trần tấn nghĩ nghĩ sau đó nhận lấy Đông Giang thành phố chủ thành khu ở vào mẫu thân sông Đông Giang bờ bắc, mà Lâm Giang khu là Đông Giang thành phố trước kia một cái khu đang phát triển, ở vào Đông Giang bờ nam, tại mấy năm này phát triển tấn mãnh, giá phòng cũng liền đi theo đi lên. Hắn nhớ kỹ huấn luyện thời điểm nhìn qua một chương Đông sông thị toàn thành phố tòa nhà đồ, Lâm Giang khu quân giới hẳn là tại không tả hữu, nếu như đem giá cả ép đến nghìn ra mặt, tiêu thụ hẳn là sẽ trở nên vô cùng đơn giản mới đúng. Vậy chúng ta đi trước làm việc chứng đi." Trần Tấn nói. Lô Đông Minh cười, "Không cần, tất cả công chứng văn kiện ta đã đều làm xong, ngay tại trong túi hồ sơ." ngươi có thể trực tiếp bắt đầu bán trần tấn Hồ nghi mở ra hồ sơ túi tiện tay rút ra một phần công chứng văn kiện nhìn một chút quả nhiên đầy đủ mọi thứ liền ngay cả bản thân của hắn thẻ căn cước sao chép kiện đều ở trong đó nô tổng tay thật đúng là đủ dài a trần tấn cảm thán nói ngay cả làm việc chứng đều không cần bản nhân ra mặt nô đông minh nói ngươi minh bạch nô tổng năng lực liền tốt lần trước ngươi đi qua về sau lưu lại ngăn cho nên không cần lại đi về sau cũng không cần về sau trần tấn lặp lại một chút cái từ này nô đông minh hơi chậm lại hiển nhiên ý thức được mình nói sai lúng túng dặn dò một câu tăng thêm tốc độ liền lên xe đi mà Trần Tấn thì là cầm hồ sơ túi một người chui vào trong phòng học nhỏ nhìn lại. Bảy phong sinh, diện tích nhỏ nhất 130 mét vuông, lớn nhất 225 mét vuông, tất cả đều là lâm giang khu thủy tinh loan phòng ở. Cái này thủy tinh loan cư xá Trần Tấn là biết đến, thuộc về lâm giang trong vùng một cái cấp cao nơi ở cư xá, cũng chính là cái gọi là giang cảnh phòng, cho nên không có 80 90 mét vuông nhà nhỏ hình, tất cả đều là nhà lớn hình. Giá phòng tại lâm giang trong vùng cũng coi là cao, hai năm trước đỉnh phong thời điểm đột phá qua 3 vạn. Thẳng đến năm nay thụ chính sách ảnh hưởng mới hạ xuống đến 25000 tả hữu mặc dù khu vực khoảng cách như thế lớn nhưng là bởi vì có hoạt điểm dạ đã tồn tại đồng thời mình còn dựa lưng vào vạn sách công ty to lớn bình đài cho nên trần tấn cũng không lo lắng cái này mấy bộ nhà tiêu thụ tốc độ tương phản hắn đối ngô đông minh vừa rồi một câu kia về sau từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng câu nói này nói rõ theo mình cùng ngô đức dân kết giao làm sâu sắc tương lai tựa hồ còn sẽ có liên tục không ngừng phòng ở đưa đến trên tay mình đến tiến hành tiêu thụ thế nhưng là những phòng ốc này thật tất cả đều là ngô đức dân sao trần tấn cảm thấy chưa hẳn coi như ngô đức dân bối cảnh thâm hậu nắm giữ tài phú khẳng định cũng là cực kỳ to lớn nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể nào lại có được số lượng quá nhiều phòng ở dù là hắn lại thích nhưng là phòng ở loại này đặc thù thương phẩm một khi có số lượng vượt qua nhất định phạm chủ đều rất khó không làm cho sự chú ý của người khác như vậy nói cách khác nhận ra tài vụ trần tấn đột nhiên nhớ tới ngô đức dân công ty đồng thời cũng hiểu được hắn tại sao muốn mở tài vụ công ty đã ngô đức dân có thể đem hoàng lưu sinh ý làm được những cái kia đại phú hào vòng tròn bên trong đi vì cái gì liền không thể đồng dạng đem hoàng lưu sinh ý làm được bên trong thể chế đâu hắn thay những cái kia tiến vào màu xám khu vực thương nhân bình định trên quan trường chứng ngại, đồng dạng liền có thể thay người bên trong thể chế xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài sản nhà. lại nghĩ tới ngô đức dân thân phận nhìn như vậy đến hắn rất có thể là đông giang thành phố mấy vòng tương giao cái kia điểm trung tâm cho nên đồng dạng hắn dùng trần tấn mục đích liền là đang tìm kiếm người đại diện trần tấn hầu kết không tự chủ được lan lan bị chính mình suy đoán chấn kinh bất động sản phát triển tối tấn mãnh giá phòng lên cao nhanh nhất mấy năm cũng tương tự liền là đông giang thành phố phát triển kinh tế mạnh nhất mấy năm trong đoạn thời gian này bên trên mã bất động sản hạng mục đầu chỉ mấy trăm mà nhiều như vậy hạng mục, từ đã được duyệt bắt đầu đến cuối cùng treo biển hành nghề bán ra, muốn đóng nhiều ít trường, cầm bao nhiêu nhóm văn. Như thế từng tầng từng tầng quá trình đi xuống, kết quả chính là mỗi một cái trong khu cư xá có lẽ đều có như vậy mấy bộ phòng ở là bị nhà đầu tư dự lưu xuống tới, cần dùng hữu nghị giá bán cho một số người. Hiện tại bỗng nhiên ra một cái bất động sản thuế biến thành bùa đòi mạng, khẳng định có vô số người phải xử lý rơi những này tài sản biến hiện. Cho nên Ngô Đức dân nhận ra tại vụ bên trong, chỉ sợ cũng có một cái tài sản ủy trị nghiệp vụ hạng mục Chỉ bất quá nhiều như vậy lượng bất động sản cần xử trí rơi, để những cái kia vốn là người trung gian trên danh nghĩa quyền tài sản người đến một bộ một bộ trầm dài bán còn không bằng tìm kiếm một cái giống Trần tấn dạng này người đại diện đâu chí ít chuyên nghiệp mà lại an toàn coi như thật xảy ra chuyện gì cũng chỉ cần giải quyết người đại diện này là được rồi Trần tấn càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này khả năng cực cao đồng thời cũng cảm thấy đây tuyệt đối là mình liều mạng cũng nhất định phải bắt lấy thời cơ hiện tại giao đến Trần tấn trong tay xử lý những này bất động sản hẳn là đều vẫn là chính Ngô Đức Dân cho nên Trần tấn cảm thấy những này bất động sản tựa hồ liền là một cái khảo thí chỉ cần khảo thí thông qua được như vậy thì sẽ nên đón một cái đại bạo phát mà Trần tấn bay lên thời cơ tựa hồ cũng liền giấu ở cái này đại bạo phát bên trong lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm tám mươi hai đoạn phòng khi trần tấn từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau tỉnh táo lại lại lập tức lại toát ra một cái khắc tầng lo lắng tới ích lợi thật lớn phía sau cho tới bây giờ đều là càng thêm nguy hiểm to lớn hiện tại xem ra Nô đức dân hiển nhiên đã không phải là một cái siêu cấp công tử ca đơn giản như vậy ở sau lưng của hắn khả năng đứng đấy một cái hoặc là mấy cái tập đoàn lợi ích rắc rối khó gỡ mỗi một cái đều là ăn người không nhà xương giả thú mà ngô đức dân liền là trong đó nhân vật trọng yếu đối mặt tình thế như vậy trần tấn thật không có năm chắc làm được thành thạo điêu luyện cử trọng được kinh. hạ tự hỏi đạo hạnh của mình tu hành cũng còn, còn thấp xa không đạt được trình độ kia cho nên một khi sự tình có không ổn lời nói hạ tràng trăm phần trăm là hải quất không còn đột nhiên trần tấn có chút hối hận như vậy qua loa liền đem khổng khuyết nhét vào ngô đức dân trong công ty đi Khổng khuyết dù sao cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên tuy nói chưa nói tới có tình cảm gì nhưng là nam nhân loại kia quỷ dị tâm lý quay phá để trần tấn rất là cách cứng. mà lại hắn còn nghĩ tới trần du nếu như bởi vì chính mình làm sai chuyện gì mà dẫn đến trần du nhận tổn thương gì kia Trần Tấn thật liền xem như mổ bụng tạ tội không đủ. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, vừa rồi ăn cơm chưa thời điểm hắn liền nhận được khẩn khuyết tin nhắn, nói đã đến nhận ra tài vụ báo cáo. Mà lại hiện tại vô luận là hắn hay là khẩn khuyết, muốn rời khỏi đều đã không còn kịp rồi. Nô Đức dân sẽ không cho phép biết hắn một số bí mật mình nhẹ nhàng như vậy thoát thân, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có so càng thêm điên cuồng lớn mạnh chính mình mới được. Nếu có một ngày cường đại hơn Nô Đức dân, so thế lực sau lưng hắn càng cường đại, hắn mới có thể bảo vệ mình cùng bên cạnh mình người. Đúng là miệng mai a. À. Hai ngày trước còn tại thống mạ đại mã là cái ngốc thiếu, vậy mà lại hãm sâu vũng bùn không nghĩ tới bây giờ tình cảnh của mình liền trở nên so đại mã còn nguy hiểm hơn phong thủy luân chuyển nha trần tấn tự rêu nghĩ đến nếu như muốn nói chỗ tốt duy nhất khả năng liền là ngô đức dân cũng không biết mình đoán được những thứ này à mà lại mình bây giờ vẫn chỉ là suy đoán chân tướng chưa hẳn chính là như vậy chuyện cho tới bây giờ trần tấn chỉ có thể như thế đến an ủi mình đinh linh linh điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chung đem trần tấn dọa đến khẽ run dậy cầm lên xem xét là phương cường đánh tới chuyện gì trần tấn nhận hỏi phương cường lo lắng nói trần ca ngươi nhanh tới xem một chút đi đám này tập trung nước xem hộ khách đều nhanh đánh nhau. Cái quỷ gì? Trần tấn nghe xong, vội vội vàng vàng đem bảy tại đồ trên bàn cất kỹ, đồng thời hỏi: tại mấy tòa? Mười bốn tòa. Ngươi mau tới đi. Lão đại đều không chế không nổi cục diện. Phương cường đáp, đồng thời đối diện còn truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, hiển nhiên hỏa khí chính vượng. Trần tấn lập tức lao ra cửa cửa hàng hướng phía Bích Hải Hiên chạy tới, bất quá hắn có chút lẩm bẩm Lẽ ra trương diệp đều đi theo, lấy kinh nghiệm của hắn hẳn là rất không có khả năng xuất hiện ứng phó không được tình trạng nha. Mấy phút sau, Trần tấn liền cấp hống hống chạy tới mười bốn tòa tầng 15 bộ phòng này bên trong. Hắn vừa vào cửa chỉ gặp một đám người tất cả đều chen ở bên trong có mấy cái là lôi kéo mình người đại diện tại đoán trách cái gì có mấy cái thì là một mặt đạm mạc đứng ngoài quan sát còn lại kia một đoàn toàn đống trong phòng khách lẫn nhau ở giữa đều đang gầm thét cái lộn trang diện ồn ào không chịu nổi rất là hỗn loạn trương diệp lúc này sớm đã bỏ đi liền dựa vào tại cửa ra vào bờn bực nhìn xem gặp trần tấn tiến đến liền vội vàng kéo hắn nói ra ngươi xem như đến, đến rồi lão đại tình huống gì a à? trần tấn khó hiểu nói nhìn phòng nhìn thật tốt làm sao đều cãi vã trương diệp đành phải cười khổ giải thích một lần trần tấn mới hiểu được chuyện mặn mượn lần này tập trung nước xem là trương diệp phát khởi, cho nên chuyện đương nhiên từ hắn đến an bài. trương diệp kinh nghiệm phong phú, tự nhiên minh bạch so sánh tô đậm hiệu quả. cho nên hắn an bài nhìn phòng trình tự là 4 tòa, 8 tòa, 14 tòa dạng này. bởi vì phòng ở dù là hộ hình giá cả đều nghị thông suốt, nhưng vị trí cùng tầng lầu khác biệt, giá cả trên lệ cũng mười phần lớn. 4 tòa bộ kia phòng ở, bởi vì tại tầng hai, cho nên lấy ánh sáng không thể tránh khỏi sẽ thụ ảnh hưởng, cũng không có hộ khách nhìn chúng. đến tám tòa phòng ở, tầng lầu cũng không tệ lắm, tại chín lâu chỉ bất quá tám tòa cái này ở giữa bộ vừa lúc bị trước mặt một tòa chặn lại tầm mắt có chút kiềm chế tự nhiên cũng liền không ai nhìn chúng cuối cùng liền đến cái này mười bốn tòa bên trong mười bốn tòa cùng lâu vương mười lăm tòa sát bên vị trí vốn là vô cùng tốt lại thêm mười lăm tầng tầng lầu cũng tốt tầm mắt khoáng đạt trực diện hồ nhân tạo lấy ánh sáng các phương diện đều rất tốt thế là mấy bộ phòng ở vừa so sánh xuống tới mười bốn tòa bộ phòng này nhìn chúng hộ khách liền tương đối nhiều hết thể mười tám tổ hộ khách có mười tổ hộ khách là lúc này đánh nhịp muốn định bộ phòng này có như vậy điểm cấp đoạt ý tứ cái khác hộ khách xem xét, cho dù có một ít do dự cũng bị không khí này cho kéo theo, cuối cùng biến thành có 13 tổ hộ khách đều muốn định bộ phòng này. 90 mét vuông diện tích cũng không tính lớn, hộ khách lẫn nhau ở giữa cũng đều minh bạch người khác ý nghĩ, thế là trước nắm chặt riêng phần mình người đại diện muốn hắn hỗ trợ tranh thủ, sau đó liền phát triển thành hộ khách cùng hộ khách ở giữa lẫn nhau ép buộc tranh luận, tiến tới biến thành hiện tại trạng thái này. Bởi vì từ khi giá thị trường trở nên lạnh về sau, mỗi lần tập trung nước xem, có thể có một bộ thành giao thế là tốt rồi, cho nên trương diệp mới có thể an bài dạng này chính tự, vì chính là chủ đẩy mười tòa bộ phòng này. Nhưng nào nghĩ tới tình huống biến thành dạng này trần tấn nghe xong cười nói lão đại hiện tại giá thị trường tốt như vậy a à? lại còn sẽ xuất hiện đoạt nhà hiện tượng ai nói không phải đâu trước Diệp nói bất quá cái này cũng bình thường sẽ tham gia tập trung ước xem hộ khách khẳng định đều là cực kỳ thành tâm lại thêm bích hải hiên bản thân lại là trọng điểm học khu còn tiện nghi một chút nguyên bản cân nhắc xung quanh cư xá hộ khách cũng có hứng thú chủ yếu nhất là bọn hắn không biết từ nơi nào nghe được cái kia tin đồn nói cái tiểu khu này ở đây tất cả đều là lãnh đạo lại biến thành dạng này không kỳ quái trần tấn hiểu rõ gật đầu nói ra vậy ngươi không nghĩ một chút biện pháp chẳng lẽ liền để bọn hắn dạng này nhao nhao xuống dưới ta có thể nghĩ biện pháp gì trương diệp nói ngươi không nhìn thấy mấy cái kia phụ nữ a à? làm cho hai ta mảng đều nhanh thủng nếu là đoạt phòng ở người trả giá cao được chẳng phải kết trần tấn nói trương diệp hư một tiếng có đơn giản như vậy liền tốt đám này hộ khách tinh đến cùng quỷ đồng dạng giống thương lượng xong giống như ai cũng muốn nhưng chính là ai cũng không chịu tăng giá trần tấn thử lấy răng hơi lung túng một chút làm người đại diện tới nói loại cục diện này thật đúng là hắn không gặp qua chỉ nghe nói qua mặc dù đây là tốt hiện tượng nói rõ bích hải hiên bán điểm mười phần tiền cảnh đều có thể nhưng bây giờ lại có điểm giống là bế tắc ngươi như thế xoắn suýt làm gì trương diệp nhìn hắn khó khăn nhắc nhở ngươi là chủ thuê nhà bán cho ai còn không phải ngươi chuyện một câu nói à đúng thế trần tấn đông nhiên quay lại mới vừa rồi bị lấy trong phòng hò hét tầm ý làm cho đau đầu vờ ơ ý mà quên cái này một góc dạng nghĩ đến cái này hắn cười cười đi đến giữa phòng ra sức hô tất cả mọi người chớ ồn ào nghe ta nói bị hắn như thế một hô mọi người mới an tính lại cùng nhau nhìn về phía hắn các vị ta biết bộ này phòng nguyên các phương diện điều kiện đều tương đối tốt tất cả mọi người muốn nhưng là dạng này nhao nhao xuống đi cũng không được cái biện pháp trần tấn nói mọi người không bằng nghe một chút phương án của ta lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm tám mươi ba ta đi ăn máng khác tính toán đầu tiên bộ phòng này hộ hình tất cả mọi người khẳng định là hài lòng a trần tấn hỏi một đám hộ khách cùng nhau gật đầu bích hải hiên không như bình thường dọn trở lại phòng cất gà hộ hình từng cái công năng ở giữa bố cục đều rất không tệ trần tấn lại hỏi nói như vậy đến phía trước hai bộ phòng ở không có người nhìn chúng nguyên nhân cũng vẹn vẹn bởi vì tầng lầu cùng vị trí lạc đó là dĩ nhiên giá cả cũng giống vậy Đô đần đều biết làm như thế nào tuyển á trong đó một người phụ nữ cười nói trần tấn cười nói nói rất đúng liền xem như ta tự mua phòng ở khẳng định cũng sẽ tuyển bộ này tầng mười lăm các vị trần tấn nói tiếp cho nên vừa rồi ta đã cùng chủ thuê nhà câu thông qua rồi chủ thuê nhà nói cho ta tầng chín bộ kia đơn giá hàng một nghìn tầng hai bộ kia đơn giá hàng hai nghìn tiếng nói của hắn chưa rơi lập tức liền có hộ khách hô ta muốn tầng chín ta cũng muốn tầng chín ta muốn tầng hai trang diện một chút lại vỡ lở ra chỉ bất quá lần này không tiếp tục tụ tập ở mỹ mà là nhu cầu khác biệt tầng lầu hộ khách chia làm vài nhóm lận nhau cãi vã trần tấn cười thầm đám người này mới vừa rồi còn vì bộ này tầng mười lăm phòng ở làm cho đâu tầng hai tầng chín căn bản không người hỏi thăm nhưng là giá cả một khi xuống tới tình huống lập tức liền không đồng dạng. chín mươi vuông phòng ở hàng một nghìn đơn giá liền tiện nghi chín vạn hàng hai nghìn đơn giá liền tiện nghi một tám vạn chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây tại thật sự giảng cái trước mặt cái gì lấy ánh sáng không tốt tầm mắt không tốt đều là nói nhảm tốt mọi người chớ ồn nào dạng này là nhao nhao không ra kết quả trần tấn hô lớn chúng ta dùng số dùng số đám người nghe hắn lời này đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dung số thế nhưng là một tay phòng mới có sự tình nha cái này trước đó một mực lạnh nói đứng ngoài quan sát hộ khách hỏi làm sao cái giao pháp trần tấn cười nói rất đơn giản xác định muốn cái này ba bộ phòng ở trong đó một bộ hộ khách hiện tại cùng mình người đại diện đi giao mục đích kim sau đó đến chúng ta thanh hòa huyện cửa hàng phòng họp lớn tham gia rút thăm ai rút chúng trước hết chọn phòng ở chọn tốt coi như thành giao không rút chúng trả lại mục đích kim còn muốn trước giao mục đích kim một cái khác hộ khách nghi ngờ nói trực tiếp rút thăm không được sao trần tấn ha ha cười nói vậy ngươi nếu là rút chúng lại không mua ta tìm ai đi cái này lại không phải một tay bàn nhận chủ không mua bao lui gặp hắn thái độ kiên quyết mà lại nói cũng coi như có đạo lý thế là hộ khách nhóm cũng liền không ở mỹ từng cái cấp hống hống lôi kéo mình người đại diện muốn đi giao mục đích kim tham gia giúp thăm đi tại lại mặt cửa hàng trên đường phương cường đối trần tấn cười nói trần ca con ngươi được làm đấy lắc lắc hào loại chuyện này đều bị ngươi chỉnh ra tới đám này hộ khách cũng thế làm gì không phải nắm lấy cái này mấy bộ phòng ở không thả nha lại nhìn chính là từ chúng tâm lý thôi trần tấn giải thích nói cái này tâm lý là cực kỳ đáng sợ ngươi nghĩ là vì cái gì nhà đầu tư bắt đầu phiên giao dịch không thể trực tiếp công khai ghi giá bán ra nhất định phải nhận chủ sau đó làm cái gì bắt đầu phiên giao dịch dung số đại hội còn không phải một cái đạo lý a tại hiện trường ngươi nhìn người bên cạnh từng cái rút chúng phòng giam đi vào chọn phòng ốc. dù là ngươi lúc đầu mục đích cũng không mãnh liệt chỉ là nhìn xem nói không chừng cũng tại bầu không khí như thế này bên trong bị lây nhiễm sau đó không hiểu thấu liền xuống đơn trần tấn nói chúng chi hiện tại giá phòng dễ dàng như vậy phương cường tưởng tượng cũng đúng trần tấn lập tức liền hạ giá nhiều như vậy nhất là tầng hai bộ kia phòng ở hai mươi đơn giá so gần trong gang tấc thanh hòa huyện tiện nghi bốn năm ngàn đơn giá lấy ánh sáng kém thì thế nào không bị đoạt rơi mới là lạ chứ rất nhanh nhóm này hộ khách liền đến thanh hòa huyện cửa hàng bên trong tại tờ OS máy móc hàng phía trước lấy đội quét thẻ đem thẩm na cho bận rộn gần chết mà lại không ra trần tấn sở liệu cuối cùng thanh toán mục đích kim hộ khách cũng không chỉ 13 ba tổ mà là lại thêm hai tổ từ chúng tâm lý quả thực đáng sợ chế tác rút tham dương loại hình việc nhỏ tự nhiên là giao cho phương cường lý đỉnh bọn hắn trần tấn liền cùng trương diệp tại cửa ra và hút thuốc trở lấy đồng giang cái này lại sờ xoa tới vốn là chuẩn bị trò chuyện tiếp trò chuyện chuyện hợp tác nhưng là thấy một lần vạn sách công ty cửa hàng bên trong trang diện này trận tròn trong mắt kinh ngạc nói ta nói lao trương ngươi hôm nay đi ra ngoài giống cất chó đây là ký nhiều ít đơn ha ha không có gì hộ khách tương đối nhiều liền giao động cái số mà trương diệp rất hạ hê giả thành mười ba dung số đồng giang cả người đều không tốt hai tay phòng dung số chưa nghe nói qua nha chưa nghe nói qua là được rồi hôm nay để ngươi kiến thức một chút trần tấn nói nửa ngày đồng giang bỗng nhiên đối trương diệp nhỏ giọng nói lão trương các ngươi khu còn có cửa hàng trường tiêu a phải không giúp ta cùng các ngươi khu quản lý nói một chút ta đi ăn máng khác được rồi chuyện này quá đáng sợ a à? đoạt tiền a lão đại trần ca chuẩn bị xong chúng ta đi rút thăm đi phương cường cái này chạy đến nói trương diệp cũng liền không ứng đồng giang vô vô bờ vai của hắn cười cười đi vào lưu lại đồng giang ở ngoài cửa hâm mộ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn lên lầu hai phòng họp lớn hộ khách nhóm đã tại cái này ngồi hàng hàng ăn quả quả mong mọi cùng trông mong trần tấn cười cười phủi tay nói ra các vị chúng ta hình thức vô cùng đơn giản hết thể mười tổ hộ khách thanh toán mục đích kim cho nên trong dương hết thể có một năm tấm tờ giấy dựa theo một mười lăm số hiệu đối ứng trong tay các ngươi dãy số Rút chúng liền có thể trực tiếp chọn lựa sau đó để ý hướng hiệp nghị bên trên điền địa chỉ thành giao một đám hộ khách rất phối hợp vỗ vô, vô tay ngược lại là đem trần tấn cho huyên náo có chút xấu hổ hắn gật gật đầu bắt đầu đem bàn tay tiến mở cái động trong dương rút thăm phía dưới hộ khách nhóm từng cái cổ kéo dài ra dài dài rốt cuộc có ba phòng nhỏ một năm sát suất rút chúng mình so lại đến một bình khả năng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu cho nên đều cực kỳ tin tưởng vận khí của mình nhưng là khi trần tấn nắm tay rút ra đồng thời cầm một tờ giấy thời điểm đám người vẫn không tự chủ được khẩn trương lên trần tấn nhìn xem phía dưới từng trương mong đợi mặt có chút buồn cười, mở ra tờ giấy thì thẩm số chín is yes. một cái tuổi trẻ nam tử vung một chút nắm đấm sau đó thật vui vẻ chạy tới để người đại diện tại hiệp nghị bên trên điền tầng chín địa chỉ hắn cái lựa chọn này rất bình thường tầng chín lấy ánh sáng sẽ không giống tầng hai như thế âm u, mặc dù tầm mắt có chút che chắn nhưng giá cả lại tiện nghi chín vạn phi thường có lời mà nhìn thấy tầng chín bị rút đi mặt khác cũng có hai ba tổ hộ khách mặt lộ vẽ tiếc lối hiển nhiên là có chút một bực. bất quá còn thừa lại tầng hai cùng tầng mười lăm hy vọng còn tại chờ cái này hộ khách ký xong hiệp nghị trần tấn liền tiếp tục bắt đầu rút thăm lần này rút chúng chính là số hai cái này hộ khách liền là một cái giọng cực kỳ cao vút phụ nữ hoan thiên hỷ địa tuyển đi tầng mười lăm bộ kia phòng ở nàng đây là cho nhi tử bán phòng cưới hoặc khu phòng vị trí lấy ánh sáng nhất lưu giá cả cũng so xung quanh cư xá muốn tiện nghi không thể lại hòa mỹ chỉ bất quá tầng mười lăm bộ này mỗi lần bị tuyển đi còn lại hộ khách đều có chút tiết khí. Rốt cuộc tầng hai ở lại thể nghiệm khẳng định là phải kém rất nhiều nhưng là thắng ở tiện nghi cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận trần tấn lần này rút chúng chính là số mười một cái kia trước đó ở trong phòng một mực không có gia nhập cái lộn lạnh nói đứng ngoài quan sát nam tử đứng lên mang theo mỉm cười còn lại hộ khách cũng chỉ có thể tiếp nối ném xuống trong tay tờ giấy đứng dậy rời đi không có rút chúng cũng đừng nản trí có thể để các ngươi người đại diện tiếp tục chú ý bích hải hiên cư xá dù sao cũng là hai tay phòng chắc chắn sẽ có thích hợp phòng nguyên lại xuất hiện trần tấn nói ra hiện tại mọi người đi dưới lầu xử lý một chút ý lui hướng kim thủ tục đi nói xong chính trần tấn cũng dự định rời đi nhưng là cuối cùng rút chúng cái kia hộ khách lại đi tới trước mặt hắn lấp lánh chuyện vận bởi huyền lịch ở tại truyền chương một lâm giang khu thủy tinh loan trần tấn chính nhìn xem hoạt điểm dạ đạ điểm tích lũy đâu ba bộ giá sau cùng theo thứ tự là hai trăm năm mươi hai vạn hai trăm sáu mươi vạn cùng hai trăm bảy mươi vạn chỉ tiếp ba bộ phòng ở đều không phải ba người bọn họ đoàn nhỏ trong đội thành giao cho nên chỉ có hai mươi chia chuyển đổi đến điểm tích lũy bên trên là một trăm năm mươi sáu sáu điểm kết quả này đem trần tấn nhìn dở khóc dở cười ám đạo hoạt điểm dạ đạ cũng quá tinh minh rồi à điểm tích lũy còn có lẽ có chỉnh liền không thể bốn bỏ năm lên một chút hắn chính nhìn xem nam tử đi vào trước mặt hắn tự giới thiệu mình ngươi tốt trần tấn đúng không Ta gọi tống khải hiên trần tấn cất ký điện thoại lễ phép đáp ngươi tốt có chuyện gì không a à, không có việc gì liên là vừa rồi nghe cái khác hộ khách nói bích hải hiên ở đây lấy đều là một ít tỉnh lý lãnh đạo đâu ta nhìn ngươi cùng chủ thuê nhà giống như rất quen tìm ngươi hỏi thăm một chút tống khải hiên nói liên việc này trần tấn cười nói tin đồn thôi cũng có một chút người đại diện lấy ra làm cái bán điểm nói nhảm không thể tin tống khải hiên lộ ra một bộ nguyên lai like biểu tình như vậy sau đó nói bất kể nói thế nào ngươi từ chủ thuê nhà kia tranh thủ đến dễ dàng như vậy giá cả để cho ta nhặt được chỗ tốt vẫn là cảm ơn ngươi trần tấn cùng hắn gật đầu nắm tay về sau đối phương liền trực tiếp rời đi có chút kỳ quái chờ tất cả hộ khách đều đi về sau trần tấn còn cố ý giữ chặt cái này tống khải hiên người đại diện hỏi người đại diện cũng nói không rõ lắm hộ khách tình huống là đêm qua tới cửa trưng cầu ý kiến cho nên hôm nay tập trung ước xem hắn liền đề cử một chút không nghĩ tới hộ khách rất có hứng thú hơn nữa còn thật sự thành giao tống khải hiên trần tấn hiếu kỳ lên mạng tra một chút không nghĩ tới thật đúng là có kết quả thề sơn chấn trưởng chấn có chút ý tứ nha trần tấn cười Tề Sơn trấn vào chỗ tại Đông Giang thành phố góc Tây Bắc, giống Thanh Hòa huyện, Bích Hải Hiên cùng Sở Nam Đại học, còn có lại hướng Bắc một một khu vực lớn, đều tại Tề Sơn trấn khu quản hạt bên trong. Nói một cách khác, cái này Tống Khải Hiên nhưng chính là bọn hắn vùng này quan phụ mẫu nha. Vị này quan phụ mẫu chạy đến Bích Hải Hiên đến mua phòng ở, còn cố ý hỏi Bích Hải Hiên chủ thuê nhà tình huống. Đường công cứu quốc ý đồ rõ ràng mà. Bất quá Trần Tấn cũng không quá mức để ý, theo Bích Hải Hiên nổi tiếng chậm rãi gia tăng, truyền luôn dần dần truyền ra, dạng này người là nhất định sẽ có. Giống Tống Khải Hiên loại này khoa cấp quan cấp dịu, nếu như là tại cái khác đất thành phố, nói không chừng còn có chút dùng để ném tại tỉnh lỵ đông giang thành phố bên trong mặt trên còn có khu thành phố tỉnh cấp ba quan viên vô số hắn là ai sắc mặt đều phải nhìn không muốn điểm phương pháp là không được húng chi trần tấn nhìn tuổi của hắn cũng không lớn mới hơn ba mươi tuổi nhất định là muốn tiếp tục đi lên động cái gì đầu góc đều không kỳ quái trần tấn tùy ý nhìn mấy lần về sau liền không có hứng thú hắn đem đồng giang giao cho hắn hộ khách tất cả đều ném cho phương cường cùng lý đĩnh mình thì là ngược lại tiếp tục nghiên cứu lên vừa tới trong tay bảy phòng nhỏ vượt khu vực bán phòng coi như không giống trước cửa nhà bán phòng đơn giản như vậy một phương diện khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với một phương diện khác mình đối tình huống cụ thể cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên muốn nhanh chóng đem cái này bảy phòng nhỏ tay ở một mức độ rất lớn là muốn dựa vào vạn sách công ty cái này bình đại trên lý luận Trần tấn chỉ có thể đem phòng nguyên đăng ký đến tòa nhà trong kho, sau đó gọi điện thoại cùng bên kia đồng sự nói một tiếng để bọn hắn để ý một chút, trừ cái đó ra không còn cách nào khác. thế nhưng là dạng này cũng quá bị động, Nô Đức Dân đã đem phòng ở giao đến trong tay mình, nếu là hiệu suất thấp hắn nói không chừng cũng theo đó thôi, mà lại Ngô Đông Minh lúc gần đi còn dặn dò qua tăng thêm tốc độ. nhìn đến mình thật đúng là phải đi lâm giang khu đi một chuyến trần tấn nghĩ đến một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai trần tấn cùng trương diệp lên tiếng chào an vị bên trên xe taxi chạy tới lâm giang khu ngồi trên xe mình mua xe suy nghĩ lại lại xuất hiện bởi vì hắn cảm thấy lấy sau khẳng định là cần chạy tán loạn khắp nơi dựa vào xe buýt tuyệt đối là không thực tế hiệu suất quá thấp mà lại thật nhiều địa phương đón xe đều không tiện chỉ có thể là tự mình lái xe trần tấn tính một cái hắn hiện tại trong thẻ còn có hơn năm mươi vạn tiền mặt tiếp qua hai ngày đến số 15 còn có sáu vạn nhiều trích phần trăm sẽ phát hạ đến mua chiếc xe là dư xài nghĩ đến cái này nội tâm của hắn sao động cũng liền không thể tránh khỏi sôi trào bất kỳ người đàn ông nào trong lòng nhất định đều có một cố giờ dàng cả hương xa mỹ nữ ai không thích sau đó trần tấn đột nhiên nhớ tới một sự thật hắn có chút hỏng mất nhìn đến ngươi là thật bành trướng mua cái lông gà xe a ngay cả cái bằng lái đều không có trần tấn cười mắng lấy chính mình trước kia có thể ăn no mặc ấm thế là tốt rồi làm sao có dư thừa tiền nhàn rôi đi học bằng lái ngay tại cái này xoắn suýt cùng phiền muộn bên trong xe taxi xử qua đông giang cầu lớn đặt tới liên tiếp đông giang khu đang phát triển lâm giang khu thủy tinh loan cổng liền có vạn sách công ty cửa hàng cho nên trần tấn để lái xe trực tiếp mở đi nơi đó vạn sách công ty thủy tinh loan cửa hàng đồng thời cũng là đại nam khu một phân khu kỳ hạm cửa hàng bởi vì thủy tinh loan cư xá thể lượng rất lớn tổng hộ số có hơn sáu bộ thành giao lượng cũng liền lớn cho nên nhà này cửa hàng không như bình thường cửa hàng đơn cửa hàng đơn tổ mà là có hai đầu nghiệp vụ tổ tiến vào chiếm giữ tại cửa hàng bên trong trần tấn dạo chơi đi vào rất nhiều người hôm nay lại là cuối tuần đều tại riêng phần mình bận rộn coi như nhìn thấy có người vào cửa liếc mắt phát hiện là đồng sự mà không phải hộ khách cũng liền không ai phản ứng hắn ngươi tốt xin hỏi các ngươi chu cửa hàng trưởng ở đây sao trần tấn tùy ý đối một cái đồng sự hỏi người kia vội vàng ứng tiếng không biết sau đó liền quay đầu đi ra làm cho trần tấn được không xấu hổ lại nhìn những người khác cũng đều mười phần bận rộn bộ dáng không chút nào giống thanh hòa huyện cửa hàng như vậy nhàn nhã bất quá cái này cũng bình thường lâm giang khu hai năm này xem như lớn bay lên giá phòng tiêu thăng đồng thời bởi vì khu đang phát triển quan hệ thành khu bên trong thật nhiều cỡ lớn tập đoàn công ty đại học cùng lập nghiệp với khu ngoại lai nhân khẩu rất nhiều tự nhiên mà vậy hộ khách cũng liền nhiều người đại diện cũng liền bận rộn gặp tất cả mọi người đang bận rơi vào đường cùng trần tấn đành phải trực tiếp đi hướng về sau khu chuẩn bị tìm cửa hàng trợ lý hỏi một chút kết quả lại bị từ sau khu đi ra một cái người đại diện ngăn cản ai người nhà ai cửa hàng hỏi cũng không hỏi liền hướng bên trong sông cái kia người đại diện chất vấn trần tấn cười nói ta hỏi hắn nói chỉ chỉ chung quanh không ai để ý đến ta ta mới muốn đi vào tìm cửa hàng trợ lý cửa hàng tính danh đối phương lại hỏi mặc dù thái độ không tốt lắm bất quá trần tấn coi như có thể hiểu được rốt cuộc toàn công ty hơn một ngàn người lại phân tán tại đông giang thành phố như thế lớn một tòa thành thị bên trong tự nhiên không có khả năng giữa lẫn nhau tất cả đều nhận biết có đôi khi tính cả một cái khu vực đều chưa hẳn nhận biết thống chi vượt khu chỉ bất quá dạng này liền có lỗ thủng một chút công ty nhỏ vì lừa gạt phòng nguyên liền tự mình tìm vạn sách công ty cả vạt cùng công bài mang lên ngụy trang thành nhân viên về sau đi đến một cái cửa cửa hàng tự xưng là khu vực khác người chuẩn bị mang hộ khách tới sau đó liền để nhà này cửa hàng người giúp đỡ thẩm tra phòng nguyên vượt qua một đồng lớn tạo thành nghiêm trọng tiết lộ chuyện xảy ra về sau công ty phương diện liền quy định xuống về sau gặp phải chỉ cần lạ lẫm đồng sự nhất định phải tại hệ thống bên trong xác minh tính danh cùng ảnh chụp để phòng vật nhất đại tây khu thanh hòa huyện cửa hàng trần tấn trần tấn báo ra tên của mình chỉ bất quá hắn lời kia vừa thốt ra vừa bên trên một đám người liền đều ngừng động tác trong tay cùng nhau nhìn về phía hắn ngươi chính là tháng trước tiêu quan hàng tháng hạng nhất ta ngăn lại hắn người đại diện cười nói chạy thế nào chúng ta đại nam khu tới chuyện gì ta hôm qua ghi danh mấy bộ phòng nguyên liền là thủy tinh loan không phải sao đến đem cho các ngươi đưa chìa khóa mà trần tấn đáp lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại chuẩn con chương một trăm tám mươi lăm ta quyết định mới đăng ký phòng nguyên cái kia người đại diện nghĩ nghĩ cả kinh nói liền là bảy cùng một cái chủ thuê nhà sao trần tấn đáp đúng thế t cái này người đại diện nghe rằng hít sâu một hơi bất đắc dĩ cười nói tiêu quan liền là tiêu quan đăng ký lên phòng nguyên đến đều mạnh như vậy một chút bảy bộ phải không ngươi liền đem chìa khóa đều cho ta đi ta đã tại hệ thống phía trên một chút kích thu chìa khóa chỉ là đưa tới mà thôi trần tấn ta đưa chìa khóa cho cửa hàng trợ lý để nàng đăng ký một chút treo lên là được rồi a à, dạng này a à mặt của đối phương lập tức liền sụp xuống trần tấn âm thầm một người hắn thấy đối phương công bài bên trên tính danh là lỗ thanh cái tên này hắn có ấn tượng tại hắn nhập trước tháng thứ nhất lỗ thanh liền là tháng kia tiêu quan công trạng cực kỳ đột xuất dựa theo vạn sách công ty quy định ngoại trừ đăng ký phòng nguyên có hai mươi chia bên ngoài thu chìa khóa còn có một thượng chuyển phòng nguyên hành chụp có năm cho nên lỗ thanh biểu lộ cũng liền rất dễ lý giải không phải liền là thu chìa khóa 10 chia nhà ngươi cũng là tiêu quan còn tại hồ điểm ấy trần tấn cười nói sau đó đi vào sau khu tìm cửa hàng trợ lý đăng ký chìa khóa cái này một cái khác người đại diện tiến đến lỗ thanh bên cạnh nói thanh ca cái này trần tấn có chút không biết tốt xấu nha phòng nguyên vương lấy đi coi như xong còn muốn đem chìa khóa cũng lấy đi làm sao không dứt khoát thu cái độc nhất vô nhị tính toán có thể đem chia lấy đi kia là bản lãnh của hắn nói nhảm cái gì lỗ thanh cao mày nói chỉ bất quá trong lòng xác thực gần ẩn có chút không vui cho dù là cùng một công ty nhân viên giữa lẫn nhau cũng vẫn còn có chút quy tắc ngầm ở bình thường mà nói như loại này vượt khu vực đăng ký phòng nguyên đều chỉ sẽ muốn một cái phòng nguyên vương chia thôi cái khác giống thu chìa khóa thu độc nhất vô nhị phòng nguyên loại hình cũng không quá sẽ đi được vào. Đạo lý rất đơn giản, một mình ngươi tất cả đều đã ăn xong, vậy người khác còn ăn cái gì? Lúc đầu mở một chỉ riêng không dễ dàng, đến cuối cùng còn muốn phân đi ra một đồng lớn, hơn nữa còn là bên ngoài khu, ngay cả lưu cái hảo cảm ý nghĩa đều không có, ta còn bán phòng của ngươi nguyên làm gì? Cho nên giống Trần Tấn loại này lập tức ăn hết 30% chia phần nguyên, Lỗ Thanh đã hạ quyết tâm, động viên tất cả mọi người không muốn bán. Có bản lĩnh, chính ngươi chạy tới bán nha. Cái này Trần Tấn đã đăng ký tốt chìa khóa, đi tới đối Lỗ Thanh nói, huynh đệ, có rảnh không? Phải không mang ta đi trong phòng đi dạo? thực tế quan sát một chút nói lỗ thanh phiền muộn thầm nghĩ tiểu tử này ngay cả năm phần trăm thực tế quan sát chia đều không bông tha a à. ta không rảnh lỗ thanh ngượng ngùng đáp lời trần tấn trong lòng cười trộm cũng rõ ràng chính mình tựa hồ có chút đem tay dôi quá dài nhưng là không có cách hắn muốn là thành giao sau điểm tích lũy chỉ có thể tận lực nhiều kiếm điểm xong rồi rốt cuộc nơi này cũng không phải hắn đại tây khu ba phân khu cũng không cần cố kỵ cái gì mặt mũi vấn đề nhưng hắn vẫn là đối những người khác nói vị huynh đệ kia có rảnh a à. mang ta đi một cái đi như thế lớn cái cư xá chúng ta tìm quá phiền thoái nhưng những người khác gặp lỗ thanh đều cự tuyệt bọn hắn cũng tất cả đều né tránh trần tấn ánh mắt tiếp tục trong tay mình công việc lỗ thanh cái này cười lạnh tiến lên đối trần tấn nói ngươi vẫn là đường thực tế quan sát lưu cho ta đi thế nào vì cái gì trần tấn giả bộ khó hiểu nói ai đến ta nói cho ngươi nói lỗ thanh đem hắn kéo đến một bên giải thích nói ngươi mới nhập thứ mấy tháng có một số việc phải biết phân tức đừng làm quá tuyệt nha ngươi nghĩ à ngươi đem chia đều cầm đi nhiều như vậy phòng ở đâu ai còn chịu bán phòng của ngươi nguyên phương chia cho ai không đều là điểm a cũng không thể các ngươi bán phòng nguyên tất cả đều không chia đi trần tấn nín cười hỏi lỗ thanh nói phân cho trong tiệm mình trong vùng đồng sự cũng tốt hơn phân cho ngươi cái này bắn đại bắc cũng không tới người a à? ngươi nói có chút đạo lý hoa trần tấn nói nhưng là ta phòng nguyên chất lượng tốt nha ha ha có thể tốt bao nhiêu sáng sớm ta đã nhìn thấy hai mươi bảy nghìn đơn giá đừng nói ngươi có nhiều như vậy chia làm coi như không có cái giá tiền này cũng bán bất động lỗ thanh cười nói trần tấn vô đầu một cái ra vẻ áo nào nói ngươi nhìn ta đem việc này đều quên hết dứt lời Hắn liền vội vội vàng vàng chạy đến bên trong, ngồi vào máy tính trước mặt mở ra hệ thống bắt đầu sửa chữa. Lỗ Thanh liền cùng sau lưng hắn nhìn xem, chỉ gặp Trần Tấn đem bảy phòng nhỏ từng bộ từng bộ ấn mở, sau đó sửa chữa giá cả. 130m vuông 160m vuông có 3 bộ, bị đổi thành 24.000 đơn giá. 160m vuông 180m vuông có hai bộ, bị đổi thành 22000 đơn giá. Cuối cùng là hai bộ 225m vuông, khoa trương hơn, đơn giá trực tiếp bị hạ xuống 20.000 Ngoại trừ Lỗ Thanh bên ngoài, đồng thời còn có không ít người đang chăm chú vị này tiêu quan động tác, xem xét hắn hạ giá biên độ như thế lớn tất cả đều nhìn trận tròn mắt sinh chứng có hay không đầy năm năm còn có thuế doanh thu sao trả tiền phương thức có hay không yêu cầu tiếp nhận công quỹ tổ hợp vay sao trong phòng có hay không hộ khẩu có hay không quyền tài sản tranh chấp tất cả mọi người lập tức mồm năm miệng mười hỏi mở dễ dàng như vậy phòng ở muốn thành giao quá đơn giản a à? còn không tranh thủ thời gian hỏi thăm rõ ràng trước cùng lúc đó đông 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 một chuỗi tiếng bước chân chuyển đến chỉ gặp một người từ lầu hai chạy vội đi lên đôi đám người hô nhanh đều liên hệ khách hàng của mình hôm qua đăng ký đi lên bảy phòng nguyên giảm nhiều giá tuyệt đối tiện nghi người này chính là thủy tinh loan cửa hàng cửa hàng trưởng chu trí cương hắn gặp tất cả mọi người sững sờ nhìn xem mình không vui nói đều ngốc đứng đấy làm gì liên hệ hộ khách ta ta đến liên hệ chủ thuê nhà xác nhận tình huống tại tiếng la của hắn giới mọi người bắt đầu chuyển động chu trí cương lúc này mới nhìn thấy trần tấn người xa lạ này hắn tiến lên hỏi ngươi là nhà ai cửa hàng lỗ thanh xẹp miệng nói tháng trước tiêu quan trần tấn kia bảy phòng nhỏ liền là hắn đăng ký là hắn vừa mới tại cái này hàng giá chu trí cương kinh ngạc nói vừa hàng trách không được họp sáng sớm trước đó còn không có nhưng là vừa rồi ta vừa mở ra hệ thống đã nhìn thấy chu cửa hàng trưởng ngươi tốt trần tấn lúc này mới đứng dậy đáp cái này mới bộ phong nguyên làm phiền ngươi trọng điểm chú ý một cái đi cái giá tiền này cơ sở bên trên còn có đảm a à, ngươi cho rằng ngươi là chủ thuê nhà nha ngươi nói lại không tính lỗ thanh nhỏ giọng thầm thì nói còn có đảm chu lập vừa hưng phấn lập tức đáp cụ thể nói một chút trần tấn gật gật đầu từ mình trong túi công văn lấy ra một đống lớn tư liệu cùng giấy chứng nhận tất cả đều trải tại trong đại sành trên bàn trà hành động này để cửa hàng bên trong tất cả mọi người ghé mắt chú ý lỗ thanh cũng không ngoại lệ hắn tỏ nhất cái này xuất ra một đống lớn giấy tờ bất động sản tính chuyện gì xảy ra, cũng không thể liền là những phòng ốc này sinh chứng a. Chu cửa hàng trưởng, là như thế cái tình huống, chủ thuê nhà đã đem những phòng ốc này tất cả đều công chứng cho ta, để cho ta toàn quyền phụ trách, cho nên hệ thống bên trên điện thoại ngươi cũng không cần đánh, đó là của ta điện thoại." Trần Tấn nói, "Ngươi xem một chút đi, tất cả đều là đầy 5 năm phòng ở, quyền tài sản rõ ràng, không có hộ khẩu." Chu trí Cương nhíu mày cầm lên những cái kia giấy tờ bất động sản, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Từng cái đối chiếu quá khứ về sau, kết quả phát hiện thật đúng là cái này mấy bộ nhà sinh chứng. Cho nên Trần Tấn tiếp tục nói ra, cái này mấy bộ nhà giá cả tất cả đều là ta quyết định. Một mực chú ý bên này người đại diện nhóm nghe hắn nói lời này, tất cả đều không bình tĩnh, Lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại chuẩn con. chương một trăm tám mươi sáu vị này a di là một bất động sản người đại diện, trải qua sự tình ngoại trừ vô tận điện thoại tiêu giảng bên ngoài, khả năng liền là tại mang hộ khách nhìn phòng có mục đích về sau, hộ khách mở ra một cái ngay cả ngươi liền khịt mũi coi thường cảm thấy vô cùng buồn cười giá cả, lại như cũng không thể không hấp tấp chạy tới cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Sau đó, tại chủ thuê nhà lạnh lùng bên trong cái giày đòi hỏi, thẳng đến cuối cùng có một phương thỏa hiệp quá trình này nói đơn giản trên thực tế là cực kỳ thống khổ mà lại quá trình này thường xuyên sẽ cần một tuần thậm chí một tháng tại dài rằng giặc đàm đơn bên trong một đầu phải thừa nhận hộ khách thúc giục áp lực bên kia muốn đối mặt chủ thuê nhà cự tuyệt thậm chí chửi rủa đối với người đại diện tới nói quả thực liền là một trận tu hành cho nên khi trần tấn nói ra cái này mấy bộ nhà giá cả tất cả đều là ta quyết định thời điểm một đám người là hâm mộ và sùng bái là vô cùng minh mông một cái người đại diện có thể quyết định giá phòng còn có so đây càng chuyện hạnh phúc ca liền ngay cả chu Chí cương cũng ngồi xuống có chút tiêu hóa không được hắn câu nói này cái gì gọi là tao thao tác đây chính là đúng rồi chu cửa hàng trưởng trần tấn nói tiếp vừa rồi ta đổi giá cả ngươi cũng biết kỳ thật đã rất rẻ cho nên tận lực vẫn là tại cái giá tiền này trở lên thành giao chỉ cần là tại cái giá tiền này trở lên chủ thuê nhà nói có thể bí mật cho thành giao người đại diện một vạn khối hồng bao làm ban thưởng hắn không có hạ giọng mục đích đúng là muốn nói cho cái khác người đại diện nghe quả nhiên một đám người không có tại đứng tại chỗ mong mọi cùng trông mong mà là tất cả đều móc ra điện thoại bắt đầu liên hệ lên riêng phần mình hộ khách tới chủ thuê nhà cho hồng bao loại tình huống này cũng không tính như thấy nhưng vậy cũng là tại người đại diện giúp hắn bán được tương đối tốt giá cả hay là giúp phi thường cấp bách chủ thuê nhà trong khoảng thời gian ngắn thành giao mới có mà lại đồng dạng chủ thuê nhà cho hồng bao cũng chính là ngàn cái này trần tấn há miệng liền là một vạn đã so với bọn hắn thành giao một bộ nhà trích phần trăm đều nhiều người đại diện đều là thiết thực lại thất thần bị người khác vượt lên trước làm sao bây giờ lỗ thanh cũng không ngoại lệ hắn gần nhất thời gian kỳ thật không tốt lắm bởi vì mua bán nghiệp vụ tính đặc thù hắn tại lần trước đoạt được tiêu quan về sau đã hai tháng không có gì công trạng sản xuất coi như lần trước đoạt được tiêu quan cũng là dự lưu lại tờ đơn đồng thời tại cái kia giữa tháng khách hàng của mình toàn diện nợ hoa mới làm được hiện tại hắn vừa vặn ở vào hộ khách đức gãy kỳ như thế mấy bộ tiện nghi chất lượng tốt phòng nguyên đúng lúc là hắn một lần nữa tính gộp lại hộ khách thời cơ chu trí cương thì là cười khổ tán thắn nói trần tấn ngươi cái này cũng quá quá hắn quá nửa ngày kết quả phát hiện mình tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung đành phải tiếp tục cười có chút xấu hổ trần tấn lúc này mới hạ giọng nói chu cửa hàng trưởng tiếp xuống liền làm phiền ngươi để ý mỗi một bộ thành giao mặc kệ giá cả bao nhiêu ngươi cũng có năm nghìn khối hồng bao thế nào tuất yên tâm bao trên người ta đi chu trí cương rất nghiêm túc đồng ý Trần tấn hài lòng gật đầu cùng là người đại diện hạ tự nhiên rõ ràng nhất những này những người đồng hành cấp thiết nhất khao khát liền là kiếm tiền bất kỳ cái gì sự tình cho động lực cũng không sánh nổi thực sự tiền mặt tới ra sức thấy mọi người đều tại liên hệ khách hàng lại thêm vốn là giá cả rẻ tiền đồng thời còn có ngoài định mức hồng bao ban thưởng Trần tấn trong lòng minh bạch cái này mấy bộ nhà thành giao tốc độ tuyệt đối chậm không được nữa tiếp lấy hắn ngay tại thủy tinh loan cửa hàng bên trong đem cái này mấy bộ phòng ở ghi vào thành cá nhân hắn độc nhất vô nhị phòng nguyên chỉ cần những ngày phòng nguyên thành giao hắn liền có thể đạt được năm mươi phần trăm chia đồng thời đạt được tương ứng điểm tích lũy mà trước đó còn xoắn suýt với hắn ăn quá nhiều chia lỗ thanh bây giờ nhìn gặp hắn ghi vào độc nhất vô nhị cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì bởi vì trần tấn cam kết kia một vạn khối hồng bao so với cái kia chia muốn thực tế nhiều lắm từ thủy tinh loan cửa hàng sau khi ra ngoài đã là tới gần cơm chưa thời gian trần tấn không có trực tiếp lại mặt cửa hàng mà là đi trung tâm chợ một cái trong thương trường cửa hàng tầng bốn tất cả đều là tiệm ăn uống trần tấn tiến một nhà tiệm lầu đi tới tận cùng bên trong nhất tìm được đã đợi tại cái này khẩn khuyết Liên chờ trần tấn mỉm cười tọa hạ nói khẩn khuyết cười nói không có việc gì là ta mời ngươi chờ là hẳn là ngươi không cảm thấy hai người chúng ta người làm cho như thế xa lạ rất quỷ dị sao trần tấn hỏi a à, ta có phải hay không hẳn là nương đến ngươi trong ngực đi khẩn khuyết chế nhạo nói trần tấn gật gật đầu mở cái hoàng khang cũng không phải là không thể được nhà rốt cuộc chúng ta đều phụ khoảng cách tiếp xúc qua cũng đều là một máu làm sao đều hẳn là thân cận một điểm mới đúng chứ phụ khoảng cách một máu Khổng khuyết xứng sờ sau đó kịp phản ứng Trần nhìn trần tấn một chút đồ lưu manh nửa ngày khổng khuyết lại nói vô luận như thế nào vẫn là phải cảm ơn ngươi giúp ta tìm người có tiền lại có nhàn công việc ta tin tưởng khẳng định có rất nhiều người nguyện ý vì ngươi cung cấp loại công việc này a à? nói không chừng so phần công tác này cho còn nhiều đâu trần tấn hỏi có thể giống nhau a à? khổng khuyết tức giận nói những người kia an bài công việc sắp thực so nơi này cho nhiều nhưng lại đều muốn cầu ta ban đêm tăng ca tính toán ra ta ngược lại thua lỗ vậy nếu như ta cũng muốn cầu ngươi ban đêm tăng ca đâu trần tấn cười nói không khuyết nói ngươi trước đó cũng không có nói không tính toán gì hết a à, thất sách trần tấn ra vẻ hối hận hình cái này phục vụ viên bắt đầu bưng thức ăn lên bàn đáy nổi cũng đã đốt lên hai người liền bắt đầu ăn có chút trầm mặc cuối cùng vẫn là trần tấn mở miệng hỏi cái kia nô tổng hắn có hay không đã nói với ngươi thứ gì không có không khuyết lắc lắc đầu nói ta mới đến một ngày ngay cả mặt của hắn đều không có gặp ờ kia an bài ngươi làm chức vị gì trần tấn lại hỏi liền là văn viên đánh một chút tư liệu thu phát biêu kiện sao chép vật liệu loại hình chật 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 văn viên liền tiền lương hai vạn nhận ra tài vụ quả nhiên có tiền trần tấn cười nói không khuyết gật đầu đồng ý nói còn nuôi không ít người rảnh rỗi một đống lớn họ nô điểm ấy là trần tấn đã sớm đoán được từ ngô tiểu Vinh đến ngô cát lâm lại là ngô đông minh rất rõ ràng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên những người này nói không chừng đều là ngô đức dân thân thích loại hình mà ngô đức dân cũng nhất định có rất nhiều chuyện là thông qua những người này danh nghĩa để hoàn thành rốt cuộc bối cảnh của hắn tại kia cho dù là bị thai mà đi trồng trống cũng phải trước như thế che lại nói nói xong mấy câu nói đó trang diện lại lần nữa trầm mặc xuống thằng đến ăn xong hai người đều không nói gì thêm nữa cuối cùng tính tiền hai người cùng rời đi trần tấn mới nhịn không được hỏi vậy chúng ta hai tiếp xuống tính quan hệ thế nào ngươi nghĩ tính quan hệ thế nào đâu Khổng khuyết cười cũng không thể là bao bạn a à. vậy quá lung túng trần tấn cười hát hát nói không khuyết khinh thường nói không nghĩ tới ngươi mặc dù xấu xí nghĩ đến ngược lại là rất đẹp ta trần tấn khó có thể tin nói xấu xí xin hỏi vị này a di ngươi là lúc nào mù à. a a di ta rất già sao không khuyết trong nháy mắt liền muốn bạo cậu trần tấn cười ha ha quả nhiên nữ nhân tử Việt đều là tuổi tác không khuyết buồn bực đến phất tay muốn đánh bị trần tấn bắt lấy lấy cổ tay chậm rãi nói nhuận ra tài vụ nước rất sâu ngươi tự giải quyết cho tốt đi tương lai có cơ hội ta lại đem ngươi lấy ra Ừm, chờ có một ngày như vậy rồi nói sau không khuyết đáp lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại Chuẩn con chương một trăm tám mươi bảy lại tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ n đến lại đã nghiền còn không có áp lực không khuyết không phải loại kia ngực to mà không có nào nữ nhân ngực của nàng xác thực không nhỏ cái này có tài có tư cách xử lý trước đó nghề bất quá đầu góc của nàng cũng cực kỳ linh quang nếu không tại cái này trong kinh doanh làm sao có thể còn giữ lại đồng trinh trước đó nghề nghiệp cũng quyết định nàng đối với những này phương diện nam nhân có cực kỳ cực mạnh sức quan sát rốt cuộc nàng thu phí không thấp cũng không phải cái gì rượu cục đều sẽ mời nàng nhất là nàng còn minh sắc biết ngô đức dân thân phận đối với hắn đem mình chiêu tiến nhuận ra tại vụ dụng tâm thì càng minh bạch kỳ thật nàng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là cự tuyệt chỉ bất quá quỷ thần xui khiến nghĩ đến là trần tấn an bài nàng liền thuận theo thượng như trần tấn nói đồng dạng dù sao cũng là một máu làm sao có thể trong lòng một điểm gợn sóng đều không có nàng cũng không phải hà lan nữ nhân mà lại nàng còn cực kỳ thông minh cứ việc mới đến nhuận ra tài vụ một ngày nhưng nàng cực kỳ chủ động đang tìm việc để hoạt động đem so với nhiều như vậy ăn không ngồi rồi người quản sự luôn luôn hy vọng có người chân chính làm việc cho nên cũng cho nàng không ít chuyện làm những văn kiện kia cùng biêu kiện bên trong dấu vết để lại không ít khi trần Tấn nói muốn có cơ hội mới có thể đem nàng làm đi ra thời điểm nàng liền hiểu được ẩn ẩn cảm giác ra bản thân khả năng quấn vào một cái nàng nguyên bản không có bất cứ cơ hội nào chạm đến vòng xoáy khổng khuyết không có sợ hãi cùng lùi bước tương phản nàng cực kỳ hưng phấn thậm chí cực kỳ cảm tạ trần tấn cho nàng loại cơ hội này nếu như không phải có loại này hùng tâm trang trí nàng làm gì muốn làm gì cái gọi là thương vụ quan hệ xã hội còn không cũng là bởi vì cái nghề nghiệp này có thể giúp nàng tiếp xúc đến một chút ở vào kim tự tháp đỉnh người a cùng trần tấn tạm biệt sau khi tách ra khổng khuyết lập tức trở về đến nhuận ra tài vụ đi làm tiểu khổng ngươi vừa rồi chạy thế nào đến nhanh như vậy ta đi nhà vệ sinh công phu ngươi liền không còn hình bóng vốn đang nói dẫn ngươi đi ăn cơm tây đâu nô cắt lâm lắc tiến phòng làm việc của nàng cười nói khổng khuyết cười nói ta trước đó công ty còn có chút sự tình không xử lý tốt cho nên vừa rồi chạy đi xử lý một chút cảm ơn ngươi hảo ý nha nô cắt lâm nói phải không chúng ta ban đêm cùng nhau ăn cơm a à? đông giang quốc tế phản điếm tầng cao nhất xoay tròn phong ăn thế nào khổng khuyết vẫn như cũ cự tuyệt nói ta gần nhất tại giảm béo đều không ăn cơm tối ta có hai tấm buổi hòa nhạc phiếu ban đêm cùng đi xem thế nào nô cắt lâm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi sợ là không được nha ta đêm nay còn có cái lớp huấn luyện muốn lên đâu khổng khuyết tiếc nuối nói gặp nàng khó chơi nô cắt lâm cũng có chút đau đầu kia. Lần sau lại tìm cơ hội đi. Nói xong, lúc này mới đi ra ngoài. khẩn Khuyết khinh bị nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, lần sau. Tiếp sau đi. Cùng loại dạng này ong bướm khẩn Khuyết không biết đổi qua bao nhiêu con, bằng Ngô Cát Lâm đạo hạnh làm sao có thể bắt được. Chỉ bất quá trong thoáng chốc, khẩn Khuyết không tự chủ nhớ tới khuya ngày hôm trước phụ khoảng cách tiếp xúc, Trần Tấn khuôn mặt trong đầu vô luận như thế nào đều vung đi không được. Đây chính là cái gọi là coi như hóa thành cho ta đều biết người a. khẩn Khuyết bởi vì Ngô cắt Lâm mà hủy đi tâm tình đột nhiên liền sán lạ Trần Tấn ngồi tại trên xe taxi, cũng còn không tới cửa hàng đâu, hoạt điểm dạ đã nhắc nhở lại tới trước tại giá thấp thêm hồng bao song trọng bờ uff ra chỉ dưới thủy tinh loan phòng ở đã bán mất một bộ là một bộ một trăm bảy mươi ba m hai lớn bình tầng mà lại giá sau cùng so với hắn quy định hai mươi hai còn phải cao hơn không tốt đạt đến hơn hai mươi ba một trăm tổng giá trị bốn trăm vạn bởi vì tổng giá trị đạt đến bốn trăm vạn cho nên thủy tinh thành cửa hàng bên kia trực tiếp bắt đầu dùng cấp cao trưng cầu ý kiến phí cho hộ khách một cái chiết khấu về sau thu thuê sáu vạn ba vạn công trạng thêm hai trăm điểm tích lũy tới tay liền là đơn giản như vậy mà lại trần tấn vừa mới đến cửa hàng còn chưa kịp vào cửa đã nhìn thấy lý đĩnh bồi tiếp mấy người đi tới cười nhẹ nhàng hiện nhiên tâm tình vô cùng tốt trần tấn trực tiếp lại lấy điện thoại cầm tay ra đến xem lần này là ngoại trừ hoạt điểm dạ đã nhắc nhở bên ngoài còn có tào lý lương bảy gửi tin tức chúc mừng thanh hòa huyện cửa hàng trần tấn tháng này mới ký thứ mười đơn trở thành năm nay cái thứ nhất đơn tháng ký kết đạt tới hai chữ số người đại diện thuộc hạ thành ra một thu hoạch được điểm tích lũy tháng bốn năm bảy không điểm chờ lý đĩnh đưa tiến hộ khách về sau trần tấn đối với hắn hỏi ký cái đại đan lý đĩnh đắc ý gật đầu nói bích hải hiên tầng cao nhất tiểu vào tầng vạ và thu thuê đâu trần tấn lại hỏi lý đĩnh cười đến càng thêm hoàn ngạo nghê nói Ta cũng không thể lãng phí lũng đoạn ưu thế a. Cấp cao trưng cầu ý kiến phí, thu 2%, 9 và 4. Trần Tấn ở trong lòng tính toán một chút, kinh ngạc đến phát hiện chỉ cần những này tờ đơn tất cả đều tại tháng này bên trong hoàn toàn hợp đồng ký kết, hắn công trạng liền có thể vọt tới sáu bảy vạn con trừng. Hôm nay mới số 12 mà thôi, tháng này còn thừa lại hơn phân nửa thời gian đâu. Không chỉ có như thế, ngày mai sẽ là thứ hai. Bởi vì Tào Lý Lương đối với hắn xử phạt đã sớm bị bỏ, cho nên hắn ngày mai còn muốn đến tổng bộ trên ngang tham gia xác định đẳng cấp khảo thí. Đồng thời không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Tào Lý Lương đã cùng nhân lực tài nguyên bên kia chào hỏi hắn trực tiếp tham gia thâm niên người đại diện khảo thí chỉ cần khảo thí thông qua hắn trích phần trăm điểm liền có thể trực tiếp để cao 2%, đặt ở cái này cao công chẳng dưới ích lợi cực kỳ khả quan tối hôm đó trần tấn mời trương diệp lý lĩnh cùng phương cường cùng một chỗ chạy tới lao toán tiệm ăn bên trong hủ bại nguyên bản hắn cũng hô trần du nhưng là trần du lại nói mình muốn tham gia một người sinh viên đại học lập nghiệp vấn luyện toa đàm cho nên không thể tới tại cúp điện thoại trong ngay mắt trần tấn tâm tình hiện lên một kia vẻ lo lắng lập tức liền bình thường trở lại hắn đã không còn là cái kia vì đoạt một phần công liền cần cùng người hậu đại bi thảm thiếu niên hắn có sự nghiệp của mình sự phấn đấu của mình phương hướng cùng mục tiêu cuối cùng mà trần du cũng đã không còn là cái kia chạy nước mui theo đuôi, nàng là sở nam đại học mỹ nữ cao tài sinh có mình việc học cùng cuộc sống của mình tự để nàng đi đến thuộc về nhân sinh của mình quy tích trần tấn cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất sau khi cơm nước xong mặt khác ba cái người cũng đã uống đến thất điên bắt đảo nhưng là trần tấn bởi vì trong lòng cất giấu tâm sự ngược lại càng uống càng là thanh tình hắn về đến trong nhà theo thói quen cua trong bồn tám bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ không khuyết cũng từng dùng đồng dạng tư thế ngâm mình ở bên trong vậy nên là cỡ nào lệnh người hết mạch phúng trương chàng diện đâu chỉ tiếp cầm một máu thì thế nào kết quả là còn không phải phải dựa vào ngũ cô nương đến giải quyết tình mình chỉ bất quá hôm nay trần tấn bi thảm phát hiện hắn có chút bất mãn đủ cùng ngũ cô nương phục thị nhớ kỹ có một trong bài hát đã từng hát từng tới ngũ cô nương chỗ tốt là lại tiết kiệm tiền đến lại đã nghiền còn không có áp lực trần tấn cảm thấy hoàn toàn liền là nói nhảm tiết kiệm tiền ngược lại là thật không có áp lực cũng là thật nhưng là đã nghiền ở đâu quả thực liền là nói nhảm được chứ cái gọi là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon trần tấn chầm chậm bắt đầu hiểu thành cái gì anh hùng khó qua hải mỹ nhân ngay tại hắn điên cùng để ngũ cô nương phục thị hắn lần thứ ba thời điểm nương theo lấy nước trong bùn tắm tiêu bước lên đặt tại bên trên điện thoại đột ngột văng lên thảo trần tấn toàn thân khẽ run rẩy cũng không có cảm thấy hết thể trước mắt đều đã mất đi ý nghĩa mà làm ăn to ai mẹ hắn lúc này gọi điện thoại đến lao tử nhất định phải làm chết ngươi sau đó hắn phẫn nộ cầm điện thoại di động lên xem xét ngây ngẩn cả người lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm tám mươi tám tỏ tình uy chuyện gì trần tấn nhận điện thoại tới hỏi tường nghệ hàm không vui nói ngươi còn hỏi ta chuyện gì trần tấn ta nhìn ngươi đại khái là không muốn làm a à? Ta để ngươi làm sự tình, ngươi làm sao đến bây giờ đều không làm tốt. Hải Thịnh tổng giám đốc không phải còn chưa có trở lại a? À? Ngươi gấp cái gì?" Trần Tấn hỏi ngược lại. "Không trở về." Tường Nghệ hàm cười lạnh nói, nhìn đến ngươi vị kia chồng hờ vợ tạm cực kỳ không đáng tin cậy mà. "Ta cho ngươi biết, Hạ Dương Phi bây giờ đang ở gạ gạ quậy rượu chiêu Đài Chu lập Hải đâu. Làm không tốt đêm nay bọn hắn liền sẽ đem hợp đồng ký rơi, ngươi chậm một bước nữa, liền đợi đến khóc đi. Trở về rồi." Trần Tấn nhữ mày lại nghĩ đến, chẳng lẽ cung sán lần trước nói với chính mình lão? Không có lý do a. À? Dạng này đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt trong lòng tự hỏi trần tấn đồng dạng mắng trả lại tường đại tiểu thư tin tức của ngươi đủ linh thông sao ngay cả loại chuyện này đều có thể thăm dò được vậy ngươi vì cái gì không tự mình ra tay cái này tường nghệ hàm trần chờ một chút không kiên nhẫn nói cái này không cần ngươi quan tâm ngươi đem ngươi nên làm sự tỉnh làm tốt là được rồi nhớ kỹ ngươi vì quy thao tác chứng cứ đều trong tay ta cúc điện thoại về sau trần tấn rất là nổi nóng tường nghệ hàm tựa như là quả bom hẹn giờ bình thường tùy thời tùy khắc cũng có thể sẽ bạo tạc mà lại càng làm cho hắn nổi giận sự tỉnh chu lập hải đã từ về nước sự tỉnh cung sán vợ ơ mà không có nói với mình nàng muốn làm gì trần tấn đang chuẩn bị gọi điện thoại tới chất vấn cung sán đâu không nghĩ tới cung sán lại trước đánh tới lao chu trở về nước bây giờ đang ở gạ gạ quầy rượu để cho ta đi qua đâu cung sán lo lắng nói trần tấn trầm giọng hỏi hắn là trở về lúc nào không biết ta là hắn tình nhân lại không là lao bà của hắn hắn cũng không biết cái gì sự tình đều cùng ta báo cáo à. cung sán bất đắc dĩ nói nghe nàng kiểu nói này trần tấn cũng là cảm thấy bình thường nam nhân vì sao lại bỏ được dùng tiền ở bên ngoài bao nuôi tình nhân đồ không phải liền là cái hô chi tắc đến huy chi tắc thứ, sống lời dễ nghe không dính người a à? Muốn liền là cái này, rất đơn thuần tiền sắp giao dịch thôi, không có ngươi tình ta yêu tạp chất ảnh hưởng. Vậy ngươi đi đi. Hạ Dương Phi cũng tại kia, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn đạt thành hợp tác. Trần Tấn dặn dò một câu, cúp điện thoại. Sau đó suốt cả đêm, Trần Tấn đều có chút thấp thỏm. Chu Lập Hải về nước khẳng định còn không bao lâu, Hạ Dương Phi nhanh như vậy liền dám vào, rõ ràng rất cấp bách mà lại nhất định phải được. Tựa như tưởng nghệ hàm nói đồng dạng, làm không tốt đêm nay là có thể đem hợp đồng định ra bên trong. Cung sán coi như đi, lấy thân phận của nàng, chỉ sợ cũng là ngăn không được đến lúc đó sự tình thất bại tưởng nghệ hàm vạn nhất thật dẫn đến cái nhất phách lương tán trần tấn liền lành lạnh tuy nói còn có ngô đức dân cái này một mối liên hệ tại nhưng trần tấn cũng không dám hứa chắc tại mình còn không có chân chính thể hiện ra giá giá trị trước đó ngô đức dân sẽ nguyện ý xuất thủ bảo vệ chính mình trần tấn thẳng đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiết đi trời chưa sáng lại tỉnh cung sán bên kia cũng vẫn luôn không có hồi âm để hắn có chút lo sợ bất an Rơi dương một bên rửa mặt trần tấn vừa nghĩ nhìn đến tưởng nghệ hàm sự tình vẫn là đến sớm một chút giải quyết hết mới được loại này không ổn định nhân tố là không cho phép tồn tại thế nhưng là tưởng nghệ hàm đã đều có thể như vậy kịp thời thăm dò được hạ dương phi hành tung nàng có năng lượng cũng không thể xem thường nên làm cái gì bây giờ hạ tử trong tủ lạnh cầm sữa bỏ bánh mì loại hình đồ vật ăn sau đó theo thói quen lấy ra điện thoại nhìn lại sau đó kinh ngạc phát hiện bên người liền có một cái màu đen trong tròn kia là đại biểu chu lập hải nhà đầu tư thân phận nhan sắc nhìn đến tối hôm qua chu lập hải là tại cung sán cái này qua đêm chỉ bất quá bây giờ thời gian còn quá sớm chu lập hải hẳn là còn ở ngủ say bên trong tất cả cảm xúc giá trị đều là không không thể nào phán đoán tình huống làm cho trần tấn đi làm cũng không tâm tư gì một mực đang chú ý chu lập hải tin tức mãi cho đến hai giờ chiều tả hữu chu lập hải cùng cung sán cảm xúc giá trị mới sinh động trần tấn cũng lập tức liền chú ý lao chu uống trang chén nước đi tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy nhất định cắt nước cung sán rót chén nước đưa cho chu lập hải hắn tựa ở đầu giường đem cái chén nhận lấy uống một hơi cạn sạch sau đó liền hiển nhiên một điếu thuốc lá quất thần sắc có chút sầu lo làm sao sầu mi khổ kiểm nước ngoài không dễ chơi cung sán ân cần nói chu lập hải lắc đầu nói đừng nói nữa lúc đầu chuẩn bị đi hai tháng Ai biết trong công ty xảy ra chuyện, làm cho ta liền vội vội vàng vàng làm trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy? Cung Sán ngồi tại trước bàn trang điểm hóa thành trang, giả bộ vô ý nói, "Chu Lập Hải vốn định mở miệng, nhưng là trong nháy mắt dừng một chút, lại ngậm miệng không nói. Cung Sán thông qua tấm gương phản quang nhìn hắn sắc mặt, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Mặc dù Chu Lập Hải cho nàng bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng lại cho tới bây giờ đều không ở trước mặt nàng đảm trong công ty sự tình. Ngẫu nhiên mình lắm mồm hai câu, sẽ còn bị hắn quát lớn dừng lại. Nhưng là tối hôm qua gặp được Hạ Dương Phi, mà lại cùng chu lập hải hai người châu đầu ghé hai trò chuyện tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ để cung sán có chút không chắc tối hôm qua chiêu đãi ngươi lão bà kia gọi là hạ tổng a ta nhớ được ngươi lần thứ nhất đi gạ gạ liền là hắn mang tới đâu nàng cười nói chu lập hải cũng lộ ra mỉm cười đúng ở ơ ý a à. ta trước kia cho tới bây giờ đều không đi qua loại kia trường hợp không nghĩ tới lần thứ nhất đi liền bị ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly tinh cho câu được không không hẳn là ta bị ngươi thành thục ổn trọng khí chất mê hoặc mới đúng thì hỉ cung sán đáp chu lập hải nhìn một chút nàng chế nhạo nói chẳng lẽ không phải bởi vì tiền trong túi ta a à? vậy ngươi liền sai cung sán ra vẻ hờn rồi, nói câu khoác lác muốn cho ta tiêu tiền người cũng không ít nhưng ta cũng chưa chắc ai tiền đều muốn nhà không phải đêm hôm đó cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi già qua đêm trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không đi ra đài đâu như thế thật chu lập hải cũng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy cung sán lúc trắng cảnh còn có mình để cung sán ra sân khấu lúc nàng nhăn nhó hơi hờn trạng thái hạ dương phi dẫn hắn đi thời điểm liền đã minh xác nói cho hắn biết cung sán là đầu bài bồi tử nữ không ra sân khấu nếu mà muốn liền phải nhìn chính hắn bản sự nhưng chỉ có cung sán mới rõ ràng kia là hạ dương phi trước đó liền để yến tử dặn dò qua nàng làm như vậy rốt cuộc trích có nam nhân mới hiểu rõ nhất nam nhân cấp độ sâu nhu cầu mà không có dục cầm cố túng muốn cự còn nên lại ở đâu ra mong muốn mà không thể được lao chu có câu nói ta nói ngươi cũng đừng sinh khí cung sán nói khẽ chu lập hải gật gật đầu không có việc gì ngươi nói đi cung sán thở dài đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười ôn nhu nói ta biết bởi vì kinh nghiệm của ta ngươi có thể sẽ xem thường ta cũng có thể sẽ cảm thấy giữa chúng ta đơn giản liền là trận giao dịch mà thôi nghe nàng tiểu nói này chu lập hải nghiêm túc nhìn về phía nàng trở lấy câu sau của nàng cung sán tiếp tục nói nhưng là chuyện cũ kể thật tốt 10 năm tu được cùng tiến độ trăm năm mới có thể tu được chung gối ngủ đây này một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm nhìn xem ngươi vì công ty như thế vất vả ta cũng sẽ đau lòng đây này người không phải có cây ai có thể vô tình cung sán đột nhiên xuất hiện tỏ tình để chu lập hải cũng hơi xúc động nhưng hắn vẫn là dưới đáy lòng nhắc nhở lấy mình hắn cùng cung sán quan hệ trong đó lại như thế nào tô son chắc phấn duy nhất mối quan hệ đều chỉ có thể là tiền tài cung sán nhìn kỹ cặp mắt của hắn cũng mơ hồ đoán chúng ý nghĩ của hắn lại nói ta trước kia cũng nhận biết không ít khách nhân, các ngành các nghề đều có. ngươi khó xử sự tình, ta nói không chính xác có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chu Lập Hải nghe, cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Cung Sán trong lòng thật nhanh tự hỏi, trên mặt bất động thanh sắc, cuối cùng nói ra, rốt cuộc việc buôn bán của ngươi càng làm càng lớn, ta có thể được đến, mới có thể càng ngày càng nhiều mà. Lấp lánh chuyện cuồn cuộn bởi Huyền lịch ở tại truyền con. chương 189, không như mà hợp. Ta chính là một cái không có bản lãnh gì nông thôn nữ hải, trước kia là không có dựa vào, hiện tại có, đương nhiên hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn để cho ta dựa vào số dưới. Cung Sán nói, liền đem tay chậm rãi tiến vào trong chăn, chưa đến cái nào đó ý nguyên sung huyết bộ vị. Tối hôm qua Chu Lập Hải uống rượu say mềm, về đến nhà đương nhiên không còn khí lực lại làm những gì xấu hổ sự tình. Hiện tại giữa trưa, ngược lại là hắn thích nhất vận động thời gian. Kéo màn cửa sổ ra, trời sang trăng sẽ để cho hắn có loại dị dạng kích thích cảm giác. Hắn khẽ vươn tay liền đem Cung Sán cho ôm đến trên giường, sau đó đem đầu của nàng ấn xuống đi, để nàng ấp há ấp úng. Trần Tấn Cao mày nhìn xem Chu Lập Hải cảm xúc giá trị, đầu tiên là sầu lo giá trị tiêu thăng đến chín mươi, sau đó là vui sướng giá trị lên tới hơn sáu mươi cuối cùng là dục vọng giá trị trong nháy mắt nhảy đến 97. Hắn lại xem xét 3D địa đồ, chỉ gặp cung sán cùng hắn hai người là hoàn toàn nặng chồng lên nhau, không khỏi im lặng. Cái này Chu Lập Hải, đến cùng là có nhiều thích ban ngày tuyên ý INA. Trần Tấn nhà rảnh, thắt đi địa đồ. Hắn cũng không có loại này ác thú vị, nhìn trộm Chu Lập Hải cùng cung sán gian tình đâu, mà lại đã tưởng nghệ hàm đến bây giờ đều không có gọi điện thoại đến, vậy đã nói rõ Hạ Dương Phi cùng Chu Lập Hải hợp đồng còn không thành. Cung sán giờ phút này cũng cùng với Chu Lập Hải, xong việc về sau nên sẽ có tin tức. Đại khái qua sau một tiếng rưỡi, trần tấn đã nhìn thấy chu lập hải mẹ xe đét dê cấp lái ra khỏi cư xá rời đi cùng lúc đó cung sán điện thoại cũng tới lao chu công ty hạng mục bởi vì bản vẽ có hai cái địa phương không phù hợp quy định cho nên trước mắt hắn còn không cầm tới quy hoạch giấy phép không có cách nào khởi công không thể khởi công hắn cùng kiến trúc thương hợp đồng liền khẳng định ký không xuống cung sán trực tiếp đối trần tấn báo cáo minh bạch trần tấn gật gật đầu hỏi tiếp ngươi không phải nói hắn không cho ngươi hỏi công chuyện của công ty a à? ngươi làm sao đột nhiên biết đến rõ ràng như vậy ta là nữ nhân tự nhiên là dùng nữ nhân biện pháp không nói gặng ngươi ta hiện tại còn để trần đâu Ha ha cung sán đương nhiên cười nói vừa nghĩ tới vừa rồi từ hoạt điểm trên da đa nhìn thấy chẳng diện trần tấn đã cảm thấy có chút xấu hổ ứng tiếng biết chờ tin tức về sau liền lập tức cúp điện thoại sau đó trần tấn lập tức ở trên máy vi tính bắt đầu thẩm tra lên chu lập hải hải thịnh bất động sản hiện nay bất động sản thị trường đã sớm không giống đã từng như thế hỗn loạn tương mừng lúc ấy loại kia chỉ cần gần lớn vay bút khoản tử liền có thể tay không bộ bạch lang thời gian một đi không trở lại thay vào đó là quy phạm hóa trong suốt hóa hòa thanh tích hóa hoàn thiện chế độ cùng giám thị đường tắt tại chính phủ công kỳ trên mạng vô luận là công ty vẫn là hạng mục rất nhiều tin tức cũng có thể bị thẩm tra đến trần tấn tại một đống lớn hạng mục bên trong kiên nhẫn tìm được hải thịnh bất động sản phía dưới hạng mục phượng hoàng thành phượng hoàng thành hạng mục ở vào đông giang thành phố phía tây thính đảo khu cánh bắc lại nhiều ra ngoài một cây số liền không thuộc về chủ thành khu phạm vi xem như cái tương đối vắng vẻ vị trí hạng mục tổng hộ số năm một trăm hai mươi bộ trong đó ba mươi năm tòa 18 tám tầng tổng cao tiểu cao tầng mỗi tòa hai cái đơn nguyên tổng cộng năm bốn mươi bộ trung cư ngoài ra còn có bốn mươi tòa tổng cộng tám mươi bộ sắp xếp phòng là cá thể lượng khá lớn hạng mục đồng thời căn cứ đăng ký biểu hiện hải thịnh bất động sản công ty thành lập vẫn chưa tới một năm hạng mục này là nên công ty tại đông giang thành phố cái thứ nhất hạng mục mà lại đã được duyệt quay đất thời gian vừa vặn liền là tại quốc gia ban bố hạn mua hạn vay chính sách hai tháng trước cái này khó trách trần tấn nghĩ đến chu lập hải cũng là khách bên ngoài xâm nhập đông giang thành phố mục đích hẳn là nghĩ dựng vào hai năm này tỉnh lỵ bồng bột phát triển đi nhờ xe đến kiếm một chiến canh chỉ bất quá người tính không bằng trời tính chu lập hải vừa mới đem đất cầm xuống tới liền đụng phải hạn mua hạn vay tân chính ra sân khấu làm cho sức đầu mẹ chán ngay cả ngân hàng vay cũng là gần nhất mới vừa vặn phê xuống tới trần tấn suy nghĩ lấy nhìn như vậy tới chu lập hải trước đó lớn thời gian nửa năm cũng đều là đang cùng ngân hàng liên hệ còn đến không kịp khơi thông cái khác con đường cho nên mới có lần này bị kẹt phê văn xấu hổ tình huống trước đó trần tấn mặc dù cũng suy đoán qua hải thịnh bất động sản tình huống nhưng không có lần này trực tiếp thẩm tra tin tức tới cụ thể cùng cẩn thận nguyên bản vẫn đang trong lòng của hắn tính toán kế hoạch cũng tại làm rõ những này về sau càng ngày càng cố có tính khả thi nghĩ đến cái này trần tấn liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại kia chiếu ngươi nói như vậy chúng ta cái này nô đại công tử không đi hoạn lộ ngược lại thành cái siêu cấp đại hoàng lưu rồi thái càn khôn cười nói thật đúng là có ý tứ đúng ngươi lần trước nói cái kia người đại diện liền la đoán chúng những chuyện này cái kia làm gì không liên lạc một chút có thể kéo liền kéo qua nhà còn sợ ta nuôi không sống hắn ký húc quang cười nói ngươi chính là nóng vội hắn hai ngày này cùng nô đại công tử thân nhau đâu chúng ta hiện tại lôi kéo hắn nô đại công tử sẽ nghĩ như thế nào chúng ta tại đông giang thành phố đột phá khẩu coi như ở trên người hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ làm sao ngươi biết hắn cùng nô đức dân thân nhau tìm ngươi theo dõi hắn rồi thái cản Khôn hiếu kỳ nói ký húc quang nói còn theo dõi đâu ngươi cho rằng là điện ảnh a còn có tham tử tư loại chuyện này cha một chút hắn trò chuyện ghi chép liền biết vừa vặn ta tại thông tin công ty có người quen hắn tiếp lấy nói ra loại thời điểm này chờ hắn tìm ta so ta tìm hắn phải tốt hơn nhiều Tôi đi ngươi cũng nói hắn dựa vào ngô đại công tử còn có thể tới tìm chúng ta thái Cản khôn khinh thường nói không giống nói lớn chuyện ra hắn xem như đồng hành của chúng ta chắc chắn sẽ có sự tỉnh tìm tới trên đầu chúng ta huống chi ta lần trước đã cho hắn danh thiếp giống ta dạng này nhân mạch hắn không thể lại từ bỏ ký húc có nói thái càn khôn xẹp xẹp miệng thật có ngươi nói như vậy nguy hiểm a à? hắn khẳng định sẽ liên hệ ta ký húc quang tự tin nói chuyện sớm hay muộn lời còn chưa dứt ký húc quang điện thoại di động văng lên hắn cầm lên nhìn một chút đắc ý hướng thái càn khôn lung lay sau đó liền nhận tiểu trần chào ngươi chào ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì sao ký húc quang nhiệt tình nói trần tấn đáp kỳ lão bản ngươi tốt cũng không có việc gì liền là hỏi một chút ngươi chuyển vào đến không có nếu như chuyển vào tới ta còn phải bồi tiếp ngươi bên trên vật nghiệp đi đăng ký một chút chủ nhà thay đổi rốt cuộc thuộc về chúng ta phục vụ nội dung bên trong ta không thể qua loa nhà. Chắc không được lần trước sẽ có người cho ngươi đưa cờ thường đâu Kỳ Húc có nói, liền ngươi cái này thái độ làm việc, đáng đợi ngươi công trạng cao nha. Bất quá ta còn không mang vào đâu." Kỳ lão bản nói đùa. "Vậy chờ ngươi mang vào thời điểm nói cho ta một tiếng đi." Nói xong, Trần Tấn vừa định treo, nhưng là kỳ hút Quang lại nói, "Đúng rồi, ngươi đêm nay có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Ta có người bằng hữu, cũng chuẩn bị tại Đông Giang mua phòng nhỏ. Những cái kia quá trình cái gì, ta cũng nói không rõ ràng, nghĩ mời ngươi tới nói cho hắn giảng. Trần Tấn làm sao không chịu, cùng Kỳ Húc Quang đã hẹn thời gian địa điểm về sau, liền lên đường chạy tới trung tâm thành phố, thuận tiện đi tổng bộ tham gia xác định đẳng cấp khảo thí bên này thái càn không nhớ mày đối kỳ húc quang hỏi ta nói lao kỳ ngươi nói bằng hữu sẽ không phải là ta đi ta cũng không phải không chỗ ở vá ngươi lại này hội sở ở gần một tháng a một vạn năm một ngày lại thêm ngươi tiêu phí bỏ ra có thể có hơn một trăm vạn liền sẽ không cho lao đầu nhà ngươi tiết kiệm một chút ký húc quang cười mắng ta nếu là có ngươi con trai như vậy còn không bằng năm đó bắn tới trên tường được rồi ừ tiền là kiếm ra được cũng không phải tiết kiệm ra thái càn không tuyên dương hắn ngụy biện ký húc quang bất đắc dĩ lắc đầu đối cái này bạn thân xa xỉ không có biện pháp lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại chuẩn con Chương 190, xin nhờ mị lực của ta cứ như vậy lớn sao? Thiên thự Tập đoàn cùng Kim Hạ Tập đoàn cạnh tranh từ xưa đến nay, từ lúc trước tất cả mọi người vẫn chỉ là một cái thi công đội thời điểm, cũng đã bắt đầu. Về sau hai cái tập đoàn dần dần phát triển lớn mạnh, Kim Hạ Tập đoàn nghiệp vụ trọng tâm khuynh hướng phổ thông nơi ở, tại Sở Nam tỉnh Bắc Bộ các nơi thành phố chiếm cứ. Mà Thiên thự Tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ thì là ở chỗ tiếp nhận các loại chính phủ công trình, cơ hội lũng đoạn Sở Nam tỉnh Nam Bộ thị trường. Chỉ bất quá phổ thông nơi ở hạng mục bọn hắn mặc dù cũng làm, nhưng là ít lợi lại từ đầu đến cuối không như ý muốn rốt cuộc đông giang thành phố cái này tỉnh lỵ ở vào sở nam tỉnh bắc bộ từ nó phóng xạ kéo theo khu vực giá phòng tốc độ tăng cùng quân giới đều cao hơn nhiều nam bộ nguyên bản ngươi đi ngươi dương quan đạo ta qua ta độc bộ mạnh nhiều năm qua mặc dù trận có cạnh tranh nhưng cũng đều là có khống chế phạm vi nhỏ tranh chấp thế nhưng là hai năm này đông giang thành phố phát triển thật sự là quá mức tấn mãnh tại vô số hạng mục lôi kéo dưới đông giang thành phố vô luận là thường ở nhân khẩu vẫn là thành khu diện tích đều tại trên phạm vi lớn gia tăng nhất là phổ thông nơi ở hạng mục càng là toàn diện nợ hoa tương ứng kim hạ tập đoàn cũng bởi vì nhiều năm tính gộp lại nổi tiếng mượn cỗ này gió đông nhảy lên trở thành sở nam trong tỉnh số một siêu cấp kiến trúc nhà đầu tư hiện tại đã đem thiên thự tập đoàn cho bỏ lại đằng sau thiên thự tập đoàn trưởng môn nhân thái hồng phi đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận cục diện như vậy thế là kỳ húc quang liền trở thành hắn vào đông giang thành phố viên thứ nhất cái đinh điệu thấp bí ẩn không người biết đến chỉ tiếc lại thế nào cẩn thận kim hạ tập đoàn cũng vẫn là có phát giác rốt cuộc thiên thự tập đoàn đây là muốn tại kim hạ tập đoàn trong đại bản doanh làm mưa làm gió nha cho nên kỳ húc quang tại đông giang thành phố trình tự mặc dù thả rất chậm nhưng vẫn là đi lại duy gian thẳng đến quen biết ngô đức dân đồng thời thăm dò rõ ràng bối cảnh của hắn về sau ý nghĩ của hắn mới rõ ràng chỉ bất quá ngô đức dân đối với kỳ húc quang chủ động tới gần có chút như gần như sao ý tứ thái độ một mực cực kỳ mập mờ hắn cũng là nghĩ tại hai đại trong tập đoàn mọi việc đều thuận lợi thế là trần tấn cứ như vậy không hiểu thấu đi tới kỳ húc quang ánh mắt nhất là tại phát hiện hắn cùng ngô đức dân có trực tiếp liên hệ về sau kỳ húc quang liền càng thêm kiên định cái này đường đi mà lại cái này người đại diện một chút luận điệu cũng làm cho kỳ húc quang cảm thấy thú vị mà kinh ngạc trần tấn cao mày ngồi tại trên xe taxi nhìn xem chung quanh san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng có chút không rõ ràng cho lắm ký húc quang cùng hắn ước trừng địa phương tại đông giang mới thành trước lúc này trần tấn chưa từng tới bao giờ khu vực này nhưng là hắn lại nhớ kỹ cái này mới mới xây không đến 3 năm khu đang phát triển hiện nay giá phòng đã tiêu thăng đến năm sáu vạn quân giới quý nhất tòa nhà thậm chí có thể bán được hơn 7 vạn ngoại trừ nghe đảo bên hồ bên trên một chút sắt bên cạnh khu phòng ở cũ cùng tuyệt đối trung tâm chợ bản thối giá phòng nơi này là đông giang thành phố cao nhất nhưng cái này trên đường cái đều nhìn không thấy mấy cái người đi đường đừng nói gì đến cửa hàng siêu thị loại hình nguyên bộ không chỉ có như thế bởi vì nương tựa đông giang bờ bắc nguyên nhân trên đường phố rộng rãi gió lạnh điều hiệu trần tấn mở cửa sổ rút một điếu thuốc công phu thiếu chút nữa bị đông cứng thành chó địa phương quỷ quái này a miêu a cầu không mấy cái giá phòng còn cao như vậy trần tấn không khỏi nhà danh một câu lái xe cười đáp hiện tại giá phòng cái nào nói rõ ràng dù sao hiện tại đông giang kẻ có tiền trên cơ bản tất cả đều ở tại nơi này một vùng đến ban đêm những cái kia siêu xe đầy đường trần tấn lắc đầu cái gọi là tồn tại tức hợp lý giá phòng cao tổng có cao lý do mặc dù hắn tạm thời không cảm giác ra thôi sư phó chỗ đó đang xây chính là cái gì diện tích như thế lớn trần tấn chỉ vào ven đường một khối nhìn không thấy bờ công trường hỏi tài xế nói hoàn toàn mới thị dân trung tâm nha còn có hoàn toàn mới tỉnh phủ thành phố cao ốc, còn có từng cái tỉnh tính tất cả đều tại vùng này nói là cái gì phải giải quyết quần chúng làm việc khó khăn vấn đề đem tất cả đơn vị đều gom lại cùng một chỗ là trần tấn đột nhiên hiểu được ngay cả tỉnh phủ thành phố đều muốn xây đến bên này giá phòng thấp đủ cho mới gặp quỷ đâu lại nói lúc này mới thời gian ba năm chừng hai năm nữa tương ứng nguyên bộ tất cả đều sau khi thức dậy đông giang mới thành giá phòng thì càng đáng sợ cái này cũng liền khó trách kẻ có tiền tất cả đều hướng nơi này chui hiện tại xã hội này làm sao kiếm tiền nhanh nhất đương nhiên là dựa vào lúc trước tính toán, có thể phát triển đến nhất định cấp bậc kẻ có tiền, tự nhiên đều có nhiều loại tin tức con đường để phán đoán giá thị trường. Coi như ngươi có ngu đi nữa sẽ không đi dùng đầu góc, Nếu như bên cạnh ngươi bằng hữu đều hướng một cái phương hướng đầu tư đi, ngươi chẳng lẽ không đi theo đi qua à? Từ đầu đến cuối đều là vòng tròn quyết định độ cao, chỉ cần ngươi tiến vào trong hội kia về sau kiếm tiền nhưng thật ra là phi thường sự tính đơn giản. Xe taxi đứng tại cao ốc cổng, cùng lúc đó còn có một cỗ bót chờ 911 thanh minh mà đến, phát sau mà đến trước, không giảng đạo lý trực tiếp nghiêng cắm vào dừng xe khu, chiếm đoạt hai cái chỗ đậu xe. Trần Tấn bên cạnh trả tiền bên cạnh cười thầm, kẻ có tiền đặc quyền luôn luôn đặc biệt nhiều một chút, không gặp cổng bảo an đối chiếc xe này, dã man hành vi đến không để ý tí nào a. À? Hốt chờ 911 bên trên xuống tới một người trẻ tuổi, nhìn qua cùng Trần Tấn không sai biệt lắm nhân kỷ, một thân quốc tế hàng hiệu, cứ như vậy cơ chìa khóa xe đi vào đại môn, cùng Trần Tấn sóng vai đi đến bước đi. Nửa đường, người tuổi trẻ điện thoại di động văng lên, hắn nhận đáp, "Bà bối, đừng nóng đội nhà, ta đều trong thang máy, lập tức tới ngay." "Cái gì?" Còn có kinh hỉ. "Được rồi." Khi hắn cúp điện thoại lúc, hai người đã cùng đi tiến thang máy. Trần Tấn vừa đưa tay chuẩn bị theo tầng lầu lại phát hiện tám tầng năm nút bấm đã sáng lên hắn liền thu tay lại thản nhiên đứng đấy người trẻ tuổi kia kinh ngạc nhìn hắn một chút biết trần tấn mới vừa rồi là ngồi taxi tới hắn tựa ở thang máy tận cùng bên trong nhất trên lan can đốt lên thuốc lá cười nói ca môn mặt sinh à. lần đầu tiên tới trần tấn lễ phép đáp người trẻ tuổi lắc đầu cảm thán nói hiện tại cái này phá hội sợ như thế không điểm mấu chốt rồi sao cái gì a miêu a cậu đều hướng bên trong trần tấn đứng tại cạnh cửa quay đầu cẩn thận xét lại hắn một phen cười nói ngươi nói, nói không sai nói tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết ta người trẻ tuổi lập tức nghe được Trần Tấn là tại mắng lại hắn, nội trận lôi đỉnh. Trần Tấn đối loại này nhà giàu hoàn khố thật sự là cực kỳ im lặng a. À. Liền cho phép ngươi phun ta, không cho phép ta phun ngươi a. À. Đạo lý gì? Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Trần Tấn hướng phía hắn khoát qua tay, không ý tứ kia, đừng hiểu lầm. Hừ, sợ hàng. Người trẻ tuổi khinh thường cười nói. Trần Tấn cũng lời chấp nhặt với hắn, gặp trên thang máy đi đã nhanh đến tầng 85, liền đứng ở trước cửa chuẩn bị ra ngoài. Đinh một tiếng, thang máy đến. Thế nhưng là môn vừa mới mở ra, bên ngoài liền trong nháy mắt xông tới một người mặc đồng phục y tá nữ hải ông trần tấn liền làm một cái miệng đối miệng môi thơm sau đó mới phản ứng được mình thân sai người nàng a rít lên một tiếng đẩy ra trần tấn đồng thời hô lớn phi lệ a ta cái này người trần tấn cũng bị đột nhiên xuất hiện tình trạng làm cho á khẩu không trả lời được xin nhờ mị lực của ta cứ như vậy lớn sao đây vốn là tiểu hiệu lầm hai câu nói liền có thể giải thích rõ ràng nhưng trần tấn sau lưng người trẻ tuổi không làm đột nhiên đẩy liền đem trần tấn đẩy ra vọt tới thang máy đối diện vách tường lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại trần con chương một trăm chín mươi mẹo con trần bắc hồ người trẻ tuổi đẩy hắn lần này lực đạo rất mạnh do xoay sở không kịp trần tấn nguy hiểm thật mới dùng tay chống đỡ mặt tường không dùng răng cửa cùng tường này trên mặt vật liệu đá so độ cứng thân ái làm sao trong thang máy còn có người khác ca cái kia đồng phục y tá mỹ nữ gặp chính chủ vội vàng dựa sát vào nhau quá khứ ủy khuất nói người trẻ tuổi buồn bực nói không biết nơi nào tới thổ báo tử nói hắn liền bắt đầu hướng phía trần tấn nổi lên con mẹ nó ngươi chính là ai vậy tầng này là ngươi tùy tiện tới a người trẻ tuổi nghĩ thầm trần tấn khẳng định là mới tới phục vụ viên hay là nhân viên nếu không cái hội sở này hội viên hắn nhưng tất cả đều nhận biết căn bản là không có người như vậy đã như vậy vừa vặn mượn hắn tại trước mặt nữ nhân đùa dẫn một chút vi phong mà trần tấn bởi vì là cùng kỳ hút quang hẹn xong nguyên bản không muốn gây chuyện nhưng thật bị đến mặt ngạt tới hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ qua tiểu tử miệng đặt sạch xét điểm không gặp là nàng nhào lên hôn ta sao ta bị lực lớn cũng trách ta rồi trần tấn phản kích nói người trẻ tuổi nghe xong dẫn không kèm được trực tiếp vọt lên liền muốn động thủ nhưng trần tấn phản ứng lại nhanh hơn hắn đơn giản nhất chân vỗ ngối đạp ra hung hãn lực buộc phát liền đem người trẻ tuổi trực tiếp đạp bay ngược trở về còn chưa kịp đóng cửa lại trong thang máy bị trần tấn một cước trúng đích uy hiếp cũng không phải dễ chịu như vậy chỉ ngay đông một thanh âm vang lên người trẻ tuổi trong dạ giả dày nước chua đều phun ra hắn ôm bụng dãy rồi lấy lại không có thể đứng lên được trần tấn khinh thường hư một tiếng quay người muốn hướng phía hội sở đi vào trong đi cái này cái kia đồng phục y tá mỹ nữ cũng kịp phản ứng vội vàng hô to bảo an bảo an có người đánh vip hội viên hội sở trong môn lập tức liền xông ra bốn năm cái bảo an đến gặp nữ hải chỉ trần tấn liền hướng hắn dâng lên lão kỳ ngươi nói nếu là rõ ràng cùng cái này trần tấn nói để hắn hỗ trợ dần dây hắn có thể đáp ứng sao thái càn khôn ngồi tại lầu một trong nhà ăn bưng một chén rượu đỏ đối kỳ húc quang hỏi vẫn là nói lấy tiền nệ kỳ húc quang lắc đầu đương nhiên không thể rõ ràng nói vừa đến hiện tại còn không biết hắn cùng ngô đức dân quan hệ đến cùng sâu bao nhiêu thứ hai tiểu tử này cực kỳ thông minh loại sự tình này không cần thiết mang lên mặt bản hắn muốn cái gì chúng ta liền cho hắn cái gì hắn tự nhiên sẽ có qua có lại ai ta liền phiền ngươi một bộ này cùng lão đầu nhà ta giống như cái gì cũng không nói rõ ràng cũng nên để chính người khác suy nghĩ thái Cản khôn liếc mắt nhà danh nói ký húc quang cười ngươi cho rằng là ven đường bán đồ lậu đĩa nha trực tiếp đi lên áo khoác lây mở hỏi hắn huynh đệ muốn đĩa sao thú nhân đều có dạng này Mã. lao kỷ không nhìn ra a à. miệng ngươi vị nặng như vậy đâu còn thú nhân là chó vẫn là mã thái Cản khôn lập tức hứng thú cút con em ngươi ký húc quang nhìn đồng hồ đeo tay một cái thầm nói lẽ ra nên tới nhà đều nửa giờ ngươi không phải để hắn đến điện thoại cho người a à. gấp cái gì thái càn Khôn uống rượu nói cái này cổng có tiếng huyên náo chuyển đến sau đó đã nhìn thấy mấy cái bảo an chạy ra ngoài nha có náo nhiệt nhìn cái này nhưng ly kỳ a thái càn khôn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình mà lại nơi đây lại là tư cách cá nhân hội sở hội viên nhóm đều là một người trên cơ bản lẫn nhau đều biết bình thường ở đâu ra náo nhiệt ký húc quang nghĩ nghĩ kêu lên không được lập tức đứng dậy chạy tới thái càn khôn cũng liền bận bịu đi theo hai người vòng qua thất loan bắt quải bàn an, khó khăn mới chạy đến cổng Kỳ húc quang đã nhìn thấy hai bảo vệ đã đem trần tấn gắt gao giữ lấy mà cái kia bị trần tấn đạp một cước người trẻ tuổi cũng nỗ lực bỏ lên sắc mặt trắng bệnh còn ngược lại không quá khí lại điên cuồng dơ lên cửa thang máy bên cạnh nặng nghề rắn chắc thùng rác dơ lên liền muốn hướng trần tấn trên đầu chào hỏi dừng tay ký hút quang hô lớn nhưng người tuổi trẻ động tác đã ngừng không ở mà lại coi như có thể ngừng hắn cũng chưa chắc chịu dừng lại mắt thấy túi kia bọc lấy vật liệu đá thùng rác liền muốn luận đến trần tấn đỉnh đầu lúc trần tấn đột nhiên một cái phát lực hướng phía bên trái tới gần đồng thời tay phải kéo một cái hai bảo vệ nhất thời vô ý lại bị hắn kéo qua một cái thân vị thùng rác công bằng đập vào trần tấn bên phải người an ninh kia đỉnh đầu trực tiếp đem người an ninh kiên lệnh ghé vào đất không động đậy nữa bảo an ngã xuống đất Trần tấn cũng tránh ra khỏi một cái tay hắn kéo lấy một cái khác bảo an hướng về phía trước rời nửa bước một cái đấm móc liền đánh vào người tuổi trẻ trên cằm thẳng đánh cho hắn hai thai ông ông tác hưởng lần nữa an thiệt thòi người trẻ tuổi đã triệt để lâm vào điên cuồng hoàn cảnh vừa bên trên bảo an xem xét xảy ra chuyện mới lên trước cũng kéo lại người trẻ tuổi phòng ngừa tình thế tiếp tục chuyển biến xấu mẹ nhà hắn để các ngươi dừng tay không nghe thấy sao ký Húc quang vội vàng tiến lên giúp trần tấn xua đổi mở bảo an ân cần nói tiểu trần ngươi không sao chứ Trần tấn căn bản là không có thụ một điểm tổn thương hắn lắc đầu chỉ vào nằm dạp trên mặt đất máu chạy ồ ạt bảo an nói ra mau gọi xe cứu thương đi chớ gây ra án mạng đến coi như không dễ chơi bên cạnh vây quanh phục vụ viên đã sớm tại gọi điện thoại cái này thái cản khôn mới đi tới ngạc nhiên nói đây chính là tiểu trần. ta dựa vào đánh nhau hào hảo, hảo mạnh a à. nhưng mà bên cạnh bị bảo an giữ chặt người trẻ tuổi còn tại cồn thương lấy thảo mẹ nó thả ta ra lao tử muốn phê hắn thái cản khôn quay đầu đi lên trước liền là một bạn thai thưởng cho hắn đồng thời khinh thường nói nhỏ con ngươi mới vừa nói cái gì đến lặp lại lần nữa ta nghe một chút người trẻ tuổi bị hắn một cái cái tắt đánh cho hồi thần lại tập trung nhìn vào trước mặt thái tạ khôn lập tức liền ngâm miệng mồ hôi lạnh trực tiếp bước lên xuống dưới trần tấn lướt qua đồng thời đối kỳ húc quang tạ lối nói kỳ ca không có ý tứ a não xảy ra chuyện rồi bất quá hắn động thủ trước ta liền không thể không hoàn thủ việc nhỏ việc nhỏ kỳ húc quang ứng với, trong lòng cũng đối cái này mẹo con rất là nổi giận bình thường ở bên ngoài trong quán ba phách lối phách lối còn chưa tính thế nhưng là đến cái hội sở này còn như thế ngang ngược liền thật là ngất yếu liền sẽ không dùng đầu góc ngấm lại sao Thiên tự tập đoàn tại Đông Giang thành phố liền một chỗ như vậy, có thể đến đây đều là cùng một chiến tuyến người, lại còn động tay rồi. Thái Càn Khôn quay đầu nói với Trần Tấn, "Tiểu Trần, tới." Trần Tấn không rõ nội tình, mắt nhìn Kỳ Húc Quang. Đã thấy Kỳ Húc Quang hướng hắn gật gật đầu. Thế là liền tiến lên nhìn một chút Thái Càn Khôn, lại nhìn một chút cái kia bị gọi là mèo con người trẻ tuổi. Thái Càn Khôn cười nói, "Tiểu Trần, thật sự là không có ý tứ, cái này mèo con là thôn chúng ta bên trong, vẫn còn con ít, ngươi cũng đừng chấp nhận với hắn." Nguyên lai là thật sự là A Miêu A cầu. Trần Tấn nghe vậy cười cười. Mèo con tên thật gọi là Trần Bắc Hổ cho nên tên hiệu liền bị hô thành nhỏ con chân bác hồ phụ thân cũng là đi theo thái hồng phi làm bởi vì là bốn mươi đến tuổi mới sinh con trai như vậy cho nên căn bản chính là sùng lên trời từ đó cũng sáng tạo ra hắn vô pháp vô thiên tính tình nhưng là tại thái càn khôn tập đoàn này thái tử ra trước mặt chân bác hồ lại hổ cũng hổ không nổi hắn ngay cả vội vàng túi đầu nói xin lỗi thái ca ta thật không biết hắn là bằng hữu của ngươi không phải cho ta mượn mấy cái lá gan ta cũng không dám chọc hắn nha mới vừa rồi là cái tiểu hiệu lầm lầm sẽ tiểu hiệu lầm thái càn khôn cười lạnh nói ta nhìn ngươi ra tay không nặng không nhẹ sợ là cho người đội nón xanh mới có thể ác như vậy à nghe hắn kiểu nói này trần bác hổ theo bản năng mắt nhìn bên trên đồng phục y tá mỹ nữ thái càn không gặp ha ha cười nói thật đúng là đội nón xanh a à? không có trần tấn cái này xem bảo đem sự tình vừa rồi đều giải thích một lần cuối cùng nói đều là hắn chịu ta đánh ta thí sự không có đã là người một nhà coi như xong bên cạnh ký hút có nghe âm thầm gật đầu trần tấn cùng trần bác hổ niên kỷ không chênh lệch nhiều nhưng là khí độ cùng lòng dạ kém không phải một điểm nửa điểm đây này trần Bắc hổ rốt cuộc là người một nhà cũng không có khả năng thật đem hắn thế nào Trần Tấn cái này lui một bước, mới thật trời cao biển rộng. Nhưng là Thái cản không ý nghĩ lại không giống. Trần Bác Hổ để hắn cảm thấy thật mất mặt, mọi người đến chỗ của mình, lại hại người ta kém chút bị đánh, tính là gì sự tình? Nghe con. Hắn cười nói, để cái này cô y tá tỷ đêm nay liền bội bằng hữu ta, ngươi có ý kiến gì không? Không, không có. Trần Bác Hổ vội vàng đáp, sợ đáp đến chậm lại muốn chịu cái tát. Trần Tấn trong lòng cười thầm, người này ý tứ, mặt ngoài là giúp mình xuất khí, nhưng trên thực tế đâu? Tại mình run lui phong đâu? Nghĩ đến, hắn hướng Kỳ Húc Quang nhìn một chút, Kỳ Húc Quang hiểu ý tiến lên hòa giải nói cản khôn được rồi được rồi mẹo con biết sai liền tốt tiểu trần ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là thái Cản khôn ta bạn thân đồng đảng trần tấn cười muốn cùng thái Cản Khôn nắm tay kết quả thái Cản khôn lại một thanh kéo qua cái kia đồng phục y tá mỹ nữ đẩy lên trong ngực hắn cười nói tiểu trần ta thế nhưng là nói được thì làm được à. cái này cô nàng ban đêm về ngươi trần tấn không còn gì để nói đành phải cười nói vậy thì cảm ơn thái ca lấp lánh chuyện cồn vận bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm chín mươi hai làm ai được rồi được rồi đừng xử ở nơi này đi vào vừa ăn vừa nói chuyện đi Ký húc quang kêu gọi, đem Trần Tấn dẫn tới trong nhà ăn. Bất quá trước khi vào cửa, Thái Càn Khôn quay đầu hướng Trần Bắc Hổ nói, "Nhỏ con, ngươi đi cùng bệnh viện. Người một nhà bị ngươi đả thương, nếu là có nguy hiểm, ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Chúng ta không thể không địa đạo." Trần Bắc Hổ vội vàng đáp ứng, sau đó liền vội vội vàng vàng đi theo cái khác đồng phục an ninh vụ viên cùng một chỗ đem cái kia bị hắn đả thương bảo an đưa tiến lâu. Trần Tấn quay đầu nhìn thoáng qua, ngược lại là đối Thái Càn Khôn có hảo cảm hơn. Ánh mắt của hắn tự nhiên đủ nhọn, có thể nhìn ra Thái Càn Khôn tuyệt đối là cái ngang ngược cản rỡ chủ. Nhưng ít ra hành động này để hắn cảm thấy thái cản không trí chí ít vẫn là có điểm mấu chốt chẳng qua là tận lực làm cho mình nhìn vẫn là vốn là tính tình như thế liền cũng chưa biết bàn của bọn họ tại phòng ngăn tận cùng bên trong nhất vị trí cực kỳ tốt có thể mượn rất nhiều cao lầu trắng đêm không tắt ánh đèn trực tiếp trông thấy đông giang thời khắc này đông giang cũng bị phồn hoa đô thị ánh đèn phản chiếu sóng nước lấp loáng chạy xiết để nhìn chăm chú nó người phản phất muốn thân hạm trong đó đồng dạng cái kia hôm nay náo kịch dây dẫn nổ nguyên bản mặc đồng phục y tá tiểu mỹ nữ cũng đã dùng tốc độ cực nhanh đi đổi một thân sườn xám thận trọng đứng tại bên cạnh bàn làm nhân viên phục vụ hai tay hơi có chút phát run chỉ bất quá ba nam nhân cũng không có đem chú ý bên trong ở trên người nàng thôi tiểu trần hôm nay thật sự là không có ý tứ hạ ngươi kém chút tụ thường ta tự phạt một chén ký hút quang bưng chén rượu lên uống sạch tư thái bảy có chút thấp cái này khiến trần tấn hiểu được hôm nay tuyệt không phải cái gì giới thiệu hộ khách cho mình nhận biết lại hoặc là để cho mình tới nói giảng giao dịch quá trình đơn giản như vậy sự tính ra vô thường tất có yêu kỳ nhân dĩ nhược tất có cầu trần tấn vội vàng cũng bưng rượu lên đến đầy cõi lòng xin lỗi nói kỳ ca lời này của ngươi liền không đúng là ta xúc động cho ngươi nhóm thêm phiền toái mới là tốt tốt đều là người một nhà khách khí như vậy làm cái gì thái càn khôn cười nói mục đích hôm nay liền là để tiểu trần ăn ngon uống ngon chơi tốt trần tấn lại nói kỳ ca vô công bất thụ lộc nhà. ngươi nói có bằng hưu muốn mua phòng mới khiến cho ta tới vẫn là trước tiên đem chính sự giải quyết mới có thể chơi đến thống khói nhà cũng đúng ký hút con nói lao thái tự ngươi nói một chút đi muốn mua bộ dạng gì phòng ở thái càn khôn đáp kỳ thật yêu cầu cũng đơn giản biệt thự là được hơi cấp cao một chút sân nhỏ lớn một chút tốt nhất mang cái bể bơi còn có hoạt động thất cái gì cũng đều muốn, giá cả không là vấn đề một trăm triệu bên trong đều dễ nói kia khu vực đâu có cái gì yêu cầu trần tấn hỏi thái càn Khôn lắc đầu không yêu cầu gì cấp cao biệt thự ta còn thực sự đến ngẫm lại đông giang thành phố dạng này hạng mục không ít nhưng là thật muốn nói phòng ở thật tốt liền không nhiều lắm nói trần tấn tùy ý cầm điện thoại di động lên phát đông lúc đích, nhưng thật ra là đang trai nhìn thái càn Khôn tin tức hộ khách thái càn khôn điện thoại một trăm ba mươi chín tâm lý giá cả năm nghìn vạn tám nghìn vạn giá cả hạn mức cao nhất một năm ước mua phòng cực mạnh cụ thể nhu cầu mượn mua nhà lôi kéo trần tấn trần tấn nhìn âm thầm tạc lưỡi cái này thái càn khôn xem ra là cái chân chính hào a lúc trước để trần tấn cảm thán không thôi ký Húc quang cùng hắn so sánh tiểu vu gặp đại vu mà càng quan trọng hơn là hắn cụ thể nhu cầu cùng phòng ở không có chút quan hệ nào mà là muốn lôi kéo mình lại là vì cái gì đây mình có giá trị gì đáng giá bọn hắn tiêu như thế lớn đại giới lôi kéo không nội, chậm rãi giúp ta tìm là được rồi có thích hợp liền nói cho ta một tiếng ta trên cơ bản đều có rảnh thái càn khôn cười nói ký húc quang bông như nói đúng rồi tiểu trần nô tổng bên kia có nói gì hay không nô tổng trần tấn khó hiểu nói ký húc quang gật gật đầu kia hai bộ dân hương hoàng đàn một nhà đồ tốt như vậy ta thế nhưng là làm bà bối. liền sợ việc khác sau lại đổi ý. này, kỳ ca yên tâm đi, những vật này lúc ấy ta đều viết tại hợp đồng bên trong, chống chế không được. Trần tấn ứng hối. sau đó, Trần tấn liền bắt đầu cho thái càn khôn nói về đông giang thành phố tình trạng trước mắt, cùng hắn để cử một chút khu vực, còn có cụ thể một chút giao dịch quá trình loại hình. mấy người một bên ăn uống, một bên trò chuyện, bầu không khí rất là hòa hợp. Ký húc quang cùng thái càn khôn xem như cho đủ mặt mũi của hắn, mà Trần tấn cũng minh bạch, hai người mục đích không tại mình, mà ở chỗ Ngô Đức dân, cái này cũng không khó đoán ký húc quang tận lực nâng lên hắn đồng thời còn giả ý cùng thái càn không giới thiệu một chút về mình chủ thuê nhà còn có nhận ra công ty bên ngoài một ít chuyện tán dương ngô đức dần một phen mặc dù không biết bọn hắn cấp độ sâu mục đích ở đâu bất quá trần tấn biết thời cơ không sai biệt lắm mình cũng có thể đưa ra muốn làm sự tính tới ký ca về sau giống thái ca khách hàng như vậy ngươi nhưng phải nhiều giới thiệu cho ta một điểm nha giống chúng ta làm người đại diện loại này khách hàng lớn càng nhiều càng tốt nha trần tấn cười nói ngươi dù sao cũng là làm kiến trúc nhận biết ông chủ nhiều nha ký húc còn nói nhanh đừng nói nữa ta phân công ty chuẩn bị cho tốt về sau tại đông giang một bút nghiệp vụ cũng còn không có nhận đến đâu ta còn muốn để ngươi giới thiệu cho ta ấn mở phát thương nhận biết đâu nhìn xem có thể hay không làm điểm ăn cơm thừa rượu cặn ăn một chút không thể nào trần tấn nghe vậy là thật hơi kinh ngạc hắn nhìn một chút kỳ hút quang cảm xúc giá trị phiền muộn giá trị hơn sáu mươi hiển nhiên cũng không hề nói dối vô luận là kỳ hút quang hay là thái Căn khôn khỏi cần phải nói chỉ xem bọn hắn đủ khả năng điều động tài phú liền không khả năng sẽ là thiếu khuyết tài nguyên người nhất là thái Căn khôn chỉ là vì lôi kéo mình liền có thể nện một trăm triệu ra mua phong ốc loại này thủ bút toàn sở nam tỉnh sợ là đều tìm bất quá mấy cái tới nhưng kỳ húc quang công ty lại tiếp không đến hạng mục Gái đúng châu nữa ta còn thật sự nhận biết một cái nhà đầu tư hắn hạng mục xảy ra chút vấn đề gần nhất đang giàu đâu trần tấn nghiêm túc nói sau đó hắn liền đem hải thịnh bất động sản gặp vấn đề nói một lần hải thịnh bất động sản kỳ húc quang cao mày nói chưa nghe nói qua công ty nhỏ vậy khẳng định không thể cùng kim hạ lớn như vậy tập đoàn so đây là bọn hắn tại đông giang thành phố cái thứ nhất hạng mục trần tấn nói ta đoán chừng nếu là có thể giúp bọn hắn giải quyết những thủ tục này bọn hắn hợp đồng không khó cầm thậm chí có thể dùng cái này làm điều kiện kỳ húc quang nghe xong hỏi ý của ngươi là muốn để chúng ta hỗ trợ khơi thông quan hệ đón lấy hạng mục này đến trần tấn gật gật đầu có thể dạng này đương nhiên là tốt nhất đã hẹn tùy thời nhìn phòng về sau hai người đưa tiễn trần tấn thái Càn không đối kỳ húc quang hỏi lão kỳ ngươi nói cái này hải thịnh bất động sản sẽ không phải là ngô đức dân làm ra không có khả năng kỳ húc quang lắc đầu nói muốn thật sự là vị kia ngô đại công tử làm ra công ty liền không khả năng chơi đến nhỏ như vậy kém như vậy thính đảo khu tận cùng phía bắc đất lại đi một bước liền ra chủ thành khu đến nông thôn cùng thành hương kết hợp bộ cũng không có gì sai biệt cũng không thể là chính hắn làm ra a thái càn khôn tao mày nói hạng mục là không lớn nhưng cũng vượt qua hắn một cái người đại diện phạm vi năng lực ký húc quang cười nói đương nhiên sẽ không là chính hắn sản nghiệp ta nhìn cái này trần tấn a là tại làm ai lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm chín mươi ba lẫn nhau có sở cầu làm ai thái càn không nói sẽ không liền vì điểm tiền trả nước A. sớm biết dạng này vậy ta còn không bằng trực tiếp đưa tiền cho hắn đâu cái này cái gì phượng hoàn thành không làm cũng được ký húc quang lường hắn một cái đã sớm nói qua cho ngươi đó là cái ý nghĩ rất nhiều người trực tiếp đưa tiền hắn khẳng định phải nhưng bởi như vậy quan hệ giữa chúng ta liền rất nông cạn ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nếu như có thể mà nói dùng những này hợp tác cùng hắn buộc chung một chỗ muốn càng tốt hơn một chút hơn hắn khẳng định là không muốn làm cả một đời người đại diện thậm chí mục đích cũng không phải kiếm nhiều ít bao nhiêu tiền cái này trần tấn dã tâm làm không tốt so ngươi ta còn lớn hơn ký húc quang nghiêm túc nói thái Càn khôn bật cười mở ra tay nói dù sao ta lao đầu nói tại đông giang hết thể đều theo lời ngươi nói phải làm ta nha liên vất vả một điểm đi uống rượu chơi gái được rồi đúng rồi hắn đột nhiên hỏi không phải nói để cái kia cô nàng đêm này cùng hắn a à. hắn cứ đi như thế lãng phí nha dáng người thật không tệ cho nên a à. lão thái kỳ thật ta không thích nhất đối mặt liền là loại này có thể đem cầm được mình người Kỳ húc quang thở dài thái càn không nhìn một chút hắn gật gật đầu biểu thị đồng ý Kỳ húc quang là hắn gặp qua có thể nhất khắc chế mình người đồng lửa đồng dạng cũng là xuất sắc nhất nhất có tâm kế bởi vì mỗi lần mình gọi tới nữ nhân hắn biết kỳ thật kỳ húc quang đến cuối cùng đều không có đủ trần tấn ngồi tại trên xe taxi cũng đang chăm chú tự hỏi hôm nay đến cùng kỳ húc quang gặp mặt hắn vốn là ôm bị cự tuyệt chuẩn bị tới bởi vì khi biết kỳ húc quang thân phận về sau, hắn liền lập tức điều tra kỳ húc quang an vạn gian công ty xây dựng tại kim dương thành phố, an vạn gian công ty tên tuổi cũng không tính nhỏ, kỳ húc quang bản nhân cũng là kim dương kiến trúc thương hội quản sự một trong, lại là cái gì kim dương thành phố thập đại thanh niên lập nghiệp người thập đại thanh niên sĩ nghiệp gia quang hoàn vô số, phượng hoàng thành đối với hắn mà nói, xem như cái tiểu hạng mục hơn nữa còn muốn hao phí tinh lực đi giúp hải thịnh bất động sản đả thông con đường, tốn công mà không có kết quả, thế nhưng là thái Càn không mua phòng cụ thể nhu cầu là lôi kéo mình, liền để trần tấn hiểu được, kỳ húc quang đến đông giang thành phố thiết lập phân công chuyện của công ty có lẽ không hề chỉ là phát triển nghiệp vụ đơn giản như vậy trần tấn rất nghiêm túc suy tư mình bị giá trị lợi dụng lại phát hiện ngoại trừ cùng ngô đức dân tầng này như có như không quan hệ bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì đáng giá bọn hắn lôi kéo một việc khi loại bỏ tất cả không có khả năng về sau còn lại liền là câu trả lời chính xác ký Húc quan cùng hắn an vạn gian công ty nhất định là có chuyện gì cần phải mượn ngô đức dân bối cảnh nhưng lại có thể là chuyện gì đâu đến thanh hòa huyện cư xá trong nhà trần tấn lập tức bật máy tính lên bắt đầu tra xét mấy phút về sau trần tấn nhướng mày nhìn trên màn ảnh nội dung đôi chính mình suy đoán có chút khó có thể tin Tin tức thời đại, xác thực muốn thuận tiện nhiều lắm. Mặc dù cha không được thái cản khôn cái gì cụ thể tin tức, nhưng là Thiên tự tập đoàn chủ tịch kiêm giám đốc Thái Hồng Phi tin tức, nhưng tuyệt đối không ít, thậm chí còn có quan hệ với hắn chuyên môn từ đầu, đem hắn lập nghiệp đến nay sự kiện trọng đại đều nhất nhất liệt cử ra. Lại liên tưởng đến thái cản khôn tại Trần Bắc Hồ cùng Kỳ Húc Quang trước mặt này thiên nhiên kêu căng cảm giác, nhất là hắn xuất thủ xa xỉ, thân phận của hắn đã vô cùng sống động. Minh bạch điểm này về sau, Trần Tấn Tâm liền chiều rộng xuống tới, đồng thời lộ ra thiếu dung. Nếu là lẫn nhau có sở cầu, như vậy hắn mặt thái độ đối với Kỳ Húc Quang liền có thể hơi chuyển biến một chút như vậy như là lo lắng lấy trần tấn cầm lên điện thoại đánh ra ngoài uy đối diện gào thét đáp đồng thời còn kèm theo đinh thai nhức góc giọng thấp pháo trần tấn cao mày không nói gì chờ lấy đối phương tìm kiếm một một chỗ yên tĩnh đại khái một phút sau đối diện tạp tâm mới dần dần thu nhỏ không có ý tứ ta bồi tiếp lao chu tại gạ gà, gà đâu hạ dương phi hôm nay lại tìm hắn cung sán buồn bực nói trần tấn hỏi vội vã như vậy a à? hạ dương phi nói với hắn cái gì rồi ta không rõ lắm nhưng là cái kia hạ dương phi tựa như là cho lão chu mở điều kiện gì làm cho lão chu rất không cao hứng đã chuẩn bị đi cung sán giải thích nói trần tấn nghĩ nghĩ nói ra ngươi nghĩ biện pháp biết rõ ràng hạ dương phi nói với chu lập hải cái gì sau đó lập tức nói cho ta minh bạch cúp điện thoại trần tấn cao mày tự định giá hồi lâu lại do dự hồi lâu mấy lần cầm điện thoại di động lên lại đều lại để đề xuống cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi trước hết thể phải đợi đến cung sán bên kia tin tức về sau mới có thể định đoạt sáng ngày thứ hai trần tấn tỉnh lại thời điểm mới nhìn rõ trên điện thoại di động có một đầu chưa đọc tin nhắn là cung sán gửi tới nội dung chỉ có hai chữ mau trở về hắn trực tiếp đánh qua cung sán không biết là một đêm chưa ngủ vẫn là trong nháy mắt bừng tỉnh tóm lại rất nhanh liền nhận vội vàng nói hạ dương phi nói có thể giúp lao chu đem quy hoạch cục con đường đà thông, nhưng là bọn hắn hợp tác giá cả đến trướng trần tấn hỏi chu lập hải đồng ý không biết hắn tối hôm qua không đến ta cái này qua đêm tựa như là về nhà không quá phận mở thời điểm ta nhìn hắn cực kỳ do dự cung sán nói nói nhảm kiến trúc nhận thầu thương giá cả mỗi mét vuông trướng cái gần trăm mười khoản khối hắn liền phải nhiều giao hơn ngàn vạn hơn trăm triệu đương nhiên do dự trần tấn nói còn biết thứ gì còn lại đều không rõ ràng ngươi lần trước nói đến kiến trúc mới thương có chỗ dựa rồi sao nếu là lao chu vừa xung động cùng hạ dương phi đem hợp đồng định chúng ta coi như cái gì đều vất không đến cung sán có chút lo lắng trần tấn cười lạnh nói là chúng ta cái gì đều vất không đến vẫn là ngươi cái gì đều vất không đến rồi ai chúng ta không phải một sợi dây thường bên trên châu châu a cung sán buồn bực nói được rồi đừng nói những cái kia dễ nghe ngươi dạng này trần tấn ở trong điện thoại như thế một trận bàn giao cuối cùng cung sán có chút khó có thể tin nói dạng này có thể làm sao kéo không nổi ngươi cứ làm như thế đi trần tấn nói sau khi cúp điện thoại Trần Tấn cũng không nhàn rỗi, hắn thật nhanh rửa mặt, mặc chỉnh tề về sau lập tức liền tiến đến cửa hàng. Hôm nay phụ trách mở cửa Lý định thấy thế, hơi kinh ngạc. Tiểu Trần, hôm nay sớm như vậy à? Vô lợi không dậy sớm mà? Có khách hàng lớn. Trần Tấn cười đáp. Sau đó hắn lập tức đăng ký tòa nhà kho, bắt đầu lần lượt quét lên bàn đến, mục tiêu tất cả đều là cấp cao biệt thự cư xá. Đông Giang thành phố mấy năm này phát triển được rất nhanh, biệt thự sắp xếp phòng hạng mục cũng rất nhiều, cho nên Trần Tấn vơ vét cũng là cực kỳ phiền phức. Nhất là biệt thự hạng mục, đại đa số đều tại ngoại ô, đông nam tây bắc đều có, làm cho Trần Tấn có chút não hắn trước kia cũng không có đặc biệt lưu ý qua cái này đột nhiên muốn tìm cũng có chút tài nguyên không đủ ngược lại là lý đĩnh gặp hắn một mặt bi quất hỏi tìm dạng gì phong ở hoàn cảnh tốt diện tích lớn biệt thự tốt nhất là sân nhỏ mang bể bơi trần tấn tùy ý ứng tiếng lý đĩnh cười nói nếu như giá cả không có vấn đề đương nhiên là thủy tại trang viên á thủy tại trang viên cái tiểu khu này ta làm sao chưa từng nghe qua trần tấn Nhữ mày hỏi lấp lánh chuyện cuồn cuộn bởi huyền lịch ở tại truyền quang chương một từ thủy tại trang viên lý ca ngươi tổng sẽ không cho ta để cử cái cũ dích cư xa a tuổi phong quá già cũng không được trần tấn nói lý đĩnh lắc đầu tuổi phong không tính là già mười năm không đến vậy tại sao cái tiểu khu này cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua trần tấn vừa nói vừa tại tòa nhà trong kho đưa vào thủy tại trang viên xem xét sau đó liền hiểu nguyên nhân đậu xanh rau má đắt như thế trần tấn kinh ngạc nói chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh thủy tại trang viên cư xá hết thể bốn mươi chín tòa phòng ở tất cả đều là biệt thự tiêu ký đợi bán cũng là không phải là không có nhưng là rẻ nhất một một ức quý nhất một tám ức liền cực kỳ đáng sợ lý đĩnh cười nói minh bạch đi cái tiểu khu này từ giao phó cho tới bây giờ không thành giao không thành giao qua cư xá ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua ngươi nghĩ nha có năng lực tiêu tô nước mua phòng ốc người cần gì phải đi mua người khác ở qua phòng ở mà lại hiện tại cấp cao hạng mục cũng có thể ca tính hóa định chế muốn cái gì phong cách cái gì cách cục đều có thể tại thuận mua về sau trực tiếp tránh ra phát thương giúp ngươi cải biến hắn tiếp lấy nói ra mà lại bên trong ở chủ thuê nhà trừ phi phá sản nếu không cũng đều không nợ bán rốt cuộc bên người hàng xóm cái gì đều là sở nam tỉnh phú hào người trên bảng đây này nói như vậy đợi bán cái này chín tòa 27 tòa cùng 49 tòa chủ thuê nhà đều phá sản rồi." Trần Tấn Hiếu kỳ hỏi. Lý Đĩnh núm núi bay, chính là như vậy nói chuyện mà. "Loại chuyện này ta đi đâu biết đi. Dù sao nếu như ngươi hộ khách là siêu cấp lớn hảo, cái tiểu khu này tuyệt đối ok." Nó liền xây ở thấp địa công viên bên cạnh, thậm chí còn đem một phần nhỏ thấp địa công viên phạm vi cho cuốn tới trong khu cư xá, cảnh quan xanh hóa cái gì, đều không có chọn. Trần Tấn gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên thủy tại trang viên tới. Trên mạng liên quan tới cái tiểu khu này tin tức cũng không phải ít. Thủy tại trang viên cư xá lúc trước nhà đầu tư là cái không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Từ thủy tại trang viên về sau, đến bây giờ cũng không có gì đem ra được hạng mục. Có nghe đồn ông chủ phá sản đi đường, cũng có nghe đồn là chơi phiếu tính chất, cái gì cũng nói. Thậm chí liền ngay cả lúc trước công ty vật nghiệp đều đã đổi qua, hiện tại đã là sở Nam Tỉnh xếp hạng thứ nhất đông đều vật nghiệp tiếp thủ. Chỉ bất quá có thể là bởi vì cái này cư xá chủ nhà làm việc đều tương đối là ít nổi danh đi, cũng không xuất hiện cái gì duy quyền loại hình sự tình. Ngẫm lại cũng đúng, một đám nắm giữ to lớn tài phú cùng tài nguyên người tập hợp một chỗ, thật có vấn đề gì, vài phút liền giải quyết cho, xác thực không cần thiết duy quyền. Nhìn một hồi trần tấn liền đối với mấy cái này bắt quái đã mất đi hào hứng ngược lại nghiên cứu lên đợi bán đơn phòng nhỏ tới chín tòa giá bán là một năm ức hai mươi bảy tòa là một tám ức bốn mươi chín tòa thì là một một ức từ giá cả bên trên cũng nhìn cũng không được gì mà lại hệ thống bên trên cũng không có bất kỳ cái gì phòng nguyên ảnh trụ cùng phòng nguyên vương căn bản không thể nào hỏi đây là vạn sách công ty một cái khác quy định đó chính là biệt thự sắp xếp phòng phòng nguyên đều là không có phòng nguyên vương lại không có bất kỳ cái gì chia bởi vì tổng giá trị cũng rất cao tiền thuê cũng sẽ cực kỳ cao nếu như nói đối với mấy vạn tiền thuê phân đi ra hai mươi mấy ngàn khối người đại diện khả năng còn tốt tiếp nhận một ít nhưng liền lấy thủy tạ trang viên tới nói liền xem như rẻ nhất nhà này bốn mươi chín tòa giá thiết một một ước giá sau cùng toàn thuê tiền hoa hồng liền sẽ là khoa trương hai trăm hai mươi vạn cái này nếu là lại phân đi ra hai mươi liền là bốn bốn vạn mặc cho cái nào người đại diện đều không nợ a à. rốt cuộc người đại diện thành giao loại này siêu cấp đại đan cũng cực kỳ hiếm thấy nhất định phải bảo hộ lợi ích công ty vẫn là đến bảo hộ bởi vì loại này cấp cao phòng nguyên thành giao sát suất rất thấp cho nên tin tức là toàn công ty tùy ý xem xét rơi vào đường cùng trần tấn đành phải tìm ra chủ thuê nhà điện thoại lần lượt đánh qua kết quả không có chút nào lệnh trần tấn cảm thấy ngoài ý muốn tất cả điện thoại đều là trợ lý hoặc là lái xe tiếp sau đó để hắn chờ điện thoại trần tấn đợi tầm 10 phút sau điện thoại tất cả đều sẽ tới có thể nhìn phòng trong nhà đều có bảo mẫu thế là trần tấn trực tiếp liền cho thái càn không gọi điện thoại chuẩn bị hẹn hắn buổi sáng sang đây xem phòng thái ca ngươi điện thoại vang lên đã nửa ngày tránh trong ngực thái càn khôn một con mèo hoang nhỏ giọng tỉnh lại hắn thái càn khôn bị đánh thức rơi dương khí bạo tạc nhưng là cầm điện thoại di động lên xem xét là trần tấn lại là ngồi dậy ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó nhận, cởi mở nói, tiểu trần, sớm như vậy. trần tấn nghe xong thanh âm của hắn liền biết là vừa tỉnh, cười chồng nói, thái ca, chuyện của ngươi ta không dám thất lệ à? tìm một cái cư xá cũng không tệ lắm, muốn mang ngươi đi xem một chút. được, ngươi đem địa chỉ phát đến trên điện thoại di động của ta, ta liền tới đây. thái càn không đáp, cúp điện thoại, hắn lại trong nháy mắt ngồi phịch ở trên giường, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, tốt ngươi cái lao kỳ, thật đúng là giúp ta tìm việc để hoạt động. khẳng định là nhìn ta mỗi ngày đều tại tiêu xái, đố kỵ. không được, ta phải kéo lên ngươi. nghĩ như vậy thái càn khôn liền một điện thoại gõ đến kỳ húc quang nơi đó kỳ húc quang ngược lại là đã thức dậy chỉ bất quá đối với thái càn khôn sớm như vậy có thể rời giường liền có chút kinh ngạc ta nói lao thái hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao sớm như vậy còn nói sao trần tấn gọi điện thoại đến để cho ta đi xem phòng ngươi nói cái gì cũng phải cùng đi thái càn khôn nói kỳ húc quang cười nói nhìn đến hắn vẫn là rất để ý đi nha chỉ chốc lát hắn liền nhận được thái càn khôn phát cho địa chỉ của hắn xem xét thủy tại trang viên liền cười thái càn khôn không biết hắn nhưng là rất rõ ràng thầm nghĩ cái này tiểu trần ngược lại là không có chút nào trột dạ à trực tiếp chuẩn bị cắt thịt mà chỉ bất quá dù sao thái càn khôn nhà lao đầu có tiền thật mua phòng nhỏ coi như đầu tư cũng không phải là không thể được thế là liền lái xe đã chạy tới thủy tại trang viên ngay tại thính đảo khu ngay tại ba phân khu phía nam bốn năm cây số không bao xa trần tấn ngồi xe buýt thoảng qua đi về sau còn chờ hơn nửa giờ mới nhìn do kỳ húc quang bảo mã đợi bảy cùng thái càn khôn làm bùa hựa ỉ nhì lao vùn vụt mà tới hắn đầu tiên là quản hai người muốn thẻ căn cước tại các cổng kia làm đăng ký về sau các cổng lại cùng vật nghiệp bên kia hạch thật hôm nay có nhìn phòng khách tới thăm, lúc này mới cho đi. đông đều vật nghiệp xác thực không hổ là xếp hạng thứ nhất vật nghiệp, đang quản lý phương diện nghiêm ngặt mà không mất đi linh hoạt. cân nhắc đến thái càn khôn làm bùa gọi y nghỉ quá trói mắt, thế là hắn dừng xe xong, ba người cùng một chỗ ngồi kỳ hút quang bì em đúc tiến cư xá. tiến cư xá, thái càn khôn liền gật đầu không ngừng nói, cái này cư xá không sai, rất rộng rãi, hoàn cảnh cũng tốt. kỳ hút quang dựa theo trần tấn chỉ thị trực tiếp mở đến chín tòa, dừng ở rộng rãi tư gia dừng xe bãi thượng, hạ lan xe, quả thật không tệ, trong Gaza có thể ngừng ba chiếc xe bên ngoài tối thiểu còn có thể ngừng cái bốn năm chiếc lao thái lần này ngươi muốn mở vạt tỷ đều được ra. Hắc hắc, mua căn phòng lớn nếu là không mở vành nắm sấp làm sao xứng đáng tiêu xài tiền đâu thái càn khôn cười đáp trần tấn thì là sửa sang lại cả vạt của mình tiến lên ấn trúng cửa một lát sau cửa được mở ra là một cái bốn mươi tả hữu bảo mẫu hiển nhiên là đông gia đã thông báo sẽ có người tới đã chuẩn bị xong giày bộ loại hình đặt ở cổng trần tấn rất là lễ phép đối bảo mẫu nói một tiếng cái giày sau đó gọi hai người vào cửa lấp lánh chuyện cồn vật bởi huyền lịch ở tại chuẩn con Trần Tấn cũng là lần đầu tiên nhìn biệt thự. Rốt cuộc ba phân khu căng hết cỡ có liên bài phòng nguyên, hộ hình bên trên cùng biệt thự trinh lệch vẫn còn rất lớn. Vừa vào cửa cửa trước to lớn, có thể có 10 cái bình phương. Hai cái to lớn tủ dày tựa ở bên tường, ngoài ra còn có một trường sofa bày biện, cung cấp người đổi giày thời điểm ngồi xuống. Chỉ là như thế một cái công năng khu liền để Trần Tấn không khỏi cảm thán giàu nghèo trên lệch cách xa. Hắn nhớ tới mình trước đó thuê lại thành trung thôn, cái kia giải quyết ăn uống ngủ nghỉ địa phương, còn không có cái này cửa trước lớn đâu. Về sau xoay trái, dựa vào phía nam là một cái bày biện to lớn chạm khắc gỗ bàn trà phòng khách hai bên đều bày biện ra đỡ phía trên đặt vào viết đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật loại hình dựa vào bắc dâm mắt mặt thì là một cái to lớn rượu đỏ lanh tàng quý, còn có cái cực lớn tủ rượu các loại rượu ngon trưng bày đều là một ít dùng thủy tinh bình chứa quý báo rượu tây về phần quốc sản a ngoại trừ một bình rõ ràng nhiều năm đầu mao đài bày ở trong ngăn tủ còn lại cái gì ngũ lương dịch cùng đồng dạng mao đài chỉ có thành dương bày ở trên đất tư cách lại hướng phía trước mới là phòng khách ước chừng có năm mươi đến mét vuông chia làm hai cái khu vực một bên bày biện tivi cùng ghế sofa một bên bày biện ghế mây cùng cái bản mặt trên còn có một bộ không biết chất liệu cờ tướng bày biện phòng khách đối diện là phòng ăn nút lấy 12 hai người bàn tròn lớn cũng sẽ không lộ ra chen trúc lại hướng bên trong là phòng bếp chí ít cũng phải có cái mười cái bình phương ở giữa còn có cái bàn điều khiển phía dưới là một thể thức tủ lạnh mà phòng ăn mặt khác là bảo mẫu phòng xem hết lầu một trần tấn mới dẫn hai người quay đầu đến tủ rượu bên cạnh từ trên thang lầu lầu hai có thể nhìn ra lầu hai vốn nên nên có năm cái gian phòng chỉ bất quá có thể là bởi vì người ít cho nên chỉ lưu lại một cái tiểu nhân coi như phòng tập thể thao mặt khác bốn cái gian phòng bị đả thông thành hai cái đều từ phòng khách cùng phòng ngủ tạo thành mỗi cái bên ngoài gian phòng đều có cái lớn ban công tia sáng rất đủ mặt phía bắc còn có cái cự đại sân thượng bày biện đu dây ghế dựa cùng mấy chương ghế nằm xem hết lầu hai lại đến lầu ba lầu cát phía trên là cái phòng làm việc mấy cái cự đại giá sách còn có rộng lượng bàn làm việc bày biện trên đỉnh mở ra cửa sổ mái nhà cuối cùng bọn hắn mới tới tầng hầm vẫn như cũng là một mặt tường rượu đỏ lại thêm bàn bóng bàn quầy ba chế băng máy móc cùng một bộ ghế sofa ngoài ra còn có mặt trượt bàn cùng lưng ném một lần nữa lên tới lầu một về sau từ phòng bếp cửa sau ra ngoài là một cái cự đại sân nhỏ Trần tấn mắt liếc một cái ít nhất phải có hơn ba trăm m vuông chỉ bất quá nhà này chủ thuê nhà không có làm bể bơi mà là đem bể bơi cho điền một bộ phận lại đào nói mương nước làm cái nước chạy hồ cá hồ cá bên trên là cái bắt rác thạch đình lại một bên còn trồng vô số hoa cỏ chân tấn nhìn một vòng trong lòng cảm thán cái này thủy tạ trang viên bên trong biệt thự có thể nói là chân chính hào trạch mà lại loại này hào còn không hề chỉ là chỉ phong ở bản thân mà là đại biểu cho thân phận cùng vòng tròn có thể ở lại đến nơi đây ngoại trừ tiền bên ngoài không có nhất định lực lượng sợ là đều không còn mặt mũi chuyển vào đến thái càn khôn cùng kỳ hút quang ngược lại là không có cảm giác gì rốt cuộc bọn hắn vốn là cái giai tầng này người thái càn khôn tại kim dương đại bản doanh phòng ở làm không tốt so cái này còn muốn lớn còn muốn xa hoa đâu nhưng là trần tấn lại là thật sâu cảm nhận được tiền tài đủ khả năng mang tới thoải mái dễ chịu cùng tiện lợi đem biệt thự này trước trước sau sau từ trên xuống dưới nhìn mấy lần về sau ba người cùng bảo mẫu nói lời cảm tạ đi ra ngoài trần tấn lúc này mới đối thái càn khôn hỏi thái ca bộ phòng này cảm thấy thế nào trang trí quá vẻ người lớn một chút không hứng thú thái càn khôn ngay thẳng nói trần tấn gật gật đầu ngược lại là kỳ húc quang hiếu kỳ hỏi đầy miệng bộ phòng này diện tích giá tiền là nhiều ít kiến trúc diện tích hơn sáu trăm m thực dụng diện tích nhà trước mặt dừng xe bãi tăng thêm sân nhỏ lại nhà tầng hầm lầu cát có thể có hơn một nghìn đi trần tấn lập tức đáp giá tiền là một năm ức ký hút quang gật gật đầu đối với giá cả không có phản ứng chút nào ngược lại là thuận thái càng không nói trang trí không tệ dùng tài liệu cái gì đều cực kỳ giảng cứu liền là phong cách quá vẻ người lớn nếu thật là mua lại khẳng định còn phải toàn phá hủy sửa chữa lãng phí không nói còn phải tốn ngàn thanh vạn trang trí không có lợi vậy chúng ta đi nhìn xem một bộ kế đi trần tấn nói ba người lại đến hai mươi bảy tòa ngoài cửa so sánh dưới cái này một cái biệt thự liền càng thêm không chịu nổi một ít ngay cả trang trí cũng không tính nhiều hào hoa, mà lại hộ hình cũng không biết làm sao bị chủ thuê nhà sửa đổi có chút khó chịu thất loan bắt quải. tối khôi hải chính là mỗi cái trên xà nhà đều treo một mặt bát quái kính trong phòng còn dán không ít chủ nghĩa phong kiến đồ chơi làm cho ba người không chút nhìn liền ra trần tấn báo cái một một ước ra cả cũng không thể để thái càn khôn có phản ứng gì trần tấn cũng biết hắn hẳn là một cái cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng tốt chủ thế là không nói gì tiếp lấy nhìn xuống đó lấy ba người đến bốn mươi chín tòa cũng chính là thủy tạ trang viên bảng số phòng sau cùng một tòa bất quá cũng chỉ là bảng số phòng mà thôi bởi vì thủy tạ trang viên cư xá toàn thân là một cái hình tròn bố cục cho nên bốn mươi chín tòa ngược lại là vị trí tốt nhất một tòa tòa bắc triều nam ngay tại thủy tạ trang viên quận chỉ bên trên mà lại đến cổng mới có thể phát hiện cái này tòa cách cục cũng khác biệt cái khác nhà đại môn nhiều tại mặt bên chỉ có cái này một tòa đại môn làm mở ở trong đó chính đối mặt phía nam có như vậy điểm trời tròn đất vương ý tứ trần tấn tiến lên gõ cửa lại ngoài ý muốn phát hiện đến mở cửa cũng không phải là bà mẫu mà là chủ thuê nhà bản nhân ngươi chính là tiểu trần a đến mang hộ khách vào đi chủ thuê nhà họ hoàng tên là hoàng hách hắn nhiệt tình kêu gọi ba người không cần thay đổi giày không cần thay đổi giày không có chuyện gì dứt lời liền dẫn ba người vào phòng trong phòng khách ngồi người trẻ tuổi nhìn qua 27 mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ chính cầm cái tờ ép tờ chơi lấy nhìn thấy có khách vào cửa hắn lướt qua cũng không chú ý mấy vị đừng thấy lạ đây là khởi tử hoàng hách cười giải thích nói sau đó lại quay đầu đối nhi tử không vui mắng âm thanh cút bên ngoài đi chơi không nhìn thấy có khách nhân sao chỉ bất quá hắn nhi tử lại là không thèm quan tâm ngược lại còn đem chân vểnh đến trên bàn trà tự lo chơi lấy, hoàng hách có chút không thể làm gì, lúng tung hướng mấy người cười cười. đối với loại này bị làm hư phú nhị đại, trần tấn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. hắn hiếu kỳ đối hoàng hách hỏi, hoàng tiên sinh, ngươi là âu thành người, không sai, làm sao tiểu trần ngươi cũng vậy sao? hoàng hách kinh hỉ nói, trần tấn lắc đầu, ta lên đại học thời điểm có không ít âu thành đồng học, có thể nghe ra khẩu âm của ngươi tới. bất quá ta cũng cách không xa, ta là sử thành người, chắc không được đâu. vậy coi như nửa cái đồng hương hoa, hoàng hách rõ ràng rất là hiếu khách, vội vàng móc ra thuốc lá đến tản ra trần tấn bốn phía nhìn quanh một vòng lại nhìn một chút thái càn khôn liền biết bộ phòng này nói không chừng có hy vọng bởi vì bộ phòng này cùng phía trước hai bộ cũng khác nhau tựa hồ là trang bị mới sửa qua giản âu phong cách còn có không ít trào lưu nguyên tố tại thế là hoàng hách dẫn bọn hắn bắt đầu tham quan về sau hắn liền hỏi hoàng tiến sinh ngươi phòng này là sửa chữa qua à? hoàng hách gật gật đầu năm ngoái mới trang trí vốn là chuẩn bị cho nhi tử ta làm phòng cưới ta tại trung tâm chợ đông giang trung cư còn có một bộ phòng ở liền không có ý định cùng hai tử ngủ cùng chỗ thái càn khôn chen miệng nói vậy ngươi tại sao muốn bán bộ phòng này đâu cái này trang trí ta nhìn cũng phải hơn ngàn vạn đập xuống a hoàng hách dừng một chút thở dài một tiếng trên mặt lộ ra một tia lo âu lại rất nhanh lại thu vào bắt đầu giải thích lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại truyền con chương một trăm chín mươi sáu người không đồng ý qua nki i giảm mà dùng hoàng hách vớt vớt đã có chút tạ đính tóc cười ngượng ngùng hai tiếng nói không dối gạt các vị nói ta nghề chính là tại âu thành thị mở thuộc gia nhà máy cách đây mấy năm hiệu quả và lợi ích cực kỳ tốt ta khi đó còn tại lâm châu thành phố mở phân xưởng phòng này liền là lúc ấy mua hắn tiếp lấy nói ra chỉ bất quá mấy năm này sinh ý khó thực hiện nha các ngươi cũng biết hiện nay đãi hàng lưới làm được lớn như vậy chúng ta thực thể nhà máy sinh ý rất khó làm mở một năm thua thiệt một năm về sau cũng chỉ có thể dựa vào vay duy trì vốn chỉ muốn sống qua một trận này liền tốt không nghĩ tới căn bản là chậm không quá mức tới cho nên bộ phòng này chỉ có thể trước bán đi chuẩn bị đem vay trước cho trả lại thái càn khôn cùng kỳ húc quang gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu âu thành thị vẫn luôn là sở nam tỉnh giàu có nhất một tòa thành thị bởi vì dám xông vào dám liệu lại thêm đoàn kết hỗ trợ cho nên âu thành ra vô số dân doanh sĩ nghiệp ra kia là tại toàn thế giới đều nổi danh nhưng trước khác nay khác từ khi năm 1999 đại hàng lưới khởi đầu về sau, cho tới bây giờ đã đã phát triển thành sở nam tỉnh chiêu bài tập đoàn, nó lịch sử phát triển cơ hồ liền là trong nước internet phát triển kinh tế sử ảnh thu nhỏ đồng dạng. Giống hoàng hách dạng này thực thể kinh tế kẻ kinh doanh, nhận được giả lập kinh tế xung kích về sau, không gượng dậy nổi ví dụ không phải số ít. Nhất là Âu thành thị vốn là tiểu thương phẩm gia công căn cứ, ảnh hưởng liền càng rõ ràng hơn. Nói xong, hoàng hách phất phất tay, miễn cưỡng cười vui nói, không đơn thuần là ngôi biệt thự này, làm không tốt đông giang chung cư phòng ở, sang năm cũng muốn bán mất. Ai, làm sĩ nghiệp khó nha hắn kiểu nói này thái càn khôn ngược lại là không phản ứng gì kỳ húc quang thì là có chút thổn thức nói hoàng lão bản lưu được núi xanh không sợ không tuổi lớp mà lao thái ngươi nhìn phòng này như thế nào đây hắn đôi thái càn khôn hỏi thái càn khôn gật gật đầu trang trí không sai hộ hình cũng không tệ rất tốt đi trong viện nhìn kỹ hắn nói đi hoàng hách gật gật đầu dẫn mấy người xuống lầu từ phòng khách đi hướng trong viện cái này một mực chỉ lo chơi đùa hoàng hách nhi tử không khỏi ngẩng đầu như mày thần sắc có chút không hiểu sân nhỏ diện tích không nhỏ có ba trăm mét vuông tả hữu bị tu sửa thành một cái tiêu chuẩn hình chữ nhật dựa vào cạnh cửa đi phía trái là một khối bảy chữ hình mặt cỏ bên phải một khối lớn địa phương thì là lót một sàn nhà phía trên bảy biện ghế đu cùng ghế nằm thái càn khôn kỳ quay nói hoàng lão bản làm sao các ngươi không có bể bơi sao có hoàng hách cười nói lúc ấy phòng này là dựa theo nhi tử ta ý tứ tới lắp đặt thiết bị bọn hắn người trẻ tuổi thích chỉ bất quá nơi này thảm thực vật nhiều bể bơi rất khó phản ứng cho nên liền che đậy một chút nói hoàng hách đi tới cửa một bên hướng trên tường một cái cùng loại với trung ương điều hòa không khí hộp điều khiển tivi địa phương để lên ngay sau đó khối kia một sàn nhà khu vực liền bắt đầu có rút lại theo một lát co vào chống chất lộ ra xuống mặt tre đóng bể bơi mà những cái kia một sàn nhà thì là có một bộ phận lộ ra phía ngoài vừa vặn thả xuống được đu dây ghế rửa cùng ghế nằm tiểu bàn trà loại hình vật hiện tại là mùa đông cho nên không đường bất quá cái này bể bơi cũng là có thể không ấm thật muốn dùng có thể đem nhiệt độ nước làm nóng đến ba mươi độ tả hữu hoàng hách giải thích nói Và, cái này mới mẹ a à. thái càn khôn kinh ngạc nói lấy ra thế của hắn đối thiết kế như vậy đều cảm thấy ngạc nhiên và phần hoàng hách thở dài quay đầu ngắm nhìn cũng đang theo bên này nhìn quanh nhi tử chậm rãi nói đừng nói nữa lúc ấy là nhi tử ta kiên trì muốn làm như thế cái bể bơi đừng nhìn nó không nhiều lắm chọn bộ chạy bằng điện ấm không hệ thống đều là từ nước ngoài nhập khẩu tới riêng này điểm liền xài hơn trăm vạn mấy vị bên trong ngồi đi hoàng hách kêu gọi lại dẫn bọn hắn trở lại phòng khách ngồi xuống mà con của hắn cũng không chơi trò chơi nữa mà là cao mày nhìn xem bọn hắn thái càn khôn vào chỗ đối trần tấn hỏi tiểu trần chủ thuê nhà báo giá a trần tấn nhìn một chút hoàng hách gặp hắn gật gật đầu vì vậy nói một tám ư nghe xong thái càn khôn cùng kỳ hốc quang gật gật đầu cũng không cảm thấy quá phận Rốt cuộc nhà vị trí, trang trí cùng cách cục bày ở cái này, Thái Càn khôn kỳ thật trong lòng là rất hài lòng. Chỉ bất quá một, tám mức giá cả, cho dù là hắn cũng cảm thấy mười phần mạnh tay. Như thế món tiền tài lớn đã không phải là hắn tùy tiện có thể triệu tập, nhất định phải thông qua phụ thân hắn. Cũng may kỳ Húc Quang cũng tại cái này, cho dù là coi như đầu tư cũng tốt, có kỳ Húc Quang tán thành, phụ thân hắn trên cơ bản đều sẽ đồng ý. Thế là hắn hướng kỳ Húc Quang nhìn một chút, kỳ Húc Quang hiểu ý, mở miệng nói, Hoàng lão bản, phòng ở quả thật không tệ, ta cũng rất có mục đích, chỉ bất qua cái giá tiền này phương diện, chúng ta có thể hay không lại thương thảo một chút hoàng hách vừa định mở miệng một mực cao mày lạnh nói đứng ngoài quan sát nhi tử bỗng nhiên xen và hỏi cha ngươi muốn bán là ta bộ phòng này không được ta không đồng ý ngươi không đồng ý hoàng hách lập tức giận tím mặt nói cái gì nhà của ngươi giấy tờ bất động sản phía trên nhưng còn là của ta danh tự ngươi không đồng ý quản cái dám dùng ngươi sẽ không bán đông giang trung cư a không phải bán đông giang mới thành bộ kia vào tầng làm gì đem chủ ý đánh tới ta phòng cưới phía trên con của hắn so hoàng hách còn kích động hơn đứng dậy chất vấn phụ thân của mình hoàng hách sắc mặt tâm trầm lạnh giọng nói ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết đông giang mới thành phòng ở đã bán mất chờ ngôi biệt thự này bán đông giang trung cư phòng ở cũng như thường để bán ta mặc kệ dù sao ta là sẽ không dọn ra ngoài con của hắn hừ một tiếng cả người nằm vật xuống ở trên ghế salon tức giận lên ký húc quang nghĩ nghĩ hỏi hoàng lão bản làm sao cùng người trong nhà còn không thương lượng xong a hoàng hách vội vàng tích tụ ra tươi cười nói mấy vị đừng thấy lạ ta này nhi tử từ, từ nhỏ bị ta làm hư không có giáo dục chúng ta trò chuyện chúng ta giá phòng phương diện nha phải không ngơi ra cái giá ta suy nghĩ một chút ký húc quang nghe vậy Cùng Thái Càn không nhìn nhau một chút, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được. Trần Tấn thay thế, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Hoàng Hách chủ thuê nhà tin tức sẽ quỷ dị như vậy. Vừa rồi Hoàng Hách dẫn bọn hắn tham quan thời điểm, hắn liền dùng hoạt điểm dạ đã nhìn qua Hoàng Hách tin tức. Chủ thuê nhà, Hoàng Hách, điện thoại, một trăm ba mươi tám, tâm lý giá cả, một tám ức, giá cả hạt cuối, một ba ức, bán phòng, cực kỳ mãnh liệt, tài chính công dụng, tăng lớn xí nghiệp internet marketing đầu tư, mặt khác mua sắm phòng úc Từ hoạt điểm dạ đã tin tức biểu hiện đến xem, Hoàng Hách cũng không có giống hắn nói tới đến như thế dựa vào vay miễn cưỡng duy trì xí nghiệp tương phản hắn đã sớm ở tay tiến hành mình xí nghiệp internet marketing chỉnh đốn và cải cách hắn sở dĩ muốn cùng hộ khách nói như vậy chín thành chín khả năng là diễn cho con của mình nhìn nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy trần tấn cao mày hiện tại trạng hướng này ở trước mặt lời gì đều không tốt hỏi thế là hắn mở miệng nói hoàng lão bản dù sao cũng là hơn một cái ước mua bán hộ khách khả năng cần thương lượng một chút phải không để hộ khách đi ra bên ngoài thương lượng một chút a à, a đúng đúng hoàng hách vội vàng đáp hai vị nếu không tới thư phòng ngồi một chút đi ký húc quang cùng thái càn khôn đang giàu ở trước mặt có mấy lời khó mà nói đâu cũng liền thuận trần tấn rời bước đến thư phòng nhưng là trần tấn lại lưu tại phòng khách cùng hoàng hách dì thay một câu cùng hắn cùng một chỗ đến trong viện lấp lánh chuyện cuồn vật bởi huyền lịch ở tại chuẩn con.